Vô thượng luân hồi chi môn, triệu bân. Tập 111 chương 2028, ra mặt dày. Để ta nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu nội tình. Vốn không muốn cùng ngươi dây dưa, bức ta bão nổi a à. Sinh tử xem nhẹ, không phục liền làm. Triệu bân đối với thánh ma đại chiến, lại một lần kéo ra huyết sắc màn tre. Thế giới khác không phải cấm khu, lại bị hai người, đánh thành rồi một phiến cấm khu, quan sát tinh không, lọt vào trong tầm mắt đều là xé rách lôi đình cùng thiểm điện, có pháp tắc xen lẫn, có thần quang bay múa, càng có thi sơn cùng huyết hải dị tượng, nghinh không diễn hóa, mỗi đạo như vầng sáng đổ xuống uy lực còn lại, đều là hủy thiên diệt địa đấy. Chiến. Triệu Bân khí huyết bốc lên, vô cùng chiến ý hoành phô bát hoang. Thánh ma cũng cường đại đáng sợ, Ngụy Thiên đạo chi lực phách liệt đến cực điểm. Phốc. Sạc sạc. Đại chiến vô cùng thê thảm, chỉ là 10 hiệp, máu tươi liền ánh đầy thương không. Triệu bân tại đẫm máu, nhục thân tại mục nát, bị hủy đi thất linh bát lạc. Thánh ma cũng không tốt đến đi đâu, hắn dựa vào làm ngạo ngụy thiên đạo khu xác đánh lên vĩnh hằng thể công phạt, lại nhịn không được tan vỡ, đó là càng đánh càng kinh hãi, nghiêm trọng đánh giá thấp vĩnh hằng thể đấu chiến tâm cảnh cùng nói cảm ngộ. Đoạn tuyệt với nhân thế, không có nghĩa là không có quần chúng. Như Vũ Ma, chính là một trận chiến này người chứng kiến đã thấy nhiều hủy diệt quang hỏa, nàng đã dung nhan thất sắc, triệu bân mạnh, lại một lần vượt qua nàng khiếp sợ điểm mấu chốt, đó là thượng thương thăng nói trước thân thể A. Tuyệt không phải bình thường đế thần, bản thân liền có vượt cấp kích sát trí tôn nội tình, mặc dù tại tiên giới gặp không may áp chế, đó cũng là đính thiên tồn tại. Bây giờ, đối địch thiếu thần cấp triệu bân, hẳn là liên tiếp đẫm máu. Nói đến thượng thương, xem cuộc vui tâm tính, vẫn như cũ rất chỉnh tề trung quy, thánh ma là thiên đạo một cái từng dùng qua thân thể. Cùng thiên đạo nhắc lên quan hệ tốt, bọn họ liền hỉ xem cái này náo nhiệt. Thương thiên, thân thể bị đánh, người cũng xấu hổ. Gần đây tâm tình không tốt, chớ ép lão phu chửi mẹ. Tối tăm trong mà nói, xa xôi cũng phiêu miểu, thế gian không nghe được. Thượng thương cũng không trò chuyện a, à, cầm đồng đội trêu đùa cũng là thường ngày thao tác. Công thành, là một cái việc tốn thể lực nhi. Công không được, vậy thì tổn thương tỳ thận rồi. Thần Minh Hải Chiến Hỏa, diễn chính là như vậy tên vở kịch. Thiên cục, biến hóa vô tận, trí tôn thành, phòng thủ kiên cố. Đầy trời thần ma cần cù không biết oanh rồi bao nhiêu thiên, xứng sở không có oanh mở, hao tổn thần lực khô kiệt không nói, cũng đều nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, đến lúc này khắc, nhiều hơn phân nửa trí tôn, đều có quắp ngồi ở đám mây, xem thiên cục con mắt, cũng là màu đỏ tươi tới cực điểm, tòa thành này, kim cương bất hoại sao. Lão nạp đêm xem thiên tượng, còn có nhất nhật, chí tôn thành tất phá. A à, La Phật Tôn bảo tướng Trang Nghiêm, tường hòa lời nói vang đầy thần minh hải. Chưa có thần phản ứng đến hắn, hoặc là nói, đều thành thói quen, bởi vì này lời, A à La Phật Tôn mỗi ngày đều có cằn nhằn một lần, mà lại mỗi trở lại đều nói nghiêm trang, có thể ngày qua ngày, cái này đại đạo thiên cục có bị phá mở dấu hiệu. Đương nhiên, chúng thần sở dĩ nén giận, cũng không hoàn toàn là bởi vì thiên cục vẫn là bởi vì mấy cái bao công đầu nhi, cũng chính là cấm khu chi chủ. Nhìn cái kia từng cái một đấy, khẩu hiệu đều hô vang dội nhưng từ đầu đến cuối, đều lão vọng buông cần, ngẫu nhiên ra tay một lần, cũng là hời hợt công phạt, ngược lại bọn họ cái này một đại giúp kẻ khuôn vác, lũy cùng cầu tựa như. Vất vả nhiều ngày, chúng ta nhất quyết không thể công thiệt thòi tại bại. Tiên tôn tiếng quát âm vang, cái thứ nhất phung kiếm, chỉ phía xa thiên khung. Cái khác tứ đại cấm khu chi chủ, cũng đều tế ra rồi bản mệnh thần lực. Bao công đầu sao, thỉnh thoảng làm làm gương mẫu, rất có thiết yếu đấy. Yểu siêu không sót mấy chúng thần, lại tới tinh thần, trước nuốt một thanh đan dược, liền từng cái một trùng thiên mà lên, hoặc chấp trường sát trận, hoặc thúc giục bản mệnh thần khí, đem một loại có vẻ như thấy chết không sờn tinh thần, diễn tặc hình tượng. Oanh, phanh, hôn ám thần minh hải, bởi vì chúng thần hùng lên, lại sấm sét vang dội. Oanh tiếng như chuông tang, nói âm như táng ca khúc, đều là làm hủy diệt vang vọng. Ân, có này quyết tâm, thần triều yên ổn có thể không phá. Bên ngoài chàng quần chúng cũng là có nghị lực, liền muốn xem cái kết cục. Nếu có được thấy một trận thần ma đại chiến, này sinh cũng không uổng. Làm a. À? Chí tôn trên tường thành, rất nhiều gọi tiếng hô, già trẻ đều có. Đại đạo thiên cục không chỉ là phòng ngự, còn có công phạt đại trận. Chỉ bất quá, khai chiến đến nay, bọn họ cũng không từng vận dụng mà thôi. Thời cơ chưa tới. Đại quản gia thủy thần vuốt râu Rear động tác, trước sau như một tiêu chuẩn. Lúc này mới nơi nào đến đấy a, à? chờ đợi chúng thần đều lũy thành chó, lại gọi không muộn. Phốc, thế giới khác kim sắc huyết quang, so tinh hỏa vẫn là lộng lẫy. Là triệu công tử bị chém, thần khu lại một lần bị đánh bể. Lại, vì cái gì nói lại, bởi vì khí lực đã được hủy đi mấy hồi rồi. Đối diện, thánh ma tắc lung la lung lay. Kiệt lực nói dốc tự thân khuôn mặt, lão thoại có nói, đánh người không phải vẽ mặt, có thể vật nhỏ này, có vẻ như không nói võ đức, từ mở chiến, không biết đối với hắn gương mặt này, thả bao nhiêu đại chiêu. Tiền bối chi ra mặt, thật tích dày. Triệu công tử một câu thâm trầm, xong việc nhi lại xoay người thổ huyết. Vẽ mặt, cũng cái kỹ thuật sống, nhắm chúng là tốt rồi, ngắm không được cũng không sao, nhiều đánh vài lần dù sao vẫn có thể nghe được đùng đùng thanh âm, nhưng hôm nay, hắn là gặp phải đối thủ, vốn dĩ da mặt dày cũng là một loại cảnh giới, như thánh ma như vậy kháng đánh đấy, thật lần đầu gặp mặt đã trúng nhiều như vậy đại chiêu, xứng sở không có làm hỏng. Triệu bân, người chọc giận tới ta, thánh ma trước mắt bạo ngược chi quang. Sở dĩ đâu triệu bân nói qua, không quên dòm ngó thế giới khác càn khôn. Cũng không thể bị nhốt tại đây, phải tận mau đi ra, phải đem diệp đại tàu tìm trở về. Oanh! Thánh ma thần khu run lên, có ma quang từ đỉnh đầu sông tiêu. Tùy theo, hắn hình thái đại biến, mi tâm khắc ra cổ xưa thần văn, hai mắt cũng biến giống nhau lưỡng hắc lỗ thủng, khí lực chi thương ngân, đều trong nháy mắt phục hồi như cũ, còn có cuồn cuộn thần lực, tắc nhiều hơn một cỗ bất diệt ma trướng. Cực cảnh triệu bân từ tinh không thu con mắt, lông mi trao lên. Phải, cho hắn làm phát bực rồi, lòng uyên nó ba không khỏi ho khan. Không chết không thương, bất hủ bất diệt a à. thế gian bá đạo nhất trạng thái. Triệu bân cũng ngoài ý muốn, đánh người mặt không sao cả, cho người đánh ra cái cực cảnh. Sát, thánh ma gào thét, như cái thế ma thần, mang theo cuốn thao thiên ma chướng mà đến. Mở cực cảnh chính là không giống nhau, toàn bộ tinh không, đều bởi đó lay động. Chiến, triệu bân ánh mắt như đuốc, một tiếng giống, trực tiếp đem bức cách kéo căng. Vũ ma thấy chi, không khỏi run sợ, ra hỏa này muốn cứng rắn cương cực cảnh không thành. Nhưng, triệu công tử phía sau thao tác, lại chọc khóe miệng nàng quất thẳng tới xúc chạy, cái đồ kia chạy, đỉnh lấy cái vòng sáng nhi, chạy hướng về phía tinh không ở chỗ sâu trong. Hí tinh A. Vũ ma không khỏi hít sâu một hơi. Nói mò, cái này gọi là chiến lược tính chất rút lui. Triệu bân thần thái, rất tốt giải thích rồi lời nói này. Cực cảnh A, đánh không chết trạng thái, não tàn mới chết dập đầu. O, O, N, G. Thánh ma vung tay vung lên, đao mang vắt ngang tinh không. Triệu bân một bước chưa có chạy ổn, nguy hiểm bị một đao sinh bổ. Phía sau một màn, đặc biệt máu tanh, triệu công tử bị đánh, mặc hắn chiến lực nghịch thiên, mặc hắn tâm cảnh vô địch, cũng không chịu nổi thánh ma thần thông cuồng oanh loạn tạc, thân thể bị hủy đi thất linh bát lạc, thật thân cũng bị đánh ních mục nát không chịu nổi, trái lại thánh ma, khí lực nội cùng ngoại, nửa phần tổn hại cũng không có, chỉ vô tận ma lực, cuồn cuộn không dứt Cái này, chính là cực cảnh, vô luận bản nguyên thần lực, cũng hoặc nội tình đạo tắc, đều cực tẫn thăng hoa, vốn là lực lượng ngang nhau một trận chiến, có thể đánh cái người tới ta đi, vẫn là một phương bỗng nhiên mở ra như thế cái thần cấp treo, từ là tuyệt đối nghiền ép, triệu bân lúc này chính là chỗ này giống như tình cảnh, bị đánh vô lực trở mình. Diệt! Thánh ma đứng lặng hư vô, che trời đại thủ, ầm ầm che đậy rơi xuống. Triệu bân lại bị thương, bị to lớn trưởng uy áp một bước lảo đảo. Cho ta lên! Triệu bân khí huyết như hỏa thiêu đốt, cực tẫn sông tới cửu thiên. Làm sao, thánh ma đại thủ nặng như núi cao, khó mà dung chuyển. Tuyệt vọng sao? Thánh ma lăng thiên quan sát, thật có phần có mấy phần thượng thương uy nghiêm. Đáp lại hắn đấy, chính là cốt cách đứt gãy làm cho tạo ra tiếng răng rắc vang. Triệu công tử thần khu, lại băng rồi, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều tại đây ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt, bị hủy thành rồi thịt nát nát cốt, như thánh ma nhiều hơn nữa như vậy vài phần lực đạo, thật thân cũng có thể cho hắn đánh bể ở đâu có áp bách, chỗ nào liền có chống lại. Nguy cơ trước mắt, cái kia mục nát khí lực, có thần kỳ chi lực hồi phục. Chính là hắn cốt khu, đã trúng cực cảnh áp chế, thần lực khai quật. chương 2029, cứng rắn chiến cực cảnh. Oanh, cốt khu lực lượng bộc phát, triệu công tử trong nháy mắt hùng lên. Thánh ma trưởng uy, lại ép không được hắn, bị nhất kích phá tan, liền đới thánh ma, cũng bị đẩy lui nửa bước, trong mắt lại nhiều một chút kinh ngạc, kinh ngạc triệu bân cốt khu, cũng kinh ngạc triệu bân nội tình, tiểu tiểu nhất thiếu thần, cái kia căn cơ mạnh, sợ là liền đồng cấp vĩnh hằng thủy tổ, đều theo không kịp. Rất tốt, thánh ma không giận ngược lại cười, trong mắt càng nhiều nồng nhiệt tinh quang. Thằng nhãi con này, quả thực cho hắn quá nhiều kinh hỉ Không sao, bất luận cái gì lực lượng tại cực cảnh trước mặt, đều là trang trí. Tạ ơn tiền bối quà tặng. Triệu bân oanh một bước đứng vững, xua tán đi mục nát chi lực hắn đúc lại rồi khí lực, toàn thân đều nở rộ rồi lộng lẫy quang mang, màu hoàng kim khí huyết, cũng ở đây cái trong nháy mắt, khuấy động ra to lớn hào hùng chi lực. Chiến, hắn không chạy trốn tiếp, một đường công lên cửu thiên. Muốn cùng cực cảnh chết dập đầu, tối thiểu phải có đồng đẳng lực lượng. Mà nay, hắn liền có như vậy lực lượng, cũng chính là cốt khu giao phó thần lực của hắn, phối hợp vĩnh hằng tuyệt cảnh cùng vạn pháp trường sinh quyết, không hẳn không thể cùng cực cảnh làm một cuộc. Không biết lượng sức, thánh ma cười lạnh, phô thiên cái địa ma trướng, che mất càn khôn. Tinh không bởi vì hắn mà run rẩy, cực cảnh pháp tác thành lôi đình thiểm điện xé rách. Oanh, phanh, đại chiến ngừng chỉ là ba năm trong nháy mắt, lại lên chấn thiên ẩm vang. Triệu bân chống đỡ ra vĩnh hằng tiên vực, thánh ma diễn mở minh mông ma thổ. Hai phe đại thế giới, một đông một tây, đụng long trời lở đất, mỗi có một lần va chạm, cũng như thái dương nổ nát vụn, đổ xuống vầng sáng, là nó hủy diệt uy lực còn lại, che tận thế sắc thái, vô hạn hoành phô thế giới khác, thôn diệt rồi một khỏa lại một viên tinh thần. Cho ta, hủy diệt. Thánh ma tiếng quát nhiều anh lôi, một trường hoành đẩy vĩnh hằng tiên vực. Triệu bân gặp không may gì tượng cắn trả, nửa bên nhục thân đều nổ thành bùn máu. Tại đây, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn tiến công, một cước đạp vỡ rồi minh mông ma thổ. Sát, chiến, hai người một đường làm tới rồi thương miểu nhất đỉnh, mở bí thuật đối oanh ngửa mặt lên trời xem, đâu còn nhìn nhìn thấy người, tất cả đều là đao mang kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh, oanh phô thiên cái địa, dù là vẩy ra máu tươi, cũng ở đây rủ xuống ở bên trong, hóa thành lôi cùng điện, lẫn nhau bổ chém, không phải đem đối phương chảm diệt không bỏ. Cứng rắn, cứng rắn chiến cực cảnh thiên trương sao. Vũ ma ngọc khẩu khẽ nhếch, lại dung nhan biến sắc. Đúng, chính là cứng rắn chiến, họ chịu người nọ, toàn bộ đều cháy rồi, đối mặt không chết không thương, lại đánh chính là so thánh mà càng cường thế, từ mở chiến, liền không nửa phần phòng ngự, có chỉ là công phạt lại công phạt, vô địch tâm cảnh, sáng tạo ra hắn vô địch khí thế, hắn không phải cực tẫn thăng hoa, lại hơn hẳn cực tẫn thăng hoa. Cái này, bị chân áp tại vĩnh hằng giới ám hải thiên tôn, lúc này cũng tỉnh ngủ, mắt thấy một màn này, toàn bộ người đều bối rối. Đó là thánh ma sao vĩnh hằng thể sao cùng hắn làm lên. Cái kia là bất tử bất diệt cực cảnh sao, triệu bân điên rồi không điên không thành đạo cái này chính là triệu bân phát ra từ linh hồn gào thét thật sự là hắn điên rồi cũng triệt để giết đỏ cả mắt rồi thời khắc đều đang thiêu đốt vùi thọ lấy tiếp tế dùng một phần tắc thiếu một phân cốt khu lực lượng đó là hắn cứng rắn làm cực cảnh vốn liếng nói là lấy mạng tại vừa cũng không chút nào quá đáng ừng ực chớ nói vỗ ma liền ám hải thiên tôn cũng không khỏi nuốt nước miếng người nào đó thật là không tiếc mệnh a à. lúc này mới thời gian trong nháy mắt liền hao tổn rồi nghìn năm thọ nguyên, tuy là tu vĩnh sinh chi đạo, cũng không chịu nổi hắn như vậy hiến tế a. À. Hắn, cái gì quái thai? Thánh ma hắc động con mắt, tàng đầy vô tận khiếp sợ. Hắn là khó có thể tin nơi nào, hắn đường đường đế thần, mà lại vẫn là mở cực cảnh, vô luận tu vi, vẫn là trạng thái, đều ưu thế chiếm hết, lại bị một cái tiểu thiếu thần, đánh lên rồi phản xung phong, chiến đến lúc này khác, khí lực bị luân phiên đập vỡ không nói, vẫn là nhiễm nhiên đã có một loại, như thế nào đều không vững vàng trận cước tư thế ta không tin thánh ma lôi đình tức giận tại phẫn nộ gào thét trong hùng lên lại cứng rắn đánh trở về một đao tung hoành cửu thiên hủy đi triệu bân thần khu nhất kiếm hoành quán hoàn vũ trọng thương cái kia nguyên thần thậm chí tam lưỡng hiệp giữa suýt nữa đem triệu bân đưa đi đến triệu bân đúc lại huyết cốt lại nghênh đón thiên đỗi rồi đi lên hỏa vẫn còn đốt đó là chiến ý cũng là mệnh đốt ra vô tận tinh khí bất luận toàn thân huyệt vị phun ra nuốt vào, đem chiến chi đạo chỉ, đốt so thái dương càng trói mắt. Huyết chiến, chân trụi trắng trợn huyết chiến. Thánh ma chân thân kim cương bất hoại, như thế nào đều đặt xuống không ngã. Triệu bân cũng là đánh không chết tiểu cường, càng đánh càng hăng mạnh. Đây là đánh nhau. Sợ không phải liều người nào treo nhiều. Vũ ma cùng ám hải thiên tôn nghĩ muốn nói, cũng tại không nói lời nào. Thánh ma khí huyết không phải kiệt, triệu bân có tuổi thọ hiến tế, Thánh ma có ngụy thiên chi lực, triệu bân có tiền bối quà tặng. Thánh ma bất tử bất diệt, triệu bân có tuyệt cảnh cùng trường sinh quyết. Nhất cọc cọc, từng kiện từng kiện, hai người sừng sốt làm ra chẳng phân biệt được sàn sàn nhau nội tình. Sát diệt vĩnh hằng thể, ám hải thiên tôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn có giác ngộ, vô luận rơi vào trong tay ai, đều chạy không thoát một cái chết. Như thế, vậy liền kéo cái đệm lưng đấy, họ triệu người kia, liền rất hợp thích đều là tù nhân vũ ma so với hắn thấy được mở thánh ma thắng nàng hẳn phải chết đấy triệu bân thắng sao nàng có lẽ còn có sống sót cơ hội cùng lắm thì nhiều làm mấy lần con tin quá thật sự không được vậy liền gia nhập thần triều đợi mấy ngày liền trượt về nhà mẹ đẻ ân thần khư đề cập thần khư cử thế thần thoại đã đi vào ghép nhà nhi rồi khó được đến một chuyến không được cho người mang điểm đặc sản nơi nào thần phù, đều là thần phù, một chương một chương bãi chỉnh tề, có thể xếp thành một tòa 8.000 trượng cự nhạc, mặc dù không gây thương tổn thần khư căn cơ, nhưng nhất định có thể cho nhà hắn phần mộ tổ tiên, nổ cái ngọn nguồn nhi hướng lên trời. Trộm ra, phải có trộm ra giác ngộ. Không chỉ thần khư có phần mộ tổ tiên, cái khác tứ đại cấm khu cũng có. Nàng là công bằng công chính đấy, tất nhiên an bài rõ ràng. Ba ngày ba đêm, không chỉ là trên giường gió tanh mưa máu, ba ngày ba đêm, cũng có thể là hai cái đại lão già yêu nhau tướng sát. Tựa như triệu bân cùng thánh ma, liền chính nhi bát kinh làm ba ngày ba đêm. Cực cảnh rất bền bỉ, nhưng vĩnh hằng gia nhân tài, có vẻ như cũng là kháng đánh giới một tòa tấm bia to. Nguyên nhân chính là hắn kháng đánh, mới cho thánh ma chỉnh cực độ hoài nghi nhân sinh. Đến lúc này khắc, hắn cực cảnh đều nhanh tản đi rồi, đối diện cái đồ kia, lại vẫn ngật đứng không ngã. Tán, nói tán liền tán lại một kích cứng rắn tiếc hai người đều hoành lộn ra ngoài chưa kịp rơi xuống thánh ma liền lui về rồi nguyên bản hình thái khí lực huyết cốt đầm đìa đối diện triệu bân cũng là ngang nhau thê thảm một trận chiến này hắn đã tiêu hao hết cốt khu lực lượng một trận chiến này tuổi thọ của hắn cũng gần như khô kiệt xem cái kia tóc đen đã là trắng như tuyết diện mạo cũng nhiều lão thái cực kỳ giống một cái tuổi xế chiều lão nhân hắn già nua không phải gầy yếu mà là một loại vô thượng uy thế. Ít nhất, tại vũ ma cùng ám hải thiên tôn xem ra, dọa người không thể lại dọa người. Từ xưa đến nay, gia hỏa này sợ là đệ nhất cái vượt cấp cứng rắn chiến thực cảnh. Mà không chết người, cái này ba ngày ba đêm, đánh chính là thánh ma hoài nghi nhân sinh, cũng xem bọn họ phá vỡ nhận thức. Lão đại, Long Uyên hô kêu một tiếng. Không sao, triệu bân lảo đảo một bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Ta nói qua, người không thắng được bổn tôn tinh không ở chỗ sâu trong, truyền đến âm trầm tiếng cười. Chính là thánh ma, đã đạp thiên mà quay về, đi lại ở bên trong, hắn hình thái tại biến hóa, lại từng giọt từng giọt đấy. Biến trở về rồi cực cảnh trạng thái, cuồn cuộn ma trướng, lại thành biển cát giống như mãnh liệt. Ngoà tào, cái này quá mức, Long Uyên ông ông thẳng run. Có thể tự do mở ra cực cảnh, triệu công tử cũng sừng sốt một chút. Hắn cuối cùng minh bạch, thánh ma vì cái gì vạn cổ không hóa rồi thiên đạo đã từng là khu xác quả nhiên có nghịch thiên đặc quyền mà cực cảnh chính là thánh ma nhất hùng hậu căn cơ mà ngay cả mở hai lần cực cảnh cái này làm sao có thể vũ ma thần sắc ngơ ngẩn trong mắt tràn ngập rồi vô tận nghi hoặc thánh ma là bực nào tồn tại nàng sớm biết như vậy thánh ma có thể tự do mở ra cực cảnh nàng cũng biết có thể mở cực cảnh là có thời hạn đấy ít thì giam ba tháng nhiều thì bảy tám năm dù là ít nhất cực hạn cũng không khớp a hắn tế ra 8 vạn năm tuổi thọ, ám hải thiên tôn ung dung nói. Vũ ma nghe, một hồi lâu không có ngôn ngữ, chỉ mạnh hít một hơi. 8 vạn năm tuổi thọ, người nhà sẽ không sợ không để ý nhi nhập thổ vi an sao. Audio điện tử võ tấn bền chương 2030, có đánh hay không đâu. ầm vang, u ám thế giới khác, một phiến sấm sét vang dội là thánh ma uy áp quá mạnh mẽ, sông tới rồi càn khôn. Đồng gặp sông tới đấy, còn có già nua không chịu nổi triệu bân, trước kia cứng rắn chiến cực cảnh, hắn đã tổn thương đầy đủ thảm, như vậy gầy yếu, đâu còn đính đến được uy thế. Lần này, ngươi lấy cái gì đến chiến? Thánh ma ô cười, so lệ quỷ càng sừng sững. Vì mở này cực cảnh, hắn tế ra 8 vạn năm tuổi thọ, không làm cái khác, liền làm chấn áp triệu bân, so sánh với nguyệt thần đồ nhi, 8 vạn năm tuổi thọ không coi vào đâu, quay đầu ngủ nhiều vài năm, ăn nhiều chút đan dược, dù sao vẫn có thể bổ trở về tiền bối tốt quyết đoán, triệu bân nhẹ nói, khóe miệng tràn đầy huyết không ngừng. Tuyệt vọng sao vẫn là lời nói này, thánh ma mang theo giữ tợn cười. Như vậy muốn đánh, vãn bối hôm nay cùng ngươi đánh thông khoái. Triệu bân lạnh lùng nói. Rớt lời, liền thấy một đạo lộng lẫy quang mang, từ hắn đỉnh đầu sông tiêu mà lên. Tùy theo, liền thấy cái kia tóc trắng hóa thành kim sắc, tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, là cái kia mi tâm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khác ra một đạo cổ xưa thần văn, bởi vì thần văn khắc họa, hắn huệ oải khí thế, lại một đường đối tới rồi đỉnh phong, còn có khô cạn thần lực, cũng ở đây cái trong nháy mắt tùy ý cuồn cuộn. Cái đó là luân hồi khế ước. Thánh ma thầm nghĩ, liếc mắt một cái liền nhìn ra triệu bân lực lượng ngọn nguồn. Sớm nghe nói về triệu bân chính là chuyển thế giả, ngày xưa thần thành một trận văn đấu đánh cờ, vẫn là đấu thất bại thần khư chi tử kiếp trước thất tuyệt ma quân, không ngờ, tiểu tử này lại cũng có thể như thần khư chi tử, có thể tự do mượn kiếp trước chi lực, vẻn vẹn mượn tới lực lượng cũng như này bá đạo, nếu thật thân hàng lâm, nên có nhiều khủng bố. Là ai? Tôn thần nào? Hắn không hiểu, trong lòng của hắn cũng không khỏi đặt câu hỏi, muốn một đáp án. Trên lịch sử có thể xếp được với danh hào đính thiên đại thần, hắn cơ bản đều gặp, mặc dù chưa thấy qua, cũng nên nghe qua, có thể tìm ra khắp nơi trí nhớ, lật khắp nơi lịch duyệt, cũng tìm không ra một cái, dấu vết cùng triệu bân kiếp trước giống nhau chi nhân. Liền hắn cũng như này, càng chớ nói vũ ma cùng ám hải thiên tôn. Cái này lưỡng cũng một đầu nghi vấn, trên lịch sử thật có cái kia tôn đại thần sao? Có, khẳng định có, không phải vậy triệu bân kiếp trước, trống giống xuất hiện. a à, triệu bân một tiếng này kêu rên, mang theo một vòng thống khổ chi ý. Lần thứ nhất chủ động mượn kiếp trước chi lực, có vẻ như có chút nhịn không được cũng trách thương thế của hắn quá nặng, sinh mệnh cũng khô kiệt, tại cực độ suy yếu lúc, dẫn cái này lực lượng cường đại nhập vào cơ thể, mà lại là kiếp trước lực lượng, phải thần lực đồng thời, hắn cũng ở đây gặp cấm kỵ cắn trả, trung quy, đây là vượt luân hồi đấy. Sát, thấy triệu bân trạng thái không tốt, thánh ma vượt thiên công đi qua. Thừa dịp người bệnh muốn mạng người, đem vĩnh hằng thể trấn áp mới là vương đạo. O, O, N, G. Hắn một đao lăng thiên, vô cùng đau uy, hủy thiên diệt địa. Kim sắc huyết quang tùy theo chiếu rọi, Triệu Bân bị chặt nửa cái thần khu. Cút. Triệu Bân vừa quát âm vang, hoàng kim khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn. Cái kia quanh thân có một đầu hư ảo long, xoay quanh mà ra. Vừa gặp thánh ma giết tới, bản bản trọn vẹn đã chúng nó một cái thần long bãi vĩ, bị ném hoành lật tinh không trăm trượng, nhìn cái kia hư ảo long, tắc tản hình rồng, biến hình thái, thành một cái hư ảo trường hà, rong chơi ở triệu bân trái phải, là hư vọng hà, như cũng là ngoại tướng. Nhưng, nó so trước kia cường đại thêm không ít. Phanh, thánh ma một bước định thân, đạp sụp nửa bầu trời. Hắn tiếng rên rỉ, so triệu bân càng thêm lờ mờ. Triệu bân trạng thái không tốt, hắn cái này có vẻ như cũng không phải tốt. Liên mở cực cảnh, hắn cũng là sờ cấm kỵ đấy, cũng đồng dạng gặp cắn trả đấy, sau so đây càng buồn nôn đấy, là hắn lúc này cực cảnh trạng thái, biến không phải ổn rồi, có như vậy mấy cái trong nháy mắt, vẫn là như có như không, trừ này, chính là thời hạn, trước kia có thể chống đỡ ba ngày ba đêm, lần này sợ là hai ngày đều tốn sức. Ân, đã nói rồi đấy đánh nhau, trong lúc nhất thời không còn cái gì động tính. Hai người như uống rượu say rượu, đều đặt cái kia lung la lung lay. Cái này lưỡng, đùa bức, xem cuộc vui vũ ma, trong lòng không khỏi toát ra một câu nói như vậy. Bởi vì hẹn khung hai vị này, lúc này, đều chỉnh tự thân rất lúng túng, lại nói thánh ma, biết rõ không thể làm vẫn là cứng rắn phải, cảm giác nên là rất thất vọng, lại nói Triệu Bân, ngược lại đem tiếp trước chi lực mượn tới rồi, làm sao tổn thương nặng, thêm với tuổi thọ đã khô kiệt, căn bản cũng không có đầy đủ nội tình đi khống chế, cũng khó chịu nhất mức, như vậy tình trạng, đánh hay là không đánh đâu? Đánh, nhất định đánh. Tốc chiến tốc thắng. Thánh ma nảy sinh ác độc, dẫn động thao thiên ma trướng, lại một lần vượt thiên công sát. Triệu Bân cũng là người điên, vừa rồi một vòng cực cảnh còn phải lại vừa đợt thứ hai. Oanh, phanh, hai người không chiến thì thôi, chiến chính là long trời lở đất. Vẫn là hủy diệt quang hỏa, lại một lần ngạo nghễ nở rộ. Thân là hắn hai người chiến trường, cái mảnh này thế giới khác là đầy đủ chuyên nghiệp đấy, cũng là đầy đủ chắc chắn đấy, đều chiến trận thứ ba rồi, động tính một lần so một lần đại, uy lực còn lại cũng một lần so một lần hủy diệt, vẫn như cũng không thấy nó phá rác. Giống, giống ngâm âm thanh trợt nổi lên, thánh ma hóa thành hình rồng, xoay quanh cửu thiên. Hắn là ô thất bát hắc đấy, nghiễm nhiên một đầu ma long, rời sông lấp biển. So sánh với hắn, triệu bân long thái liền đặc biệt trói mắt rồi. Đó là một đầu hoàng kim thần long, toàn thân đều đốt liệt diễm. Lưỡng long tranh chấp, một đường theo đông phương tinh không, làm tới rồi tây phương thiên vũ, phách liệt lôi đình cùng thiểm điện, khô diệt đao mang cùng kiếm quang, cũng như bóng với hình, tại bay múa trong nứt vỡ nổ diệt, thành lộng lẫy tinh hà vắt ngang cửu thiên nhanh như vậy liền yếu đi. Thân là quần chúng vũ ma cùng ám hải thiên tôn, đều có cái này một câu lẩm bẩm lời nói. Là vì yếu đi, là chỉ thánh ma cực cảnh, dĩ nhiên có tan tác hiện ra. Án bọn họ suy nghĩ, làm gì cũng phải làm 800 hiệp, cái này ỉu xìu nhi rồi. Cấm kỵ cắn trả. Hai người như vậy muốn. Là thật như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Tám vạn năm tuổi thọ A, lại khó bổ thời hạn. Giống. Người nào đó ỉu xìu nhi rồi, triệu bân lực lượng lại nửa phần không giảm. Này tiêu tan so sánh, thánh ma đập vào đập vào liền đứng không vững. Đáng chết, thánh ma nghiến răng nghiến lợi, lại xé rách tinh không chạy rồi ra ngoài. Thưa dịp cực cảnh trạng thái vẫn còn, sớm bỏ chạy mới là vương đạo. Thật chờ cực cảnh tản đi, còn nghĩ đi, con đường phía trước sợ là quỷ môn quan. Ngoại giới, đã không phải vốn dĩ thiên địa rồi, chính là một phiến hoang vu sa mạc. Tại thánh ma mà nói, là nơi nào đều không sao cả đấy, chạy là được rồi. Nơi nào đi, triệu bân cũng đi theo giết ra tới, vung tay vung lên chính là ức vạn lôi đình. Thánh ma là một cái kháng đánh đích nhân vật, nhiễm nhiên không để ý, tập trung tinh thần mở chạy. Không thể không nói, đế thần mở lên chạy đến, cái kia đi đứng, thật không phải bình thường chập choạng trượt. Trước trước sau sau, triệu bân đủ đuổi theo hơn 800 vạn dặm, xứng sờ không có đuổi theo chính là khổ cái này hơn 800 vạn dặm thiên địa, vốn là một phiến tốt đẹp non sông, bởi vì bọn họ cái này nhất náo, bị tạo hỗn loạn không chịu nổi, cũng đã thành phế tích. Phía trước, lại thấy cuồn cuộn hùng giang chặn đường, thánh ma như thần mang, vừa xảy bước qua. Triệu bân theo sau liền đến, một đường phong lôi treo thiểm điện, đi theo vượt qua trường hà. Nhưng, một giây sau, hắn lại quải rồi trở về, cùng tận sức nhìn xem phương xa. Con mắt có thể xem chi địa, hình như có ánh lửa trùng thiên nên là có người đang làm trận chiến người phong nương đám nhi tìm ngươi đã lâu rồi triệu bân vứt bỏ thánh ma thẳng đến rồi xa xôi phía chân trời tìm được rồi hắn tìm được mộng ma rồi khí tức không sai được đợi đến cái kia vùng trời hắn không khỏi khẽ giật mình bởi vì cùng mộng ma đại chiến giả không phải là người khác đúng là diệp đại tẩu biêu hãn nói chuyện không đâu đường đường mộng chi đạo lĩnh vực tuyệt đại đại thần lại bị nàng một đường đánh chính là đứng không vững chương 2031, Lục Thiên Nữ Vương. Thần Sơn, Vô Vọng Hải, đã từng thần tiên lưỡng giới thông đạo, bây giờ, đã là rách nát thê lương. Thê lương tốt, rất thích hợp hẹn khung, có thể buông chân hướng chết đánh. Tựa như mộng ma cùng diệp ra đại tẩu, sẽ đem cái này phiến thiên địa, đã coi như là chiến trường. Nói xong trận chiến, cũng không xác thực, bởi vì đó là nghiền ép thức hành hung. Không sai, mộng chi đạo lĩnh vực tuyệt đối đại thần, lại một lần bị nện rồi. Cái này cũng trách không được người khác, là nàng không có chọn đối thủ tốt, theo Nguyệt Thần đến vị này, nàng là chuyên chọn cọng rơm hơi cứng đến, làm chỉ là không nói, vẫn là dù sao vẫn cũng đánh không thay đổi. Thuần phục bổn tôn, người có thể sống, cơ ngưng xương sâu kín cười một tiếng. Lấn ta tàn khuyết chi thân, tính gì bổn sự, mộng ma lạnh lùng nói. Ông dung vạn cổ, người liền được rồi như vậy giác ngộ. Lịch sử hạt bụi, ngươi không có tư cách nói với ta giáo nhanh mồm nhanh miệng tiểu ma vẫn là như vậy không phải nhu thuận cơ ngưng xương nói qua tùy ý xéo con mắt nhìn phía xa xôi phía chân trời cái kia đang có một người đạp thiên mà đến to lớn xu thế phách liệt đến cực điểm vĩnh hằng thể cơ ngưng xương thì thào một câu mỹ mâu còn có sáng bóng lóe lên oan ra ngõ hẹp a à. mộng ma thấy chi một hơi không có thế nào thở gấp lấy ho khan một cái tiểu huyết một cái lục thiên tộc đại thần, liền đủ nàng khó chịu, lại tới cái triệu bân. Không phải đại tẩu, triệu bân hai mắt cực tấn híp lại, không nhìn mộng ma, chỉ nhìn cơ ngưng xương. Xem qua, hắn lại lông mi hơi nhíu, thân thể là cơ ngưng xương, nhưng nguyên thần không phải. Nàng, lục thiên nữ vương, ám hải thiên tôn một tiếng kinh dị, vũ ma cũng là thần sắc ngơ ngẩn. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối là lục thiên nhất mạch tuyệt đại nữ quân dị tượng không lừa được người cái kia diệt thế chi nhãn cũng không lừa được người có thể cái kia tôn đại thần không phải từ lúc vạn cổ trước liền bị vĩnh hằng thủy tổ chu diệt sao sao còn tại thế còn có nàng đường đường đại thần sao tìm một bộ ngoại vũ trụ thân thể mà lại tu vi thấp đến đáng thương nghịch thời không đoạt xá triệu bân lông mày nhăn sâu hơn lục thiên nữ vương hẳn là xuôi theo thời không mà đến mượn cơ ngưng xương thân hàng lâm thời đại này có phải hay không đoạt xá hắn không xác định, nhưng như thế cử động, là nghiêm trọng trái với pháp tắc đấy, này nương môn là như thế nào làm được. Kiếp trước chi lực, thú vị, lục thiên nữ vương u cười. Tiền bối, có tiện hay không đem nàng trả trở về. Triệu bân hỏi, như thế nào, vợ của ngươi? Đừng làm rộn, ta đại tẩu. Phóng nàng cũng không phải cũng không phải là không thể, ta muốn một vật. Lục thiên nữ vương lấy nhất gương soi mặt nhỏ, yêu nhã phản ứng rồi một chút mái tóc. Vật gì, mạng của ngươi tiền bối ngươi rất xảo quyệt a à. triệu bân hướng về phía kiếm hà ra từng hơi xong việc nhi còn dùng ống tay áo xoa xoa vốn còn nghĩ dễ nói tốt thương lượng cái này chỉnh bất động cường không được vĩnh hằng truyền thừa để ta nhìn một cái ngươi có hắn vài phần nội tình lục thiên nữ vương sâu kín cười cười nói nói như tựa như vắt ngang vạn cổ ma chú đụng càn khôn đều oanh lôi run run đến mức nàng trong miệng hắn tất nhiên chỉ vĩnh hằng thủy tổ làm phải khai sơn đời thứ nhất cái kia sát thần, nàng thế nhưng vừa yêu vừa hận đâu. Người nào, ta phải cùng vợ của ngươi qua hai chiêu rồi. Triệu bân một tiếng nói thầm, rút kiếm vào cửu thiên, vung kiếm chính là một đạo tinh hà, kiếm chung có luân hồi, có tạo hóa, có thời gian. Có hắn hết thảy ngộ nói, từ bước lên tu luyện đường, đây là hắn đỉnh phong nhất kiếm. Chiến tri đạo lô dưỡng Bách Kinh. Lục thiên nữ vương hí ngược cười một tiếng, tiện tay nhặt rồi một luồng thời không pháp tắc, ngưng luyện thành đao, chỉ nhất kích liền chặt đứt tinh hà đại tàu, tỉnh lại triệu bân lấy bí pháp kêu gọi muốn tỉnh lại cơ ngưng xương thần trí nhưng đáp lại hắn đấy cũng là lục thiên nữ vương trong mắt hủy diệt diệt thế nhãn sao nơi nào có không có điểm đặc thù thiên phú thần thông mà lục thiên nữ vương sử dụng được gọi là mục nát chi pháp chỉ liếc một cái thiên địa liền mất nhan sắc chỉ liếc một cái triệu bân khí huyết liền diệt vong không còn liền đới bản nguyên cùng thần lực cũng bị một cỗ không hiểu lực lượng, hóa diệt thành rồi hư vô. Như vậy tiểu siếc, cũng đừng lấy ra dùng. Triệu bân nhẹ nói, trong nháy mắt mở hỗn độn nhãn, vô tận đồng lực, trực tiếp thay đổi càn khôn, đem diệt phong khí huyết, hóa diệt bản nguyên cùng thần lực, đều trở về rồi tại chỗ. Đạo thành hỗn độn, ta ưa thích, lục thiên nữ vương yêu dị cười một tiếng, lăng không tiêu thất. Triệu bân không nói, thuấn thân na di, một trưởng chụp về phía rồi hư vô. Lục thiên nữ vương bị buộc ra, cũng là có một vòng viên nguyệt, tại cái kia sau lưng diễn hóa, sáng tỏ nguyệt quang, tôi diệt triệu bân trưởng uy, liên đới cái này phiến thiên địa càn khôn, cũng hủy hỗn loạn không chịu nổi. Định, triệu bân một bước đạp thiên, càn khôn trong nháy mắt định dạng. Hắn tế ra quy thiên cửu kiếm, gọi ra rồi vạn đạo kiếm quang. Diệt, lục thiên nữ vương nhất tự khẽ quát, kiếm quang cũng bị chấn nát. Triệu bân vượt trời đánh đến, nhất mâu xuyên thủng rồi hư vô, thần long nhị khí cũng cường thế xuất kích ngươi, có hắn vài phần thần tư thế. Lục thiên nữ vương bàn tay như ngọc trắng hoành thiên, chặt đứt triệu bân công phạt. Đến mức thần long nhị khí, tất bị nàng nhất chỉ nhẹ nhõm bắn diệt. Không hổ là đính thiên thần. Triệu bân không dám khinh thường, cũng không lại che giấu, chiến lực toàn bộ triển khai. Lục thiên nữ vương trước mắt khinh miệt, có phần có một loại quân lâm thiên hạ uy thế. Oanh, phanh, hai người một trước một sau, chiến vào thương miểu. Sau đó, vô liền sụp đổ rồi, vô tận thiểm điện bay múa, cùng pháp tắc sen lẫn, đụng ra mỗi một luồng chỉ, cũng như lộng lẫy tinh hà, bố trí đoàn cửu thiên. Rất tốt, mộng ma cũng không đi, liền xử tại thiên ngoại xem vở kịch lớn. Ngược lại đã quên, lục thiên nhất tộc cùng vĩnh hằng nhất mạch, có cửu oán đấy, hôm nay gặp được, không nỡ đánh cái long trời lở đất ha. Đánh đi, đều đánh tan rồi mới tốt. Đánh bất diệt cũng không sao, nàng là không ngại bổ đau đấy xem cuộc vui đấy, không chỉ hắn một người. Xa xôi phía chân trời, lại có một người hiển hóa. Chăm chú như vậy nhất nhìn, đúng là trước kia bị triệu công tử đuổi giết thánh ma, trốn hơn phân nửa đêm, mới dám quải trở về, nghe nói phương này đại chiến, mới chạy tới xem qua. Chào đón lục thiên nữ vương, hắn không khỏi khẽ giật mình. Lục thiên tộc, đây chính là cái hiếm thấy vật chủng A. Sao thành bộ dáng như vậy rồi? Mộng ma liếc qua thánh ma, tiếu mi không khỏi hơi nhíu không trách hắn như thế chỉ vì bây giờ thánh ma hình thái quá chật vật đường đường đế thần khí huyết huệ oải thần lực cũng cực tẫn khô cạn nhất dọa người chính là tuổi thọ đây là tế gia bao nhiêu mới có thể để cho sinh khí đều không có nghịch thời không thánh ma tầm mắt không thấp chỉ tam lưỡng nhãn liền nhìn ra manh mối lục thiên nhất mạch nhiều nhân tài cái kia tộc nữ vương nhất là siêu quần bạt tùy ngoại vũ trụ xem qua nguyên thần hắn lại xem thân thể rất rõ ràng, đó là một cái người ngoại lai. Triệu Bân nửa đường rút lui, định là bởi vì nàng. Nói đến Triệu Bân, cái kia diện mạo lại tức thì giữ tợt. Đã bao nhiêu năm, hắn không biết giết bao nhiêu đại thần, liền tiên đình nữ quân cùng cửu thế thần thoại, năm đó đều suýt nữa gãy trong tay hắn, tới rồi, cũng là bại bởi một cái tiểu thiếu thần, hơn nữa, vẫn là liền mở hai cực cảnh điều kiện tiên quyết. Như vậy thảm bại, hắn không cách nào tiếp nhận. Nếu không diệt vĩnh hằng thể, tất thành hắn quãng đời còn lại ma trướng. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thánh ma âm cười một tiếng, như quỷ mị ẩn vào rồi hư vô. Hắn phải tại đây nấp lấy, khó tránh khỏi, có thể nhặt cái đại tiện nghi. chương 2032, nội ứng ngoại hợp. Triệu công tử đơn giản không đánh nữ nhân, trừ phi nhịn không được. Tối nay, liền như thế nhất đơn sinh ý, bức hắn không thể không ra tay. May mà, lục thiên nữ vương là một cái kháng đánh đích nhân vật cái này như không để ý đem cơ ngưng xương thân thể làm hỏng rồi họ diệp cái đồ kia không được gặp thiên chào hỏi hắn a à. đại tẩu tỉnh lại từ mở chiến hắn kêu gọi liền không ngừng qua có thể không như mong muốn lục thiên nữ vương quá cường đại dù là nghịch thời không mà đến vẫn như cũng không ngại nàng lớn tiếng tân đoạt chủ từ đầu đến cuối đều một mực chiếm cứ lấy khống chế quyền phong lục thiên nữ vương quân lâm cửu thiên, nhất tự khẽ quát. Dứt lời, liền thấy thương thiên nổ tung một đạo vạn trưởng vết nứt, có một nhúm màu đen thần quang, từ trong thẳng tắp rủ xuống, trực tiếp đánh vào triệu bân đỉnh đầu. Triệu này nhất kích, hời hợt, nhưng triệu bân khí lực lại bị tức thì băng phong, liền đới mãnh liệt khí huyết, cuồn cuộn thần lực, nhiễm bực này chỉ, cũng rút đi nóng bỏng, hóa thành ống ánh băng cạn bá, như thời gian tĩnh chỉ, như ngừng lại hư không. Thật bá đạo thần thông, Vũ Ma kinh hãi, xem thật sự rõ ràng. Lục thiên nữ vương đây là đem triệu bân nhục thân, đã tạo thành lao lung, vây khốn chính là triệu bân chân thân, còn có đạo kia màu đen thần mang, không chỉ có riêng là đơn giản trùm ánh sáng, đó là thời không chi lực, có thời chống không pháp tác lạc ấn. Không thú vị, lục thiên nữ vương lộ ra một vòng lười biếng chi sắc. Vậy liền cùng ngươi đến điểm thú vị đấy, u tịch lời nói vang vọng, bị chân áp triệu bân, khí lực giấy lên một loại tên là đạo hỏa liệt diễm, phần diệt băng phong, cũng đốt diệt khi đó không chi lực, một lần hành động đã phá vỡ giam cầm. Người so với hắn kinh diễm, lục thiên nữ vương tà mị cười một tiếng. Một câu, phóng vẫn là không phóng, triệu bân lời nói băng lãnh. Đánh bại ta, mặc nàng rời đi. Rất tốt, triệu bân hét to, đem mượn tới kiếp trước chi lực, triệt để giải phong. To lớn chi lực, hào hùng như biển, đụng hắn khí lực, oanh oanh rung động, cho đến nhất đạo kim mang sông tiêu, đem phiêu miểu hư vô, đụng ra nhất cái đại lỗ thủng, vô tận dị tưởng diễn đầy trời cao, vô tận nói âm, như lôi đình vang dội. Như đây cũng là treo, vậy hắn, đã là không hề bảo lưu lại. Nguyên nhân chính là không hề giữ lại, khí thế của hắn mới phách liệt tới rồi cực hạn. Kiếp trước của hắn, cuối cùng người nào, mắt thấy triệu bân hùng lên, mà lại dũng mãnh phi thường nghịch thiên, trong bóng tối mộng ma cùng thánh ma, đều nhăn xuống lông mày, có phần muốn có người cho bọn hắn giải cái nghi hoặc. À, triệu bân tiếng rên rỉ, lờ mờ vô cùng. Lực lượng cường đại, tự có cường đại cắn trả. Mượn lực lượng càng nhiều, gặp cấm kỵ sông tới, liền càng mạnh mẽ liệt. Tuổi thọ khô kiệt hắn, hiển nhiên không chịu đựng nổi, thậm chí đang giải phong thần lực đồng thời, khóe miệng máu tươi chảy tràn không chỉ, thần khu còn có tan vỡ điểm báo. Bị buộc đấy, đều là bị buộc đấy. Như dễ nói tốt thương lượng, hắn cũng không muốn khai chiến. Hết lần này tới lần khác, lục thiên nữ vương dầu muối không tiến. Hết lần này tới lần khác, tiểu đà tiểu nháo vẫn là bắt không được cô nương kia nhi. Như thế, cũng không xuống được mạnh liệu sao. Không cho nàng chịu chút đau khổ, nàng sẽ không đi vào khuôn khổ đấy. Lúc này mới như dạng, lục thiên nữ vương u cười, hủy diệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng, vẫn là lóe lên rồi dị dạng sáng bóng, vạn cổ trước cùng phía sau vĩnh hằng nhất mạch quả nhiên nhân tài xuất hiện lấp lấp. Tranh, triệu bân thu long uyên cùng chiến mâu, trong tay hóa ra một thanh kiếm. Kiếm là hư ảo, lộng lẫy trói mắt, có thần văn khắc họa, có pháp tác chữ khác vào đồ vật. Đó là nói kiếm, lấy nói biến thành kiếm, kiếm ngân vang, được gọi là nói âm. Vạn kiếm, quy nhất. Triệu bân tiếng quát như sấm, quét sạch vạn kiếm chịu uy, vượt thiên công tới. Lục thiên nữ vương cười hí ngược, vẫn là là như vậy tùy ý, chỉ duỗi lưỡng căn trắng nõn ngón tay ngọc, dễ dàng, liền kẹp lấy triệu bân mũi kiếm nàng cho rằng nàng rất hành có thể một phen thi pháp lại không tháo bỏ xuống triệu bân kiếm ý chẳng những không tháo bỏ xuống vẫn là gặp không may kiếm ý công phạt nguyên thần đã trúng nhất kích a à, từ cùng triệu bân khai chiến nàng lần thứ nhất ngâm nga trong mắt còn nhiều hơn một chút kinh ngạc kẻ này đối với nói lĩnh hội vượt xa nàng đoán trước như một kiếm này chính là nói tại người ở người ở kiếm ý tại có thể nói bất diệt nàng thật bất ngờ bằng chừng ấy tuổi tiểu hoa tử nhiều lắm yêu nghiệt mới có thể ngộ đến như vậy tình trạng đồng cấp vĩnh hằng thủy tổ cũng bất quá chỉ như vậy a à. phút chốc hoàng hốt nàng tâm cảnh phá giác cái này vừa vỡ không quan trọng cơ ngưng xương ý thức hồi phục rồi tuy chỉ nhỏ bé một tia chỉ lại không khác cho nàng đến rồi hủy diệt nhất kích đại tẩu tỉnh lại triệu bân lại kêu gọi cho ngươi thêm phiền toái lần này cơ ngưng xương có đáp lại không phiền toái quay đầu để cho hắn cho ta xoa bóp vai đấm bóp lưng là tốt rồi Triệu Bân cũng là tâm đại, đánh nhau lúc cũng không quên chọc cười. Chỉ là, được rồi cơ ngưng xương đáp lại, hắn không phải bình thường đến tinh thần. Chiến hơn phân nửa đêm, cuối cùng trông thấy ánh dạng đông rồi, nhiều hơn nữa chém lục thiên nữ vương vài kiếm, này nương môn nhi sẽ càng khó được, nàng khó chịu, cơ ngưng xương mới càng có hy vọng cầm lại khống chế quyền, đường này tử không có mau bệnh, làm là được rồi. Đến, hắn như một đầu hồng hoang mãnh thú, khí thôn bát hoang, cực tấn công phạt lục thiên nữ vương hộp máu kinh ngạc kinh hãi hóa thành phiền muộn thật là thường tại bờ sông đi nơi nào có không ướt dày nàng cái này nghịch thời không sát trở về liền mộng chi đạo lĩnh vực đại thần đều cho chỉnh đốn phục phục thiếp thiếp tới rồi cũng tại một cái thiếu thần thủ trong ăn quát còn có cái kia kiếp trước cuối cùng nhà ai đại thần vượt luân hồi mượn lực cũng có thể mượn cuồn cuộn không dứt mà lại lực lượng chi bá đạo để cho nàng run sợ oanh muốn cái gì đâu Triệu Bân lại giết trí, một hồi thao tác mạnh như hổ. Hắn chi thần dũng, đã định trước lục thiên nữ vương chật vật, trong lúc nhất thời, hẳn là chịu không được công phạt rồi, chẳng những chịu không được, khi thế vẫn còn chợt hạ xuống, cũng bởi vì tại cái này thân thể chủ nhân, ý thức tại phản công, tại sông tới nàng thần trí, như vậy sông tới, so Triệu Bân sát sinh đại thuật, đến càng làm cho nàng khó chịu. Lục thiên nữ vương lại rơi hạ phong. Vũ ma khó có thể tin, ám hải thiên tôn cũng đầy con mắt hoảng sợ, nếu không thì thế nào nói hai người bọn họ kiến thức hiển cận đâu nấp trong ngoại giới thánh ma cùng mộng ma, liền so với bọn hắn xem rõ ràng. Bên ngoài, lục thiên nữ vương là ở cùng triệu bân đơn đấu. Nhưng sự thật, cũng là hai đánh một, cái kia phó thân thể chủ nhân, có vẻ như cũng không nhàn rỗi nói là nội ứng ngoại hợp, cũng hào không quá đáng. Trừ này, chính là lục thiên nữ vương trạng thái. Vượt thời không mà đến, nàng là trái với pháp tắc đấy, cũng là tiên thiên gặp giam cầm đấy, nếu không phải như thế, chớ nói một cái triệu bân, dù nguyệt thần đến rồi, cũng chưa chắc hành. Khí thế, lục thiên nữ vương khí thế, vẫn còn một đường chợt hạ xuống. Cơ ngưng xương ý thức, mỗi hồi phục một phần, nàng chi thần lực, liền suy yếu một phần. Thất bại, nàng thất bại, từ tâm cảnh phá giác, nàng liền bại một phát không thể vãn hồi. Đến lúc này khắc, cái kia nguyên thần đã là cảnh hoàn toàn khắp nơi, đều triệu bân chém đấy. Cái này đều vết thương nhỏ, đáng ghét nhất chính là cấm kỵ, cũng nhảy ra một ngạt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nàng là đồng dạng cũng không chiếm, nàng không bị đánh người nào bị đánh. Nói đến cấm kỵ, triệu công tử trạng thái, cũng không thế nào tốt. Kiếp trước lực lượng, cuối cùng không phải của hắn, mượn tới dùng một chút có thể, có thể thời gian lâu dài, lực lượng liền sẽ biến mất, cũng hoặc là, bị luân hồi hóa diệt. Hắn giờ phút này, chính là như vậy tình cảnh. Lục thiên nữ vương khí thế tại hàng, hắn chi thần lực, cũng ở đây mảng lớn tán loạn. Trước kia, hắn là càng đánh càng hung mãnh, mà nay, hắn là càng làm càng không còn chút sức lực nào. Có như vậy mấy cái trong nháy mắt, vẫn là suýt nữa bị Lục Thiên Nữ Vương đánh cái đại phản công. Chương 2033, đoạt lại. Bọn ngươi lúc này không ra, còn đợi khi nào? Lục Thiên Nữ Vương nói ra lời nói này, đó là triệu bân thiên đại vinh quang. Cái thế nữ vương a, à, nếu không phải bị đánh tức giận rồi, như thế nào hướng ra phía ngoài tìm giúp đỡ. Giúp đỡ, tất nhiên chỉ mộng ma cùng thánh ma. Cái này phiến thiên địa, cũng chỉ hai người bọn họ tại xem kịch. Diệt triệu bân, hai người liếc nhau, do dự rồi nửa phần, đồng thời tham chiến. Không thấy con thỏ không vung ưng, nói chính là hai người bọn họ, ngược sẽ chọn thời điểm, đều nhìn ra triệu bân lúc này trạng thái rất không xong mới dám nhảy ra gây sự tình, đến mức lục thiên nữ vương, chiến lực rớt xuống rất nhiều, đã không quá nhiều uy hiếp chờ đợi thu thập vĩnh hằng thể, cái kế tiếp chính là nàng. Hai người đây coi là bàn, đánh chính là cái kêu là một cái đùng đùng vang. Oanh, phanh, vốn là hỗn loạn càn khôn, bởi vì hắn hai người tham chiến, lại long trời lở đất. Ngửa mặt lên trời xem, lọt vào trong tầm mắt chính là lôi đình thiểm điện, mỗi một đạo, đều chiếu đến huyết quang. Phốc, sạc sạc, triệu bân đẫm máu không chỉ, thần khu liên tiếp tan vỡ. Đánh một cái đều tốn sức, càng không nói đến là một trọi ba. Diệt, thánh ma giữ tợn cười một tiếng, một vòng đao mang vắt ngang vạn dặm. Triệu bân tránh không kịp, một cái cánh tay ngay tại chỗ bị đánh diệt. Không chờ thở một ngụm nhi, mộng ma liền như kiểu quỷ mị hư vô hàng lâm, nhất chỉ như thần mang, cho hắn nghi tâm, chọc lấy cái huyết lỗ thủng, thân thể chân thân cũng gặp trọng thương. Tranh, lục thiên nữ vương công phạt, theo sau liền đến, nhất kiếm tội khô lạp hủ. Này nhất kích, Hủy triệu bân nửa cái thần khu, huyết cùng cốt băng đầy hư không. Chết đi, đánh chết mới tốt. Ám hải thiên tôn nghiến răng nghiến lợi, con người màu đỏ tươi không chịu nổi. Hắn là quyết định chú ý, muốn kéo vĩnh hằng thể đệm lưng rồi. Vũ ma chi tâm cảnh, cũng có chút phức tạp, không thế nào muốn nhìn triệu bân bị diệt. Hết lần này tới lần khác người tham chiến ở bên trong, có nàng thần khư đại thần, chỉnh rất thất vọng. Ăn ta nhất kiếm, triệu bân khí huyết cuồn cuộn, nói kiếm tranh minh mà động kiếm rơi huyết quang hiện ra lục thiên nữ vương lại bị chém Này nhất kiếm chảm nàng rất đúng nén giận ba đánh một nhưng triệu bân công phạt bát thành trở lên đều là chạy nàng đến đấy lão nương sinh một chương thiếu nợ đổi mặt đúng ngươi chính là thiếu nợ đổi triệu bân hỏa khí cũng không nhỏ làm sao đánh ngươi trong nội tâm không có điểm bước số đánh hướng chết đánh hắn mục tiêu rõ ràng không nhìn thánh ma cùng ngộng ma liền nhìn chằm chằm vào lục thiên nữ vương không thả quật ngã rồi vị này mới có thể cứu ra Diệp Đại Tẩu. Cơ ngưng xương cũng không nhàn rỗi, vẫn còn kiệt lực xông tới. Ý thức của nàng hồi phục, chỉnh lục thiên nữ vương dị thường khó chịu. Thêm với triệu bân công phạt, nàng cái này tôn đại thần, càng đánh càng thống khổ. Phong, mộng ma một câu khẽ quát, đầy trời pháp tắc xích sắt bay múa. Triệu bân một bước chưa có chạy ổn, bị khóa rồi cái chói gô. Thu, thánh ma vừa quát rung động lắc lư bát hoang, thi triển cái thế thần thông. Hắn lại tạo cái thái dương, đem triệu bân vây ở trong đó. Hủy diệt A. À. Lục thiên nữ vương u cười, từ hư vô gọi đến rồi một đạo lôi đình. Lôi có tuyệt diệt chịu y, đủ có thể nhất kích, đem vĩnh hằng thể tồi sát. Mở, cho ta mở. Triệu bân khí huyết thiêu đốt, thần mâu như đuốc, cực tẫn sông tới giam cầm. Làm sao, phòng ấn quá bá đạo, trong lúc nhất thời, hắn hẳn là phá không vỡ. Oanh, lục thiên nữ vương lôi đỉnh giáng xuống, đánh xuyên cửu thiên. Sau đó, chính là một đạo huyết quang, như tinh như lửa nở rộ. Nhưng, gặp phải xét đánh đấy, cũng không phải triệu công tử, mà là thánh ma. Này nhất kích, cho người thánh ma bổ mộng ép, trên phút chốc vẫn còn nhe răng cười, cái này một giây, một nửa thần khu đều nổ thành rồi bùn máu, như một khỏa huyết sắc thiên thạch, trên trời không đập xuống, còn kém đến một câu, ta là ai ta ở đâu? Hỏi như vậy đề đến rồi là lục thiên nữ vương bổ lệch ra sao? Đương nhiên không phải, đạo kia lôi đình, chính là chạy thánh ma đi đấy. Không sai, cơ ngưng xương tại nguy cơ trước mắt, cầm lại rồi thân thể nàng khống chế quyền, không chỉ cầm về rồi, thuận tiện còn cho mượn một vòng lục thiên nữ vương thần lực. Cái này không liền đứng lên sao? Long uyên nó ba tập thể gào to, kích động trên nhảy dưới tránh. Nhất định đứng lên, triệu công tử thần lực đại bộc phát, nhất kích liền phá phong ấn, một cái đại đập bia tay, đem mộng ma, vung mạnh bay đến lên chín tầng mây. xong việc nhi, hắn cũng đi theo bay ra ngoài, là bị lục thiên nữ vương vung mạnh lật đấy. này nương môn nhi lại đoạt lại rồi khống chế quyền, chính là thần sắc không phải đẹp mắt, bởi vì cơ ngưng xương ý thức tại sông tới. hơn nữa, một lần so một lần mạnh hơn liệt, cái này thường xuyên qua lại, lại là tranh đoạt chiến, nàng có thể dễ chịu mới là lạ. đi ngươi, bay ngược triệu công tử, một đạo kiếm quang bổ trở về mới đứng vững lục thiên nữ vương bị nhất kiếm chảm lạc cửu tiêu sau đó chính là ầm vang thanh âm đông tây nam bắc đều có bốn tòa nguy nga núi cao bị bốn người nện ầm ầm giải thể đá vụn văng tung tóe ở bên trong không có một người không choáng váng hồ đều bị đánh đầu đều ông ông đấy đáng chết thánh ma một bước lảo đảo tiên phong đứng vững diện mạo dữ tợn đáng sợ người mộng ma cũng phiền muộn a à, diện mạo băng lãnh Mỹ Mâu cũng nở rộ ngọn lửa. Nhất đầu đâu, còn kém nhất đầu đâu rồi, Lục Thiên Nữ Vương thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Kiếm đến, Lục Thiên Nữ Vương lôi đình tức giận rồi, một tay giò hướng về phía minh mông cửu thiên. Kiếm minh thanh âm tùy theo vang vọng, có một thanh huyết xối kiếm, xẹt qua thiên khung, vững vàng đã rơi vào Lục Thiên Nữ Vương trong tay, cái kia là bổn mạng của nàng khí, cũng như nàng, nghịch thời không mà đến, chính là một tôn hàng thật giá thật chuẩn hoang thần khí diệt thế kiếm. Vũ ma thấy chi tâm run rẩy, ám hải thiên tôn cũng là trước mắt đầy kiêng kỵ. Thanh kiếm này, như kỳ danh, thế nhưng hung danh cao mất lấy đấy, vạn cổ lúc trước, không biết nhiễm bao nhiêu trí tôn huyết, tuyệt đối cái thế hung binh, nó chi sát khí, đánh thẳng linh hồn, bình thường chuẩn hoang thần khí, vẫn là không so được. Phốc, triệu bân cũng đứng vững vàng, cũng là che ngực, ho ra máu không chỉ. Đầu hắn phát vừa liếc, mượn tới kiếp trước chi lực, chính cực nhanh chóng tán loạn tất chu ngươi, lục thiên nữ vương Mỹ mâu nhúm máu, người thứ nhất giết đến. Để mạng lại, thánh ma cùng mộng ma, cũng một trái một phải chẳng phân biệt được trước sau. Ba người liên hợp khí thế, cực kỳ khủng bố, đụng càn khôn lay động. Lần đầu nhìn, ba người thật là có như vậy một loại cùng chung mối thủ điệu bộ. Nhưng nhiều ngắm vài lần, bầu không khí có vẻ như không phải hài hòa, đặc biệt là thánh ma, xem lục thiên nữ vương thần sắc, đen tối vô cùng, vừa rồi, chính là chỗ này nương môn nhi, hung hăng chém hắn một đao, đau, đau à. a thật mẹ nó đau a à. có vết xe đổ hắn cùng với lục thiên nữ vương có chút tự giác duy trì nhất định khoảng cách còn có mộng ma lúc này cũng là thời khắc đều cảnh giác chỉ sợ lục thiên nữ vương cũng đột nhiên cho nàng đến trên một đao đồng đội tế thiên pháp lực vô biên sao chiến triệu bân cắn chặt hàm răng rút kiếm lại trên âm vang âm thanh tùy theo vang vọng trời rung đất chuyển cái này là một trận có ý tứ hội đồng, bởi vì thế trận không xác định, khi thì ba đánh một, lại khi thì hai đánh hai, nhưng vô luận là ba đánh một vẫn là hai đánh hai, bị chém đều có triệu công tử, mộng ma không có gì, thánh ma không có cái gì, một cái tổn thương sống dở chết dở, một cái tổn thương nửa sống không chết, chết người chính là hắn ra diệp đại tẩu, đập vào đập vào liền mơ hồ, địch ta chẳng phân biệt được lục thân không nhận, nhìn hắn cái này một thân tổn thương, hơn phân nửa đều là của nàng kia tác. Hỗn đàn, Thánh ma cùng mộng ma chi tâm cảnh, cũng là một bụng muốn mắng nương lời nói. Đã bao nhiêu năm, cùng người đại chiến, vẫn là lần đầu đánh chính là như vậy biệt khuất, chịu triệu bân công phạt coi như xong, đồng đội vẫn là thỉnh thoảng đấy, chém bọn họ lưỡng đao, chiếu cái này đánh tiếp, bọn họ bị lục thiên nữ vương đưa đi khả năng lớn hơn. Cho ta trở về. Lục thiên nữ vương ngâm nga, rất nhiều giữ tợn chi ý. Nàng đánh giá thấp triệu bân, cũng đánh giá thấp cái này tiểu nữ oa ý chí quá cường đại, đa số thời điểm đều ép không được, hơn nữa, lại vẫn có thể mượn lực lượng của nàng. Trả lại thân thể, cơ ngưng xương ý chí đâu chỉ cường đại, đó là bất diệt chấp niệm. Về nhà, liền là của nàng chấp niệm, chấp niệm không cho phép nàng chết tại đây. Triệu bân, lão phù tìm người đã lâu rồi. Trận này hủy thiên diệt địa đại chiến, cuối cùng kinh động đến cái khác trí tôn. Chăm chú nhìn lên, đúng là vô tướng lão thần, đã mang theo cuốn sát khí ngập trời mà đến người lão tạp mao ta cũng tìm ngươi đã lâu rồi không chờ vô tướng lão thần giết tới liền bị một người ngăn cản đường đi chính là thần long đạo tôn lời thừa một câu không nói nhiều trực tiếp mở làm diệt thế kiếm diệt thế nhãn đại chiến lúc hai người vẫn không quên hướng cái này xem làm sao có thể lục thiên nữ vương lại còn sống sát vô tướng lão thần phía sau lại nhất tôn đại thần hàng lâm ân Thần khư lão thần cũng là nghe âm thanh đến đấy. Phía sau hắn còn có rất nhiều thần đi theo, thanh thế to lớn. Lão thất phu tới đây nhận lấy cái chết. Thương thiên sụp đổ, nổ tung một đạo vết nứt, man thần sách phủ mà ra. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, chính là nhân quả đạo tôn, ra tay liền hủy nửa bầu trời, lấy nhân quả pháp tắc, vẽ ra rồi một đạo tinh hà, tung hoành cửu thiên tám vạn trong, đem phương xa đánh tới trí tôn, cứng rắn chắn bỉ ngạn a à, di đà Phật, tại đây tại đây. Lớn như thế chẳng diện, lại nơi nào có thiếu đi Phật quốc thần. Không thấy bóng người, trước nghe thấy cái kia thanh âm, niệm lực tiệc thiên cuốn địa phương. Định, thiên ngoại có lạnh quát, một tòa nguy nga cửa ải hiểm yếu, chấn tại trong thiên địa. Minh thần hiển hóa, một trái một phải chính là vô đạo cùng chúc không, đã từng là chế tài giả, ba người chiến lực mặc dù cao thấp không đều, nhưng bước chân vẫn là rất chỉnh tề đấy. Ô ô ô, Cửa ải hiểm yếu tựa như địa ngục đến, nhiều lệ quỷ gào thét, vang vọng bát hoang. Chờ đợi Phật quốc chúng thần giết tới, tụng kinh tri âm, cùng gào thét sông tới. Thì ra ở chỗ này, nhiều anh lôi giống như tiếng quát, từ đông phương thương vũ vang lên. Địa ngục thần, đứng đầu đấy, đúng là địa ngục trí tôn. Hắn cũng có tùy tùng, từng cái một đấy, đều sát khí cuồn cuộn. Tới tốt lắm, hư không có luân hồi chi quang hiện ra, thì minh đạp thiên mà đến hắn một tay nhấc kiếm một tay cầm kích, trực tiếp xốc một mảnh bầu trời. Hắn phía sau, chính là tiên đình cửu đại thần tướng, xếp thành một hàng, khí thế to lớn, cùng địa ngục chúng thần, chiến long trời lở đất, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Oanh! Ngũ đại cấm khu xuất kỳ tam, nơi nào có thiếu đi tiên mộ cùng ma vực. Cái này hai nhà, trận chiến liền đặc biệt to lớn rồi, khí chàng thôn thiên. Không sao, thần triều không phải không người, chính từ phía chân trời đánh tới, đứng đầu đấy, đúng là phách đao, còn có vô ưu tiên tử, cửu u tà quân, phượng ngâm, quỷ la vương, đạo quân, đạo tiên, trà thánh, hỗn thiên ma vương, trường sinh tiên, bất niệm thiên, thần minh đảo chủ. Tùy tiện một cái, đều thỏa thỏa tuyệt đại loại người hung ác. Muốn nói nhất nhiều bức đấy, cũng nhất trói mắt đấy, còn phải là tổ thần. Người là sách đao sách kiếm, hắn là mang theo nhất con khỉ tới được. Hàng thật giá thật viên thần, tại mộng chi hải cùng ma đạo quân hẹn một trận, bị đánh một cái bán thân bất toại, ngất không sao cả, lấy ra làm binh khí sử dụng, vẫn là rất tiện tay đấy, tổ thần mang theo hắn, đó là giết tới nơi nào vung mạnh đến đấy, phàm hắn những nơi đi qua, chúng trí tôn không có chỗ nào mà không phải là đầy trời bay tứ tung. chương 2034, Quyết chiến mở màn Có cử báo thù, có oán báo oán, tối nay vô vọng hải thiên địa, diễn chính là như vậy tên vở kịch. Quan sát thương vũ, phạm vi 800 vạn trong, cũng đã được chiến hỏa bao phủ. Đó là thần ma đại hỗn chiến, một trận chuyên trúc trí tôn giữa có một không hai hội đồng. Vô cùng thê thảm, quá vô cùng thê thảm. Thời khắc đều có trí tôn đẫm máu thiên khung. Thời khắc cũng đều có thần ma nhảy vào cửu tiêu. Sơn hà, bởi đó nghiền nát, càn khôn, bởi đó hỗn loạn, toàn bộ hồng hoang, đều lay động không chịu nổi, dù là cách vô tận hư vô, cũng có thể trông thấy hủy diệt chi quang, tận thế sắc thái, chính cùng với huyết sắc uy lực còn lại, bao phủ cửu thiên thập địa. Ước hẹn, ở chỗ này phân cao thấp. Chiến hỏa từ lâu giấy lên, cái này còn dùng hẹn. Sớm muộn gì muốn đánh, chỉ là sớm khai chiến. Đám khán giả khứu giác, trước sau như một linh mẫn, biết rõ cái này có náo nhiệt xem, top 5 top 3 tụ đến rồi một mảng lớn. Nhiều người, liền không thể thiếu nghị luận. Nhưng, thế nhân trong lòng kinh dị, không phải có cảm xúc nên phát ra, mà là bây giờ cái này quang cảnh dù là lại quanh đi quẩn lại, đều nhiễu chỉ là có này một trận chiến. Duy nhất để cho bọn họ bất ngờ chính là, đại đạo thiên cục còn chưa mở ra, trí tôn thành còn chưa công phá, bên này, liền đã tụ tập kéo ra quyết chiến mở màn. Vốn dĩ, chủ chiến chàng không ở thần Minh Hải, mà tại vô vọng Hải. Chờ xem, dùng không được bao lâu, vây công trí tôn thành ngũ đại cấm khu, liền sẽ hàng lâm cái này phiến thiên địa. Khi đó, mới là chân chân chính chính thần ma đại hỗn chiến vô luận ai thắng ai bại tam giới bố cục đều có thay trời đổi đất cái đó là lục thiên nữ vương diệt thế kiếm diệt thế nhãn tuyệt không có sai thật làm cho ta ngoài ý muốn cái kia tôn nữ vương lại còn tại thế hẹn khung cùng làm nhảm việc nhà không xung đột tựa như đầy trời thần ma ác chiến lúc cũng không quên hoàn xem chu thiên cũng trách họ chịu bức cách quá trói mắt vô luận đặt ở nơi nào đều làm cho người ta nhìn chăm chú nhìn hắn không được thuận tiện nhìn xem đối thủ của hắn sao. Thánh ma cùng mộng ma, đều là uy chấn hoàn vũ đích nhân vật, hơi có chút lịch duyệt đấy, mặc dù chưa thấy qua, cũng nên nghe qua. Ngược lại tóc tài bù xù cái kia tôn nữ vương, làm cho người ta rất khó hiểu. Bị vĩnh hằng thủy tổ diệt qua người, lại vẫn có thể trở lại thế gian. Thời không, nghịch thời không, đạo hạnh cao thâm đại thần, đều có như thế một tiếng lẩm bẩm lời nói. Cũng đúng, lục thiên nữ vương tu thời không chi đạo đấy, như vậy pháp tắc như ngộ đến mức tận cùng, sát trở lại thế gian cũng không phải là không thể nào, tựa như đế thiên cùng nguyệt thần, một cái vượt tuế nguyệt, một cái vượt luân hồi, sự hiện hữu của các nàng, bản thân chính là cấm kỵ. Tất chu ngươi, đầy trời thần ma, cũng không nhập lục thiên nữ vương pháp nhãn. Nàng cái kia hủy diệt trong mắt, chỉ có triệu bân, bởi vì vạn cổ trước cùng phía sau tiểu tử này là trừ vĩnh hằng thủy tổ ngoại, duy nhất một cái để cho nàng uy nghiêm mất hết người. Trận chiến này, nếu không cầm cái kia tính mạng nàng bằng gì đặt chân trận chiến này nếu không dùng cái kia huyết nhiễm thời không nàng lại bằng gì nghịch thiên mà lên chiến triệu bân tay cầm đạo kiếm cực tấn vung vẩy càn khôn một tôn ác chiến tam tôn đại thần không thể tùy theo hắn không hoảng nhãn đương nhiên hắn chi huyết chỉ cũng là cực kỳ trói mắt đấy vũ ma lòng dạ biết rõ liều mạng một lần bất tử bất diệt cực cảnh lại luân phiên huyết chiến thánh ma mộng ma cùng lục thiên nữ vương, hắn bây giờ vẫn là ngật đứng không ngã, tuyệt đối là một cái thời đại kỳ thích. Sát, thánh ma nghiến răng nghiến lợi, sát khí tàn sát bừa bãi thao thiên, nhiễm nhiên đã giết đỏ cả mắt rồi. Mộng ma cũng diện mạo băng lãnh, cũng đã quên mất đạo thống, một lòng chỉ vì diệt triệu bân. Cùng chung mối thù, là thật khó được. Nhưng cuộc diệt vẫn như cũng để cho bọn họ rất lung túng. Ba đánh một, hai đánh hai, không xác định thế trận ai đánh người nào khó chịu thật cường đại ý chí vẫn là tầm mắt cao thâm đại lão khi thì hướng cái này xem rất hiển nhiên lục thiên nữ vương trạng thái không thế nào tốt đích thị là cái kia ngoài vũ trụ tiểu nữ oa tại sông tới cái kia ý thức tại đây không lâu sau cô nương kia nhi đã đem đồng đội lật tung mấy hồi rồi tại đây đồng đội là chỉ triệu bân cũng là chỉ thánh ma cùng mộng ma hắn bốn cái đại hỗn chiến đánh chính là quỷ dị phi thường. Oanh! Đại chiến chính nồng nhiệt lúc, xa xôi phía chân trời, dâng lên hủy diệt chi quang. Sau đó, chính là một cỗ to lớn hào hùng chịu uy từ chân trời sông tới mà đến. Hoang thần binh! Thế nhân cũng run sợ, cùng tận sức nhìn nhìn xem. Con mắt có thể xem chi địa, mơ hồ có thể thấy một cái đại trung, tựa như là núi nguy nga. Trưa nay, chính là tụng kinh chi âm, nghe chi tiện tâm phiền ý khô, rất có lập địa xuất ra xúc động chính là khốn Phật chung, a à la Phật tôn đánh tới rồi. Phật quốc chúa tể, thần uy chính là thao thiên, không thấy một thân, trước thấy cuồn cuộn niệm lực, thậm chí một mảnh bầu trời, cũng vạn Phật hình ảnh, áp càn khôn đều sụp đổ. ầm vang, khốn Phật chung phía sau, chính là chấn tiên kỳ cùng phục ma tán. Tiên tôn cùng bà la ma thần cũng giết đến rồi, cũng lấy thần quang mở ra tinh hà đại đạo, tuy là cách không mấy vạn dặm vẫn như cũng có thể cảm thấy khí chàng sông tới, đầy trời thần ma đều bị gấp bội cảm giác áp bách. Thế nào không thấy thần khư chi chủ cùng địa ngục chi chủ? Chí tôn thành không nỡ đánh đại đạo thiên cục không được phá. Ngũ đại cấm khu đến thứ ba, đầy đủ trái phải chiến cuộc rồi. Bên ngoài chàng thế nhân tặc tự giác, cũng như thủy chiều xuống, tập thể triệt thoái phía sau. Chí cao thần khí A, nhất kích đập tới, thiên địa cũng phải băng rồi. Tốt, vô tướng lão thần ánh mắt nóng bỏng, tới một đạo chí tôn, cũng kích động vô cùng, Cấm khu đến rồi, mà lại tới rồi ba nhà, cái kia một trận chiến này, liền ổn rồi. Đến so trong tưởng tượng phải nhanh A. À. Minh thần trông coi chiến mà lại xem, thần sắc có khói mù lung chiều. Đâu chỉ hắn, thần chiều đám người cường hắn cũng nhiều là như vậy tâm cảnh. Chí cao thần khí công phạt, tại chỗ cũng không mấy cái có thể khiêng được. Cho nên nói, cấm khu một khi tham chiến, chiến cuộc đại khái dẫn là nghiêng về đúng một bên. Thiên địa, run rẩy A. À tiên tôn mở miệng, tức là uy nghiêm băng lãnh lời nói. Hắn không phải thượng thương, nhưng có bế nghệ bát hoang uy thế. Còn có Phật tôn cùng bà La, cũng như quân vương quan sát càn khôn. Hoàng thần binh nơi tay, bọn họ tại tiên giới, chính là vô địch tồn tại. Tự nhiên, tiên giới chế tài giả ngoại trừ, đó là dung rồi đại càn khôn chủ. Oanh! Tiếng sấm lại lên, có một đầu trường hà vắt ngang cửu thiên. Đó là tuế nguyệt trường hà, đế tiên tại nội rút kiếm mà đứng. Thời gian lĩnh vực tuyệt đại đại thần, nàng chi tư, không chút nào yếu cửu thế thần thoại, lấy sức một mình, liền đã ngăn được hoang thần binh chi uy, Liền đới ba đại cấm khu chi chủ, cũng bị chặt đứt lai lịch, bị túy nguyệt trường hà, ngăn ở rồi minh mông chi đỉnh. Cải lương không bằng bạo lực, tối nay, áp người nhập hoàng tuyền. Bà la hừ lạnh, thúc dục phục ma tán, quét ra rồi hủy diệt chi quang. Tiên tôn cùng Phật tôn chẳng phân biệt được trước sau, cũng ra sát sinh đại thuật, muốn lấy vô cùng công phạt, oanh xuyên cái này đáng chết tuế nguyệt, lấy đế tiên chi huyết tế thần khí. Tranh, đế tiên không nói, chỉ huy động thanh liên thần kiếm, thời gian giải đầy càn khôn. Phía sau một màn, tại thế nhân xem ra, không khác là trống rỗng. Ba đại cấm khu chi chủ đánh hội đồng trinh phạt, đều là thúc dục trí cao thần khí, cái kia quang mang, hạng gì chói mắt, đế thần tầm mắt đều chưa hẳn thấy được xuyên, càng không nói đến bọn họ. Thấy không rõ, không có nghĩa là nghe không được. Như vậy ầm vang, là rung động lắc lư hoàn vũ đấy, tựa như năm đó tam thần chung, mỗi một tiếng, đều vang vọng từ xưa đến nay. Chiến cuộc thế nào, thế nhân không biết. Chỉ biết, tuế nguyệt trường hà để ngang cửu thiên, không ai giết qua đến. chương 2035, huyết nhiễm tuế nguyệt. Lão nạp đêm xem thiên tượng, còn có nhất nhật, thần triều tất phá. A à, la Phật tôn cái kia đại lắc lư, người đi rồi, có thể cái kia trang nghiêm lời nói, lại như lạc ấn, gắt gao khắc vào rồi thần minh hải thiên địa cùng với chấn thiên ẩm vang, cằn nhằn rồi một lần lại một biến. Đã nói rồi đấy nhất nhật, có thể chúng thần cần cụ anh rồi ba ngày ba đêm, cũng chưa thấy thiên cục có chút phá rác dấu hiệu, chỉnh đầy trời thần ma, có phần muốn đem A à la kéo trở về, chính nhi bắt kinh hỏi một chút hắn, người thành Phật lúc trước, có phải hay không thường xuyên lừa bịp? Đánh! Băng lãnh cô quạnh lời nói, như ma chú bình thường, vang đầy trời địa phương. Tiên tôn hắn ba đi rồi, nhưng thần khư chi chủ cùng địa ngục chi chủ vẫn còn. Thân là chúng thần thống soái hai người bọn họ cái này bao công đầu, đã là tự mình hạ chàng rồi, bản mệnh thần lực thao thiên cuồn cuộn, một lần lại một lần thúc giục trí cao thần khí. Thống soái như thế, chúng thần yên ổn dám không tận lực. Vô vọng hải cái kia đã mở chiến, bọn họ cũng phải kéo ra huyết sắc thịnh yến mở màn. Đánh đi, vẫn là nói đến đây lời nói, vang đầy trí tôn thành thành tường. Thủy thần không nói, chỉ lên như diều gặp gió vung kiếm chỉ thiên chiến ngũ cặn bã đánh nhau kém có điểm ý tứ nhưng hắn tồn tại ý nghĩa trọng đại ít nhất triệu bân cùng nguyệt thần không ở thời điểm hắn là duy nhất một cái năng điều động thiên cục càn khôn người thủ thành chính là hắn tại này cao nhất sứ mệnh oanh theo hắn định thân hư vô bỗng nhiên sấm sét vang dội chờ đợi chúng thần ngửa mặt nhìn chính thấy đầy trời pháp tắc bay múa đánh cái này nhất giống hô lên rồi thần triều bị đè nén nhiều ngày tích tụ chi khí thiên cục công phạt mở vô số đại trận phối hợp càn khôn cực tẫn hồi phục tranh này một tiếng kiếm minh phá vỡ thần giới yên tĩnh đêm cửu thế thần thoại tay cầm chu thần kiếm sát nhập vào tiên mộ đồng nhất trong nháy mắt còn có mặt khác bốn tháng thần tại phật quốc địa ngục thần khư cùng ma vực nhấc lên một phiến khô diệt lôi đình oanh phanh minh mông cấm khu chiếu đến tinh huy nhuộm đầy rồi luân hồi sắc thái. Vẫn là hủy thiên diệt địa quang hỏa, chuyên vị trí cao truyền thừa mà nở rộ. Phốc, kim sắc huyết quang, như một đạo thiểm điện xé rách. Triệu bân lại đẫm máu hư không, bị thánh ma chém vỡ rồi một tay. Chiến đến lúc này khắc, hắn đã tóc trắng xóa, đơn giản cứng rắn đỉnh thở ra một hơi. Chớ nói vũ ma, mà nay liền ám hải thiên tôn, đều không thể che hết thần sắc trắng bạch, tiểu tử này rất có thể đánh, cũng quá năng khiêng rồi, như thế nào đều đặt xuống không ngã hắn. Diệt! Mộng ma nhất tự lạnh quát, mộng đạo kiếm quang tồi khô lạp hù. Huyết quang, tùy theo chiếu rọi, đỏ tươi như hoa nhi nở rộ. Nhưng, bị chém không phải triệu bân, mà là mộng ma. Thời khắc mấu chốt, diệp ra đại tẩu vẫn là rất cho lực đấy. Tỉnh đến sớm không bằng tỉnh đúng dịp, vừa rồi nhất kích, suýt nữa đem mộng ma đưa đi. Ta, Phốc, thánh ma cái này khẩu lão huyết, phun khí phách chắc lậu. Như xe bị tuột xích, Lục Thiên Nữ Vương lại mẹ nó như xe bị tuột xích. So với hắn càng nén giận đấy, là mộng ma, nàng tự nhận đã đầy đủ cảnh giác rồi, lại không chịu nổi người nào đó, không hề dấu hiệu chọc dao găm, khó lòng phòng bị. Nói đến Lục Thiên Nữ Vương, lúc này tình cảnh có thể không thế nào tốt. Lại thất một lần khống chế quyền, nàng chi ý nhận thức đang từ từ biến mất. Hoặc là nói, là pháp tác cấm kỵ, chính đem nàng kéo vào nguyên bản thời không. A à, nàng chi hí ngâm, là sâu trong linh hồn không nhất cam lòng, nhất phẫn nộ gào thét. Nghịch thời không mà đến, nàng cho rằng năng nghịch thiên, cuối cùng là, cũng là công dã tràng. Chỉ là, nàng cũng không đi một chuyến uổng công. Nàng ý thức mặc dù tản, có thể cái kia lực lượng, lại tàn tồn tại cơ ngưng xương thể nội. Còn có cái kia diệt thế nhãn, cái thanh kia diệt thế kiếm, cũng đều theo thần lực của nàng, lưu tại thời đại này. Chết đi! Thánh ma vượt thiên mà đến, hủy diệt một đao, lăng không bổ về phía cơ ngưng xương. Diệp ra đại tẩu cũng là bá đạo, nhất kiếm càn quét, chặt đứt đao mang, cũng bổ lật ra thánh ma. Chưa kịp hắn đứng vững, triệu bân liền giết tới rồi, hồng mông hải mãnh liệt, trực tiếp nuốt hết. Phá! Thượng thương đã từng là khu xác, vẫn có vài phần nội tình đấy, trước tiên liền giết ra tới, cùng triệu bân một trước một sau, chiến vào cửu thiên. Một phương khác, cơ ngưng xương tắc rút kiếm ác chiến mộng ma, đánh chính là long trời lở đất. Mộng chi đạo tuyệt đại đại thần, lại bị hành hạ rồi, mộng cảnh bị hủy đi thất linh bát lạc. Thê thảm như thế, cũng không ngại nàng chào hỏi Lục Thiên Nữ Vương, đi đều đi rồi, ngược lại đem thần lực cũng mang đi a. À. Còn có thanh kiếm này, cái này hai mắt, cảm tình ngươi nghịch thời không một chuyến, chuyên môn chạy tới cho người đưa trang bị. Chuyên môn cho lão nương một ngạt. Mắng thì mắng, nên nàng chịu đánh, một hồi cũng không thiếu. Chúng thần xem rõ ràng, thế nhân xem cũng rõ ràng chật vật như thế mộng ma, vẫn là lần đầu thấy. Ngoại vũ trụ đến tiểu nữ oa cũng không tránh khỏi quá biêu hãn chút. Cường là lục thiên nữ vương, nàng dùng thế nhưng lục thiên lực lượng. Nếu không nghịch thiên đấu chiến tâm cảnh, nàng có thể đánh mộng ma đứng không vững. Xem náo nhiệt không chê sự tình đại, líu díu lúc, vẫn không quên một hồi tạch tạch tạch, chỉ nhớ tinh thạch lóa sáng, vẫn là một phiến liền một phiến. Phốc, thế nhân nhìn nhìn xem, mộng ma lại một lần đẫm máu lần này một kích này đánh chính là nàng là thật đau đau quả muốn tìm cái chỗ mát mẻ hội kết quả là nàng lại chạy rồi chạy hướng về phía cái kia chiến trường cái kia phiến thiên địa thần khư chúng thần đang cùng thần triều đám người cường hãn hỗn chiến say xưa bởi vì nàng hàng lâm vốn là máu tanh đại chiến lại thêm một vòng mộng ảo chi quang oanh cơ ngưng xương theo sau liền đến nhất kiếm liền sinh bổ một tôn thần thấy chi thần triều đám người cường hãn đều rất tự giác sách ra một cái đầu khôi, siêu siêu vẹo vẹo cũng tốt, bản bản trọn vẹn cũng được, đều chụp tại tự thân cái ót nhi lên. Mũ giáp không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trên mũ giáp đều viết thần triều hai chữ. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì cái này mở thần cấp treo ngoài vũ trụ bé con, thần chí không thế nào rõ ràng, chỉ sợ một cái phạm mơ hồ, bắt được thần triều người một hồi chém. Đúng, chính là chém. Từ nàng đánh tới, tựa như cắt dưa hấu, đang ở cái này mảnh thiên địa đích thần khư chúng thần, bị nàng chém một đầu lại một đầu, nhiễm nhiên một tôn vô pháp vô thiên nữ ma đầu. Phanh, chân trời hư vô, nổ tung một đạo vạn trượng vết nứt. Thế nhân nhiều xéo mâu, chính thấy trí cao thần khí nở rộ quang mang. Quang mang phía dưới, lào huyết nhiễm tuế nguyệt đế tiên, tay cầm thanh liên thần kiếm, đều đứt gãy. Tâm nhi, cùng thánh ma đại chiến triệu bân, bề bộn sợ bứt ra. Nơi nào đi, thánh ma trước mắt màu đỏ tươi, vượt thiên ngăn cản kia đi đường. Cốt, triệu bân tiện tay ném ra một vật. a à, không đúng, nói cho đúng, là một người. Ai đó, ám hải thiên tôn, thuận tiện, trả lại cho cái kia bỏ thêm điểm liệu. Đương nhiên không phải gia vị, mà là một loại tự bạo bí pháp, nói nổ liền nổ cái chủng loại kia, chính là lão già này, không chỉ một lần chú hắn chết, hắn cũng nghĩ thanh tĩnh thanh tĩnh. Triệu bân, ám hải thiên tôn phẫn nộ gào thét, diện mạo dữ tợn đáng sợ lão phu đường đường đế thần, người cho ta tới đây ra. Nổ, nói nổ liền nổ, ám hải thiên tôn phúc chốc bạo liệt, lực sát thương vô tận. Thánh ma cũng là đầu cứng rắn, nghênh không đụng đứng giữa, như cái huyết sắc thiên thạch, một đường hoành lộn ra ngoài, không chỉ đau, đầu vẫn là ông ông đấy. Tất cả chớ động, để cho ta tới. Tổ thần một bước giết tới, lật tay chính là nhất hầu tử. Thánh ma cũng là bi thôi đấy, nguy hiểm bị nhất kích đánh tán giá đông, khốn Phật trung vang vọng, đáng suốt rồi hủy thiên diệt địa thần uy. Tuế Nguyệt Trường Hà Đức Đoạn, Tam Sích Thanh Liên cũng hủy thành rồi huyết quang. Phong, tiên tôn cùng bà La Ma Thần đều xuất hiện tay, lấy hoang thần binh cấm rồi đế tiên. Vẫn là khốn Phật trung như một tòa núi lớn cự nhạc, trên trời nện xuống dưới. Thế nhân xem run sợ, hô hấp đều bởi đó ngừng, hoang thần binh bá đạo nhất kích, dù sát bất diệt đế tiên, cũng có thể tại trong khoảnh khắc tồi sát nàng nửa cái mạng. Ngươi hắn, mẹ kiếp. Nguy cơ trước mắt, một tiếng thét dài vang vọng tứ hải bát hoang. Triệu Bân đến rồi, như một đạo bất hủ thần quang, đi ngang qua vạn dặm sơn hà, không muốn sống đánh tới khốn Phật chung. Thế nhân thấy chi, lại một lần hóa đá, Vĩnh Hằng thể sợ không phải điên rồi, lấy thiếu thần chi khu, cứng rắn đụng chí cao thần khí. Chương 2036, chiến Phật, sông mang giận dữ vì hồng nhan. Đông vạn chúng nhìn chăm chú dưới triệu bân một đầu đâm vào rồi khốn phật chung trên không phải phật không thể đụng vang lên phật quốc hoang thần binh bị hắn đụng vang lên ầm vang tiếng chuông như vạn cổ lôi đình tức thì trấn sụp tám vạn trong thiên địa vì thế hắn trả giá cao cũng là vô cùng thê thảm đấy thần khu tan vỡ rồi nổ thành rồi một phiến huyết phụ cái kia chân thân cũng gần như mục nát tại từng tấc một băng diệt chân hán tử a à. thế nhân xem trái tim nhỏ bé thẳng run cứng rắn đụng hoang thần binh cái đồ kia lại không có chết lấy đạo đụng chung sao tiền bối cũng thì thào tự nói chưa phát hiện nhớ lại rồi triệu bân bán thần kiếp trận kia thiên phạt cũng có một cái đại chung, là bị vĩnh hằng thể đụng diệt đấy làm sao có thể tiên tôn trước mắt khó có thể tin bà la ma thần cũng khiếp sợ hoảng sợ ngươi chọc giận tới phật a à, la phật tôn nhẹ nói tường hòa phật quang phổ chiếu thiên địa hắn lại thúc giục khốn phật chung theo tựa như là núi trên trời nện xuống. Chỉ bất quá, lần này hắn công không phải đế tiên, là vĩnh hằng thể. Vân ca ca, liễu như tâm trong mắt có nước mắt, tuế nguyệt quang huy tùy theo nở rộ. Hạo vũ sụp đổ, chấn tiên kỳ bị tạo ra, phục ma tán bị bức lui. Định, tiên tôn vung tay vung lên, ổn định rồi trí cao thần khí. Bà la ma thần cũng thần lực sông tiêu, nghịch rối loạn càn khôn. Hai đại cấm khu chi chủ liên thủ, cưỡng ép đã ngăn được đế tiên. Oanh! Khốn Phật Trung rơi xuống, nền sụp thương vũ, cũng đã chân áp triệu bân. Quần chúng trong cũng có nữ tử, thấy một màn kia, không khỏi che ngọc khẩu. Chí cao thần khí công phạt thiếu thần, đây không phải là chân áp, đó là hủy diệt A. Ta tâm không chết, triệu bân nhất giống, rung động tứ hải bát hoang. Thân ta bất diệt, vẫn là nhất giống, xông tới cửu thiên thập địa. Hắn như một tòa tấm bia to, bị hoang thần binh chân áp, lại ngật đứng không ngã, không chết, bất diệt trên người hắn thật liền giấy lên bất hủ liệt diễm, tốt một cái yêu nghiệt. A La Phật tôn cũng kinh sợ, lại thi thông thiên chi pháp, khốn Phật trung ô o n g run dày lần nữa lóe sáng vô cùng Phật quang. Nhưng bất luận Phật quang thế nào phổ chiếu, mặc nàng trí cao thần uy thế nào quét sạch, lại như thế nào đều tồi bất diệt đạo kia tàn phá mà mục nát bóng người. Chẳng những tồi bất diệt, triệu bân đã tan tác chân thân vẫn là trong nháy mắt phục hồi như cũ, tan vỡ thân thể, cũng ở đây trong khoảnh khắc đúc lại, vốn là tóc trắng xóa, mà nay huyết lơ mơ đáng, vốn là hỗn độn mâu, cũng ở đây vĩnh hằng phút chốc, hóa thành hắc động. Cái này, liền biến thân rồi, trong truyền thuyết cực cảnh, thế nhân sợ lưỡng nhãn viên trượt, sức mạnh của ái tình A, à. tiên giới chế tài giả đơn giản không nói lời nào, mở miệng, liền là chân lý. Tử vong trong bộc phát, hủy diệt trong quật khởi, người nọ lại thắng thiên nhất chàng. Đúng, chính là thắng thiên, bởi vì hậu thiên cực cảnh, phá rồi chính là thượng thương cấm kỵ. Đông, tiếng chuông lại lên, nhiều anh lôi vang vọng hư vô. Vẫn là Triệu Bân tại đụng, lấy đạo cứng rắn đụng Phật chung. Chân áp, a à, la Phật tôn hừ lạnh, trong mắt đã mất rồi thanh tĩnh. Tổn thương nàng, không chết không thôi, Triệu Bân thần mâu như đuốc, cũng hai tay chống trời, hẳn là cứng rắn đem khốn Phật chung nhấc lên, bất tử bất diệt lực lượng như thành từng mảnh vĩnh hằng quang hỏa, cùng với pháp tắc, đốt đầy cửu thiên. Ừng ực, ừ, thế nhân cũng mạnh nuốt nước miếng, là mắt thấy khốn Phật trung lộn nhào đấy. Một màn kia quá rung động, như sâu kiến giống như tiểu thiếu thần, lại sốc tựa như là núi nguy nga trí cao thần khí, nhìn chung vạn cổ, không có như vậy vô pháp vô thiên tiền lệ. a à, Phật tôn kêu rên, hoàng tựa như vạn Phật gào thét. Khốn Phật trung bị nhấc lên, hắn cũng đi theo bị đẩy lui nửa bước, trong mắt không thanh tịnh, cũng bởi đó biến thành hoảng sợ, bây giờ tiểu bối, đều như thế xúc sinh sao. Sát, triệu bân như một tôn cái thế đại ma, mang theo cuốn thao thiên huyết sát mà đến. Hắn không phải giết đỏ cả mắt rồi, là nộ tới rồi cực hạn, tổn thương hắn chỗ yêu, chính là sợ hắn nghịch lân. Dù mở cực cảnh, ngươi, như cũng là sâu kiến. A à la nhẹ nói, Phật âm trang nghiêm, tự có bế nghệ bát hoang xu thế. Hắn trong nháy mắt bài trừ rồi tạp niệm, nhặt tay một luồng Phật quang, thành kiếm quang bổ tới. Triệu bân liền cường thế rồi, không né không tránh không đề phòng ngự, liều mạng bị chặt diệt nửa cái thân thể, như một đầu hồng hoang mãnh thú, đụng vào rồi A-la à Phật tôn trong ngực. Bang! Phật tôn kim thân bất phôi, cứng rắn như thiên cương. Triệu bân một lời nhiệt huyết, như đâm vào rồi sắt đá trên, chỉ âm vang một thanh âm vang lên, tựa như tại bảo hắn biết, kiến càng ngay cây, vô dụng chi công. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Phật tôn cười lạnh, như một tòa núi cao giống như, sừng sững không động. Cái này chính là Phật quốc chi chủ, có vô tận niệm lực gia thân, mặc dù tại tiên giới gặp áp chế, cũng không phải là tiểu tiểu thiếu thần năng dung chuyển đấy. Cười cười, hắn liền không cười, chỉ vì đâm vào trong lòng ngực của hắn vị này. Nổ rồi, nói cho đúng, là tự bạo rồi, đem hảo vũ thiên khung, đều nổ thành rồi trống rỗng, chỉ lộng lấy huyết quang, như vạn trường khói lửa, ngạo nghễ nở rộ. Lão nạp, Phật tôn một hơi thở gấp lấy, cũng như khốn Phật trung, lật ra cái đại té ngã, vừa rồi thanh tĩnh nửa phần tâm thần, lại nhiều một phiến không sạch sẽ, không biết là phiền muộn vẫn là phiền muộn. liền hắn cũng như này, càng chớ nói đám khán giả, run rẩy khóe miệng, đừng đề cập có nhiều chỉnh tề rồi, đến liền tự bạo, đây là có nhiều nghĩ không thoáng. Ngược lại đã quên, cực cảnh bất tử bất diệt. Vẫn là tiền bối vững như cầu, vuốt tròm dâu đều vuốt lời nói thấm thía. Sa muốn năm đó tiên giới đại chiến, người nào đó gặp chúng thần vây công lúc, sẽ không thiếu tự bạo, này giống như đấu pháp, tuy nhiên rất máu tanh, cũng rất trực tiếp, liền Phật tôn đều bị nổ lộn nhào, có thể nói hắn là tại tú tài nghệ. Rất tốt, Phật tôn tức giận, mãnh liệt huy động rồi ống tay áo áo cả xa. Bỗng nhiên đấy, cuồn cuộn niệm lực, như uông dương bình thường, che mất thiên địa, cũng che mất triệu bân tự bạo sau huyết vụ, muốn tại triệu bân cải tạo khí lực lúc trước, đem kéo xuống diệt, để cho nha tử bảo, xem lão nạp không trấn áp ngươi. Giống, giống ngâm âm thanh trợt nổi lên, triệu bân từng sợi huyết khí, hóa thành tất cả thương long, tại niệm lực trong hải dương, chơi bạc mạng làm ẩm ý, náo niệm lực tán loạn, cũng náo càn khôn đứt đoạn, toàn bộ thiên vũ, đều bởi vì hắn sấm sét vang dội Ta cũng muốn nhìn một chút, người năng chống bao lâu. Phật tôn trước mắt tàn khốc, triệu hoán đầy trời kim Phật kim Phật tường hòa trang nghiêm, cũng chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh Phật. Diệt thế chú, tầm mắt cao thâm tiền bối, đều tế ra hộ thể thần quang. Dù như thế, cũng không chịu nổi Phật âm sông tới, bọn tiểu bối càng là thần sắc chất phác, hai mắt ngốc trệ, đều có tại hạ phút chốc, liền lập địa thành Phật dấu hiệu. Giống, vẫn là dòng ngâm thanh âm, đầy trời thương long đều tại gào rú. Lôi thần nộ, đó là triệu bân phát ra từ linh hồn gào thét, chính diện cứng rắn cương diệt thế chú, đem vạn phật tụng kinh tri âm đụng phải cái thất linh bát lạc diệt a à, la phật tôn hét to mở vạn trượng đại phật trên trời hạ xuống trường pháp hắn dùng vẫn là rất trượt đấy mà cái kia bao trùm thiên địa năm ngón tay cây phật thủ vô luận từ chỗ nào xem cũng đều là hủy thiên diệt địa đấy ngưng triệu bân vừa quát âm vang đầy trời huyết khí cuối cùng đúc lại khí lực sau đó chính là một đạo trấn thiên ầm vang là hắn nộ mở vĩnh hằng kim thân vừa gặp cây Phật thủ đánh tới, như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn không cứng rắn chiến, một bước tránh đi, hai tay bắt được cây Phật thủ cổ tay. Lên, theo hắn một tiếng gầm lên, cũng theo quần chúng tập thể ngửa mâu, cái kia tôn nguy nga như núi Đại Phật, lại bị hắn cứng rắn vung mạnh xuống dưới, một cái sức eo hợp nhất, đem. Đập vào đồng dạng như núi nguy nga khốn Phật chung trên. chương 2037, vô đề. Đương, bởi vì cái gọi là, đại lực xuất kỳ tích Triều công tử đập Phật dáng vẻ, không chỉ tiêu chuẩn, vẫn là tạc mẹ nó khí phách chắc lậu. Phật quốc hoang thần binh, lại một lần bị hắn đụng vang, ngoại trừ có chút phí đại Phật, cái khác không có gì, dù sao cũng là cùng trí cao thần khí đến rồi cái tiếp xúc thân mật, nó nếu không toái cái nát vụn, quả thực thật xin lỗi khốn Phật trung độ cứng. Cái này cũng được, thế nhân ngẩng lên đầu, một hồi lâu cũng không có rủ xuống đến. Nếu không thì thế nào nói vĩnh hằng truyền thừa, cái đồ kia trò bịp bợm vẫn là thật không ít. Dùng A là Đại Phật, nền Phật quốc Đại Trung, là thật nước tiểu tính chất. A, à, Phật Tôn lại kêu rên, đầu vẫn là O, O, N, G rồi một tiếng. Khốn Phật Trung gặp trọng kích, hắn chịu cắn trả, Đại Phật bị đụng nát, hắn cũng chịu cắn trả, không khác bị chặt rồi lưỡng đau, có thể dễ chịu rồi mới là lạ. Để mạng lại, Triệu Bân đã giết tới, Đại La Thiên Thủ bao trùm càn khôn. Triệu Bân, Phật Tôn trước mắt hung sắc, một đạo Phật quang hủy Triệu Bân Đại Thủ đồng nhất trong nháy mắt hắn vẫn là thúc dục khốn phật chung nghênh không xông tới không hổ là hoang thần binh chỉ nhất kích, liền đụng nát rồi vĩnh hằng kim thân đến triệu bân đạp thiên mà quay về sát sinh đại thuật phô thiên cái địa phật tôn chấp trưởng trí cao thần khí cũng thần uy thao thiên oanh phanh hai người một trước một sau chiến vào cửa tiêu tùy theo phiêu miểu hư vô liền băng rồi nửa bầu trời chờ đợi thế nhân hướng lên trời xem chính thấy lôi đình thiểm biệt, cùng pháp tắc sen lẫn, cùng thần quang bay múa, cực tấn xé rách càn khôn. Người đâu? Chưa có quần chúng có thể nhìn rõ ràng hư thực, chỉ thấy hai đạo mơ hồ bóng người, tung hoành cửu thiên, mỗi có một lần va chạm, hư không tất thấy huyết, nhất định có một đạo hủy diệt vầng sáng sụp đổ, hướng tứ hải bát hoang sông tới, đem tốt đẹp sơn hà, hủy thành rồi thành từng mảnh phế tích. Vĩnh hằng thể có thể cùng Phật tôn chính diện cứng rắn chiến. Người cho rằng, bất tử bất diệt bầy biện xem có thể đó là Phật quốc chi chủ, niệm lực là vô tận. Nhìn không rõ chân tướng, cũng không ngại đám khán giả làm nhảm việc nhà. Chỉ là, bọn họ lời nói không ngoa. Cực cảnh bất tử bất diệt, chỉ cần này trạng thái vẫn còn, lực lượng liền bất hủ không kiệt. Phật tôn chớ nói rồi, có được Phật quốc vô tận tuế nguyệt, thừa chí cao thần y bát, hưởng vô số tín đồ cung phục, tín ngưỡng không dứt thần lực liền không dứt Cái này lưỡng gom góp một khối đánh nhau, không được chiến hắn cái ba ngày ba đêm a à. bên này làm hừng hực khí thế một phương khác cũng đánh chính là khí thế ngất trời đế tiên nhảy lên hai từ đầu đến cuối cũng không để cho tiên tôn cùng bà la vượt qua tuế nguyệt dù là hai cái hoang thần binh vẫn như cũ bị nàng gắt gao ngăn ở thương miều nhất định như ở tại thần giới ta nhất định chảm ngươi tiên tôn hừ lạnh ra tay chính là vạn đạo pháp tắc cực tẫn rồi hủy diệt đế tiên không nói chỉ từng sợi thời gian bay múa lần lượt phá diệt hư không. Nàng lười nhác dùng ngôn ngữ đối tiên tôn, nhưng thế nhân không làm, phần lớn đều tại biểu môi, tiên mộ chi chủ ra mặt, là thật hậu a. À. Luận tu vi, mạnh hơn đế tiên, luận trang bị, trí cao thần khí cũng là tuyệt đối nghiền ép. Tại đây, vẫn là cùng bà La Hai đánh một, đặt xuống không ngã linh hồn tàn khuyết đế tiên thì thôi, vẫn là tốt ý tứ bức bức căn nhằn Diệt, bà La đầu treo phục ma tán, diễn xuất rồi một vòng viên nguyệt. Nguyệt quang sáng tỏ, cũng cái gì ma tính, phổ chiếu hôn ám thiên địa. Sơn Hà nhiễm cái kia chỉ, cũng tại mục nát trong diệt phong, cực bá đạo. Oanh! Đế tiên một bước định thân, tam xích thanh liên ngạo nghễ nở rộ. Bất luận nguyệt quang thế nào ăn mòn, cũng khó phá nàng tuế nguyệt phòng ngự. Nói đến tuế nguyệt, tuế nguyệt trường hà đã đoàn tụ, thần lực của nàng, bởi đó nhiều hơn tang thương cổ xưa chi ý, cái kia, cũng là một loại hủy thiên diệt địa uy thế. Linh hồn hồi phục, Tiền bối đám phải sợ hãi dị, ánh mắt dạng dỡ. Không sai, đế tiên linh hồn tại hồi phục, mỗi hồi phục một phần, nàng chi khí chàng, liền to lớn một phần, đến lúc này khác, thiên địa đều bị đụng càn khôn biên đảo. Ân, sức mạnh của ái tình. Vẫn là chế tài giả, đồng dạng chân lý, còn nói một lần. Triệu bân bởi vì nàng mở cực cảnh, nàng nơi nào có không có vài phần lột xác đâu. Mà linh hồn hồi phục, chính là cái kia lột xác, tàn phá đế tiên, chính từng bước một hướng đi không sứt mẻ, tuy nhiên đường vẫn là rất xa, nhưng là cái vô cùng tốt điểm báo. Oanh, phanh, âm vang âm thanh, lại là một bộ long trời lở đất chi cảnh. Đế thiên cùng hai đại cấm khu chi chủ, cũng một đường chiến vào cửu thiên. Cũng như triệu bân cùng Phật tôn, thế nhân thấy không rõ, liền nhìn thấy hủy diệt dị tượng rồi, một bộ tiếp một bộ, diễn đầy hư vô, mỗi một đạo che tận thế sắc thái. Chiến, hư vọng hải thiên mà cũng ở đây chiến. Đầy trời thần ma đều sát mắt đỏ rồi, rất có một bộ không đem đối phương triệt để đánh tan, liền không bỏ tư thế. Nguyên nhân chính là như thế, hỗn chiến chi động tính mới vô cùng to lớn, kinh động đến phàm trần, cũng lên lụy minh giới, thậm chí hơn nửa đêm đấy, phàm trần đột nhiên xuống nổi lên huyết sắc tiên vũ, đem thành từng mảnh sơn hà đều nhuộm thành rồi màu đỏ tươi. Minh giới quỷ dị hơn, lại có một vòng quá mặt trời mọc. Hắc ám, bị chiếu như ban ngày, lệ quỷ tiếng kêu rên vang thiên trấn địa phương. Người nào, thượng giới có phải hay không kéo bè kéo lũ đánh nhau đâu. Đột nhiên đấy, Phạm Trần truyền đến một câu phiêu miểu lời nói. Đều chế tài giả, phía dưới vị kia cũng rất nhàm chán a. À. Muốn tìm cái náo nhiệt xem, hết lần này tới lần khác, Phạm Trần đều tiểu đả tiểu nháo, hắn quả thực đề không nổi cái gì hứng thú. Nghe nói, người làm quan nhi rồi, tiên giới chế tài giả ung dung nói. Ân, hai ta là cùng cấp đấy phàm giới chế tài giả ha ha cười một tiếng đã là làm quan nhi rồi sẽ không điểm làm quan nhi giác ngộ có nhất định có phàm giới chủ tể nói qua đưa tới một vật tùy theo chính là hắn lúng túng cười ta nghèo không có gì cái bảo bối tốt ta cũng nghèo tiên giới chế tài giả hít sâu một hơi nhưng vẫn là lướt nhẹ qua rồi tay áo xong thần ma đại chiến hình ảnh liền bị truyền về rồi phàm trần sát nha tối nay thần minh hải gào to âm thanh vang lớn dị thường. Thần triều không thiếu nhân tài, sáng lên giọng đến, vẫn là kinh thiên địa quỷ thần khiếp đấy. Hô quy hô, không có một người sát ra tới. Bởi vì, thành trong liền một cái giữ thể diện cũng không có. Cũng không sao, đại đạo thiên cục càn khôn, liền là bọn hắn trí cường phòng ngự, cũng là bọn hắn trí cường công phạt, nhiều năm qua tích góp từng tí một vốn liếng, đều đang điên cuồng thiêu đốt, là duy trì đại chiến, cũng là vận chuyển càn khôn nhìn cái kia đầy trời lôi đình thiểm điện, đều là hủy thiên diệt địa công phạt, chịu lên như vậy nhất lưỡng đạo, không muốn quá thoải mái. Có đau hay không? Chúng thần rõ ràng nhất. Liếc nhìn lại, bát thành trở lên đều khí lực bốc lên khói đen nhi, sắc mặt cũng đen tối vô cùng, cửa thành không có phá vỡ không nói, vẫn là ăn một hồi xét đánh, phổ thông lôi không có gì, có thể như ra chỉ thiên cục càn khôn, vậy thì khác nói. Vùng vẫy giấy chết miễn rồi. Thần khư chi chủ cũng cười lạnh, vẫn còn thúc giục hoang thần binh. Địa ngục chi chủ cũng như hắn, Chí cao thần khí quang mang vạn đạo. Ân, từng có phút chốc, hai người đủ ngước mắt, cũng là lông mi đủ hơi nhíu, cũng có một loại dự cảm bất tường, trông coi cái này mấy cái trong nháy mắt, đến càng mãnh liệt. Xem trí cao thần khí, cũng hình như có nhận thấy, biến cực kỳ táo bạo. Nếu không thì thế nào nói là cấm khu chi chủ, dự cảm chính là chuẩn. Chỉ là ba năm trong nháy mắt, liền thấy hai đạo thần quang, một trái một phải rơi tại trong tay bọn họ. Chính là cầu viện bí pháp, theo thần giới mà đến. Chuẩn xác hơn nói, là từ thần khư cùng địa ngục mà đến. Trong đó, có chuyện lời nói ẩn núp, cũng có chút có lẽ hình ảnh lạc ấn, mở ra nhất nhìn. Ai nha lão già bị trộm, nhìn cái kia luân hồi chi quang, sáng loáng chỉ ngói lược, không cần phải nói, chính là nguyệt thần cô nương kia nhi. chương 2038, rút lui. Đáng chết, thần khư chi chủ cùng địa ngục chi chủ cùng kêu lên hừ lạnh, cũng là đồng thời trùng thiên mà lên, thần khư chúng thần cùng địa ngục trí tôn, tắc như từng đạo lộng lẫy thần mang, theo sát phía sau, lần lượt từng cái một diện mạo, muốn nhiều giữ tợn có nhiều giữ tợn. Cái này, bên ngoài chàng quần chúng đều lông mi cao gầy, đang đánh náo nhiệt, ít ngày nữa, đem phá thiên cục cùng trí tôn thành, đem kéo ra huyết sắc thịnh yến mở màn, cái này mấu chốt nhi trên, hai nhà cấm khu là muốn vội vàng về nhà thua quần áo sợ không phải thần khư cùng địa ngục, sinh biến cố. Lấy ta đến xem, bị trộm ra khả năng lớn hơn. Không thể a à, đường đường trí cao truyền thừa, có thể không có đại thần thủ hộ. Cái kia muốn xem đi trộm ra chính là người nào, nếu là nguyệt thần, thủ được. Hải ngoại, tiếng nghị luận như biển chiều, đặc biệt là đám lão già này, đều mở thần côn hình thức, phân tích đạo lý rõ ràng, nếu không phải bị trộm ra, hai đại cấm khu có thể như vậy sốt ruột phát hỏa thậm chí còn, không tiếc tại thời khắc mấu chốt triệt binh. Oanh! Vạn chúng nhìn chăm chú dưới thần khư chi chủ tế ra hoang thần binh, mở ra một cái tinh hà đại đạo, mang theo bản thân trí tôn, đạp hà đi xa, cho đến biến mất tại phiêu miểu hư vô. Địa ngục chi chủ cũng chẳng phân biệt được trước sau, đồng dạng là lấy trí cao thần khí mở đường, cường thế trở về thần giới. Xa bị trộm, cũng không đến trở về chấn thủ sao. Chậm thêm như vậy vài bước, sợ là phần mộ tổ tiên đều có bị đúng dịp nảy ra cái ngọn nguồn nhi hướng lên trời đương nhiên so sánh với phần mộ tổ tiên bọn họ càng lo lắng là cấm khu căn cơ căn cơ tại cấm khu liền tại không có gì hàng ra bệnh mà nói đủ trường tồn thế gian như căn cơ có tổn hại cái kia chính là cái kia chuyện xưa cái này đi rồi hai đại cấm khu triệt binh trông coi rút lui hào không yếu kém có rất nhiều người lúng túng tựa như thần minh hải đầy trời thần ma Lúc này liền cực độ phiền muộn, cảm giác kia, tựa như cái kia lúc, muốn cái kia cái kia rồi, xong việc nhi, cái kia công cụ, bị người không có thu rồi. Không sao. Hai đại cấm khu rút lui, còn có ba đại cấm khu, Phật Quốc, Tiên Mộ cùng Ma vực thần, hơn phân nửa cũng còn tại Thần Minh Hải, luận thế trận cũng là tuyệt đối nghiền ép thần chiều đấy. Nghe ta hiệu lệnh, công, Tiên Mộ một tôn lão thần, vung kiếm chỉ phía xa rồi chí tôn thành. Sự hiện hữu của hắn rất tốt nghiệm chứng một câu, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, cấm khu chi chủ không ở, hắn cũng rất tự giác trên đỉnh rồi thống soái vị trí. Không quan trọng, tại đầy trời thần ma xem ra, cái này đều không sao cả, chỉ cần đánh là được, chờ đợi phá thiên cục, chờ đợi oanh mở trí tôn thành, người nào vẫn quan tâm cái nào ra lệnh. Đánh, nói đánh là đánh, bình tịch không bao lâu thần minh hải, lại lên chấn thiên ẩm vang. Thần triều cũng không sợ, không ai keo kiệt tài nguyên, công phạt phô thiên cái địa. Sư tổ, thủy thân lầm bẩm lời nói, một thân một mình nhìn xem thương miểu. Cấm khu vì cái gì bỗng nhiên triệt binh, hắn là chỉ nguyên do đấy, nguyên nhân chính là biết được, mới rất nhiều lo lắng, trí cao truyền thừa A. Nội tình hạng gì khủng bố, cưỡng ép trộm ra, nói không chừng sẽ gãy tại cấm khu, trung quy, sư tổ trạng thái không tốt. Lão đạo, trên tường thành, có người hô một tiếng. Thủy thần thu mâu, trước tiên hoàn xem thiên địa nói cho đúng, là xem thiên cục càn khôn, nghiễm nhiên đã chống đỡ đến cực hạn, nhiều nhất ba ngày, thần chiều nhất định phá. Tử thủ, thủy thần một câu âm vang, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi ý. Thành trong người cũng như thế, vô luận như thế nào, cũng phải khiêng đến viện quân trở về. Hôm nay thần giới, đặc biệt náo nhiệt, ngũ đại cấm khu đều cháy rồi sao? Sự tại tinh không nhìn ra xa, cấm khu pháo hoa, đó là một phiến so một phiến huyến lệ. Trên đời phải sợ hãi, bởi vì nhìn chung vạn cổ, ngũ đại cấm khu vẫn là lần đầu. Tại đồng nhất ngày gặp công phạt, náo động tĩnh lớn nhỏ trước tạm bất luật, vẻn vẹn như vậy quyết đoán, liền đầy đủ ngạo thị hoàn vũ. Cuối cùng người nào? Không biết bao nhiêu ẩn thế đại thần, từ phủ đầy bụi trong xuất quan, cách minh mông hư vô, giò ngó cấm khu. Hủy thiên diệt địa cảnh tượng ở bên trong, bọn họ trông thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, tắm nhuốm máu luân hồi chi quang, độc có một loại tựa như ảo mộng ý cảnh. Nguyệt thần, chúng đại thần nhiều lầm bẩm lời nói, tâm cảnh cũng nhiều rung động lắc lư. Đã là cửu thế thần thoại, vậy bọn họ liền không kỳ quái, so sánh với cứng rắn làm thiên đạo, bây giờ đại náo cấm khu, chính là cái tiểu tràng diện. Oanh! Triệu bân lại một lần tự bảo, nổ thiên vũ sụp đổ. Lại, vì cái gì nói lại, bởi vì từ cùng Phật tôn khai chiến, hắn đã tự bảo rồi không chỉ một trở lại, trông coi động tính một lần so một lần lớn, đem cực cảnh trạng thái không muốn sống đấu pháp, diễn phát huy tác dụng vô cùng. Đừng nói, cái này đấu pháp tạc thực dụng. Ít nhất, Phật tôn bị chỉnh chật vật không chịu nổi. Đến lúc này khắc, hộ thể Phật quang, đã đứt đoạn không thiếu, liền cuồn cuộn niệm lực, đều nhiễm ban bác chi sắc, còn có vạn Phật tụng kinh chi âm, thế nào nghe đều là ỉu xìu không sót phải đấy. Như bức, thế nhân chi tâm cảnh, chỉ có cái này hai chữ có thể biểu đạt. A à, là Phật tôn nơi nào, Phật quốc chi chủ, hàng thật giá thật chí cao truyền thừa, ngoại trừ chế tài giả cùng cùng giai hoặc đồng cấp thần, ai có thể đem hắn tổn thương chật vật như thế. Hết lần này tới lần khác, liền như thế một tôn thiếu thần, chính nhi bát kinh nổ rồi hắn hơn nửa đêm, chớ nói người bị, vẻn vẹn nhìn xem, đều mẹ nó đau. Chọc giận ta Phật, nhất định chu ngươi. Phật tôn băng lãnh lời nói, như ma chú vang vọng càn khôn. Giải rác vài chữ, không biết bao nhiêu người, bởi đó xuất ra. O, O, N, G. Vẫn là khốn Phật chung bị hắn thúc giục, hồi phục rồi trí cao thần huy. Hủy diệt quang huy, vẫn là như vậy trói mắt, lung chiều tận thế sắc thái. Giống, triệu bân nứt vỡ huyết khí, lại thành tất cả thương long, xoay quanh cửu thiên. Tại cực cảnh, hoặc là nhất kích đem hắn oanh diệt, nếu không thì, hắn liền bất tử bất diệt. Chân áp, Phật tôn tiếng quát như sấm, vô cùng niệm lực, tiệc thiên cuốn địa phương. Nhưng, hắn chấp trưởng khốn Phật chung lúc này có vẻ như không phải nghe hắn hiệu lệnh rồi, còn chưa mở công, liền ô, ô, n, g run lên, xong, rách nát rồi hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tình huống nào? Rất rõ ràng, trí cao thần khí quảng gánh không làm. Cũng đúng, bị gọi tới đánh thiếu thần, quả thực có tổn hại nó bức cách. Thế nhân nhiều tại ngửa mặt lên trời xem, tiếng ồn ào một phiến. Vẫn là đám lão già này, ánh mắt sâu nhất thúy, vuốt tròm dâu động tác, cũng nhất chỉnh tề, Khốn Phật Trung bỗng nhiên rời đi, hẳn là Phật Quốc ra biến cố, nói cho cùng, vạn Phật Chi tổ lưu lại trí cao thần khí, thủ hộ chính là Phật Quốc, mà không phải là hẳn A-La à Phật Tôn. Nguyệt thần, Phật Tôn gầm nhẹ, cùng với chính là hung lệ chi sắc. Ngay tại khốn Phật Trung bay đi đồng nhất trong nháy mắt, hắn nhận được một đạo Phật Quang, một đạo đến từ Phật Quốc Phật Quang, có chuyện lời nói ẩn núp, có phá thành mảnh nhỏ hình ảnh lạc ấn. Có người trộm ra, đang tại hắn Phật Quốc làm ẩm ý chăm chú nhất nhìn đúng là nguyệt thần cô nương kia nhi đáng chết phật tôn muốn cũng không muốn lúc này rút khỏi chiến trường đăng thiên mà đi đến hắn triệu hoán chúng phật cũng như từng đạo chỉ xuyên thẳng hạo vũ thấy chi tiên tôn cùng bà la ma thần cũng nhíu mày tình huống không đúng a à, cái kia lão con lừa chọc thế nào vẫn là đi rồi đâu tình huống không đúng là được rồi đi đâu chỉ là phật quốc phật còn có thần khư cùng địa ngục chí tôn lại cũng tại rút lui, đập vào đập vào liền chạy. Ô, ô, n, g. Đúng vào lúc này, chấn tiên kỳ cùng phục ma tán cũng một hồi ô, ô, n, g động. Bọn chúng cũng như khốn Phật chung, rách nát rồi hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đồng trong nháy mắt, có hai đạo thần quang lắng xuống, một trái một phải, đã rơi vào tiên tôn cùng bà la ma thần trong tay, cũng cầu viện bí pháp, một ra từ tiên mộ, một cái đến từ bà la ma vực chương 2039, đều đi rồi. Tốt ngươi nguyệt thần, tiên tôn cùng bà la lúc này vứt bỏ đế tiên, trước tiên rút đi. Thống xoáy lui, tiên ngộ cùng ma vực thần, há có không đi chi lý. Cái kia, là một cái lớn chàng diệt, từng cái thần trùng thiên mà lên, từng cái ma đạp không mà đi, cho hôn ám thiên khung, thêm thành từng mảnh lộng lẫy chỉ. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân đúc lại khí lực, vung kiếm chỉ thiên, triệu hoán ức vạn lôi đình. Thần ma từ đuôi đến đầu, lôi đình từ trên xuống dưới, tại hư vô đụng thẳng. Kháng đánh như tiên tôn cùng bà la đám kia đại thần, từ không cần phải nói, chịu vài đạo xét đánh, như gãi ngứa ngứa. Khó chịu những cái kia bị thương nặng hoặc nội tình không tốt thần, chân trước mới vừa vào thiên, liền bị bổ xuống rồi, như từng khỏa nhúm máu thiên thạch, cho đại địa, đập ra từng tòa vực sâu. Chủ thượng, cứu ta! Trong vực sâu, rất nhiều khàn cả giọng kêu rên. Nhưng vô luận là tiên tôn vẫn là bà la ma thần cũng hoặc cấm khu đạo hạnh cao thâm trí tôn lại không một người quay đầu cũng không phải không nghĩ cứu mà là so sánh với cấm khu căn cơ những cái kia thần mệnh đều không có ý nghĩa phá tiên tôn một câu băng lãnh cô quạch phá ức vạn lôi đình mà bà la tắc một tay bấm niệm pháp quyết tại thương miểu nhất đỉnh mở ra rồi một đạo vạn trượng khổng lồ vết nứt đó là tiên tri ngân đi vào có thể nối thẳng thần giới đi rồi ân, đều đi rồi. Thế nhân nói qua, ánh mắt đều hướng về rồi một phương khác. Cấm khu rút lui, nhưng có người không có rút lui, như thánh ma, như vô tướng lão thần, như ma đạo quân cùng thần ma tôn những cái kia, vẫn là tại chiến trường, mặc dù không thể so với cấm khu nội tình hùng hậu, có thể trận chiến vẫn là vô cùng to lớn, ít nhất thần chiều không so được. Chỉ là trận chiến lớn, không có nghĩa là tự tin đủ. Trung quy, bọn họ phân thuộc nhiều truyền thừa, là nửa đường kết nhóm, càng nhiều thời điểm, đều làm không được cùng chung mối thù, thêm với cấm khu triệt binh, có vẻ như đã không có cường đại dựa vào. Cái này, tựa như hai nước chiến tranh, đập vào đập vào, minh hữu rút lui, thống soái cũng rút lui, cái này sĩ khí cùng chiến ý, đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Trái lại thần triều, cũng là cao thấp một lòng, vô luận tiền bối tiểu bối, làm lên trận chiến đến, đều là không muốn sống chủ. Này tiêu tan so sánh, trong thiên địa quét gió nhẹ, có chút thần cũng biết vậy nên lạnh lẽo rồi. Hỗn đàn. Vô tướng lão thần nghiến răng nghiến lợi, như ăn quả cân, khó chịu nhất bức. Trước đó lần thứ nhất, ngũ đại cấm khu thong rong đến chậm, để cho triệu bân đám người, an toàn rút về rồi tiên giới. Lần này, lại là cấm khu như xe bị tuột xích, người đến không giả, trận chiến cũng bãi đầy đủ cường hãn, nhưng không có đánh xong liền rút lui, cái này không lừa bịp đấy sao. Đại thần như hắn, đều như vậy tâm cảnh, càng chớ nói cái khác trí tôn, cấm khu cái này vừa rút lui chỉnh bọn họ lúng túng đến cực điểm đây là đánh đâu vẫn là chạy đâu vẫn là vừa đánh vừa chạy đâu chúng ta trí tôn tiếc gì một trận chiến luận bức cách còn phải là thánh ma thượng thương đã từng là khu xác không được có vài phần ngạo thị thiên địa uy nghiêm sao ít nhất cái này một câu nói âm vang hùng hồn cấm khu mặc dù rút lui có thể bọn họ nội tình vẫn còn chết lại dập đầu một trận dù diệt không được thần triều cũng có thể tướng thần triều thần đồ diệt không còn Đạo lý vẫn là không giả Thế nhân không phản bác Thần triều đám người cường hãn cũng không phản bác Bởi vì chiến đến lúc này khác Thần triều cửu thành trở lên Đều đã là nỏ mạnh hết đà rồi Thật muốn đánh Cái kia chính là chạy toàn quân bị diệt đi đấy Chiến Thánh ma một phen cổ động Vẫn rất có hiệu đấy Nhìn đây trời thần ma Đều châm lại rồi thần quang Cũng đều châm lại rồi chiến ý Một cái chiến chữ Giống cái kêu là một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp Rất có một bộ dù không cấm khu trợ chiến, bọn ta cũng có thể hủy diệt thần triều uy thế. Thánh ma bức cách, rõ ràng có đề cao, nhiễm nhiên đã thay thế cấm khu chi chủ, thành rồi chúng thần mới thống soái tiếp xuống, để cho hắn, dẫn đầu đầy trời thần ma, cùng thần triều lớn làm một cuộc. Oanh! Triệu bân động, vừa xài bước càng cửu thiên, sách đạo kiếm mà đến. Cùng Phật tôn chiến qua một trận, cái kia sát khí, đều phách biết không ít. Binh đối với binh, tướng đối với tướng thân là thần triều chi chủ, cũng không đến tìm đối phương khiêng kết nghĩa luyện nhất luyện. Có một câu như vậy câu nói thế nào nói, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Mà nay thánh ma, liền nhảy vô cùng hăng hái sao. Trước tiên đem hắn thu thập, xem ai còn dám nhảy đáp. Cứu ta, sơ làm thống soái đệ nhất giống, thánh ma gào thét vẫn là rất khí phách. Cực cảnh A, à, bất tử bất diệt A, à, tìm ai luyện cũng không thể tìm triệu bân luyện hắn cái này nhất gào thét không sao cả vừa tích góp từng tí một đến bước cách trong nháy mắt tận diệt thống xoái chấn không được tràng diện nửa đường kết nhóm chúng thần ma có thể đứng ổn mới là lạ lão phu thân thể có việc gì trông coi đi trước một bước vô tướng lão thần nhẹ nói xoay người chạy không thấy nhi rồi hắn không phải sợ rồi mà là có nào đó giác ngộ không có cấm khu áp trận đầy trời thần ma không khác chia rẽ khẩu hiệu hô đến vang dội không có sâu dùng thật đánh nhau nhất kích chính là tan tác, như thế, vậy còn đánh bậy bạ. Hoàng vô cấp đại thần nơi nào, hắn cái này vừa lui khủng khiếp, bỗng nhiên cho đầy trời thần ma, nổi lên rồi một trận mở chạy cơn lốc, từng cái một đấy, đều chạy so con thỏ còn nhanh, thậm chí còn chưa khai chiến, chính là toàn sợi lớn tan tác. Cái này, chạy bên ngoài chàng quần chúng khóe miệng thẳng kéo. Thực châm chọc a, à, đám lão già này lại nhiều sách lưỡi. Như vậy nhiều thần, cũng như vậy nhiều đại lão, Thật muốn cùng chung mối thù mà nói, không hẳn không thể diệt thần triều, bây giờ không đánh mà chạy, trí tôn uy nghiêm ở đâu a? À? Rất xa đến tiên giới một chuyến, chỉ vì luyện một chút mở chạy tốc độ. Như ở tại thần giới, chính là một cái khác phiên tình trạng. Tâm trí thông thấu giả, đều đến rồi một câu như vậy. Chuyện đó, cũng không có người phản bác. Thần triều cường giả tu vi cảnh giới, cao thấp không đều đấy, trong đó nhiều hơn phân nửa, tại tiên giới đánh có thể một khi lên thần giới, phần lớn là pháo hôi mệnh. Sở dĩ, chiến trường tại tiên giới, dù cấm khu áp trận, thần triều cũng có một trận chiến trị huy. Nhưng, như ở tại thần giới, cái kia chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng cũng không chiếm được. Cứu ta, nơi nào chạy, đều là làm thống xoái đấy, họ chịu người nọ mới, có vẻ như càng xoái. Ít nhất, hắn đổi giết thánh ma dáng vẻ, từ có một loại vương bát chi khí. Sát thần triều chi chủ dũng mãnh phi thường, thần triều đám người cường hãn lại làm sao có thể sợ rồi. Đây trời thần ma chạy tán loạn, bọn họ tắc ở phía sau liều mạng đuổi giết. Ai nói nữ tử không bằng nam, mang theo diệt thế kiếm cái vị kia, liền biêu hãn nói chuyện không đâu, thường xuyên phạm mơ hồ không sao cả, người nào không có mang mũ giáp, chém là được rồi, nữ ma đầu hung danh, chính là chỗ này giống như một đường sát ra tới đấy. Phốc, giặc giặc, đây không phải là đại chiến, là thần ma ngã xuống tên vở kịch. Tiên giới cũng không phải là sân khấu kịch, là thần ma quy khư địa phương. Chật chật chật, bên ngoài chàng thế nhân như cũ là quần chúng, càng xem, càng thổn thức. Thần ma hỗn chiến mặc dù còn chưa kết thúc, lại cùng kết thúc không khác rồi. Trừ phi, ngũ đại cấm khu lương tâm phát hiện, lại sát cái hồi mã thương. Cái kia, cũng lui. Tại thần Minh Hải Lưu có phân thân tiền bối, đều vuốt vuốt tròm dâu. Lúc này, Chí Tôn trên tường thành, đang có một đám người mới, phụ động chiến kỳ, ngao ngao thẳng gọi đâu cần gì đợi viện quân, đầy trời thần ma bản thân cái hãy về nhà rồi. 800 vạn trong, Triệu Bân lại đuổi giết Thánh Ma 800 vạn trong. Làm sao, người kia chạy quá nhanh, tới rồi cũng không đuổi theo. Nửa cái nguyên thần, là Thánh Ma còn sót lại nội tình, cũng là một vị thượng thương, trên thế gian còn lại thể diện, đánh lên họ Triệu đấy, mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Âm vang thanh âm chôn vùi tuyên bố rõ ràng đại chiến kết thúc. Đường về, triệu bân tại lung la lung lay ở bên trong, trồng xuống rồi hư thiên. Cực cảnh tản, hắn chỉ còn một bộ già nua khí lực. Đế tiên chạy đến, đem ôm vào trong ngực, trước mắt đau lòng. Đau lòng quy đau lòng, nàng không kịp rơi lệ, rút kiếm sát nhập vào thần giới. Nguyệt thần vẫn là ở tại thần giới, một mình thâm nhập, định chiến dị thường gian nan. Ai? Thần triều đám người cường hãn tuy có tâm trợ chiến, lại không cái kia phần khí lực rồi bao quát tổ thần ở bên trong thần triều bên ngoài ác chiến giả cửu thành cửu trở lên đều ngã xuống cứng rắn đỉnh một hơi cũng tản cái sạch sẽ vô cùng thê thảm vô cùng thảm là thảm rồi điểm nhưng thần triều chiến tích nghịch thiên ngũ đại cấm khu không công mà về đầy trời thần ma cũng toàn sợi chạy tán loạn một trận chiến này đủ có thể ghi vào sử sách audio điện tử võ tấn bền chương 2040, sau khi chiến đấu. Cái gì ngũ đại cấm khu không công mà về? Cái gì, đầy trời thần ma toàn sợi chạy tán loạn? Tiên giới tin tức truyền đến, tất cả đều là thật. Thần giới phi thường náo nhiệt, đi nơi nào cũng có thể nghe nói nghị luận. Nghị luận ngoài, thế nhân hơn nữa là thổn thức cùng khiếp sợ. Cấm khu A, trí cao thần truyền thừa, hơn nữa, vẫn là ngũ gia liên thủ, càng có đầy trời thần ma trợ chiến, mạnh như thế hung hãn thế trận, lại không hủy diệt thần triều, chẳng những không hủy diệt, còn bị giết cái đại bại, nói đại bại cũng không xác thực, cấm khu là tự thân triệt binh đấy, vì sao triệt binh, trên đời đều biết. Cho nên nói, Nguyệt thần đại quyết đoán A, một người đại náo ngũ đại cấm khu. Nếu không phải cho người đánh thức giận rồi, cấm khu chi chủ sẽ dẫn binh nửa đường rút về. Vô luận nói như thế nào, tiên giới thần triều một trận chiến này, đều đánh chính là cực độ xinh đẹp. Đáng chết! vẫn là cái này hai chữ, ngũ đại cấm khu đều gào thét lửa giận mút trời. Là bọn hắn đánh giá thấp nguyệt thần, lại thực có can đảm độc một người tới trộm ra. May mà, cấm khu căn cơ không có gì đáng ngại, xa không đến mức tổn thương gân động cốt. Việc này không xong, chờ đợi xử lý tốt lão ra, nhất định hạ giới hủy diệt hắn thần chiều. Thần ma đại chiến kết thúc rồi, tiên giới nhiều hơn thành từng mảnh phế tích. Càng thuộc về hồng hoang đại lục, nhất là hỗn loạn, sơn hà nhiều đã nghiền nát thần ma đại chiến kết thúc rồi, dung chuyển tiên giới, cuối cùng có thể ổn định. Nhưng, ổn định cũng không phải là yên ổn, mà nay tiên giới, có thể so sánh thần giới náo nhiệt. Đã bao nhiêu năm, đều là cấm khu hoành hành không sợ. Lần này, cuối cùng có một có thể cùng chi chống lại rồi sao? Thần triều xuất thế, nhiễm nhiên đã cải biến đại bố cục. Đêm, trí tôn thành yên tĩnh. Một trận thần ma đại chiến, thần triều cường giả, chết thì chết tổn thương tổn thương chiến lạc, khó được nghỉ ngơi lấy lại sức, phần lớn đều đang bế quan hoặc trong lúc ngủ say. Tính, không có nghĩa là tính mịch. Ít nhất, lấy máu tươi đổi lấy tường hòa cùng yên ổn, không ai hoang độ. Dù trong đêm tối, thành trong cũng bóng người tích lũy động, luyện đan đấy, luyện khí đấy, tạo phù đấy, tu bổ càn khôn đấy, kiểm kê chiến lược phẩm đấy, đó là nhiều không kể xiết. Có đại quản gia tỏa chấn, thần triều hết thảy, đều là ngay ngắn rõ ràng. Nói đến thủy thần, đã ở thành tường đợi chờ đã lâu, là chờ sư tổ trở về. Một trận chiến này, nếu không phải sư tổ một mình thâm nhập, thần chiều sợ là lành ít giữ nhiều. Người nào? Đột nhiên đấy, thành trong truyền đến một tiếng kêu gọi. Thủy thần thu mâu, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại hiện thân, đã là một tòa sơn phong trong. Núi này thật không đơn giản, tựa như táng rồi vô tận vong linh, ô gào thét âm thanh đầy trời, trừ này, chính là tàn sát bừa bãi huyết sát, Lùng muộn sơn thể, cũng che lấp tinh quang, chớ nói tiểu bối rồi, liền tiền bối đám, cũng không dám đơn giản tới gần. Cái kia không, u u lão đạo cùng hòa khí chân nhân, chính đặt cái kia lại nhảy đâu. Hai người không đúng dịp, đã trúng huyết sát ăn mòn, ném đi nửa cái mạng ra. Xem huyết sát nhất ngọn nguồn, hẳn là diệp ra đại tẩu, từ trở lại trí tôn thành. Liền vào ngủ say, nhưng ngủ cũng không an tường, diệt thế nhãn cùng diệt thế kiếm vẫn còn, lục thiên thần lực vẫn là tại luôn luôn, không ở tàn hại nàng tâm trí. Cái này cũng không có cái gì. Chết người chính là cái kia thọ nguyên, chính cùng với huyết sát mãnh liệt, cực tốc trôi qua. Bất luận Vân Yên cùng mộng tiên thế nào thi pháp, cũng định không được nàng cái kia diệt phong sinh cơ. Tránh ra, thủy thần tiểu vung tay lên, tướng tứ cán đại kỳ chọc ở rồi ngọn núi. Đại kỳ hô liệt, dẫn động bí văn, diễn thành rồi nhất tòa đại trận. Cái đồ vật này dễ dùng, tàn sát bừa bãi huyết sát, đều bị ngăn đón trong núi. Mà thủy thần, thì là song chỉ khép lại, đặt ở cơ ngưng xương mi tâm. Thật lâu, mới thấy hắn thu tay lại, chưa từng có ngôn ngữ, chỉ ánh mắt sáng tối bất định. Thế nào, Vân Yên cùng mộng tiên cũng tiến lên. Lục thiên lực lượng tại cắn trả, thủy thần nói rằng, có thể có biện pháp giải. Cái này phải đợi sư tổ đến. Thủy thần nói qua, triệu cửu đại thần khí, đặt ở cái này phiến thiên địa. Đến lúc này, mãnh liệt huyết sát mới một chút trở về cơ ngưng xương thể nội nàng bị phong ấn lên đới diệt thế nhãn cùng diệt thế kiếm cũng cùng nhau bị giam cầm làm xong những thứ này thủy thần mới xoay người rời đi lên triệu ra ngọn núi gặp tai nạn không chỉ cơ ngưng xương còn có nhà hắn tiểu sư thúc hơn nửa đêm đấy cũng ở đây làm ác mộng ngủ say lúc lông nghi tàng đầy rồi vẻ thống khổ tiền bối thấy thủy thần rơi xuống giao nguyệt ôm bụng đứng lên ở chỗ này đấy, còn có diệu ngữ các nàng, cũng trước mắt lo lắng. An tâm một chút chớ vội. Thủy thần đi thong thả tiểu cước bước, vòng quanh triệu bân chuyển nổi lên lòng vòng nhi. Vị này, cũng là gặp cắn trả đích nhân vật, gặp chính là kiếp trước cắn trả. Luân hồi còn chưa tu đến ra, liền vọng động kiếp trước chi lực, tất nhiên người nào dùng người nào khó chịu. Bây giờ triệu bân, chính là như vậy tình cảnh. Mượn bao nhiêu lực lượng, liền cần chịu bao nhiêu khổ sở một cái luân hồi khí ước bỏ chỉ là cũng ép không được cấm kỵ tiền bối rượu ngữ nhỏ giọng hô kêu một tiếng ta trông coi thử một chút thủy thần gỡ tay áo đối trưởng tâm hà ra từng hơi xong liền nhắm chúng triệu bân gương mặt đó một cái tát hô liếu đi lên đùng trong đêm tiếng bạt tai không chỉ thanh thúy vẫn là rất vang dội chúng nữ thấy chi cũng khóe miệng co giật có như thế chữa bệnh a à, triệu bân nhất tiếng kêu đau đớn chậm rãi mở mâu, cũng chậm rãi ngồi dậy. Hắn sợ là ngủ mơ hồ, từ ngồi dậy, liền một cái kình phong vùi đầu bóp nghi tâm. Tỉnh! Đánh ta làm chi? Tay ngứa ngáy. Thủy thần cùng triệu bân nói chuyện, không chỉ ngắn gọn, vẫn là thông tục dễ hiểu. Tại chúng nữ nhìn nhìn xem, triệu bân vừa trầm vào mộng hương, cùng trước kia khác biệt chính là, lần này hắn ngủ an tường, có như vậy vài lần, vẫn còn ha ha cười ngây ngô. Cái này chị sở vô xương thử dò hỏi tạm thời không việc gì, thủy thần thuận tay nhéo nhéo rear mép. Tạm thời Long Phi Tiếu Mi hơi nhíu, hắn còn sẽ tái phạm. Bọn ngươi nhớ lấy, hắn làm tiếp ác mộng lúc, cần trước tiên tỉnh lại, liền học ta phương mới như vậy, dùng bàn tay gọi chi, không được keo kiệt bản thân khí lực, hướng chết đánh là được rồi, miễn cho hắn ý thức trầm luân, đánh mất thần trí. Cái này, không tốt sao? Yên tâm, không chết được. Thủy thần lưu lại một lời nói, thoải mái nhàn nhã đi rồi. Tiểu sư thúc bệnh, không thế nào tốt chữa, hoặc là nói chỉ phần ngọn không chừng trị vốn, liên lụy rồi kiếp trước, làm ác mộng bình thường, gặp cái này quang cảnh, liền cần ngoại lực can thiệp vào, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản đốc có thể tỉnh lại, hắn trước kia ném một cái tát kia, chính là như vậy cái đạo lý, nhưng tỉnh lại cũng chỉ là nhất thời, thời gian lâu dài, còn sẽ phạm mơ hồ, thậm chí còn cùng đọa nhập đần độn khả năng. Trừ phi, hắn có thể đối với luân hồi chi đạo đại triệt đại ngộ. Điểm này giống như hắn ra sư tổ làm chuẩn đùng đùng yên tĩnh đêm triệu ra trên ngọn núi tiếng bạt tai sẽ không ngừng qua chúng nữ cũng là thật sự thật sẽ tin rồi người nào đó tà thật đến đánh chính là phiền muộn chính là người triệu công tử ngủ say cũng không đến sống yên ổn tịnh chịu bàn tay rồi có hậu bối thế này đối diện trên núi thủy thần xem có tư có vị người cái này quá mức a à, đáp hỏa thần minh không biết từ chỗ nào xông ra đã là ngoại lực, không chỉ có giới hạn trong miệng rộng tử. Hết lần này tới lần khác, này hàng liền cho người lắc lư rõ ràng. Cái này trình, cũng còn không có qua cửa, liền tới trước cái đại hình gia tàn khốc tràng. Chỉ là nói trở lại, một màn kia nhìn thấy vẫn là rất đẹp mắt đấy. chương 2041, đúng bệnh hốt thuốc. Không biết ngày thứ mấy, đế tiên cùng Nguyệt Thần mới trở về trí tôn thành. Tổn thương, tự nhiên là có đấy, chỉ là đều xa không ảnh hưởng đến tính mạng. Có cái này lưỡng tôn đại thần tại, ta thần chiều, há có bại đạo lý. Như nói đến đây, thành trong rất nhiều người đều mặc niệm rồi nghìn lần biến. Đặc biệt là trước kia bên ngoài ác chiến chúng thần, nhất lời nói có trọng lượng. Bọn họ là thấy tận mắt chứng đấy, đế tiên độc chiến ba đại cấm khu chi chủ. Đến mức nguyệt thần trộm ra, bọn họ dù chưa gặp nhưng mà tưởng tượng cái kia hình ảnh. Cửu thế thần thoại tự thân xuất mã, không được cho cấm khu náo hắn cái long trời lở đất a. Có không phát hiện, nàng hai người khí uẩn biến. Thần Long đạo tôn nhéo nhéo dâu ơ, chúng thần cũng con người thâm thúy. Đế Tiên linh hồn hồi phục, nguyệt thần chân thân đang dần dần trở về. Cái này là bọn hắn thấy. Này quá trình có lẽ vô cùng dài rằng dặc, cũng là hàng thật giá thật điểm tốt. Phàm là có một cái có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái, cấm khu cũng không dám quá mức lỗ mãng vạn chúng nhìn chăm chú dưới. Đế tiên đã rơi vào cơ ngưng xương ngọn núi. Nguyệt thần tác đã rơi vào triệu gia ngọn núi. Đúng bệnh hốt thuốc sao? Liên quan đến thời không, tất nhiên thời gian lĩnh vực đại thần đi chữa. Triệu bân liên lụy rồi kiếp trước, Nguyệt thần đi chữa thích hợp nhất chỉ là. Thủy thần là một cái hiếu học quản gia, hóa phân thân, thẳng đến lưỡng chóp núi. Trong lúc rảnh rỗi thần, cũng là nơi nào có náo nhiệt hướng nơi nào gom góp, coi như mở mang nhãn siêu. Đế tiên lấy thời gian, lung muộn cả tòa núi. Tuế Nguyệt Trường Hà thong thả, che mất cơ ngưng xương. Không ai chọc cười, cái này ngoài vũ trụ đến tiểu nữ oa tại hỗn chiến lúc, giúp hắn thần triều đại ân, nữ ma đầu hung danh, đó là trí tôn huyết cùng cốt. Tản, lục thiên nữ vương diệt thế nhãn tản. Bởi vì nó rút đi, cơ ngưng xương khí thế rất xuống nghìn trượng. Cái này, thật là lãng phí a à. viên thần hung hăng tao liễu tao lông khỉ nhi cái kia nhãn cho lão phu, ta cũng có thể dùng. Ma vương lời nói thấm thiên nói. Ngươi, là có nhiều nghĩ không thoáng. Thủy thần mắt liếc, tiền bối đại thần cũng như thế. Vẫn là tổ thần xem nhất thông thấu, diệt thế nhãn bản thân liền xúc phạm cấm kỵ, thêm với nghịch thời không mà đến, càng là cấm kỵ trong cấm kỵ, lưu ở thời đại này, người nào dùng người nào gặp nạn, mà nay cơ ngưng xương, chính là hòa thoát thoát ví dụ, như thế, từ là từ đâu đến vẫn đi đâu, bất lục thiên mượn nó sát trở về tranh. Diệt thế nhãn phía sau, chính là diệt thế kiếm. Nó chỉ chừa rồi kiếm ngân vang, liền lăng không tiêu thất. Hoặc là nói, là hồi rồi nó nguyên bản thời đại. Ai nha, không được. Trúc không che che ngực khẩu, vẻ mặt tràn đầy tựa như viết đau lòng hai chữ. Đâu chỉ hắn, tại chỗ đại nhiều hơn phân nửa thần, đều như vậy tâm cảnh. Diệt thế kiếm nơi nào, hàng thật giá thật chuẩn hoang thần binh, uống qua bao nhiêu chí tôn huyết, làm sao hung hãn, nói không có liền không có, bị đánh cướp cũng không có như vậy đau lòng qua. Đau lòng cũng vô dụng, kiếm này liền giữ lại không được. Muốn chữa cho tốt cơ ngưng xương, nhất định ngừng nhân quả. Diệt, đế tiên nhất tự khẽ quát, lấy thời gian chi đạo, hóa diệt lục thiên lực lượng. Cơ ngưng xương nghi tâm lục thiên đồ đằng, cuối cùng tại đây phút chốc, triệt để tản đi. Đồng dạng tản đi đấy, còn có nàng sinh cơ, thật đang ở mục nát. Cùng lục thiên nhất mạch nhất lên nhân quả, hoặc là tạo hóa, có lẽ tai nạn. Muốn ngừng cái kia nhân quả, liền có cái này một lần, chung quy nàng tu vi vẫn là còn thấp, cũng không cường hãn nội tình đi thừa nhận thần lực ăn mòn, dù là lực lượng bị hóa diệt, cũng khó thoát khỏi một kiếp, bây giờ chân thân mục nát, chính là kỳ cấu bệnh. Định, đế tiên lại quăng thời gian, nghịch chuyển càn khôn, hóa mục nát vì thần kỳ. Nàng lấy tuế nguyệt kéo dài tánh mạng, đoạt lại rồi vốn nên thuộc về cơ ngưng xương sinh cơ. Đến lúc này, Hết thảy mới quy về bình tịch, lục thiên nhân quả đã đứt. Ngày sau, sẽ không có nửa thời không quấy dày nàng mộng cảnh. Thật cường đại khí vận. Tổ thần hai mắt hiếp lại, chúng thần cũng như thế. Nên là trước kia mắt vụng về rồi, xem không rõ rệt. Bây giờ, đế tiên thời gian, âm xoa dương thác vạch ra tầng kia mạng che mặt, mới biết cái này ngoài vũ trụ đến tiểu nữ hoa, khí vận kinh khủng kinh người. Đó là thiên địa đại vận, bọn họ cũng chỉ tại nguyệt thần trên người gặp qua có thể kinh rồi mấy đời luân hồi nguyệt thần vận đã đáng diệt không còn nếu không thì mượn nàng một chút khí vận dùng dùng một lát chúng thần vẫn còn xem trong đó có không ít đều tại mò xuống trông tất cả đều là nghiên cứu khí vận đại hành gia yếu điểm mặt a muốn mặt có sâu dùng vô nghĩa quy vô nghĩa không ai không nói võ đức đã là thiên địa đại vận vậy liền vọng động không được ngươi liền một ngày này đều tính tới rồi đế tiên lẩm bẩm lời nói chỉ nàng một người nghe thấy. Tại chỗ thần, cũng chỉ nàng một cái, trông thấy một luồng vĩnh hằng chỉ, liền giấu ở cơ ngưng xương linh hồn chỗ sâu nhất, bất luận nàng cùng tận sức nhìn, mơ hồ mới thấy một góc, để cho nàng chưa phát hiện hoài nghi, cơ ngưng xương đến cái vũ trụ này ý nghĩa, là đánh bậy đánh bạ, vẫn là một tôn cùng thiên sóng vai thần, đưa nàng đến đấy. Ma luyện sao? Đế tiên lẩm bẩm lời nói lấy, chậm rãi thối lui. Chúng thần cũng không tốt quấy dày, cái này tiểu nữ oa cần hảo hảo nghỉ ngơi. Bọn họ lui, chỉ một đạo tiểu thiên ảnh, yên lặng ngồi ở cây già dưới. Đó là tiểu tiên tử, hắc bạch song sát đồ nhi, cũng không biết là vừa thấy đã yêu, vẫn là vừa thấy đã yêu, sửng sốt yêu cực kỳ nữ giả nam trang diệp đại tẩu. Triệu ra ngọn núi, chúng thần sông tới lúc, cũng không thấy nguyệt thần thân ảnh. Triệu bân vẫn là đặt cái kia yên tĩnh tĩnh nằm, bổn nhất trương tuấn khí khuôn mặt, tất cả đều là xinh đẹp trưởng ấn, cũng không biết những thứ này thiên, đã trúng bao nhiêu miệng rộng từ. Ân, thủy thần kiệt tác, chính là hắn cái này đại lắc lư, cho giao nguyệt các nàng, quải trong hầm đi. Đáng tiếc triệu công tử nhất thế tên tuổi anh hùng, ngủ một giấc, mặt đều cho đánh lệch ra. Nguyệt thần đâu? Cái này, là chúng thần muốn hỏi đấy. Tìm tiểu sư thúc ở kiếp trước, nói chuyện phiếm đi. Thủy thần ước lượng rồi ước lượng tay, nhất lời sợ chúng thần đủ nhíu mày không hổ là tu luân hồi chi đạo tuyệt đại đại thần, chính là không đi bình thường đường, tự thân diễn sinh cửu thế thì thôi, lại vẫn có thể tìm người khác kiếp trước trò chuyện, chẳng lẽ sẽ không sợ một cái không có trò chuyện tốt, tại luân hồi bên trong đi ném đi sao? Ném đi, nàng thật ném đi, chúng thần chính nhì bát kinh đợi ba ngày ba đêm, cũng chưa thấy nàng trở về. Ngược lại triệu bân, cũng không biết làm cái gì mộng ngốc không sót vài cười không ngừng. Thật ném đi, tổ thần lông mi hơi nhíu, theo mâu vẫn là nhìn thoáng qua bên cạnh thân đế tiên đế tiên thần sắc cũng không phải đẹp mắt đã thôi diễn đã lâu không thấy nguyệt thần bóng dáng còn có triệu bân kiếp trước quanh đi quẩn lại cũng nửa phần dấu vết cũng không có chúng thần không chờ tới nguyệt thần lại chờ đến rồi triệu bân thức tỉnh lúc này hắn không mơ hồ sau khi tỉnh lại sẽ đem thủy thần đánh khó được thần triều chi chủ bão nổi một hồi đám người cường hãn nơi nào có không đuổi theo bước chân thưa dịp loạn đạp thủy thần giả vừa nắm một bó to đại quản ra suýt nữa tại tối nay thăng thiên xưa tỷ đâu thì minh chặt sắt lấy triệu bân không thả còn có không phải gây sự thần cũng đều đang ngó chừng hắn nhìn cửu thế thần thoại a à, sống người vẫn là cho chỉnh ném đi cái này triệu công tử chỉ chỉ bản thân mi tâm cũng có thể là cái này hắn vừa chỉ chỉ ngực hắn lời nói là đơn giản rõ ràng nhưng chúng thần nghe không hiểu ra sao không hiểu triệu bân hoàn nhìn một vòng tay vẫn là đặt cái kia lung tung chỉ. Mê Mê hiểu, chúng thần bề bộn sợ ngăn cản ra hỏa này, đặc biệt là tay của hắn, chỉ sợ tiểu tử này chỉ vào chỉ vào, chạy tự thân tiểu đệ đệ đi, nói giỡn, đường đường cửu thế thần thoại, còn có thể tàng ngươi nha đúng quần trong không thành. Nói tàng, cũng không xác thực, Triệu Bân cũng không biết Nguyệt thần cụ thể ở đâu. Nhưng, Nguyệt thần như ra luân hồi mà nói, tất nhiên sẽ đi qua thân thể của hắn. Trung Quy, hắn là kiếp trước vì hôm nay sau cùng điểm đi nơi nào đều tránh không được hắn đấy. Thần Khư, em gái người đấy. Địa Ngục, đại gia người đấy. Tiên Mộ, gia gia của người đấy. Ma Vực, người Tổ Tông. Phật Quốc, người A à Còng Thăng Đô La phần trăm và. Chí Tôn như mắng lên nương đến, không chỉ rất chỉnh tề, vẫn là rất để ý. Như bị nhốt tại tiên giới chúng thần đám, trong đêm liền mắng vô cùng hăng hái. Mắng thì mắng, không có một cái dám nhảy ra nhảy đáp bởi vì đây là tiên giới cường long không hơn kém địa đầu xa xa muốn trước kia bọn họ từ thần giới xuống lúc là bực nào uy phong cái nào không phải như bức hò hét treo thiểm điện cái nào không phải khí thôn sơn hà như hổ đấy nhưng chỉ là cấm khu như xe bị tuột xích chỉnh bọn họ lúc này cũng như chó nhà có tang nửa phần không dám ngoi đầu lên đấy chỉ sợ bị thần triều đánh đoàn lột không còn sở dĩ tìm đồng đội là một cái kỹ thuật sống đã tìm đúng một khối toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Như tìm không đúng, chửi mẹ cơ hội cũng không có. Thần Triều vẫn là khuyết làm việc lặt vặt không? Mở cửa, ta là tới tìm nơi nương tựa đấy. Bọn ta nhất tộc, cùng hắn là thân thích. Mấy ngày nay, thần Minh Hải bên ngoài liên tiếp có khách tới, có đến tìm nơi nương tựa đấy, có đến nhận thân đấy, cũng có đến nhập bọn đấy, cực kỳ giống họp trợ, rất náo nhiệt. Ai bảo thần ma một trận đại chiến, thần Triều thắng đâu? cái này là một cây đại thụ, cũng sẽ là một cái cảng tránh gió. Loạn thế chi thu sao, hóng mát cùng cái bắp đùi, cũng phải càng sớm càng tốt. Thu, đều thu, thần chiều ai đến cũng không có cự tuyệt. Hải nạp bách xuyên, có để chính là đại sao. Thế gian truyền thừa vô số, nhà ai có thể không có bao nhiêu nhân tài, tiến hành bồi dưỡng, năm nào cũng có thể nhất phi trùng thiên, như thời gian đầy đủ, phong thần cũng không phải là không được, như thế, như lại đến thần ma đại chiến, đều là không tầm thường chiến lược. Đến, xếp hàng. Nam đứng cái kia, nữ đứng bên này, phần còn lại đứng ở giữa. Đại quản gia thủy thần có chuyện gì làm, chọn vẹn hóa ra hơn vạn nói phân thân, nhân viên một cái sổ sách, như loại bỏ hộ khẩu, phàm tìm nơi nương tựa giả cũng phải điều tra đã minh bạch, vạn nhất có gian tế lẫn vào, thành trong người ngủ đều không yên ổn. Đừng nói, vẫn là bị hắn tra ra không thiếu. Tặng không con tin sao? Không muốn ngu sao mà không muốn gian tế, dù sao cũng là số ít, phần còn lại đều là thành tâm đến tìm nơi nương tựa đấy, đã nhập thần hướng, đó chính là người một nhà, sơn phủ chỗ ở cùng tu luyện tài nguyên những thứ này, tự an bài rõ ràng, đương nhiên, như thường ngày đến làm việc. Nói tóm lại, thần chiều dưới đáy uẩn, tại một đường bạo tăng. Thời gian, bọn họ khuyết chính là thời gian trưởng thành. Tú Nhi, từ tỉnh lại ngày đó lên, triệu bân kêu gọi liền không ngừng qua. Nguyệt thần tìm hắn kiếp trước tán gấu, sợ là nói chuyện có chút lâu đến nay cũng không trông thấy trở về hắn kêu gọi cũng không nửa phần đáp lại chớ nói thần chiều đám người cường hãn liền hắn cũng bất giác nguyệt thần lạc đường nói không chừng thật chỉnh ném đi trong khi chờ đợi hắn cũng không nhàn rỗi thiên cục càn khôn vẫn là cần hắn đến tu tu bổ càn khôn lúc hắn vẫn không quên mang theo một cái máu chảy đầm đìa cánh tay lật qua lật lại nghiên cứu này tay là đại chiến lúc theo thánh ma cái kia chặt bỏ đấy thượng thương đã từng là khu xác có thể tự do mở cực cảnh, thỏa thỏa thần cấp treo, nhiều nghiên cứu một chút, có lẽ có thể từ trong đó, ngộ ra chút pháp môn. chương 2042, tình thế một phiến tốt đẹp. Thú vị, mình mông nhất đỉnh, triệu bân ôm thánh ma cánh tay, nhìn lại xem. Thượng thương đã từng là khu xác cùng hắn người huyết cốt, vẫn là có phần không có cùng đấy, không nói cái khác, liền nói ngụy thiên đạo chi lực, ngoại nhân liền không đầy đủ. Cái kia lực lượng, rất đúng kỳ dị, nhất định trên ý nghĩa đến nói, không khác vũ trụ bản nguyên. Có như vậy nội tình gia trì, lại không luận thánh ma chiến lược thế nào, mặc dù không ra cực cảnh, người kia cũng dị thường kháng đánh, cùng giai đối chiến, có thể phá vỡ cái kia phòng ngự đấy, nên là không nhiều. Thuộc về ta, Triệu Bân nói qua, tế ra nguyên thần chi hỏa, bao khỏa thánh ma cánh tay, hướng chết đốt. Thời gian lâu dài, có thể thấy cánh tay ở bên trong, có một tia như ẩn như hiện chỉ tung bay. Cái kia, chính là ngụy thiên đạo chi lực, nơi cánh tay trong còn sót lại rồi một chút, lần này, đều bị hắn luyện ra tới, dù là chỉ một luồng, cũng đầy đủ to lớn hào hùng, đưa về hắn bản nguyên, trả sốc lên rồi một phiến sóng to gió lớn. Cảm giác sao, vẫn là rất sảng khoái đấy, tựa như một cái phế thể, trong lúc nhất thời bị đả thông rồi kỳ kinh bát mạch, toàn thân khí huyết đều bởi đó sôi trào. Không sai, triệu bân không dừng tay, nhìn chăm chăm vào ngụy thiên đạo chi lực, cực tẫn thôi diễn. So sánh với như vậy lực lượng, hắn càng nghĩ muốn mở cực cảnh pháp môn, như bị hiểu thấu đáo, như bị thần triều chi nhân tu tập, không được nhất phi trùng thiên nơi nào. Tranh thủ nhiều tạo mấy cái em bé, sao cái gì đều tốt. Triệu Bân chính nghiên cứu lúc, có phần nhiều nhân ảnh từ thành trong Hoa Thiên mà ra, nói chuyện đấy, đúng là tổ thần người kia. Tới một đạo đấy, còn có Đế Tiên, Nhân Quả Đạo Tôn, Thần Long Đạo Tôn, Hám Thiên Man Thần. Đều thỏa thỏa đại thần, cùng nhau xuất thành cũng không phải là đi uống hoa tử đấy, phải đi tìm người tính sổ đấy. Cấm khu triệt binh rồi không giả, nhưng cũng không có thiếu thần ma vây hãm tiên giới, thật vừa đúng lúc, bị thần triều tìm được rồi thập mấy đầu, cái kia không được lần lượt lột nữa a. À. Lưu Tâm, Triệu Bân mặc dù cũng nghĩ cùng đi tới, làm sao không rảnh chú ý hắn, ai bảo hắn là chí tôn thành chủ đâu ai bảo hắn chấp trưởng đại đạo thiên cục đâu càn khôn có phá giác, hắn không tu người nào tu. Nói lên em bé, hắn quan sát rồi liếc mắt một cái chí tôn thành có thể thấy Giao Nguyệt, ngồi ở cây già xuống khẽ hở dệt tiểu hoa quần áo, tính tính toán toán 5 tháng, cũng nên sinh ra rồi. Còn có Lạc Hà, đến nay, hắn cũng không biết Nguyệt thần đem tàng đi đâu rồi. a à, dưới ánh trang trí tôn thành, tiếng kêu thảm thiết rất nhiều, cơ bản truyền từ một chỗ. Chăm chú nhất nhìn, mới biết là một thân ảnh sắp xếp lên hàng dài, theo đỉnh núi sắp xếp tới rồi chân núi. Xếp hàng giả, cũng đều là hậu bối đủ cửu thành trở lên, đều là những này qua tìm nơi nương tựa thần triều truyền thừa, phàm là có chút tư chất cùng thiên phú tiểu bối, đều bị gọi rồi nơi đây. Đương nhiên không phải du sơn ngoạn thủy, mà là tiếp nhận một loại tẩy lễ. Cái gì tẩy lễ đâu, thoát thai hoán cốt, nghe thế nào cái này hãi người đâu xếp hàng lúc, không ít người đánh giật mình. Ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi, nhất tâm hướng đạo giả, đều xoa tay, xem đỉnh núi mâu, tránh đầy dạng dỡ khát vọng chi quang. Núi này, thật không đơn giản. Sớm nghe tiền bối nói, đỉnh núi có một phiến rừng trúc, trong rừng trúc có một phiến thần hải, này đây chí tôn bản nguyên rèn luyện mà thành, đi vào có thể chui luyện khí lực, là là vì thoát thai hoán cốt. Đỉnh núi tiếng kêu thảm thiết, vẫn là liên tiếp không dứt. Từ thần hải ra tới giả, không có chỗ nào mà không phải là khí lực thông thấu. Đau thì đau rồi chút, nhưng thống khổ mà vui vẻ lấy. Nhập thần hướng phía trước, nơi nào tìm như vậy nghịch thiên đại tạo hóa, cứ thế tôn bản nguyên rèn luyện bản thân, nghĩ cũng không dám nghĩ đấy, mà nay, thần chiều lại hào không keo kiệt, trong lòng mãnh liệt này cổ ấm áp a. À. Nóng bỏng đều nhanh cháy rồi. Cầm lấy bài tử, đi tàng kinh các, bên bờ, u, u u lão đạo mang theo một cái túi đựng đồ, như ăn Tết phát tiền mừng tuổi, kinh thần hải tẩy lễ sau tiểu bối, nhân viên phát một khối, là vì thẻ thông hành. Đa tạ tiền bối. Thanh niên đám vẫn là hiểu lắm lễ nghi đấy, kết bạn mà đi. Tàng kinh các, nội thành càn khôn đại thế giới, cao thấp đủ 9 tầng, mỗi một tầng đều chỉnh tề xếp đặt lấy giá sách, tung hoành đủ vạn trượng, mỗi cái giá sách đều bày đầy sách cổ, phần lớn là các bậc tiền bối lưu lại cảm ngộ, nhiều không kể xiết. Trưa nay, chính là thần thông bí pháp, rất nhiều đều là ngoại giới thất truyền đấy. Phạm nhập thần hướng giả, vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể tu. Cái này là, vạn pháp trường sinh quyết, trời à, ta không nhìn lầm a à, lôi thần nhất mạch không truyền bí mật hẳn là man tộc trúc cơ pháp môn, ta chân tam sinh hữu hạnh. Chờ đợi bọn tiểu bối đi vào, chờ đợi liếc mắt một cái xem qua, lại là một phiến kinh hô. Thần chiều quá hào sảng rồi, hào sảng bọn họ được sủng ái mà lo sợ, sớm biết có cái này có chuyện tốt, thần chiều khai sáng lúc, liền tới tìm nơi nương tựa rồi. Lúc này, cũng không muộn. Thiên đại tạo hóa, liền bày ở trước mắt. Có thể mượn đi lĩnh hội, đúng giờ trả trở lại. Thủ điện chính là bàn đại tiên cùng lão thần côn, chính thất tay ngáp, lúc nói chuyện, vẫn không quên nhìn xem rất nhiều núi cao dốc đứng ngọn núi, tựa như có thể trông thấy từng cái một lão ra hỏa, dẫn ba đến năm cái tiểu bối, tại đỉnh núi tu hành. Những cái này tiểu bối, vượt qua xa trước mắt những thứ này có thể so sánh, tùy tiện sách ra một cái, đều là đặc thù huyết thống. Đã huyết mạch bất phàm, tất nhiên trọng điểm bồi dưỡng. Còn có thiên phú cùng một tính nghịch thiên giả, sớm bị đưa vào hỗn thiên ma giới, tại trong chiến đấu ma luyện. Tất cả đều sở trường tất cả đều chuyện làm như tàng thiên lão đạo cùng thắng thiên kiền cũng như đạo quân cùng đạo tiên đối với thôi diễn đều rất có tạo nghệ bị bọn họ lĩnh đi đều là sở trường diễn hóa nhân tài như đan thần cùng hòa khí chân nhân thỏa thỏa luyện đan sư nhà ai tiểu bối có luyện đan thiên phú tất nhiên quy bọn họ giáo dục bọn tiểu bối có tạo hóa tiền bối đám nơi nào có thiếu cơ duyên theo là câu nói kia phàm nhập chí tôn thành thần triều cũng tận hết sức lực không ai hoang độ thời gian hoặc là nói đều có nào đó giác ngộ. Cái gì giác ngộ lạc, thời gian quý giá, đối địch quá cường đại, thời khắc đều có thể ngóc đầu trở lại. Tại có hạn trong năm tháng, cực tấn vững chắc tự thân mới là vương đạo. Hết thảy, đều tại hấp tấp tiến hành. Ân, tình thế một phiến tốt đẹp. Thủy thần nắm bắt rìa mép, xem cảnh đẹp ý vui. Hải nạp bách xuyên, thần triều chi quật khởi, nhiễm nhiên đã thành thời đại chi hồng lưu. Cái này, chính là một cái hoàng kim đại thế mà hắn thần triều đích thị là một cái tuyệt trần không thể thực hiện được a à. trong đêm triệu bân một thân một mình lẩm bẩm lời nói là vì không thể thực hiện được là chỉ tự do khống chế tiên thiên cực cảnh hắn trước trước sau sau nghiên cứu mấy nguyệt thử vô số loại phương pháp chính là nhiễu không ra một cái thiên đạo cũng chính là tối tăm ý chí đến lúc này kết luận để cho hắn rất bất đắc dĩ con đường này căn bản chính là ngừng đấy thêm với quy tắc không cùng xiềng xích, không biết thế nào nối lại, cũng hoặc là, là hắn đạo hạnh quá thấp, xa không đạt tới hiểu thấu đáo bất tử bất diệt tình trạng. Lại gặp được, nhất định làm chết ngươi. Triệu bân ánh mắt lóe sáng, trong miệng ngươi, tất nhiên chỉ thánh ma, người kia trạng thái bình thường liền đủ kinh khủng, lại thêm một cái cực cảnh, bất cứ lúc nào đều là cái thiên đại mầm tai vạ. Oanh! Đột nhiên một tiếng lôi minh, vang vọng thiên địa, mình mông mây đen cuồn cuộn. Là thiên kiếp, chuẩn xác hơn nói, là thần phạt, Triệu Bân nhìn lại lúc, chính thấy một người xuất thành. Chính là bất hủ thần thể, lại nhập thần cảnh. Hắn phong thần, không người kinh dị, bởi vì vô luận nội tình vẫn là nói cảm ngộ, đều nên bước ra một bước này rồi, thần minh con trai trưởng, hắn sẽ vượt qua cha chú tiềm lực. Ca mấy cái, đuổi theo. Thủy thần cất tay, thoải mái nhàn nhã ra trí tôn thành. Trừ hắn, cũng không có thiếu lão gia hỏa, ngoài sáng bí mật đều có, là vì bất hủ thần thể hộ đạo bớt làm loạn chi nhân quấy rối. Thần phạt là hủy thiên diệt địa đấy. Mà bất hủ thần thể cũng là khí cái bát hoang đấy, theo lôi kiếp lắng xuống, chí thiên phạt kết thúc, hắn dùng một trận chiến, rất tốt vì thế nhân trình bày rồi như thế nào ngật đứng không ngã. Oanh, bất hủ thần thể bên này vừa nghỉ ngơi, một cái khác chàng thần phạt liền tới rồi. Đều là đã làm tiên bảng đệ nhất đích nhân vật, chiến thiên hành mặc dù so bất hủ thần thể chậm một bước, có thể hắn kiếp, lại bá đạo nói chuyện không đâu ước vạn lôi đình thiểm điện, trực tiếp phô thiên cái địa. Ân, lại một tôn thần. Thủy thần ha ha cười một tiếng, chúng thần cũng tâm tình thật tốt. Xem đi, thần chiều quật khởi rồi, phong thần đại chiều dâng, có vẻ như đã kéo ra màn che. Phong, nói phong liền phong. Chiến thiên hành bên này còn chưa chỉnh xong, liền lại có một người đạp thiên mà ra. Lúc này là hạo thiên, ngoại vũ trụ đến nhân tài, cũng không biết tại cái vũ trụ này, hèn mọn trưởng thành bao nhiêu năm tháng, chung đến nghịch thiên phong thần. Ngoại vũ trụ người, có thể hay không dẫn xuất vốn vũ trụ pháp tắc thân. Vân thương tử trái phải hoàn xem. Có lẽ, thì minh lời nói ung dung. Có thể, cái này, chính là triệu công tử hồi đáp. Sa muốn năm đó, hắn tại ngoại vũ trụ minh giới độ kiếp lúc, liền dẫn xuất rồi hai cái chư thiên đế, một cái minh đế, cái thứ hai, nghe nói là một cái kêu nhân hoàng trí tôn. Đồng lý lẽ, Hạo Thiên nên là cũng có thể dẫn xuất vốn vũ trụ pháp tắc. Đề cập minh giới, hắn trả xéo mâu nhìn thoáng qua cơ ngưng xương, thầm nghĩ, diệp ra đại tẩu như tại vốn vũ trụ nhiều được chút năm, khó tránh khỏi cũng có thể nghịch thiên phong thần. Hạo Thiên có thể, nàng không được, thiên ngoại có chuyện lời nói, tổ thần hiện ra chân thân, tựa như nhìn ra triệu bân tâm tư, mới đến rồi một câu nói như vậy. Vì cái gì, triệu bân không hiểu, vũ trụ phân rất nhiều loại, không thể đồng nhất mà nói tổ thần sách ra bầu rượu hạo thiên gia vũ trụ nên là tự nhiên thiên đạo trí cao tu vi vượt xa thần minh sở dĩ hắn có thể tải vốn vũ trụ thành thần cơ ngưng xương khác biệt nhà nàng vũ trụ nên là nửa tự nhiên thiên đạo là vì nửa tự nhiên là chỉ thiên đạo đã có tàn niệm đương nhiên đây không phải nàng không thể phong thần nguyên nhân chủ yếu căn nguyên ở chỗ trong cơ thể nàng có lạc ấn áp chế thật vừa đúng lúc là thần minh cấp như thế nàng muốn phong thần nhất định trở lại nguyên vũ trụ muốn tại vốn vũ trụ phong thần cũng không phải là không được điều kiện tiên quyết là biến mất nguyên vũ trụ ấn ký chỉ là cái này cùng sát nàng không khác còn có cái này nhiều môn môn đạo đạo triệu bân nghe lông nghi trao lên không phải vậy ngươi cho rằng quy tắc là bày biện xem tổ thần ngồi xếp bằng tại đó cái kia chúng ta vũ trụ là cái gì cái thiên đạo tự nhiên nửa tự nhiên liên hợp thiên đạo liên hợp vài đại trí cao thần cộng đồng chấp trưởng vũ trụ đúng vậy Tổ thần cười một tiếng, theo mâu trả nhìn thoáng qua hạo thiên cùng cơ ngưng xương, tự nhiên thiên đạo, chung có nhất nhật sẽ diễn biến thành nửa tự nhiên, chỉ cái nào đó cực hạn, thiên đạo sẽ diệt thế, thượng thương thắng, hết thảy cũng hủy diệt, chúng sinh thắng, liền là vì người khống chế càn khôn, liên hợp thiên đạo như vậy diễn sinh. Cái vũ trụ này, cũng có quá nửa tự nhiên thiên đạo diệt thế. Có A, à, nhà ngươi thủy tổ cùng nguyệt thần, đều là chiến qua thiên đạo đích nhân vật, liên hợp thiên đạo màn che, chính là từ trận chiến ấy chậm rãi kéo ra đấy, vài lần đổi chủ, mới được hôm nay như vậy cục diện, có thể mặc dù là liên hợp thiên đạo, nó vẫn như cô có tai hại cùng cấu bệnh, như tự nhiên cùng nửa tự nhiên thiên đạo, sẽ sinh sôi tàn niệm, cụ thể tham khảo thiên ma ách ma làm loạn thế gian, đó chính là thiên đạo cắn trả chúng sinh, được gọi là diệt thế, khác biệt chính là liên hợp thiên đạo so trước cả hai. Nhiều lựa chọn, đại thương sinh ứng kiếp, nguyệt thần năm đó, chính là táng bản thân cứu chúng sinh. Trường chi thức rồi, Triệu Bân hít sâu một hơi, hắn cho là hắn lịch duyệt phong phú, tới rồi, cũng là cái ếch ngồi đáy giếng, vũ trụ, thiên đạo, quy tắc, đại càn khôn. Thì ra như thế diễn biến đấy. chương 2043, người nào a? À? Thần Minh Hải Ngoại, sấm sét vang dội. Hai trận thần phạt gom góp một khối, vẫn là rất đẹp mắt đấy. Thần Triều Binh Hùng tướng mạnh, không ai dám giết qua đến làm loạn. Ít nhất, bị nhốt tại tiên giới thần ma, cũng không có như vậy tâm tư, có cái kia khí lực, chạy về phía vũ trụ biên hoang an toàn hơn. Tại đây, còn có bị đuổi giết khả năng. Cái kia không, tổ thần đi ra ngoài một chuyến, liền bắt rồi vài lần đầu đến, lúc này, chính cho người lấy máu đâu hắn có thu thập đặc thù huyết thống tất xấu. Tự nhiên, nửa tự nhiên, liên hợp thiên đạo, triệu bân tắc ôm một cái tiểu sổ sách, khi thì dùng đầu lưỡi liếm liếm bút lông, đem tổ thần lời nói, từng cái ghi chép, thuận tiện, trả bỏ thêm không thiếu chú thích như tự nhiên thiên đạo, nên là tinh khiết quy tắc. Như nửa tự nhiên thiên đạo, cái kia chính là quá lâu không có tắm rửa, nhiễm không sạch sẽ, một cái tâm tình không tốt, liền muốn diệt cái thế. Đến mức liên hợp thiên đạo, mấy người kết nhóm sống quá. Ngại phiền toái, liền tìm mấy cái tiểu bao công đầu quản sự, ân, cũng chính là thiên phía dưới các giới chế tài giả. Người như thế viết không đúng, tổ thần đoạt lấy bút, xong việc nhi một phen rồng bay phượng múa, tại liên hợp thiên đạo chú thích phía sau lại bỏ thêm một khoản, xả bức, đều là xả bức. Cái này, có nhục nhã nhận a à, triệu bân một tiếng ho khan. Đừng sợ, lão phu thường xuyên mắng, tổ thần tiện tay ném đi bút, tiếp tục cho người lấy máu. Triệu bân giật giật khóe miệng, lại nhìn tiểu sổ sách lúc, tổ thần đăng cái kia một khoản, đã biến mất không thấy gì nữa, trông coi còn nhiều hơn một câu, người vật nhỏ, chán sống lệch ra. Ngoả tào, linh như vậy sao? triệu công tử vô thức nhìn thoáng qua hư vô ánh mắt nhi không dùng được cái gì cũng nhìn không thấy có thể khẳng định là thượng thương đám tối nay rất rảnh rỗi hắn cuối cùng khép lại tiểu sổ sách nhi vùi đầu ước lượng tay đặt cái kia minh tưởng diệt thế thương sinh đại hạo kiếp cũng không biết cái vũ trụ này đã trải qua bao nhiêu lần hắc ám kỷ nguyên bây giờ cục diệt nên là một lần lại một lần hủy diệt cứng rắn trồng chất ra tới đấy càng là như thế hắn càng cảm giác tự thân nhỏ bé. So sánh với một cái vũ trụ hủy diệt cùng trùng sinh sử, hắn sợ là liền một hạt hạt bụi cũng không tính là. Hắn không biết cái này có tính không một loại giác ngộ, chỉ biết cái này phút chốc tâm cảnh, rất kỳ diệu, thậm chí hư vọng chi hà ngoại tướng, lần thứ nhất vượt qua ý thức của hắn, tự bản thân hiển hóa. Ai? Tổ thần không khỏi xéo mâu, cao thấp quét ước chừng một phen triệu bân. Sợ không phải của hắn một phen lý do thoái thác, để cho ra hỏa này đại triệt đại ngộ rồi. Hiểu tốt, khó tránh khỏi không để ý, liền mẹ nó phong thần. Đang khi nói chuyện, Chiến Thiên Hành Thần phạt đã kết thúc. Hắn là cái không an phận đích nhân vật, đã trúng một trận xét đánh, có vẻ như chưa có tận hứng, kết quả là lại chạy tới Hạo Thiên cái kia có kinh nghiệp tại người Hạo Thiên thần phạt ở bên trong, nhảy đáp tặc hăng hái. Không phải bình thường người, không đi bình thường đường a. Bên ngoài hộ đạo tiền bối đều thổn thức sách lưỡi rồi còn có ngoài thành quần chúng, đặc biệt là tiểu bối, đều lộ ra cực độ vẻ xấu hổ, hạo thiên kiếp, bọn họ cũng không dám cứng rắn gom góp, vẻn vẹn một điểm, bọn họ cùng chiến thiên hành tranh lệch, chính là nhất thiên nhất địa. Gom góp, cũng là có cái hạn độ. Chí hạo thiên dẫn xuất pháp tắc thân, chiến thiên hành trước tiên liền lui. Nói lên cái kia pháp tắc, thật không phải bình thường khủng bố, như một tòa tấm bia to, dựng ở thần phạt ở bên trong, tang thương mà cổ xưa, cường đại khí lực, áp càn khôn đều có một loại sụp đổ hiện ra, từ có một loại bể nghế bát hoang uy thế. Người nào a à không thiếu tiểu bối hỏi. Không biết, tiền bối đám nhiều lắc đầu. Là hắn, tổ thần hai mắt hiếp lại. Năm lão gặp qua thủy thần nhỏ giọng nói. Năm đó hoang vu đại chiến, có hắn, tổ thần ung dung đạo. Hoang cổ thánh thể. Lời này, triệu bân cùng cơ ngưng xương chăm miệng một lời. Tuyệt sẽ không nhận sai, hạo thiên dẫn xuất pháp tác thân, tuyệt đối là hoang cổ thánh thể, duyên cớ bởi vì có như vậy một loại bản mệnh dị tượng, là hoang cổ thánh thể chuyên trúc đấy. Cái này vũ trụ, cũng có hoang cổ thánh thể cơ ngưng xương thì thảo tự nói. Nhân quả kiếp sao triệu bân tắc ánh mắt thâm thúy, hắn đi qua hoang vu di tích đấy, trả tìm một khối đầu lâu, cùng hạo thiên, đồng xuất một cái vũ trụ. Hắn từng thôi diễn qua, cũng tìm người hỏi thăm qua, cùng cái này pháp tắc thân, cơ bản ăn khớp. Cũng chính là nói, Hạo Thiên cùng thánh thể nhất mạch, rất có nhân quả. Nếu không phải như thế, Hạo Thiên như thế nào lại bên ngoài vũ trụ, dẫn xuất nguyên bản vũ trụ pháp tắc thân. Thật mẹ nó cảm động a. À. Xem Hạo Thiên, đã là nhiệt lệ doanh khuông. Hắn nhận ra cái này tiền bối, hoặc là nói, tại nguyên bổn vũ trụ gặp qua cái kia pho tượng. Nguyên nhân chính là gặp qua, hắn mới kích động rơi lệ. Tự đến cái vũ trụ này, hắn vẫn là lần đầu thấy cố hương người, tuy nhiên, đối phương chỉ là pháp tắc thân chiến hắn một tiếng gào rú rút kiếm đánh vào rồi cử thiên sớm nghe nói về thánh thể phách thiên tuyệt địa đã sớm muốn cùng chi luyện một chút rồi làm sao a à? sinh sai lầm rồi thời đại lần này một trận chiến cho là chấm dứt hắn nhất cọc tâm nguyện phốc giặc giặc phía sau một màn liền đặc biệt máu tanh rồi đầy trời đều là huyết quang hạo thiên chiến lực không tầm thường thánh thể pháp tác thân nhưng cũng là dũng mãnh phi thường vô cùng. Cận chiến vô địch sao thủy thần xem thổn thức không thôi. Ân, tổ thần chỉ cái này nhất tự, năm đó hoang vu một trận chiến, hắn cũng ở đây chàng đấy, thật chính được chứng kiến người nọ cường đại, đâu chỉ cận chiến vô địch, nói cùng dai vô địch cũng hào không quá đáng, nếu không phải thượng thương nhúng tay, cái kia tôn loại người hung ác cũng sẽ không vẫn lạc. Đàm phán theo cái này nhất mạch, triệu công tử cũng lời nói có trọng lượng đấy. Thánh thể mạnh, hắn là thân mình tao ngộ qua đấy, ân, cũng chính là diệp thần rồi, năm đó ý niệm một trận chiến, đánh chính là muốn rất khó chịu có nhiều khó chịu. Là kiếp, chung có kết thúc lúc. Thánh thể pháp tắc tản, trước khi đi trả lộ ra vui mừng cười. Hạo thiên tàn, rất xuống hư không lúc, chỉ còn một nửa nguyên thần. Ta tích ngoan ngoãn nha, thủy thần bề bộn sợ tiếp được, đem đưa nhập thần hải, khó được một cái nghịch thiên cấp yêu nghiệt, này một trận chiến, suýt nữa táng tai kiếp ở bên trong, cũng trách người này quá cương liệt, từ mở đánh, chính là chính diện cứng rắn làm, từ đầu đánh tới đuôi. Nhưng còn có, hộ đạo tiền bối, nhìn thoáng qua trí tôn thành. Hôm nay là cái ngày tốt lành, một chút gia tam tôn thần, nói không chừng còn có phong thần giả. Nhưng, đợi thật lâu, cũng chưa thấy thần phạt dị tượng. Ngược lại trí tôn thành ở chỗ sâu trong, có tứ đạo kiếm quang lóe lên. Ai ơ uy, đám lão già này thấy chi, như ông vỡ tổ toàn mạnh vọt qua. Trở lại, năm đó táng diệt tứ đại kiếm tu, cuối cùng bị khai ra rồi Linh. Có Linh liền tốt nói, phục sinh chi là vấn đề thời gian. Đương nhiên, thời gian cũng không là vấn đề, thần triều có hỗn thiên ma giới. Không sai, triệu bân lướt nhẹ qua tay, tiễn đưa rồi bốn đạo tinh thuần nguyên thần chi lực, là vì tư dưỡng kiếm thánh, kiếm tôn, kiếm hoàng cùng kiếm ma linh. Dùng không được bao lâu, cái kia bốn cái kiếm tu tiền bối, liền có thể nghịch thiên trở về. Như thế, thần chiều không được thêm, nữa tứ tôn thần nơi nào. Trông coi chả không phải bình thường thần. Càn khôn còn chưa tu tốt tổ thần ngáp một cái. Không sai biệt lắm, triệu bân phát hỏa thần văn, sáp nhập vào hư vô. Dẫn người đi cái nơi tốt, tổ thần nói qua, cũng không quản triệu bân có nguyện ý hay không, kéo liền đi. Vô biên hắc ám, có một đầu trường hà phiêu lưu, không biết ngọn nguồn ở đâu, cũng không chỉ chạy tới đâu. Mà nguyệt thần, giống như mộng bình thường, tĩnh đứng yên ở bờ sông. Cái này, chính là của người kiếp trước. Nàng thì thầm, không biết là hỏi triệu bân, vẫn là từ nói từ lời. Nàng vượt luân hồi mà đến, chính là tìm triệu bân kiếp trước, có thể liếc mắt một cái nhìn tận, nào có cái gì kiếp trước, cũng chỉ có một cái hà, một cái tên là hư vọng hà. Chúng ta, vẫn còn cục trong sao. Vẫn là như vậy thì thầm, nàng nghiễm nhiên đã phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Siêu, triệu bân cùng tổ thần lại hiện thân đã là nhất tòa phàm nhân cổ thành lúc này triệu bân đứng trước tại một tòa lầu các trước ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cái này lầu các cũng không thấp đến có ba tầng dư thừa thất thải la trướng rủ xuống hồng trần khí thức nồng hậu dày đặc còn chưa tiến liền có thể ngửi được trong đó bay ra nữ tử hương xa xa nhìn ra xa lờ mờ còn có thể trông thấy hai ba tầng lầu các hiểu điệu nữ tử đánh đàn rót rượu gãi đầu chơi đùa hình ảnh lại nhìn lầu các cửa ra vào phần lớn là chút y quan không chỉnh nữ tử bãi lộng tơ lụa lôi kéo từng cái một nam tử nói qua tê giải tận xương mà nói đại gia như thế nào mới đến a à? cái này là một tòa thanh lâu a à. triệu công tử lời nói thấm thiên đạo thông tục một chút cũng gọi là kỹ viện tổ thần nói nghiêm trang ngươi nói nơi tốt tại đây không thơm sao hương triệu bân lưu lại một chữ xoay người liền muốn đi hắn cũng là rảnh rỗi đấy rất nhiều chuyện gấp gáp còn chưa làm bồi cái này lão cây gậy nói mỏ nhẹ. Trong đó, có cơ duyên, tổ thần nói qua, thoải mái nhàn nhã tiến vào. Thế nào còn có chút khát đâu triệu công tử một cái hoa mỹ xoay người, lại quải rồi trở về, liền tổ thần đều nói là cơ duyên, có thể không là một cái đại tạo hóa. Đi theo lão phu, không thể thiếu chỗ tốt, tổ thần cười nói. Nâm lão, có phải hay không thường xuyên uống hoa tử? Triệu bân một bên tìm cơ duyên, một bên tùy ý hỏi. Cách ba năm lần đến một hồi, vậy ngươi, có thể có bị tảo hoàng nắm qua. Uống cái hoa tử, còn có thể bị tảo hoàng cầm tổ thần như nghe thiên hạ hiếm thấy, lông nghi chọn lão cao, xem triệu bân ánh mắt nhi, cũng rất đúng kỳ quái, ngươi, bị bắt qua. Không có, ngươi khẳng định bị bắt qua. Bước ta thề, oanh, tiếng sấm, lúc nào cũng đến như thế không đúng dịp. Triệu công tử ra mặt dày, chưa bao giờ quan tâm những chi tiết này. Ngược lại tổ thần, chính nhi bát kinh lần một màn này vỗ xuống, thần triều chi chủ A. À. Lại vẫn có như vậy quang huy lịch sử, trở về được cho hắn huyền dương huyền dương. Người nói cơ duyên, đặt nơi nào triệu bân tìm chỗ ngồi tại đó. Đến, hướng cái kia xem, tổ thần ước lượng rồi trí nhớ tinh thạch, chỉ chỉ một phương. Triệu bân theo mâu nhìn qua, ánh mắt đã rơi vào một cái khách chơi gái trên người. Muốn nói cái kia khách chơi gái, sinh cũng thật là tuấn lãng, vậy mà lớn lên so với hắn trả xoái, lúc này chính trái ôm phải ấp tốt không vui người nào a triệu bân nhìn mấy lần không thấy nguyên cớ trắng mù ngươi hỗn độn nhãn rồi tổ thần thần thụ gõ triệu bân mi tâm cái này vừa gõ khủng khiếp triệu bân hoảng tựa như linh hồn mở mang đầu óc lại đi nhìn cái kia khách chơi gái lúc nghiễm nhiên đã là một cái khác phiên chân dung thấy rõ không có nghĩa là hắn nhận ra ít nhất trước đó không thấy qua tà ma thiên tổ thần cho đáp án chưa từng nghe qua, Triệu Bân nhẹ nhàng lắc đầu. Âm tào địa phủ đời thứ hai chế tài giả, chính là hắn. Chúng ta cửu nhân, chuẩn xác hơn nói, là người vĩnh hằng nhất mạch cửu nhân. Tổ thần đổ một cái tiểu rượu, vạn cổ trước, nhà ngươi thủy tổ lúc đi, từng lưu lại bản mệnh thần khí, là vì chấn thủ đạo mộ, khi đó đạo mộ, trả thuộc về cấm khu một hàng, sau thần ma đại hỗn chiến, 18 cấm khu liên hợp, hủy cái kia càn khôn, trận chiến ấy, đạo mộ gần như toàn quân bị diệt, tội khôi hỏa thủ chính là cái này tà ma thiên lão phu đến nay cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn là bằng gì đánh cắp nhà ngươi thủy tổ thần khí đấy nếu không phải trí cao thần khí thất thủ đạo mộ cũng không trở thành như vậy vô cùng thê thảm còn có việc này triệu bân nhíu lông mày ta đã tìm hắn cửu vạn năm vài ngày trước mới đến cái kia tung tích cũng thật sẽ tàng chạy cái này chơi kỹ nữ đến rồi tổ thần thồn thức một tiếng thủy tổ thần khí tại hắn cái này triệu bân truyền âm hỏi là cơ duyên không phải là chương 2044, Táng Thần Đỉnh. Trong đêm thanh lâu, sinh ý nhất là náo nhiệt. Trong đêm thanh lâu rượu, cũng nhất là có tư có vị. Như triệu công tử cùng tổ thần, lúc này liền đặc biệt mãn nguyện, không đáng nói trái ôm phải ấp, rót rượu cô nương vẫn phải có, một chén tiếp một chén, uống đừng đề cập có nhiều thành thơi rồi. Khi nào động thủ, triệu bân kìm nén không được, không chỉ một lần truyền âm. Người kia có trí cao thần khí, chiến lực không kém A à La Phật Tôn, bằng ta và ngươi hai người, bắt không được hắn. Tổ thần ung dung nói, ngươi, còn tìm rồi giúp đỡ. Ta thần triều cũng không phải không ai. Đến mỹ nữ, ngồi cái kia. Triều công tử rất tự giác, đem rót rượu cô nương, bày tại tổ thần cái kia, mà hắn, tắc lấy ra một bộ sách cổ, vùi đầu xem tặc nghiêm túc, rất có một bộ hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền điệu bộ. Lão gia hỏa này nói, còn sẽ có giúp đỡ tới đây. Thần triều đỉnh phong chiến lực, vô luận từ chỗ nào tính, đều không thể thiếu Đế Tiên cùng Nguyệt Thần, Tú Nhi xác định tới không được, Tâm Nhi sao? Khó tránh khỏi sau đó liền đến, cái này nếu để nàng dâu nhìn thấy bên người có cô nương, vẫn không thể lật bàn a. Nếu không thì thế nào nói là thần triều chi chủ, giác ngộ chính là cao. Đế Tiên vẫn thật là đến rồi, hơn nữa còn là nữ giả nam trang. Tới một đạo đấy, còn có phong trần mệt mỏi nhân quả đạo tôn. Đương nhiên đến không chỉ hắn lưỡng những thứ khác không có vào miễn rồi. Ơ, ờ, học tập đâu nhân quả đạo tôn không cầm tự thân làm ngoại nhân, tùy thân ngồi xuống, tiện tay vẫn là theo trên bàn nhặt được một quả trái cây. sống lão học được lão triệu bân một câu thâm trầm lật sách trang dáng vẻ rất đúng khí định thần nhàn xem đi nguy hiểm thật nơi nào còn kém nhất đâu đâu đã bị nàng dâu bắt được rồi. trang đón lấy trang tổ thần khéo hiểu lòng người chập choàng trượt cho đế tiên đút một khối trí nhớ tinh thạch trong đó phong tồn đấy chính là người nào đó uống hoa tử lúc tiểu bộ dáng đế tiên cũng là có ý tứ xem cảnh đẹp ý vui đừng quan tâm những chi tiết kia triệu bân thuận tay đoạt lấy cũng thuận tay đề lên bầu rượu cho nàng dâu rót đầy rồi một chén chờ đợi xem tổ thần lúc cái khuôn mặt kia mặt liền đặc biệt đen người này lão bất tử như thế lừa bịp tổ thần xem thường nên thế nào uống thế nào uống không có nàng dâu tốt, yêu người nào người nào. Thật thú vị, nhân quả đạo tôn liếc qua Tà Ma Thiên. Không hổ là đã làm chúa tể người, chính là không án lẽ thường ra bài. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, người nào sẽ nghĩ tới người kia lại tại thanh lâu nấp lấy. Chúng ta như vậy sẽ không bị hắn nhận ra a. À. Triệu Bân cầm khối ngọc tỷ, đùng đùng đập phá lưỡng hạt đào, nàng dâu linh hồn hồi phục, gần nhất luôn phạm mơ hồ, bồi bổ đầu óc rất có thiết yếu nửa ứng kiếp trạng thái, hắn không có như vậy tầm mắt. Tổ thần ung dung nói, ứng kiếp ta nghe qua, cái này nửa ứng kiếp, triều công tử lông mi trao lên. Ứng kiếp lúc mang trí nhớ, là nửa ứng kiếp, nhân quả đạo tôn giải thích nói. Đã là tại ứng kiếp ở bên trong, vậy còn chờ cái gì? Bắt người quá, hắn là cái dị loại, nửa ứng kiếp lúc so trạng thái bình thường càng thêm đáng sợ, ngoại trừ tầm mắt không được, cái khác đều kinh khủng nói chuyện không đâu, nhất là chiến lực. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ a. Triệu Bân thổn thức, lão phu đã suy tính qua, hàn ứng kiếp quý vị, liền tại tối nay rồi. Tổ thần rượu vào miệng, lúc nói chuyện, vẫn là mắt nhìn Triệu Bân cùng Đế Tiên, ánh mắt ngụ ý rõ ràng, thượng có không ít thời gian, hai người có thể đi nơi khác tản bộ một hồi, dạo chơi phố a. Tâm sự lý tưởng a, tạo cái em bé a. Cũng là không đi, liền đặt cái này trông coi. Triệu Bân ước lượng rồi tay, nửa phần muốn đi ý tứ cũng không có không lâu sau có thể làm cái gì, hắn rất bền bỉ được rồi. Tùy ngươi, tổ thần ngáp một cái. Đạo tôn đêm qua có vẻ như cũng ngủ không ngon, cũng có chút tinh thần dã rời. Đâu chỉ hai người bọn họ, thủ tại bên ngoài thần triều trí tôn, cũng đều là như vậy tư thái, chỉ trách, những thứ này thiên đi sớm về trễ, không phải đang tìm cừu ra, chính là tại đi tìm cừu ra dọc đường, từng cái một đấy, đều lũy mỏi mệt không chịu nổi. Không có tinh thần tốt nói, phía sau có kích thích, nhìn tà ma thiên đã là trái ôm phải ấp lên lầu thấy chi tổ thần trong nháy mắt không mệt nhọc hiện trường trực tiếp đó là một trận gió tanh mưa máu lão quang côn nhi sao đều tốt cái này khẩu xem rất có tư tưởng chính là làm khó chịu công tử rồi nàng dâu tại đây chỉ dám lén lút xem xem liền nhìn còn đang nắm đế tiên tay qua lại vuốt ve càng tìm tòi càng tơ lụa Gia hỏa này có bệnh a rót rượu cô nương nghiễm nhiên đã cao thấp quét lượng triệu bân mười mấy lần. Thanh lâu nhiều như vậy muội tử, người này một cái không có nhìn chúng, liền bắt lấy nam tử kia tay, tìm tòi cái không dứt mấu chốt là, bị hắn động vào nam tử này, vẫn là nửa phần mâu thuẫn cũng không có, chỉnh các nàng, đều dị thường xấu hổ. Tâm nhi, ân, đế tiên lại phạm mơ hồ, khi thì còn sẽ hiển lộ đần độn trạng thái. Linh hồn hồi phục cấu bệnh, ngày sau, nàng còn sẽ càng mơ hồ. Nhanh, tổ thần xem trực tiếp lúc, vẫn không quên nghiêng mắt nhìn liếc mắt một cái hư vô. Ứng kiếp là một cái mơ hồ sự tình, quý vị lúc có dấu hiệu đấy. Thật vừa đúng lúc, hắn có xem cửa này đạo tuyệt chiêu đặc biệt, không cần quá lâu. Trước đó sao, không nhìn ngu sao mà không xem, quay đầu sẽ đem tả ma yếu sinh lý rồi. Xem, đoàn người đều tại xem. Những thứ này thiên, thuộc về tối nay nhất tinh thần. Một đám đùa bước, tiên giới chế tài giả đơn giản không mở miệng, mở miệng liền chân lý. Thần chiều nhiều nhân tài a, à, ngoại trừ cửu thế thần thoại, đỉnh phong chiến lực, cơ bản đều tại cái kia tòa phàm nhân cổ thành rồi, hơn nửa đêm đấy, tụ tập nhi xem trực tiếp, như hắn là tà ma thiên mà nói, tám đời đều rất cảm thấy vinh hạnh đấy. Đại tỷ phàm giới, lại truyền tới tiếng kêu. Có việc nói, tiên giới chế tài giả một câu phiêu miểu. Thế nào dạng mới có thể vớt chỗ tốt, phàm giới chủ tể ha ha cười một tiếng. Trộm cầm chút bảo vật, nên là không có gì đáng ngại tiên giới chúa tể nói kết quả là phàm giới chế tài giả đêm hôm đó liền đã trúng xét đánh án thượng thương lời nói không tuân quy củ đấy liền chỉnh đốn đến rồi một trong nháy mắt tổ thần ánh mắt lóe sáng tà ma thiên muốn quy vị rồi có như vậy một đạo chỉ đang từ hư vô hạ ngoại nhân nhìn không thấy hắn cái này cùng tận sức nhìn cũng mới bị bắt được một góc đợi ngươi nửa đêm triệu công tử hỗn độn nhãn cuối cùng phái trên công dụng rồi. Ứng kiếp quy vị chi quang, hắn so tổ thần xem rõ ràng hơn. Siêu, đám người cường hãn nhìn chăm chú dưới thần quang rủ xuống vào thanh lâu. Sau đó, liền nghe trong phòng truyền tới nhất tiếng kêu đau đớn. Tất nhiên tà ma thiên, quý vị rồi dù sao cũng phải có chút động tính. Làm, tổ thần thông suốt đứng lên, nhân quả đạo tôn bọn họ cũng đều động. Nhanh nhất đấy, làm thuộc về triệu công tử rồi, Tà Ma Thiên quy vị cái kia phút chốc hắn liền biến mất rồi, một cước đạp ra cửa phòng, gào thét ra câu kia từ lâu uẩn những nhiều năm lời Tảo Hoàng ngươi vĩnh hằng thể quy vị rồi chính là không giống nhau Tà Ma Thiên nhất nhãn liền nhận ra triệu bân huyết thống là ngươi ra ra ta triệu bân vung tay lên kim sắc thần quang hiện ra hắn lại biến mất liên đới chờ tay không kịp Tà Ma Thiên một đạo cuốn đi rồi đồng dạng biến mất còn có tổ thần bọn họ, muốn đánh cũng phải tìm cái hào sảng địa phương. Oanh, phanh, triệu bân lại hiện thân, đã là một phiến bao la mở mịt phía chân trời. Tà ma thiên tới chẳng phân biệt được trước sau, có lẽ thần khu quá nặng nặng, còn chưa chân chính rơi xuống, liền đạp sụp nửa bầu trời, vô cùng uy thế, liền vạn dặm ngoại núi lớn cự nhạc, đều bị đụng ầm ầm giải thể. Chờ đợi cái kia định thân, bốn phương tám hướng, đã là đầy trời bóng người rồi. Cũng thần chiều cường giả, tùy tiện sách ra một cái, đều có thể xưng đại thần. Bọn ngươi, thật sẽ chọn thời điểm. Tà ma thiên cười, không biết là giữ tợn vẫn là nén giận. Cảm tình cái này hơn nửa đêm, nhiều người như vậy nhìn hắn trực tiếp đâu. Cũng trách hắn trước kia tại ứng kiếp ở bên trong, tầm mắt giảm bớt đi nhiều, thấy không rõ chân tướng. Táng thần đỉnh, lấy ra a, à, tổ thần duỗi tay. Ngươi còn biết ta có táng thần đỉnh đâu tà ma thiên sâu kín cười một tiếng. Ân, đã nhớ thương khá hơn chút năm, thần long đạo tôn kéo rồi kéo lỗ tai. Đã biết, còn dám tới chịu chết tà ma thiên cười xâm bạch nha xỉ hết đường. Dứt lời, liền thấy cái kia khí lực oanh run lên. Chính là đỉnh ô, o, o n, g động thanh âm, tại cái kia thể nội vang vọng. Hắn chi khí thế, tại trong chốc lát thẳng vào đỉnh phong, toàn thân đều nổi lên rồi khô diệt chi quang, hủy diệt pháp tắc, như núi uy áp, cũng làm cho cản khôn dung chuyển. Vẫn là như vậy bá đạo, tại chỗ thần triều cường giả nhiều hơn phân nửa đều bị đánh lui lại rồi người này đã hồi phục rồi hoang thần binh mượn vô thượng thần lực cái này chính là táng thần đỉnh uy thế sao triệu bân như tấm bia to đứng lặng trong mắt rất nhiều tinh quang lóe sáng thủy tổ bản mệnh khí quả nhiên phách thiên tuyệt địa còn chưa thi triển thần uy liền có uy thế như thế khó có thể tưởng tượng như thế một tôn trí cao thần khí tà ma thiên là như thế nào điều khiển đấy lại là như thế nào để cho táng thần đỉnh nghe hắn hiệu lệnh đấy. Hợp lực một trận chiến, bọn ngươi có mấy thành nắm chắc. Tà ma thiên cười xem đám người cường hãn giả, trước mắt đầy khinh miệt. Chí cao thần khí nơi tay, cái này chính là hắn cường đại vốn liếng, ít nhất tại tiên giới, ngoại trừ thượng thương cùng chế tài giả, không ai có thể trấn áp hắn, không có người có thể chân chính giết chết hắn. Nếu không nắm chắc, chạy đến tìm ngươi nói chuyện phiếm tổ thần cười lạnh. Ngó ngó, xem lão phu lần người nào cho ngươi mời tới thần long đạo tôn phất tay áo, mở ra rồi một cái tinh hà đại đạo. Đại đạo phần cuối, có một đạo bóng hình xinh đẹp, đạp thiên mà đến, tắm rửa sáng tỏ nguyệt quang, độc có một loại tựa như ảo mộng ý cảnh. Chăm chú như vậy nhìn qua, đúng là vô ưu tiên tử. Bây giờ nàng, cùng ngày xưa có phần không có cùng, trực tiếp nhất biểu hiện, chính là cái kia khí uẩn, so tại chỗ bất kỳ người nào, đều tăng thương cổ xưa, còn có nàng mâu, cũng tựa như tàng đầy tuế nguyệt, đó là vạn cổ đến nay, lắng động ra dấu vết. Triệt để khôi phục trí nhớ triệu bân trong lòng một câu. Ngươi lại còn sống, tà ma thiên đã nhăn xuống lông mày. Còn sống tìm ngươi tính sổ, vô ưu tiên tử nhẹ nói, khí lực lại giấy lên vĩnh hằng chỉ, chỗ mi tâm, cũng khác ra một đạo cổ xưa bí văn. Cái kia, là vĩnh hằng nhất mạch chuyên trúc đồ đằng. Nàng không phải vĩnh hằng huyết thống, có thể vĩnh hằng thủy tổ là, trước khi đi, nơi nào có không cho nàng lưu chút hộ đạo chi pháp. Còn sống thì sao, người có thể làm khó dễ được ta tà ma thiên khóe miệng hơi vỉnh. Nợ máu, trả bằng máu, vô ưu tiên tử chỉ cái này bốn chữ, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng dán tại rồi triệu bân phía sau lưng, mặc dù là nàng, cũng không cách nào gọi bẩm bị phong diệt linh tính táng thần đỉnh, nhưng triệu bân có thể, hắn chính là vĩnh hằng thể, có nàng người yêu thần uẩn đem hộ đạo chi pháp truyền thừa cho hắn, đủ có thể trái phải táng thần đỉnh. Oanh! Triệu bân khí lực cũng một hồi oanh run rẩy, có tiếng sấm chợt nổi lên như vô ưu tiên tử, trên người hắn cũng giấy lên vĩnh hằng quang hỏa. O, O, N, G Đại đỉnh O, O, N, G động chi âm lại lên, tà ma trời bị chấn một bước không có đứng vững. Bởi vì vĩnh hằng quang hỏa, táng thần đỉnh linh trí tại hồi phục, rất có từ trong cơ thể hắn lao ra điểm báo. Định, tà ma thiên hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép áp chế táng thần đỉnh linh trí. Những năm này, hắn chính là như vậy làm, bởi vì làm căn bản luyện không hóa chương 2045, cầm lại. Đỉnh đến, triệu bân thần mâu như đuốc, vừa quát âm vang. Hắn đây cũng không phải là mù gào to, bởi vì thật có dùng, táng thần đỉnh thật có đáp lại. Nguyên nhân chính là có đáp lại, tà ma thiên tài dị thường khó chịu. Hắn cho rằng, vô ưu từ lúc vạn cổ trước liền đã táng diệt. Hắn cho rằng, thời đại này sẽ không còn có vĩnh hằng truyền thừa. Hết lần này tới lần khác, cả hai đều có, một phương cũng không ngại, vẫn là mẹ nó gom góp một khối, vẫn là chỉnh ra một cái hộ đạo chi pháp, có tại đấy, toàn để cho hắn bắt kịp rồi. Phong, tổ thần vung tay vung lên, 99 cán chiến kỳ trọc ở rồi hư không? Thần chiều chúng thần cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình thi pháp, cũng giam cầm thần thông. Phong ta, tà ma thiên nhe răng cười, nhất kích liền phá choi buộc, cướp đường liền đi. Trước mặt, liền thấy tuế nguyệt trường hà mãnh liệt, một cái sóng lớn liền cho cái kia che mất nhưng, không có gì dùng, trói không được hắn. Hoặc là nói, là trói không được táng thần đỉnh. Triệu bân kêu gọi, có thể trái phải thần đỉnh, tà ma thiên cũng đồng dạng có thể, chỉ cần hắn còn có thể ngăn chặn táng thần đỉnh linh trí, liền có thể mượn táng thần đỉnh thần uy, chỉ bất quá, mượn tới lực lượng. Nhiều cùng thiếu khác nhau miễn rồi. Phá! Tà ma thiên nhất âm thanh hét to, như một đầu thương long vọt người mà ra. Hắn không nhìn chúng thần, hướng triệu bân quăng một đạo khô diệt kiếm khí hắn ngược không ngốc diệt vĩnh hằng truyền thừa tám thần đỉnh sẽ tự an phận o o n g triệu bân tiện tay sách hắc thần chiến mâu nhất kích đập nát rồi kiếm khí đồng nhất trong nháy mắt đế tiên tế ra một đạo thời gian nguy hiểm sinh bổ tà ma thiên thật cho rằng ngươi vẫn là là năm đó tiên đình nữ quân tà ma trời lạnh cười một bước lên trời mà lên lại chuyển ra rồi thần đỉnh lấy biến hóa kỳ lạ chi pháp thúc giục o o n g đỉnh run rẩy, thương thiên tức thì sụp đổ, tứ hải bát hoang cũng oanh động. Nó như một vòng thái dương, lộng lẫy quang mang, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Tại đây, còn không phải nó tối cường thần uy, bởi vì triệu bân triệu hoán, trừng đỉnh linh trí, cũng thật lớn suy yếu tà ma thiên có thể mượn đến lực lượng. Diệt! Tà ma thiên tiếng quát như sấm, thúc giục táng thần đỉnh ầm ầm đánh tới hướng rồi triệu bân. Đế tiên tắc tâm niệm vừa động, tế ra tam xích thanh liên, tại triệu bân dưới chân nở rộ. Thời gian lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự, vẫn là tặc kháng đánh chính là. Ít nhất, táng thần đỉnh nhất kích, không thể phá vỡ nàng thanh liên. Cái này, để cho tà ma cực độ khiếp sợ, một cái không có linh hồn đế tiên, tu vi cảnh giới chỉ là chuẩn đế thần, như thế trạng thái có thể ngăn lại hoang thần binh nhất kích. Ăn ta một búa, man thần vượt thiên mà đến, một búa bổ đỉnh trên. Một kích này, bổ hắn tự cái có đủ khó chịu. Hoang thần binh chi cứng rắn vượt qua xa hắn có thể dung chuyển, thậm chí lực phản chấn, trực tiếp chấn diệt cánh tay của hắn, liền búa, cũng hoành lật đến rồi lên chín từng mây, chỉ là, khó chịu không phải hắn một người, táng thần đỉnh núi liền tà ma thiên ni như vậy đã trúng một búa, cũng cho tà ma thiên chấn có quá sức. Chảm, nhân quả đạo tôn một câu băng lãnh cô quạch, nhân quả kiếm quang tồi khô lạp hủ. Huyết quang hiện ra, tà ma thiên lồng ngực bị xé ra, chưa kịp hắn đứng vững, thần long đạo tôn liền giết tới rồi, một cái bát bộ thần long đạo, nguy hiểm đánh nát hắn khí lực. Xuống đây đi ngươi. Tổ thần chấp trưởng một phía thần kính, quét ra rồi một phiến vô cùng chỉ. Tà ma thiên cũng là bi thương thôi đấy, đầu hơi kém bị tháo xuống, chỉ còn một tia da thịt, vẫn là nối liền cái cổ, dâng lên máu tươi, như suối tuôn bình thường. Còn chưa xong, thần chiều đám người cường hãn xông lên, không ai keo kiệt công phạt. Ánh đao kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, khoảng cách vô thiên cái địa, trong lúc nhất thời, oanh chặt đứt càn khôn, cũng cho tà ma thiên thần thân thể phách, hủy đi thất linh bát lạc. Trở về, tà ma thiên đại giống, lại triệu hồi thần đỉnh, lại dung nhập tự thân thể nội. Còn phải trí cao thần khí che chở, nếu không thì, ba đến hai lần xuống liền cho hắn đánh không còn. Đỉnh đến, triệu bân khí huyết bốc lên, hai chữ lôi thần nộ, cùng nguyên thần thành cộng hưởng. Hắn đã mở rồi thiên ngự, mở kim thân, cũng mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Xem cái kia sau lưng, còn có trống trời cự môn mọc lên mà ra rất nhiều thần tàng gia trì hắn kêu gọi tựa như nhiều hơn một loại ma lực táng thần đỉnh có đáp lại tại tà ma thiên thể nội ông ông thẳng run định tà ma thiên cắn chặt hàm răng liều mạng áp chế táng thần đỉnh linh trí có thể triệu bân bên ngoài kêu gọi hắn lần này có vẻ như ép không được rồi đánh không lại cái kia đến mở chạy hắn lấy hoang thần binh trị uy mở ra một cái hắc ám chi lộ mà hắn, tắc kéo lấy máu tươi chảy đầm đìa tàn khu, đạp đường xa đi. Người chạy được rồi chúng thần cũng thi pháp, nhất kích đánh băng rồi hắc ám chi lộ. Đỉnh đến, triệu bân cái này hai chữ, uống khí phách chắc lậu. Không cần hắn kêu gọi, tà ma thiên liền đem táng thần đỉnh trả trở về rồi. Hắn cũng không muốn trả đấy, vấn đề là ép không được rồi, không còn không được rồi. Hắn còn có hắn vẫn là phương pháp, tại cuối cùng phút chốc, vẫn không quên mượn một phen thần đỉnh uy thế, thúc dục cái kia giống như núi cao, từ thiên khung nện xuống dưới. ta, phúc, sặc sặc, nghênh không mà lên chúng thần, đụng phải cái bản bản trọn vẹn, đánh lui chúng thần. tà ma thiên nhất bước trốn vào rồi tinh không. Xong, chính là phúc thông một thanh âm vang lên, dường như cự thạch nhập vào trong sông. không sai, là đế tiên ngăn cản hắn đi đường, lại đem cái kia đánh vào tuế nguyệt trường hà, vẻn vẹn ngắn ngủi phút chốc, liền ngạnh xanh xanh nạo hắn tám vạn năm tuổi thọ. Cho ta, mở, tà ma thiên tóc tài bù xù, cực tẫn thần lực bốc lên. Có thể hắn, còn đánh giá thấp thiên đình nữ quân, mặc nàng thế nào xông tới, cũng kéo không ra tuế nguyệt quang huy, thân thể, thật thân. Cũng tại thời gian phổ chiếu dưới từng khúc mục nát, tranh, nguy cơ trước mắt, có kiếm ngân vang âm thanh chợt nổi lên. Sau đó, chính là một đạo hủy diệt mà kiếm quang, tung hoành hoàn vũ. Trong bóng tối có đại thần ra tay, nhất kiếm liền chặt đứt tuế nguyệt trường hà đế tiên đã trung kiếm ý xông tới, vừa rồi hồi phục linh hồn, lại suýt nữa ngã bầm. Chờ đợi nàng phút chốc thanh minh, tà ma thiên đã không ở. Hoặc là nói, là bị vừa rồi cái kia tôn thần cứu đi. Cái này, đuổi theo tổ thần, một tiếng kinh dị, chúng thần cũng đầy con mắt hoảng sợ. Nhìn chung vạn cổ, có thể nhất kích phá tuế nguyệt trường hàng người, cũng không nhiều. Trước tạm trở lại thần chiều, đế tiên lưu lại một lời nói, một người cầm theo kiếm, biến mất tại tinh không. Nàng biết là ai cứu đi tà ma thiên, có thể nàng không hiểu, người nọ sao lại giết trở lại. Có thể nhìn rõ ràng là ai, thần long đạo tôn lau khóe miệng máu tươi. Tổ thần nhẹ lay động đầu, ánh mắt sáng tối bất định, căn bản sẽ không nhìn thấy người. Xấu hổ, chúng thần đều xấu hổ, hắn thần triều đỉnh phong chiến lực đều xuất hiện, cuối cùng là, lại không lộng chết một cái tà ma thiên, truyền đi sợ là bị người cười đến rụng răng. Còn tốt, táng thần đỉnh đoạt lại rồi. Nói đến táng thần đỉnh, triệu bân chính ôm nó đầy trời tháo chạy đâu. Không phải triệu bân muốn tháo chạy, là thần đỉnh rất không an phận, tựa như một thoát thoát khỏi dây cương ngựa hoang, tại trong thiên địa qua lại sông tới, cũng không biết muốn chạy, vẫn là muốn nhìn một chút tốt đẹp sơn hà. Làm cái gì triệu bân trách trách hô hô, chết ôm không thả. Hắn đến ôm, chỉ sợ bung ra tay, táng thần đỉnh chạy mất dạng. Trên thực tế, đại đỉnh thật chạy, trông coi là mang theo hắn một khối chạy. Tổ thần bọn họ chậm một bước, vừa rồi hàng lâm thiên địa, táng thần đỉnh liền phá vỡ hư không, trong nháy mắt không thấy tung tích. Tình huống nào, man thần vẻ mặt mộng. Sợ là đại đỉnh ý thức hỗn loạn, tổ thần trầm ngâm nói. Đây chính là hoang thần binh, vĩnh hằng thủy tổ bản mệnh khí, còn có thể đánh mất thần trí thần long đạo tôn một hồi nhíu mày. Chịu chủ nhân ảnh hưởng đến nhân quả đạo tôn nhìn nhìn chúng thần. Nghe lời này, chúng thần đều ánh mắt lóe sáng cũng đều đồng thời nhìn về phía vô yêu khó tránh khỏi vĩnh hằng thủy tổ thật còn tại thế chỉ bất quá thần trí không phải linh quang chỉnh hắn bản mệnh khí cũng như cái kia giống như thường xuyên phạm mơ hồ là thật như thế cái kia tà ma thiên điều khiển táng thần đỉnh liền có dấu vết mà lần theo rồi mơ hồ táng thần đỉnh bị người thao túng thần trí cũng không phải là không thể nào trung quy tà ma thiên đã làm chúa tể có lẽ biết được không muốn người biết bí mật Vô ưu không ngôn ngữ, lại tâm thần hoảng hốt không chịu nổi. Nàng có một loại cảm giác, người yêu của nàng, vẫn còn. chương 2046, chi họa. Người, có hai cái chân hai cánh tay, rất thích hợp tay trái buộc chân phải. Tay phải buộc chân trái, dùng dây thường trói lại treo thụ trên, để thưởng thức. Mà triệu công tử, lúc này liền đặt cái kia theo gió lay động. Táng thần đỉnh từ cũng ở đây, cái kia không, tại một căn khác trên trà cây treo đâu đại tỷ hiểu lầm triệu bân không ngừng dãy ruộng là vì đại tỷ là chỉ tiên giới chế tài giả đối diện lấy cái hương nhỏ quản lý có vẻ lộn xộn mái tóc trên mái tóc vẫn nhuộm vài giọt óng ánh giọt nước rất rõ ràng vừa tắm rửa qua kỳ thật nàng còn nghĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi nhiều tại hồ nước ngâm một hồi hết lần này tới lần khác thời gian một chén trà công phu không xem thế gian có một vật thể không rõ đụng phải đi vào ân là một cái đại đỉnh vẫn mang theo một cái họ triệu nhân tài, đem nàng nhàn hạ thoải mái, náo rối loạn. Đã là tâm tình khó chịu, tất nhiên làm điểm tâm tình khó chịu sự tình. Thần triều chi chủ thì như thế nào, chiếu treo không lầm. Chí cao thần khí thì sao, chỉ một hồi chân áp. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, triệu bân ha ha cười một tiếng. Sở dĩ đầu tiên giới chế tài giả thuyết vị ý. Sở dĩ, cho ta xuống đến quá. Dễ nói. Tiên giới chúa tể cũng dễ nói chuyện, nhưng là chỉ là dễ nói chuyện, ngoài miệng nói rất hay, không chút nào chưa cho Triệu Bân mở trò ý tứ. Ta nhất thế tên tuổi anh hùng A, Triệu Bân một mặt buồn vô cớ, xem táng thần đỉnh thần sắc, cũng không phải bình thường hắc, không cho ngươi chạy loạn A. Càng muốn đầy tinh không quay trở về, tháo chạy liền chạy trốn, ngươi thế nào liền ngắm chuẩn như vậy đâu toàn bộ tiên giới, liền thuộc về này nương môn nhi không dễ chọc, chạy nàng đã tới rồi. Chỉ là nói trở lại, đích xác rất trắng đấy. Còn không biết ngươi tục danh, triệu bân theo gió lúc ẩn lúc hiện. Lâm chi hỏa, tiên giới chúa tể đáp lại, vẫn như cũng như vậy tùy ý. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, y nhân như họa, tên rất hay. Triệu bân cái kia cái miệng nhỏ nhắn, như lau mật bình thường, chuyên chọn dễ nghe nói, cho chúa tể hống cao hứng, hắn có thể đứng đấy nói chuyện. O o n, g. Táng thần đỉnh cũng không so với hắn, tốt xấu là trí cao thần khí, nơi nào có không có có mấy phần tiểu ngạo kiều, từ bị treo cái kia, sẽ không yên tĩnh qua, ông ông thẳng run, cực tấn xông tới. Nhưng, bất luận nó thế nào phát lực, cũng giấy dựa mà không thoát sợi dây kia. Nó, có phải hay không ngã bệnh? Triệu Bân hỏi. Bộ lời của ta lâm chi hỏa vẫn đang xử lý mái tóc. Khẳng định ngã bệnh, Triệu Bân nói nhỏ. Đoạn đường này, hắn không chỉ một lần nếm thử cùng táng thần đỉnh câu thông, có thể người kia, căn bản liền không để ý tới hắn, liền đặt cái kia đầy trời chạy, nếu không phải thần trí đần độn, ý thức hỗn loạn, như thế nào như vậy táo bạo. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì tà ma thiên có thể khống chế táng thần đình. Như trí cao thần khí linh trí trầm luân, bị người khác lợi dụng sơ hở, cũng không phải là không được. Nếu ta tính tu, như thế nào tính? Lâm Chi Họa ung dung nói. Bồi thường, ta bồi thường. Triệu công tử nói nghiêm trang. Dễ dùng. Cái này dễ dùng. Tiên giới chế tài giả thực lần dây thường giải rồi. Bồi thường nói bồi thường liền bồi thường triệu công tử cho người chuyển ra rồi một tòa núi nhỏ một tòa từ tiên thạch cùng thần thạch xếp thành sơn lộng lẫy quang mang đem chọn cái thiên địa đều chiếu như ban ngày cái này vẫn không sai biệt lắm lâm tri hỏa cũng tự giác phất tay áo thu chúa tể sao cái gì chưa thấy qua nơi nào nơi nào có bảo bối nàng đều cửa nhỏ rõ ràng có thể những cái kia đều là có thể xem không thể cầm đấy nếu không thì thượng thương nhất định chế tài Tối nay sao, có một tốt lý do, bị người quấy dày tính tu, tâm tình rất khó chịu, muốn một chút đền bù tổn thất, hợp tình hợp lý đấy, còn có thể gặp xét đánh không thành. Một câu, chúa tể cũng nghèo nàn a à. có tiền có thể ma xui quỷ khiến, triệu công tử tựa như mở mang đầu óc rồi. Vốn dĩ, chế tài giả là một cái thấy tiền sáng mắt chủ. Nói sớm đi, sớm nói liền sớm cho, còn bị treo hơn phân nửa đêm. Có thể sử dụng tiền giải quyết, cũng không phải sự tình nghĩ vậy hắn lại chuyển ra một ngọn núi chỉ vào táng thần đỉnh ha ha cười một tiếng bắt nó cũng để xuống đến quá lại có tiền cầm lâm chi hỏa từ không khách khí lấy tiền thả người nàng cái kia nhất bộ động tác tặc yêu mỹ đa tạ đại tỷ ta nơi nào chạy triệu bân lời còn chưa dứt liền xoay người đuổi theo bởi vì giải phong táng thần đỉnh lại chạy lại thành một thuất cởi dây cương ngựa hoang đầy trời tháo chạy hô đều hô không trở về không sai Bên kia, Lâm Chi Hỏa đã ngồi xuống, chuyển ra rồi một đống tiên thạch. Đang lo không có tu luyện tài nguyên đâu cái này không, hơn nửa đêm đã có người đưa tới. Cho nên nói, ngày sau còn phải nhiều tắm rửa, khó tránh khỏi, liền có chuyện tốt tới cửa. Không bao lâu, Triệu Bân lại quải trở lại. Táng thần đỉnh chạy quá nhanh, đuổi theo một đại lòng vòng nhi, sững sờ không có đuổi theo. Đã là tìm không ra, cái kia đến tìm người hỏi một chút, chế tài giả liền rất hợp thích sao? liếc mắt một cái trông đi qua, toàn bộ tiên giới đều thu hết vào mắt. Hắn đến lúc đó, chính thấy rừng trúc dị sắc dâng lên. Mà lâm chi họa, liền yên tĩnh tĩnh ngồi ở cây già dưới quanh thân thong thả lấy từng sợi tựa như ảo mộng tiên khí, toàn bộ tựa như một bộ tươi đẹp hỏa quyển. Nói thực ra, hắn vẫn là lần đầu thấy chúa tể đà tọa tu luyện, cùng phổ thông tiên, có vẻ như không cái gì khác nhau, ngoại trừ có chút chói mắt, cái khác không có gì. Đại tỷ, triệu bân gom góp đến, nhào nặn nhãn hô kêu một tiếng. Thật lâu, cũng không trông thấy chế tài giả đáp lại, cũng không phải không nghĩ phản ứng triệu bân, mà là tâm thần vào chìm đắm vào, cũng hoặc thần du thái hư, thậm chí đối với ngoại giới không cảm giác. Ta có việc gấp. Triệu bân cầm một cây côn nhi, chọc chọc lâm chi hỏa. Tại đây, tiên giới chúa tể cũng không thức tỉnh, như cái vạn cổ không hóa băng mỹ nhân, ngồi cái kia vẫn không nhúc nhích, chỉ nhuộm tiên hà sợi tóc, theo gió tung bay. Lại không tỉnh, cởi quần áo ngươi rồi. Long Uyên gào to rồi một tiếng. Cút trứng, triệu bân quang một đạo thần quang, một thanh ấn chặt rồi Long Uyên. Mà hắn, tắt sát vào rồi một phần, cao thấp thao túng quét lượng lâm chi họa. Trước kia đi rất gấp, không có thế nào thấy rõ. Lần này khoảng cách tới gần, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút huyền cơ. Cái gì huyền cơ đâu, đại càn khôn. Này nương môn nhi trên người, có đại càn khôn vận chuyển, cùng tận sức nhìn dò ngó, Nàng bất kỳ một cái nào hô hấp, cũng có thể chọc cho thiên địa thay đổi, tại đây không lâu sau, trong vòng ngàn dặm đã diễn lấy hết bốn mùa biến hóa, nói không chừng nàng nhất nhảy mũi, liền có thể chấn sập nửa cái tiên giới, a à, không đúng, nửa cái tiên giới không xứng với chúa tể bức cách, nàng như nguyện, chỉ một cái nháy mắt chính là tan thành mây khói. Cái này chính là đại càn khôn, ngoại trừ thượng thương, ai tới cũng không tốt sử dụng. Lão đại, mượn nàng mở thượng thương chi nhãn thần lôi nhỏ giọng nói. Triệu Bân không có trả lời, như cái xảo quyệt gây sự đứa con, cầm lấy cái kia cây côn nhi, tại lâm chi hỏa trên đâm đến đâm đi, mỗi đâm một chút, vạn dặm không trung liền sẽ có một đạo thiểm điện xé rách, sau đó, chính là một tiếng chấn thiên oanh lôi. Có y tứ, người nào đó càng đâm càng mạnh hơn, nhiễm nhiên quên mất rồi tới đây mục đích. May mà thần chiều chúng thần không có ở cái này, như tại, chắc chắn cho cái kia chửi mắng một trận, biết bao vất vả đoạt đến đỉnh, không đi tìm thì thôi, đặt cái này kéo cái gì nhẹ, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cái này, chính là triệu bân hồi đáp. Tiên giới như vậy minh mông, táng thần đỉnh lại chạy tới chạy lui, mò kim đáy biển đều đối không lên tìm độ khó của nó. Như thế, cũng không đến cách khác lối tắt sao. Ví dụ như, thông qua tiên giới chúa tể, mở thượng thương chi nhãn. Năm đó, hắn cùng với ma vương chính là như vậy làm. Đến mức mở mắt pháp môn, hắn từ lâu nghiên cứu thấu triệt. chương 2047, thượng thương nhãn. Đắc tội, Triệu Bân nói qua, lập địa một bước đứng lại, điều động bản mệnh pháp tắc. Thấy hắn vung tay vung lên, pháp tắc như từng đạo lạc ấn, khắc vào rồi hư vô. Tay hắn pháp cực nhanh, sau so ngày xưa ma vương, dùng càng thành thạo. Không vui không được a, à, Lâm Chi Hỏa cũng không so ngày xưa vô đạo, nàng chỉ là tâm thần chìm đắm vào, chỉ là thần du thái hư, thời khắc đều có thể tỉnh lại. Đương nhiên, nửa đường tỉnh cũng không quá nhiều trở ngại cùng lắm thì chịu bỗng nhiên đánh, cùng lắm thì phóng chút huyết. Nói qua, hắn lại hổ khu chấn động, càng nhiều pháp tắc từ trong cơ thể nộ bay ra. Đêm, cũng không hắc, nhưng hắn cái này một loạt thao tác, cực giống nhất tên trộm nhi. Oanh, phanh, tinh không cũng không bình tĩnh, từng đợt kịch liệt lay động. Đó là đại chiến động tính, lôi đình thiểm điện tàn sát bừa bãi bay múa. Nhưng, đại chiến giả cũng không tại tinh không, mà tại không gian hắc động vô biên mà băng lãnh hắc ám, có thể thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp, như ẩn như hiện, một cái tựa như ảo mộc, một cái biến hóa kỳ lạ như u linh, ác chiến đúng là hai người bọn họ. Chăm chú nhất nhìn, một cái chính là đế tiên. Một vị khác sao, hẳn là triệu công tử kẻ thù cũ, lục thiên nữ vương. Không sai, là nàng, không biết vì sao, lại từ vạn cổ trước giết trở về. Đối với cái này, đế tiên tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ, tu thời không chi đạo đại thần, đã là hàng lâm qua thời đại này, vẫn là có biện pháp lại đến một hồi. Tiểu đế tiên, thế nào như vậy hỏa khí? Lục thiên nữ vương sâu kín cười một tiếng. Ta cùng với tiền bối cũng không thù, lần ta ma thiên lại trở về. Đế tiên nhẹ nói. Ta và ngươi là không thù, nhưng bổn vương xem triệu bân rất khó chịu. Như thế, hôm nay ta và ngươi, chỉ một người có thể đi ra hắc ám. Đế tiên không nói nhảm nữa, cuồn cuộn tuế nguyệt trường hà, tung hoành đủ vạn dặm lục thiên cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp nàng nói cùng đế tiên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nếu không phải như thế nàng trước kia cũng không thể nào nhất kiếm chặt đứt tuế nguyệt trường hà nữ nhân không dễ chọc bão nổi nữ nhân càng biêu hãn mà nay tiên đình nữ quân liền cường nói chuyện không đâu trái lại lục thiên nữ vương càng đánh càng phiền muộn nàng mặc dù cũng trạng thái không tốt nhưng dù sao vẫn khá giả đế tiên vài mươi hiệp dỡ xuống đến nàng vậy mà bắt không được đối phương, chẳng những bắt không được, trước trước sau sau, còn bị cái kia nạo mấy vạn năm tuổi thọ. Như thế chiến lực, tiểu mộng ma là so sánh không bằng. Đồng dạng không phải hoàn chỉnh thể, đế tiên cảm ngộ vẫn còn. Đến mức mộng ma, còn có ba phần nội tình cũng không tệ rồi. Đủ công việc, triệu bân không biết bận rộn rồi bao lâu, mới phủi tay. Thượng thương chi nhãn đã thành, sau năm đó thần minh chi nhãn, càng bá đạo. Đương nhiên, bá đạo có bá đạo tai hại, đối với thọ nguyên hao tổn, cực kỳ khủng bố, chỉ là tam lưỡng trong nháy mắt, 10 năm tuổi thọ đã tán, trông coi tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Còn tốt, hắn tu vĩnh sinh chi đạo, miễn cưỡng gánh vác được. Thời gian không đợi người, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi rồi, lâm chi hỏa khí lực lại lóa sáng, lóe lóe, nàng chi tu vi, liền đi vào rồi huyền tiên cảnh, có lôi đình thiểm điện, tại cái kia trên người xé rách đó là thiên kiếp, bởi vì nàng là chế tài giả, mới không ngoại hiện. Không sao, không chết được người đấy, có đại càn khôn che chở nàng đâu. Tiểu đình, triệu bân lại hiện thân, đã là tinh không rồi, một bên tìm một cái vừa kêu gọi. Gọi cũng nói không, cuống họng đều hô lên huyết, cũng chưa thấy táng thần đỉnh đáp lại. Lão đại, người kiềm chế điểm, hỗn thiên hỏa một tiếng ho khan. Trong lòng ta biết rõ, triệu bân vẫn còn xem, trước đó không lâu mới khôi phục thành tóc dài màu đen, lại cho liếc rồi, từng sợi tơ bạc, đặc biệt chói mắt. Cũng phải thiệt thòi là hắn, đổi lại những người khác, dù có thượng thương chi nhãn, cũng không dám đơn giản vận dụng, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có vĩnh sinh chi đạo ngạnh kháng thọ nguyên hao tổn. Ai? Đi ngang qua một phiến tinh không lúc, hắn vô thức định rồi thân. Hắn không có tìm được táng thần đỉnh, lại tìm tới rồi một cái cửu ra. Muốn nói thù kia ra, cũng thực sẽ tìm chỗ ẩn núp, lại nấp tại một phiến sa mạc, hóa thành một hạt cát bụi, nếu không phải thượng thương chi nhãn, vẫn là nhìn không thấy. Cải lương không bằng bạo lực. Triệu bân cười lạnh, một trường từ thiên cái dưới. Ẩn núp vào trong đó chí tôn, ngay tại chỗ bước ra. Là một cái người lùn lão giả, người xưng minh hà lão tổ, hàng thật giá thật đế thần cảnh, ngày xưa thần minh hải, công phạt đại đạo thiên cục giả, liền có phần của hắn nhi. Tiền bối, thật là đúng dịp a. À. Triệu bân đạp thiên mà đến. Triệu Bân, Minh Hà lão tổ diện mạo dữ tợn, dữ tợn trong vẫn ẩn núp đầy kiêng kỵ, kiêng kỵ bên ngoài chính là buồn bực, hắn ẩn núp như vậy bí ẩn, khí tức, thần lực cùng bản nguyên đều quy về tĩnh nghịch, đối phương lại vẫn có thể tìm được. Công ta thần triều, để mạng lại thấy. Triệu Bân một câu băng lãnh cô quạch, hồng mông chi hải thao thiên cuồn cuộn. Minh Hà lão tổ cũng không đại chiến tâm tư, nửa chiêu cũng không ra, xoay người liền chạy. Nơi nào đi, Long Uyên, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa đều xuất hiện ngăn cản kia đi đường cốt minh hà lão tổ hư lạnh vung tay lên một trường quét ngang hư không tốc độ ánh sáng triệu bân như quỷ mị giết tới quy thiên cửu kiếm toàn lực xuất kích phốc thần cấp huyết quang hiện ra minh hà bị hủy đi nửa cái thần khu hắn vẫn như cũ không dám chiến ném ra một đạo thần phù vong mệnh bỏ chạy thần phù như lôi đình nghênh không nổ tung lực sát thương không chút nào yếu thần binh tự bảo lưu lại. Triệu bân ngạnh kháng nhất kích, thần long nhị khí bổ thiên trảm địa phương. Trước mặt, liền thấy một cái đại trung, ầm ầm đánh tới. Đó là minh hà bản mệnh khí, uy lực trước tạm bất luận, xem vẫn là rất dọa người đấy, ở trên có quỷ mặt điêu khắc, theo thần văn hồi phục, cười dữ tợn. Oanh! Đế thần như khởi sướng hung ác đến, cái gì cũng làm ra đấy. Minh Hà chính là chỗ này người, trực tiếp tự phát nổ bản mệnh khí. Ta, Triệu Bân một bước không có phanh lại xe, đón đầu đụng phải cái ngay ngắn. Thần binh tự bảo, hắn còn có thể khiêng được, đế thần binh tự bảo, vậy thì có đau một chút rồi, trước một giây vừa rồi giết tới, tiếp theo trong nháy mắt liền bị nổ lộn ra ngoài. Phốc, Minh Hà lão tổ cũng phun máu, kéo lấy tàn khu trốn vào rồi hư vô. Hắn cũng không muốn tự hủy bản mệnh thần khí, nhưng không hủy chạy không được a. À. Hủy là có thể chạy. Triệu Bân cũng là huyết cốt đầm địa ở phía sau đuổi sát không buông. Ẩn núp, có thượng thương chi nhãn thăm dò, nhìn ngươi hướng nơi nào ẩn núp. Oanh, lại là một trường, nửa bầu trời đều băng sụp xuống. Minh Hà lần thứ hai bị buộc ra, thần khu gần như tan vỡ. Kết thúc, triệu bân nhất lời như trên thương tuyên án, một trường bao trùm cửu thiên. Minh Hà mặc dù cực tấn thần lực thiêu đốt, nhưng vẫn là gánh không được trưởng uy, trong khoảnh khắc, thần khu liền nổ thành bùn máu, chỉ còn nguyên thần, vặn vẹo chính muốn sụp đổ. O, O, N, G. Thời khắc nguy cơ, đao minh thanh âm chợt nổi lên, có một vòng ánh đao từ phía chân trời chém tới. Triệu bân vội vàng không kịp chuẩn bị, che trời đại thủ bị đánh liệt, hắn cũng bị cái kia bước lui. Lục thiên tộc, triệu bân một bước định thân, thượng thương chi nhãn dòm ngó càn khôn. Hắn trông thấy một cái hắc bảo nhân, lại thấy không rõ chân dung. Đây là hắn, gặp qua trừ Lục Thiên Nữ Vương bên ngoài cái thứ hai Lục Thiên Cường giả, nội tình cực kỳ mạnh mẽ, trông coi che giấu chi pháp, cũng là Đoạt Thiên Tạo Hóa huyền ảo, mà ngay cả thượng thương chi nhãn đều nhìn không thấu. Cũng là nghịch thời không mà đến Triệu Bân lông nghi hơi nhíu. Chỉ vì hắn theo cái kia nhân trên thân, trông thấy một vòng thời không chi quang. Còn có một loại khả năng, người nó cũng như Lục Thiên Nữ Vương, cũng tu thời không chi đạo. Vĩnh Hằng truyền thừa, quả là danh bất hư truyền sâu kín lời nói vang vọng, lục thiên cường giả đạp thiên mà đến. Theo hắn mà đến, còn có như biển rộng giống như cuồn cuộn sát khí. chương 2048, 10 chiêu. Phanh, lục thiên cường giả một bước định thân, đạp thương thiên sụp đổ. Hắn khí chàng cường đại, đụng càn khôn đều một hồi lay động, thêm với một thân áo giáp, khí lực hùng vũ, cực kỳ giống nhất pho tượng chiến thần, bể nghệ bát hoang cái chủng loại kia. Chuẩn hoang thần, triệu bân trong lòng một câu, có thể mơ hồ nhìn ra người này tu vi cảnh giới. Nếu không phải tại tiên giới, cái kiêu uy áp nhất định đáng sợ hơn, hắn rất không minh bạch, lục thiên nhất mạch không phải sớm diệt sạch sao vị này lại là từ đâu xuất hiện đấy. ầm vang, lưỡng người khí thế đối kháng, đã ngư vô sấm sét vang dội. Xem cục diện, hẳn là triệu bân rơi xuống hạ phong. Cũng đúng, tốt xấu là một tôn đính thiên đại thần, trông coi là lục thiên huyết thống, như liền một cái thiếu thần khí chàng đều ép không được, vậy cũng không cần lăn lộn. Siêu, thấy hai người rằng co, nguyên thần trạng thái minh hà lão tổ, xoay người liền chạy. Triệu bân xem cũng không xem, tay nhặt một luồng kiếm khí, liền muốn đem kích sát. Nhưng, lục thiên cường giả nhanh hơn, tùy ý vung ra rồi một cây huyết sắc chiến mâu, đem bỏ chạy minh hà lão tổ, đính tại rồi hư không, bất luận người kia thế nào dẫy ruộa Đều phá không vỡ trói buộc, chỉ kêu rên cùng kêu thảm thiết, vang đầy cửu thiên. Hắn, ta đã muốn lục thiên cường giả tiếng như chuông lớn ngữ khí uy nghiêm cô quạnh nếu muốn đoạt cũng chia cái thứ tự đến trước và sau triệu bân nhàn nhạt một tiếng phách liệt chi khí thao thiên cuồn cuộn cứng rắn đứng vững rồi lục thiên cường giả uy thế cũng có nhà ngươi thủy tổ vài phần có khí phách lục thiên cường giả buồn bã nói ta bề bộn nhiều việc đánh sớm sớm kết thúc công việc triệu bân một đạo kiếm quang bổ thiên liệt địa phương lục thiên cường giả xem cũng không xem nhẹ nhõm né qua Mười cái hiệp, nếu như ngươi không ngã, ta đi. Giải rác một câu, triển khai chính là đánh cược. Mà Minh Hà Lão Tổ, chính là này cuộc tặng thưởng. Ta ứng. Triệu bân một bước bước ra, sách mâu đánh vào rồi cửu thiên. Lục thiên cường giả sát khí thao thiên, lật tay một trưởng che đậy rơi xuống. Mở. Triệu bân nhất mâu xuyên thẳng hảo vũ, xuyên thủng rồi đại thủ. Đồng nhất trong nháy mắt, hắn tế ra quy thiên cửu kiếm, nghịch thiên công phạt chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ, lục thiên cường giả trước mắt khinh miệt. Thấy hắn vung tay vung lên, vô cùng quang huy hoành phô hư không. Vừa gặp cửu kiếm giết tới, nhiễm cái kia chỉ, lại ngay tại chỗ mất nên có kiếm huy, như một đống phế liệu, từ thương miểu ngã xuống, nện sụp một tòa núi cao. Chân áp, triệu bân vừa quát âm vang, hồng mông chi hải mãnh liệt, hư vọng chi hà cuồn cuộn. Cả hai tương dung, tạo ra được nhất cổ kinh khủng khí thế, che mất trời cùng đất này nhất kích miễn cưỡng đủ xem lục thiên cường giả nhẹ nói một đao vẽ ra rồi một cái tinh hà tinh hà lung lúc hoàng hôn không sắc thái nhất kích phá hồng mông hư vọng cái này trong nháy mắt cái kia sau lưng còn có một vầng màu đen thái dương từ từ bay lên ô hắc ánh mặt trời như đao như kiếm toàn bộ thiên địa không khác biệt hủy diệt o o n g triệu bân điều động bản nguyên cũng tế ra chiến chi đạo pháp tắc hắn lấy bản nguyên vì cung lấy chiến trị đạo pháp tác vì tiến dương cung như trăng tròn cái kia tiến tôi khô lạp hủ chỉ nhất kích liền bắn diệt cái kia vầng màu đen thái dương ngược có mấy phần nội tình lục thiên cường giả cười nói dứt lời liền thấy hắn thân thể run lên tại hư vô mở ra rồi một phiến tinh không có ngôi sao đầy trời tô vẽ lộng lẫy tinh huy cũng không khác biệt hủy diệt vẻn vẹn nửa cái trong nháy mắt liền đáng diệt triệu bân hào hùng khí huyết thời không chi lực Triệu bân con người thâm thúy. Cấm, lục thiên cường giả tắc nhàn nhạt nhất tự. Hắn mở miệng thành phép, hỗn loạn thiên địa tức thì định dạng. Không thay đổi chính là tinh huy, tựa như lôi tựa như điện, sen lẫn bay múa. Chiến long tại thiên. Triệu bân một câu cô quạch, pháp tắc sông thể mà ra, hóa thành cự long. Long nguy nga như núi, xoay quanh cửu thiên, cưỡng ép phá cản khôn giam cầm. Sau đó, chính là một đạo vắt ngang cửu tiêu kiếm minh, hắn tế ra hư vọng chi lực, thành một đạo kiếm quang, đắc lực chi pháp tác gia trì, chém nát rồi lục thiên tinh không. Thực xem thường ngươi rồi. Lục thiên cường giả nửa phần không hoảng hốt, diễn xuất rồi một cái đại đỉnh. Đỉnh này cực bá đạo, lớn như sơn nhạc, nặng có 10 vạn cân, hiển hóa trong nháy mắt, không gian liền tan vỡ rồi, càn khôn tại cái kia trước mặt, đều yếu ớt như giấy trắng. a à, triệu bân nhất tiếng kêu đau đớn lờ mờ, khí lực đều suýt nữa bị đập vụn. Còn có một từng sợi bay múa pháp tác lại cũng từng khúc băng diệt rồi. Thực quá sức a. À. Triệu bân mắt thần như đuốc, trong nháy mắt mở kim thân, cưỡng ép chống được đại đình. Oanh âm thanh tùy theo vang vọng, tam thần chung, tám thế quan cùng vĩnh hằng vương tỏa đánh hội đồng trinh phạt, nhất kích tiếp nhất kích, cứng rắn đem đại đình, đụng phải cái nát vụn. Tiểu bối, đánh nhau rất giỏi sao, lục thiên cường giả cười nhìn ngấm. Xem chiêu, triệu bân nghịch thiên mà đến, nhất mâu đâm rách trường không. Lục thiên không động, có thể cái kia thân trước, lại nhiều hơn một phía hư ảo thần kính, triệu bân động tới, tựa như đánh lên rồi nhất cái đại lỗ thùng, một đầu liền đâm đi vào. Theo ngoại xem, trong kính có hắn, như hóa trong kính người. Nhưng đi vào nhìn lên, mới biết tự thành một phương đại thế giới. Phong, lục thiên cường giả nhất tự âm vang, thần kính bí văn lưu truyền. Có thể nghe thấy triệu bân tiếng rên rỉ, trong khoảnh khắc bị hao hết thọ nguyên. Một mặt phá tấm gương cũng nghĩ vây khốn ta triệu công tử tiếng như hồng lôi cường mở vĩnh hằng tiên vực này pháp dễ dùng nhất kích liền nứt vỡ rồi trong kính thế giới mà hắn tắc như thương long bay lên không mà ra vung mâu liền nệt lục thiên cường giả ngược lại khí định thần nhàn chỉ hơi đưa tay nắm lấy rồi chiến mâu thấy cái kia ngón tay giữa có cổ xưa chữ triện khắc họa thời không pháp tác hiện ra o o n g ác thần chiến mâu rung động mạnh chịu pháp tắc sông tới, lực lượng bị nhẹ nhóm tháo bỏ xuống. Triệu công tử cũng khó chịu, vừa rồi tạo ra vĩnh hằng tiên vực, bị chấn động băng diệt. Hắn dị tượng phá, lục thiên cường giả dị tượng, tắc như thế giới giống như tạo ra. Đó là nhất mảnh hắc ám ma thổ, thì cốt trồng chất thành sơn, máu chảy lẫn chảy thành sông. Phốc, triệu bân một bước không có thế nào đứng vững, liền bị áp nhập ma thổ. Phía sau huyết quang, cực kỳ trói mắt, hắn thần khu lại tan vỡ tiểu bối, ngươi có thể chịu thua. Lục thiên cường giả cười xem triệu bân. Phục em gái ngươi, triệu bân tặc không an phận, như một đầu hồng hoang cấp mãnh thú, tại ma thổ trong làm ẩm ý, pháp tắc như bóng với hình, bổ long trời lở đất. Như thế, hồi chín hợp. Lục thiên cường giả dơ lên cao thần đao, bổ nhập ma thổ. Một đao kia, càn khôn biến sắc, đao mang tung hoành vạn dặm. O, O, N, G. Triệu bân thông suốt định thân, dơ lên cao rồi long uyên, rất nhiều pháp tác gia trì đao mang lạc âm vang âm thanh hiện ra còn có một mảnh lôi đình thiểm điện nổ tung long uyên đủ tranh khí nửa phần chưa phá tổn hại ngược lại cái kia kiếm uy trong nháy mắt tận diệt phốc triệu bân hai tay ngừng diệt bị đao mang uy lực còn lại hủy nửa bên thần khu hắn cũng đánh giá thấp cái này tôn đại thần thật mẹ nó dũng mãnh phi thường nói chuyện không đâu hồi mười hợp lục thiên cường giả thản nhiên nói thời không chi lực phô thiên cái địa. Càn khôn bị nuốt hết, chỉ còn thời không chi đạo cực tấn hủy diệt. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu bân tiếng quát chấn thiên khung, chống trời cự môn mọc lên mà ra. Vĩnh hằng nhất mạch tối cường công phạt, uy lực cũng là rất mạnh đấy. Nhất kích, thiên địa sụp đổ, uy lực còn lại như vầng sáng, Sông tới tứ hải bát hoang. Khó chịu chính là Minh Hà Lão Tổ, cái kia lưỡng còn chưa phân ra thắng bại, hắn cái này tặng thường, liền suýt nữa bị tồi diệt, vốn là tàn phá nguyên thần, đã tới nổ diệt biên giới. Xem triệu bân cùng lục thiên cường giả, đều là thân nhiễm máu tươi. Triệu bân còn tốt, ngược lại lục thiên cường giả, trước mắt kinh dị, cái này tiểu vĩnh hằng thể, so với hắn trong tưởng tượng càng kháng đánh, rất nhiều công phạt, lại không bắt lại đối phương. Người thua, Long uyên gào to nói, kiếm thể ông ông thẳng run. Nguyện đổ, chịu thua, lục thiên cường giả thua pháp, đạp thiên mà đi. Chỉ là, hắn lúc đi, thuận tay vẫn lần Minh Hà lão tổ cho mang đi rồi. Ta, triệu bân từ không làm, mang theo ăn cơm ra hỏa, một đường đuổi theo. Vẫn đính thiên đại thần đâu đã nói rồi đấy chịu thua, xoay người sẽ đem tặng thưởng cầm đi. chương 2049, thiểm điện pháp tắc. Người nào, người vẫn có xấu hổ hay không? Bao la mờ mịt hạo vũ, tràn đầy long uyên nó ba chửi mẹ âm thanh. Triệu bân hỏa khí lớn nhất, chết nhìn chằm chằm vào lục thiên, đuổi sát không buông. Muốn mặt có sâu dùng, lục thiên cường giả dù chưa ngôn ngữ, nhưng thần thái đại biểu hết thảy, nữ vương điện hạ nói qua, cùng người đánh cuộc lúc, mặt là có thể không muốn đấy, thân là nàng tỏa hạ đệ nhất thần tướng, hắn đến ngoan ngoãn nghe lời không phải. Ta bề bộn nhiều việc, đợi rãnh rỗi, lại tới thu thập ngươi. Lục thiên thần đem lưu lại một lời nói, đi tới đi tới liền biến mất rồi. Đến mức minh hà lão tổ, từ cũng mang đi rồi, rất thích hợp luyện đan. Người đâu, chờ đợi triệu bân đuổi vào tinh không, đã không thấy lục thiên thần đem bóng dáng. Hắn mở thượng thương chi nhãn, cũng không chứng kiến đối phương nửa phần tung tích. Phốc, hắn cái này khẩu lão huyết, phun chính là cái kia khí phách chắc lậu. Xem đi, thế gian này không chỉ hắn một người không biết xấu hổ. Đại gia người đấy, đừng để ta lại gặp được ngươi. Triệu bân một tiếng thầm mắng xoay người rời đi, tìm táng thần đỉnh gấp rút. Nói đến táng thần đỉnh, như nhân giữa bốc hơi, chớ nói bóng dáng, liền nhất tia dấu vết, lại cũng không lưu lại, cho dù là thôi diễn, cũng chỉ là mô mô một phiến. Lão đại, thủy tổ hơn phân nửa còn sống, Long Nguyên chậm rãi nói. Vì cái gì nói như vậy, triệu bân hướng trong miệng đút mấy viên đan dược. Táng thần đỉnh ý thức đần đột, khó tránh khỏi là chủ nhân ảnh hưởng đến. Thần lôi nói, là thật như thế, vẫn có thể xem là kinh thiên mừng rỡ. Triệu Bân lau đi khóe miệng máu tươi, một bên giòm ngó một bên kêu gọi. liền Long Uyên cùng Thần Lôi cũng có thể nghĩ ra được tầng kia, hắn sẽ không nghĩ tới. Nguyên nhân chính là nghĩ tới, hắn mới có phần nhiều hơn hy vọng. Thủy tổ như vẫn còn, truy chết hắn nha cấm khu. Đề cập cấm khu, những ngày qua cũng không nhàn rỗi. Tiên giới một trận chiến, không công mà về, nơi nào có không tìm cái chàng tử trở về vết xe đổ bọn họ đều trưởng thành ghi nhớ rồi đem lão ra tạo phòng thủ kiên cố trông coi vẫn lưu lại rất nhiều đại thần thủ hộ để ngừa nguyệt thần chạy nữa đến trộm ra chờ đợi hết thảy an bài ổn thỏa chính là hiệu triệu tứ phương vì thế bọn họ vẫn mời tới không thiếu đính thiên đại thần một câu hoặc là không đánh hoặc là hủy diệt hắn thần triều cha triệu bân một đường đều tại kéo lỗ tai bởi vì lại có người tìm cha hắn từng trở lên thương chi nhãn dòm ngó không tìm được hô cha cái vị kia cũng có lẽ là hắn cái này đạo bản nhãn xem còn chưa đủ thấu triệt ân vừa rồi vượt qua một cái tinh hà hắn lại lui trở về cái mảnh này tinh không có ảo diệu cái gì ảo diệu lạc một đạo tựa như như ngầm phát hiện vết nứt may mà hắn có thượng thương chi nhãn gia trì nếu không thì vẫn liền thực nhìn không thấy tiên phàm vết nứt triệu bân thì thào một câu hỗn độn mâu biến đặc biệt thâm thúy. Tiên giới cùng phàm trần có rất nhiều vết nứt, hắn từng đi vào lưỡng trở lại, không nghĩ được, lại gặp được một đạo, hơn nữa, đạo này vết nứt ở bên trong, có vẻ như có người. Con cái nhà ai? Triệu bân nhìn chung quanh liếc mắt một cái, bới ra khe hở chui vào. Cùng trước lưỡng trở lại khác biệt chính là, lần này tiên phàm vết nứt, chính là một phiến thương nguyên, chỉ bất quá, bầu trời là huyết sắc đấy, khi thì có lôi đình thiểm điện xé rách. Đồ tốt, Triệu Bân gỡ tay áo, một đường đi một đường bắt thiểm điện, như hái trái cây. Đây cũng không phải là phổ thông thiểm điện, là từng đạo kỳ dị cổ xưa pháp tắc. Đối với cái này, hắn không chút nào kỳ quái, sao muốn hắn lần thứ nhất nhập tiên phàm vết nứt lúc, gặp được lăng thiên tiên vũ, mỗi một luồng, đều là thực thời gian chi lực. Cho nên nói, tiên phàm vết nứt có tai nạn cũng ẩn núp tạo hóa. Có thể, như thế thế giới kỳ dị, tìm khó khăn nhập đăng thiên. Vẫn là tầm mắt vấn đề, không có thượng thương chi nhãn, rất khó tìm. Kiếm chi pháp tắc, Triệu Bân mang theo một luồng thiểm điện, nhìn lại xem. Thiểm điện có lôi minh cũng có kiếm ngân vang, thuộc về kiếm chi đạo. Chờ đợi dung rồi thiểm điện, tinh thần hắn không khỏi chấn động, cùng một chút ý cảnh còn sót lại, mặc dù cùng hắn ngộ kiếm đạo có không khớp, chỉ là vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Hắn không khách khí, đi một đường bắt một đường, cũng là đi một đường thôn một đường. Mỗi có pháp tắc thiểm điện dung nhập hắn chiến chi đạo, liền sẽ mạnh mẽ một phần. Lô dưỡng bách kinh sao, bất luận cái gì một đạo tăng cường, đều là đối với chiến chi đạo gia trì. Thương nguyên ở chỗ sâu trong, hắn chậm rãi định thân. Trong miệng hắn hài tử, là ở chỗ đó. Là một cái tiểu nữ oa hai ba tuổi bộ dáng, xuyên rách tung tóe lúc này, chính cuộn mình lấy tiểu thân thể, lạnh run, cũng không biết làm cái gì ác mộng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ thống khổ, khóe mắt còn treo óng ánh nước mắt con cái nhà ai lời giống vậy triệu bân lại thì thầm một lần cao thấp thao túng quét lượng xem qua không thấy nữ hoa trên người có tiên lực ba động không khác một phàm nhân nhưng đây cũng không phải là phàm nhân phàm nhân không thể nào ở chỗ này còn sống như thế đây là người tu sĩ gặp không may tai nạn phản lão hoàn đồng đến mức nàng là như thế nào ngã vào tiên phàm vết nứt cái này không được biết rồi ta nói nhìn xem quen mặt không Long Uyên bay tới trôi đi. Ân, tựa như ở đâu gặp qua, hỗn thiên hỏa run lên một cái. Khó tránh khỏi, là nhất người quen, thần lôi cũng xuống kết luận. Đâu chỉ nó ba, triệu bân nhìn xem cũng quen mặt. Kết quả là, hắn lấy tiểu nữ oa một luồng huyết. Cái kia huyết, cũng không tiên lực, cùng người phàm huyết không khác. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng lộ vẻ nàng không đơn giản, mặc dù phản lão hoàn đồng, cũng nên có linh lực ba động, nhưng này tiểu nữ oa, toàn thân, nơi nào thấy linh khí? Trông coi để cho ta xem. Triệu Bân đem máu tươi treo trong tay tâm, coi đây là ngọn nguồn làm thôi diễn. Mông lung ở bên trong, hắn trông thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Tú nhi. Triệu Bân lông nghi cao gầy, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đây là thôi diễn kết quả, đạo kia bóng hình xinh đẹp chính là Nguyệt Thần. Cái này là Nguyệt Thần. Triệu Bân thu thôi diễn một tay cầm lên rồi tiểu nữ oa nhìn lại xem. Cái này không đúng a à? Nguyệt thần không phải tìm hắn kiếp trước nói chuyện phiếm đi, sao ở chỗ này? Chính nhìn lên, tiểu nữ oa tỉnh, một đôi mắt to sạch sẽ thanh tịnh. Có lẽ ngủ quá lâu, nàng xem triệu bân ánh mắt, rất là mê mang. Tú nhi triệu bân thăm dò tính chất hô kêu một tiếng. Tiểu nữ oa không đáp lời, trong mắt một phiến hổ đồ vô tri Không có trí nhớ sao Long Nguyên cái kia ba đồng thời gom góp đến. Triệu bân trực tiếp nhất, tế ra nguyên thần chi lực, bay vào nữ oa trong đầu. Như vậy nhìn qua, hẳn là trống rỗng một phiến, cũng khó trách nữ oa như thế biểu lộ. Gặp không may luân hồi cắn trả Long Uyên nhỏ giọng nói. Hơn phân nửa là như thế, hỗn thiên hỏa một câu trầm ngâm. Triệu bân không nói, hai mắt lại cực tấn hiếp lại, cái này có phải là hắn hay không ra tú nhi, hắn không xác định, nhưng hắn theo nữ oa trên người, tìm không được nửa phần cảm giác thân thiết. Lộc cộc, hắn nhìn lúc, nữ oa bụng nhỏ ra tại xì sao gọi. Kêu kêu, cái này nha đầu lại vẫn hoa hoa khóc. Ăn đi. Triệu bân đút một quả linh quả, thuận tiện còn giúp người lau nước mắt. Tiểu gia hỏa lúc này mới ngừng thút thít, ôm linh quả ăn tặc hương vị ngọt ngào. Nàng lượng cơm ăn rất lớn, thậm chí nhất cái sọt trái cây xuống, cũng chưa thấy nàng đánh nửa cái ở một cái, ngược lại hấp thu linh quả tiên khí, cái kia trên người, có tiên hà thong thả, trông coi tiểu khí lực còn có kỳ dị chỉ lóe sáng không phải nguyệt thần. Triệu bân lẩm bẩm lời nói, con người cũng ở đây phút chốc, biến đặc biệt thâm thúy. Nguyệt thần tu luân hồi đấy, có thể đứa nhỏ này trên người, nơi nào có nửa phần luân hồi sắc thái. Không phải tú nhi, vậy thì kỳ rồi quái. Thôi diễn lúc, hắn rõ ràng nhìn thấy nguyệt thần. Audio điện tử võ tấn bền chương 2050, thật có lỗi a Ta chạy, thần triều chi chủ bổn sự đại, một bước liền đi ra rồi tiên phàm vết nứt. Chủ yếu vẫn là có thượng thương chi nhãn, nhắm chuẩn, chỉ một hồi ra tới. Tiểu nữ oa tất nhiên tại đấy, cái kia không, chính cưới ở trên cổ hắn ăn tiên quả đâu vừa ăn vẫn một bên xem tứ phương, xem cái gì đều là mới lạ đấy, như một cái thiên chân vô tà tiểu tinh linh, hồ đồ vô chi, lại rất có linh tính. Ăn, ăn nhiều một chút, long uyên cái kia ba, một đường đều tại vây quanh nàng chuyển, cái gì cái tiên quả, cái gì cái điểm tâm, đều nhất giỏ nhất giỏ đưa, bởi vì này nha đầu không phải bình thường có thể ăn, từ tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn sẽ không ngừng qua, cho bao nhiêu đều chiếu ăn không lầm. Có thể ăn tốt, ăn nhiều lần rồi có thể dài cái đầu, tốt nhất 2-3 ngày liền lớn lên, có phải hay không nguyệt thần, nhìn lên liền biết, mặc dù không phải, cũng đích thị là một cái đại mỹ nhân, hắn lão đại dài đẹp trai như vậy, gom góp một khối có thể không xứng. Oanh, ầm vang, triệu bân đoạn đường này, động tĩnh đặc biệt to lớn, Đi nơi nào đều oanh âm thanh một phiến. Hắn cũng tưởng đê điều có thể điều kiện không cho phép a. À. Nhìn dưới chân hắn hư vọng hà, lúc nào cũng không trải qua Triệu Hoán tự thân chạy đến, sóng lớn là một phiến áp qua một phiến, trông coi kèm theo to lớn hào hùng xu thế, thời khắc đều tại sông tới càn khôn. Đừng làm rộn. Triệu Bân thi pháp, cưỡng ép đem thu hồi, sau đó vẫn bỏ thêm giam cầm. Hắn cũng chẳng biết tại sao như thế, chỉ biết này hà càng ngày càng không nghe sai khiến. Có lẽ là cảnh giới cho phép, cảm ngộ đủ rồi, lại kẻ tại thiếu thần không thể đi lên. Có thể tìm ra tới rồi. Đột nhiên đấy, trong lòng ngực của hắn có một đạo phù chú, đau ánh sáng. Chính là thần cấp truyền âm phù, nghe thanh âm, chính là tổ thần cái đồ kia. Vẫn còn tìm, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Triệu Bân thuận miệng một tiếng. Ngươi lưu tâm chút, rơi xuống rồi không thiếu đại thần. Tổ thần nói, thần giới ngũ đại cấm khu lại ngóc đầu trở lại rồi tin cậy tình báo là táng hải cùng thiên uyên chí tôn táng hải thiên uyên triệu bân nghe lông mi trao lên cũng chí cao truyền thừa đã từng thuộc về cấm khu một hàng bởi vì năm đó thần ma hỗn chiến càn khôn tổn hao nhiều từ lúc vạn cổ trước liền đã tự phong gần đây mới phá phong ấn tổ thần chậm rãi nói cái này lưỡng mạch không thế nào dễ chọc đều có hoang thần binh cái này không lời thừa sao hiểu rõ triệu bân hít sâu một hơi thần sắc không phải đẹp mắt quả thật một ba vị bình một ba lại khởi thần triều còn chưa trì hoãn một hồi nhi đây lại muốn kéo ra chiến tranh mở màn sợ là so trước đó lần thứ nhất trận chiến tăng thêm sự kinh khủng nghĩ vậy hắn bước nhanh hơn chạy về phía tinh không ở chỗ sâu trong đến mau chóng tìm về táng thần đình thần triều cần trí cao thần khí thủ hộ lão đại ta có nhất pháp tử không biết có nên nói hay không long uyên nói nói Triệu Bân mở vực môn, một bước đi vào. Mắng Vĩnh Hằng Thủy Tổ, Long Uyên Kiếm nghiêm túc nói. Người tìm đánh A, mắng Thủy Tổ làm chi, thần lôi nhảy lên. Người biết cái gì, mắng Thủy Tổ, táng thần đỉnh có lẽ trung tâm hộ chủ, khó tránh khỏi tự thân liền chạy ra khỏi đến rồi. Nó như có thanh tỉnh linh trí, còn dùng đầy tinh không tìm. Thử một chút quá, vạn nhất có tác dụng đâu Long Uyên lời nói thấm thiên nói. Vậy thì, thử một chút thần lôi cùng hỗn thiên hỏa đều hướng triệu bân cái kia đụng đụng, mắng thủy tổ như vậy kỹ thuật công việc, bọn chúng là có thể đảm nhiệm đấy. Khục, triệu bân chỉ một tiếng ho nhẹ, liền nhìn phía nói chuyện không đâu bầu trời. trầm mặc, chính là ngầm thừa nhận, nếu thật có thể triệu hồi táng thần đỉnh, chớ nói mắng nhất thông, tuy là cho thủy tổ thiến, cũng không quá đáng một đao sự tình. Thủy tổ lão nhân ra người rất rõ đại nghĩa, chắc có lẽ không theo chân bọn họ không chấp nhận đấy. Vĩnh hằng thần tôn, đại gia người đấy, lăn ra đây ta một trưởng trấn áp ngươi nhanh chóng đến thuần phục bổn vương tha cho ngươi khỏi chết nhà ai còn không có mấy cái kẻ dở hơi a à? nhà ai kẻ dở hơi không có chủ nhân vài phần nước tiểu tính chất a à? như long uyên nó ba được rồi chủ nhân ngầm thừa nhận lúc này liền mắng tặc hăng hái trông coi từng câu từng chữ cũng xen lẫn tu vi chi lực vô hạn truyền khắp tinh không táng thần đỉnh nghe không được không có việc gì mắng thêm vài cuống họng dù sao vẫn có thể nghe thấy đấy thật có lỗi thật có lỗi a à. triệu bân chừng mắt một đôi nhãn hoàn xem tinh không bên nào có động tính, đến trước tiên phát hiện hắn cũng không muốn như thế chỉnh đều là bị buộc đấy ân chính nhìn lên hắn chợt cảm thấy đỉnh đầu một phía nóng bỏng ngước mắt nhìn lên ai nha khủng khiếp rồi tiểu nữ hoa bốc lửa là vì bốc hỏa chính là cháy rồi nhưng cũng không phải là chân thực hỏa diếm không tổn thương nàng khí lực Yêu dị mà quỷ dị tử sắc ngọn lửa, đang theo gió chập chờn. Cái này, thế nào vẫn cháy rồi sao đâu? Long Uyên nó ba mắng to lúc, vẫn không quên gom góp đến nhìn qua. Triệu Bân nhất dứt khoát, trực tiếp mở thôi diễn, muốn xem tiểu nữ oa chân tướng. Vẫn là mông lung một phiến, hắn lấy thiên cơ thuật, vạch ra từng tầng một xương mù. Xương mù thấp thoáng ở chỗ sâu trong, vẫn là một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Nhưng, bóng hình xinh đẹp không phải nguyệt thần mà là liễu như tâm, cũng chính là đế tiên. Ảo thuật sao? Triệu bân đột nhiên ngừng, một tay lần tiểu nữ oa sách xuống dưới. Trước là nguyệt thần, sau là đế tiên, cuối cùng là cái gì cái chủng loại? Tiểu nữ oa tắc một mặt hiếu kỳ, tò mò xem trên người giấy lên hỏa diễm. Tại nàng nhìn nhìn xem, cái kia hư ảo hỏa, đốt đốt liền chậm rãi dập tắt. Tăng vài đạo phong ấn nhất đáng tin cậy, thần lôi một câu thâm trầm. Tăng, nhất định tăng, Triệu Bân đã xuất tay, lấy bản mệnh pháp tác thành lạc ấn, khắc vào rồi nữ oa thể nội, chỉ sợ cái này nha đầu, đột nhiên cho hắn đến đại bộc phát, là nguyệt thần còn tốt, là đế tiên vẫn là tốt, chỉ sợ là một tôn cường đại mà kinh khủng tồn tại, như thế, vẫn là khóa tốt, khóa an toàn. Tiểu sự việc xen giữa, đến nhanh đi cũng nhanh. Để tránh phiền toái không cần thiết, Triệu Bân đem tiểu nữ oa để vào rồi vĩnh hàng giới. Mà Long Uyên nó ba, tắc gấp bội đến tinh thần, lại làm nổi lên mắng thủy tổ nghiệp lớn. Cái này nhất mắng, chính là ba ngày ba đêm. Ba ngày đến, tiếng mắng chưa bao giờ ngừng qua. Đến mức táng thần đỉnh, vẫn như cũng không thấy tung tích. O, O, N, G. Cho đến ngày thứ tư, mới nghe thấy một tiếng rung động mãnh liệt. Có đao mang hiện ra, chém đứt rồi vực môn thông đạo. Xem người ra tay, là một cái hắc bào nhân, hàng thật giá thật chuẩn đế thần cảnh. Hắn phá vực môn thông đạo, cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, chủ yếu muốn nhìn một cái, cái này hơn nửa đêm đấy, cuối cùng cái nào bức con bê đang mắng vĩnh hằng thủy tổ. Mắng tốt, đã là mắng vĩnh hằng thủy tổ, đó chính là vĩnh hằng nhất mạch Cửu gia. Không khéo, hắn cũng là vĩnh hằng nhất mạch Cửu gia, trước đó không lâu vừa đánh qua thần triều, không kịp chạy trở lại thần giới, lúc này mới lén lút giấu ở tiên giới. Bởi vì cái gọi là thời buổi rối loạn, ôm đoàn sưởi ấm sao? Cửu nhân cửu nhân, thích hợp nhất kết minh. Nhưng chào đón Triệu Bân, cả người hắn đều mộng ép, đương đại vĩnh hằng thể, mắng vĩnh hằng thủy tổ cái này mẹ nó cái gì thao tác, khi sư diệt tổ sao. Trước kia công ta thần chiều đấy, có người đi. Triệu Bân bên này, đã sách ra tiểu sổ sách, tùy ý lật ra một tờ. Ở trên, viết tất cả đều là tên người cùng đạo hiệu, mà cái này hắc bảo chí tôn, liền trên bảng nổi danh, đúng dịp, cái này không liền đúng dịp sao. Thật mẹ nó niềm vui ngoài ý muốn, không có tìm được táng thần đỉnh nhưng có cái cửu gia trên vội vàng tặng người đầu xem lập công a à, long uyên ông ông thẳng run cười hắc hắc ngày sau còn phải mắng thêm thần lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng tặc đến tinh thần đáng chết hắc bào chí tôn muốn cũng không muốn xoay người liền trốn vào rồi không gian bị chơi xỏ hắn bị chơi xỏ người nào đó quá không có tiết tháo rồi làm dẫn cửu ra ra tới thủy tổ cũng mắng hết lần này tới lần khác hắn liền rồi nói vẫn ngốc không sót phải tưởng rằng đồng đội. Đến đều đến rồi, chớ đi rồi quá. Triệu bân một bước kéo dài qua cửu thiên, một trưởng đánh băng rồi hư vô. Hắc bào chí tôn bị buộc ra, bị trưởng uy chấn miệng lớn ho ra máu. Người so minh hà lão tổ, kém xa. Triệu bân một câu uy nghiêm cô quạch, hồng mông chi hải phô thiên mà đến. Sau đó, sẽ không sau đó rồi, hắc bào chí tôn suýt nữa bị dìm chết. Hối hận, hắn vô cùng hối hận, hào hào cất dấu quá, ra tới làm chi? o ô, n, g. Không chờ triệu bân thu pháp, lại là một tiếng oanh run rẩy, tinh vực đều rung chuyển. Triệu bân nghe thấy chi, bỗng nhiên thần mâu như đuốc, đó là táng thần đỉnh khí tức. chương 2051, Lão Ô Quy. Tìm ngươi đã lâu rồi. Triệu bân thông suốt xoay người, thẳng đến rồi tinh không một phương. Trở lên thương chi nhãn nhìn, có thể mơ hồ thấy táng thần đỉnh thực có tác dụng a à, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa kích động trên nhảy dưới tránh không thể phủ nhận bọn ta lại lập đại công rồi long uyên kiếm một câu thâm trầm thời kỳ phi thường từ là thủ đoạn phi thường kiếm đi nhập đề sao vẫn là có niềm vui ngoài ý muốn tiểu đỉnh triệu bân tiếng kêu không chỉ trở lên thương chi nhãn cực tấn tập trung cũng như trước kia tám thần đỉnh như con ruồi không đầu đầy tinh không tán loạn bởi vì hắn cái kia mảnh tinh vực bị náo thất linh bát lạc, thành mảnh như mọc thành phiến cổ tinh, bị chấn giải thể, may mà vô sinh linh, không phải vậy, thật có lỗi liền lớn. Oanh! Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới rơi vào một phiến tinh hải, cao thấp thao túng hoàn xem. Cũng không phải là không đuổi theo, là đuổi theo ở đây, lại không thấy táng thần đỉnh tung tích. Lại chạy! Long Uyên bọn chúng nhảy ra ngoài, hỗ trợ tìm. Triệu Bân không đáp lời, nhưng hắn thần thái đại biểu hết thảy không sai, lại chạy, thượng thương chi nhãn đều theo không kịp tốc độ kia. thực đến như vậy làm, lại đuổi theo trăm tám mươi năm cũng đuổi không kịp cái đầu kia. lão đại, cái kia tòa đảo tại động. long Uyên ô ô n g run rẩy kiếm chỉ rồi một phương. không cần hắn nói, triệu bân cũng đã trông thấy. cái kia có một tòa đại đảo tự. a à không đúng, nói cho đúng là nhất con rùa đen, hình thể to lớn như sơn nhạc, lúc này đang tại tinh hải trong bơi lặn đâu hắn không suy nghĩ nhiều, vừa xài bước vượt qua mà đến. Cái này, là cái gì thần lôi gom góp đi lên? Rất rõ ràng, là một cái vương bát, hỗn thiên hỏa nói. Người mới là vương bát, cả nhà ngươi đều là vương bát, lão phu chính là huyền vũ. Lão ô quy tính khí tặc nóng này, miệng vỡ liền mắng, trông coi tiếng mắng, tựa như oanh lôi bình thường. Mắt phụng về rồi, hẳn là vương bát thành tinh, long uyên một tiếng nói thầm. Ân, nghìn năm vương bát, vạn năm con rùa thần lôi sen vào một câu. Hắc, lão ô quy nổi giận, há miệng phun ra một đạo màu đen lôi điện. Triệu bân đưa tay, đánh tan rồi lôi đình, cao thấp quét lượng con rùa đen. Đích xác mắt vụng về rồi, đây là một tôn thần, chỉ bất quá, bị trọng thương, vì sao bị thương nặng nặc Nên là táng thần đỉnh kiệt tác, cái này lão ô quy đích thị là bị táng thần đỉnh đập phá, nhìn cái kia xác rùa đen vỏ bọc, vỡ vụn bảy tám phần. Nhưng, cái này lão ô quy không có gạt người, thật sự là hắn là một đầu huyền vũ như án huyết thống đến tính sau cùng cũng là sơ đại huyền vũ con nối dõi tối nay trạng thái không tốt ngày khác lại tán gấu lão ô quy nói qua hướng phía phương xa một hồi vung vẩy hắn không phải sợ rồi là bị nện choáng rồi còn kém đi diêm vương điện đưa tin hắn cũng không biết chọc ai chọc người nào đang ngủ say đã bị vật thể không rõ đương làm một chút toàn thân đều đau lòng có thể không được tại hải lý bơi một hồi tiền bối dừng bước, triệu bân đuổi theo. Cốt chứng, lão ô quy tính khí vẫn như cố cáo bạo. Không sao, triệu công tử chuyên trị không phục đấy, một cái vĩnh sinh vương tỏa tế ra, ngay tại chỗ liền cho lão ô quy áp tại đó, mà hắn, tắc một bước đã rơi vào cái kia trên lưng. Tiểu Hữu có chuyện hào hào nói, lão ô quy ha ha cười một tiếng. Vãn bối vô ý mạo phạm, triệu công tử điều động nguyên thần chi hỏa. Sau đó, chính là nhất thông rèn luyện, từ lão ô quy trên người luyện ra rồi một luồng chỉ. Đây không phải là phổ thông chỉ, trong đó có táng thần đỉnh khí tức còn sót lại. Cái này là đồ tốt, bằng khí tức truy tung, tìm táng thần đỉnh nắm chắc càng lớn. Chưa táng thần đỉnh khí tức, hắn vẫn luyện ra rồi một luồng sát khí, cũng thuộc về hoang thần binh. Khốn Phật chung Triệu bân giò ngó một phen, cho ra như thế cái kết luận. Đúng, chính là khốn Phật chung Phật quốc trí cao thần khí cũng chính là nói cái này lão ô quy chịu qua khốn phật chung công phạt ta đem hắn hầm cách thủy rồi a à. long uyên phiêu đi qua vương bát canh đại bổ hỗn thiên hỏa lời nói thấm thiên nói ai hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a à. lão ô quy một tiếng thở dài ngươi không phải huyền vũ sao ai huyền vũ lạc bình dương bị khuyển lấn a à? đến như thế nào tính ta đều là chó nhật nhi thần lôi ho khan tiền bối cùng phật quốc có cửu triệu bân theo con rùa đen trên lưng đi xuống. Nếu không phải đám kia con lừa chọc, lão phu sẽ trở thành cái này hùng dạng nhi. Thật là xảo, ta xem Phật quốc cũng khó chịu, ta, đáp cái đám. Triệu bân ném ra một khỏa thần đan, sáp nhập vào lão ô quy thể nội. Cái này, có thể không phải bình thường trí tôn, năm tháng cũng rất lớn, ước chừng phỏng đoán, thập mấy vạn năm vẫn phải có, đỉnh phong trạng thái ít nhất đế thần cảnh, có thể khiêng được khốn Phật Trung công phạt mà không chết, nói không chừng là chuyển hoang thần cảnh, làm sao trầm luân quá lâu, tu vi rớt xuống rất nhiều, mà nay thành thần minh cảnh. Cảnh giới thấp không sao cả, dù sao vẫn có thể tu trở về. Hỗn loạn thế đạo, hắn không chê thần chiều trí tôn nhiều. Kết nhóm làm Phật quốc lão ô quy thoáng dao động khí lực. Đừng nói, sát khí bị luyện ra, hắn toàn thân thoải mái nhiều hơn. Có làm hay không, triệu bân cười cười. Làm, lão ô quy hóa thành hình người. Lớn tuổi, nhất định là một cái lão đầu nhi, là một cái lão quang đầu, chống nhất căn quải trược, trông coi còn đeo một cái xác rùa đen, muốn nói nhất chói mắt đấy, hay là hắn cái kia đại quần cộc tử, thật 360 độ không góc chết sáng rõ. Vĩnh hằng huyết thống lão ô quy sờ lên cái cằm. Nghiêu bức A, Nguyệt thần đầu nhi, Long Uyên nói rằng, ngươi là Nguyệt thần đầu nhi lão ô quy một mặt không tin. Không giống triệu bân cười một tiếng. Lão phu lại đi hải lý bơi một hồi. Đi đâu, Ta cùng Nguyệt Thần có cửu. Cái gì thù? Ta trộm qua nàng bảo bối. Lão Ô Quy ngượng ngùng cười một tiếng. Lời này nhất xuất, Triệu Bân bỗng nhiên nhíu mày, cho tới bây giờ đều là Nguyệt Thần trộm người đồ vật, còn có thể bị người đánh cắp cái này Lão Ô Quy đi đứng, đính chập choảng trượt A. Ta sư tôn không mang thù. Triệu Bân cũng không quản người Lão Ô Quy có nguyện ý hay không, túm lên liền đi. Có thể trộm được Nguyệt Thần bảo bối, đều là nhân tài, nhất định quải thần chiều đi nàng đánh ta lúc người đến ngăn đón điểm lão ô quy cười ha hả nói dễ nói triệu bân đem đưa vào rồi vĩnh hàng giới lại nhiều nhất viên đại tướng Ai ơ uy vào vĩnh hàng giới liền nghe lão ô quy một tiếng kinh dị triệu bân nhìn lại lúc hắn chính vòng quanh tiểu nữ oa qua lại xem ngươi nhận ra nàng triệu bân hỏi nhìn thấy quen mặt lão ô quy vẫn còn xem thế nhưng nguyệt thần hoặc đế tiên hai nàng nối khố không dài như vậy lão ô quy ném đi quải trượng, thuận tay vẫn vuốt vuốt tay áo, một tay đặt ở tiểu nữ oa cái chán, vẫn niệm tụng rồi một đống nghe không hiểu chú ngữ, cũng không biết siêu hồn vẫn là thôi diễn, có thể vô luận là loại nào, hắn lông mày đều nhăn lợi hại. Thế nào triệu bân trước tiên mở miệng hỏi thăm? Cái này có thể là mộng ma lão ô quy sờ lên cái cằm. Triệu bân nghe cũng nhíu mày, thế nào vẫn chỉnh ra giấc mộng ma đến? Kết quả là, hắn lại động thiên cơ thuật cùng thắng thiên xem bói, lại một phiên thôi diễn. Thật sao, trong ánh trăng mở chứng kiến chi nhân, thật là mộng ma cô nương kia nhi. Nhưng, cái này tiểu nữ oa không hẳn chính là mộng ma. Ba lần thôi diễn, ba lần lại cũng không phải cùng một người. Như lại cách mấy ngày, nói không chừng lại là cái kia. Như thế quỷ dị, sợ chỉ một loại khả năng, bé con này phản lão hoàn đồng trước, nhất định lấy đại thần thông che đậy bản nguyên, hơn nữa, vẫn khác lại ngược lại thôi diễn lạc ấn, thậm chí mỗi lần truy nguyên cái kia ngọn nguồn, đều cho chỉnh lè lẹt. Người chậm rãi nghiên cứu. Triệu bân nắm táng thần đỉnh cái kia một luồng khí, chiều một phương đuổi theo. Nếu là vô ý ngoại, lần này có thể tìm về thủy tổ bản mệnh thần khí. chương 2052, Thiên Uyên đến. Ngũ thủ lĩnh A, lục 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 A. Hôm nay vĩnh hàng giới, đặc biệt náo nhiệt, bởi vì có lưỡng rượu choáng váng tử, đặt cái kia ẩn tù tì đâu một cái, tất nhiên lão ô quy, đã nói rồi đấy nghiên cứu tiểu nữ hoa, tiểu rượu nhi bá bá liền uống rồi. Một người uống nhiều không có ý nghĩa, cũng không đến tìm cái bồi tử đấy. Thật vừa đúng lúc, vĩnh hằng giới liền có một cái. Ân, cũng chính là triệu bân trước kia bắt đến hắc bào chí tôn, bổn trên tàng cây treo, bị lão ô quy phóng rơi xuống rồi, đem triệu công tử chân tàng mỹ tử, làm một vò lại một đàn, cũng không mang dùng thần lực hóa giải cảm giác say đấy, uống vào uống vào, cũng không liền uống cao, hoa rượu quyền một màn, chính là như vậy đến đấy. Muốn nói, hắc bào trí tôn cũng là tâm đại, đều cái này hùng dạng nhi rồi, vẫn có tâm tư kéo nhàn nhã. Không được ngẫm lại cũng là không có vài ngày tốt công việc, vậy thì chế tạo quá. Tiểu đình, triệu bân không tâm tình phản ứng cái này lưỡng hàng, tập trung tinh thần tìm táng thần đình. Đại đình còn sót lại khí tức, hắn có một luồng, bằng này có thể truy tung. Nhưng, dù thế nào tập trung vị trí, cũng không chịu nổi cái đồ kia đầy tinh không chạy a à hắn cái này trước trước sau sau đuổi theo mấy nguyệt, chớ nói táng thần đỉnh, liền cái kia bóng dáng cũng không nhìn thấy. Vĩnh hằng thần tôn, đại gia ngươi đấy. Có thành công tiền lệ, lòng uyên nó ba vẫn như cú mắng kinh thiên địa quỷ thần khiếp. hắc bào trí tôn còn tốt, sớm biết triệu bân nước tiểu tính chất, nếu không phải như thế, hắn sẽ bị bắt. Ngược lại lão ô quy, cất tay, chính nhi bát kinh nhìn triệu bân hơn phân nửa nguyệt, đều nói vĩnh hằng nhất mạch ra nhân tài, lần này nhìn lên, quả vẫn là không giả, là hắn ngủ say quá lâu mà nay cái này niên đại, đều lưu hành mắng tổ tông rồi. Cũng đúng, Nguyệt Thần mang ra đồ nhi sao, không biết xấu hổ nên là môn bắt buộc. Đề cập Nguyệt Thần, hắn lại đem hắc bảo Chí tôn sách đi qua, là là vì nói chuyện phiếm. Đơn giản là hỏi thăm, hỏi một chút những năm này chuyện phát sinh. Hắc bảo trí tôn cũng rất an phận, đó là không biết không nói. Nghe qua, lão ô quy tâm cảnh hoảng sợ, xem triệu bân ánh mắt nhi, cũng biến như xem quái vật hắn thật đúng là ngủ say quá lâu, thế gian lại như vậy nhiều kinh thiên hành động vĩ đại. Không nói cái khác, liền nói tiên giới đại chiến, liền đầy đủ rung động lòng người, tiên vương cảnh cứng rắn làm chúng thân, tiểu tử kia thực một đầu ra súc a. À. Bởi vì cái gọi là, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Một ngày này, lên phải thuyền giặc lão ô quy, cuối cùng làm giờ đúng sự tình, cũng chính là khôi phục cảnh giới, tốt xấu từng vì đính thiên đại thần, bây giờ như vậy tu vi, quả thực không xứng với hắn bức cách chính là khổ hắc bào trí tôn, vì tìm về nội tình, lão ô quy cũng không thiếu cho hắn lấy máu, riêng là đem một tôn chuẩn đế thần, cứng rắn thả lại rồi thần minh cảnh. Này tiêu tan, tất nhiên so sánh, lão ô quy tu vi, thì là lập địa đột phá, không được, khoảng cách đỉnh phong tu vi, vẫn là kém cách xa vạn dặm hướng sau khôi phục cảnh giới tốc độ, cũng sẽ rất xuống nghìn trường. Không có biện pháp, hắn thái thương già rồi, tính toán đâu ra đấy, cũng không quá đáng mấy trăm năm tuổi thọ rồi vẫn là triệu công tử khéo hiểu lòng người, truyền hắn vĩnh sinh chi đạo pháp môn. Oanh, phanh, phía sau nhiều ngày, tinh không khi thì có ẩm vang, cũng đại chiến động tính. Mắng vĩnh hằng thủy tổ sao, chính là cái hố. Kế hắc bào chí tôn phía sau, liên tiếp có trí tôn bị kinh ra, đều là hào hứng bừng bừng chạy đến tìm đồng đội đấy. Cuối cùng là, đã thành rồi treo ở cái cổ siêu vẹo thụ trên con tin, lúc này, chính tụ tập nhi phiền muộn, những người khác nơi nào quá không có thiết tháo rồi, tại đây số đấy, nhà hắn thủy tổ quan tài bản nhi, có thể ép tới được. Tới gần, triệu bân tóc trắng xóa, cũng là thần mâu như đuốc. Táng thần đỉnh khoảng cách hắn, đã không được hai ba cái tinh vực rồi, thượng thương chi nhãn mặc dù xem không rõ rệt, có thể hắn, đã ngửi được táng thần đỉnh trí cao thần uy, hơn phân nửa là chạy đã mệt rồi, dừng lại ở một chỗ, mấy ngày cũng không trông thấy nhúc nhích. Với hắn mà nói, đó là một cái tin tức tốt, không sợ ngươi đần đột, chỉ sợ ngươi chạy loạn. Thời đại này tiên giới chúa tể, tốt như vậy nói chuyện. Trong đêm lão ô quy, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngồi ở trên tảng đá, bắt chéo hai chân nhi, một bên phun vân thổ vụ, một bên giò ngó triệu bân. Tiểu tử này tuổi thọ, mỗi ngày đều tải tán loạn, cũng bởi vì cái kia song thượng thương chi nhãn, tuy là đạo bản, nhưng nhất định là thông qua chúa tể mở ra. Cái này, tại bọn hắn cái kia tuế nguyệt, tuyệt đối là tối kỵ, không thiếu đính thiên đại thần, đều là bởi vì tan thành mây khói đấy. Không ngờ đến, Triệu Bân lại không có chuyện, chẳng những không có chuyện, vẫn đỉnh lấy cái kia nhãn, đầy tinh không tản bộ, tiên giới chế tài giả là có nhiều tiến bộ a à. Sẽ không sợ thượng thương dáng tội. Nói đến thượng thương, hắn vẫn nhìn sang hư vô. Hắn ngủ say những năm này, nên là đổi qua một lần thiên đạo, trong đó có cái kia thì một cái, hắn khẳng định chưa thấy qua, lại vẫn cái nương môn nhi. Từ phiêu miểu thu mâu, hắn nhảy xuống rồi thạch đầu, lại cất tay, đi theo tiểu nữ oa sau lưng, qua lại tản bộ. Tiểu nha đầu này, ngược lại hồn nhiên vô tà, để trần bàn chân nhỏ, tại trong bụi cỏ truy đuổi hồ điệp, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiếng cười, làm cho người ta chưa phát hiện thân mật. Lão đại, nàng lại cháy rồi sao? Long uyên một tiếng gào to. Bề bộn ngươi đấy, ta đến. Lão ô quy khoát tay áo, tế ra một luồng pháp tắc, bay vào rồi tiểu nữ oa mi tâm, lại lấy đại thần thông thôi diễn. Lại, vì cái gì nói lại, bởi vì cách ba năm lần, hắn liền thôi diễn một hồi, mỗi một lần, đều không phải cùng một người, cái gì cái nguyệt thần nơi nào. Cái gì cái đế tiên nơi nào, cái gì mộng ma a à. tùy tiện sách ra một cái, đều là tuyệt đại loại người hung ác. Lần này, vẫn như cũ khác biệt. Thế nào, triệu bân giò ngó lấy càn khôn, theo miệng hỏi. Ân, thuộc về nàng ngực, đại, lão ô quy há miệng đến rồi một câu như vậy, nói qua, còn đem thôi diễn ra cảnh tượng, hóa thành một đạo màn nước mông lung ở bên trong vẫn là một đạo bóng hình xinh đẹp có thể hắn không nhận biết triệu bân nhìn nhíu một tia lông nghi lão ô quy không nhận biết nhưng hắn nhận ra có thể không phải là hắn tiên tông thủy tổ tự tại thiên sao như thế nào người nhận ra lão ô quy lại cầm tàu hút thuốc ta lão đại vợ hắn hỗn thiên hỏa gào to rồi một tiếng còn dám nạp thiếp đế tiên thế nào không có bóp chết ngươi lão ô quy điềm nhiên như không có việc gì hướng cái tẩu trong nút làn khói phun ra vòng khói nhi đặc biệt thâm trầm thật là già rồi a à. tiểu đế tiên đều lập gia đình vẫn bị một đầu heo cùng đấy nhìn thụ trên cái kia nhất bang con tin xem triệu bần ánh mắt nhi liền đặc biệt nghiêng qua mắng vĩnh hằng thủy tổ đã đầy đủ bọn họ phá vỡ tam quan rồi tiên tông thủy tổ cũng thành nhà ngươi nàng dâu rồi không biết xấu hổ a à, triệu công tử như ra tay độc ác hỗn thiên hỏa lên mã đến ngủ ngon mấy tháng đánh cùng không đánh đều không ngại hắn xích mích thao nát ít nhất tại lão ô quy cùng chúng con tin trong mắt hắn cái gọi là hình tượng từ lâu là thanh kỳ thoát tục rồi tại đây rồi chiếu đến tinh huy triệu bân che hắc bào đã rơi vào một phiến sa mạc nhưng cũng không thấy táng thần đỉnh bóng dáng chỉ có mơ hồ khí thức còn sót lại có dị không gian lão ô quy mi tâm mở đệ tam nhãn triệu bân không đáp lời con mắt xác tràn đầy huyết thượng thương chi nhãn cực tấn híp lại Nơi đây, đích xác rất có càn khôn. Cái này vô số cát bụi ở bên trong, có như vậy một hạt, cất giấu nhất phiến thế giới, cũng chính là lão ô quy trong miệng dị không gian. Có thể, dị không gian có lực lượng thần bí che giấu, dù hắn thượng thương chi nhãn cũng nhìn không thấu. Nhưng hắn chắc chắc, táng thần đỉnh đang ở bên trong, hơn nữa ngoại trừ táng thần đỉnh, trong đó còn có một cái vật còn sống, về phần hắn lưỡng ở bên trong làm gì, cái kia đến oanh mở mới biết được. Oanh! nói oanh liền oanh. Hắn đưa tay vung ra rồi một đạo kiếm khí, bổ tới. Dị không gian cứng rắn, hắn một kiếm này, sửng sốt không có bổ ra. Bổ ra hay không, đều không sao cả, hắn đã kinh động đến dị không gian thần, trước tiên liền đi ra. Là một cái bạch y tóc trắng lão giả, sinh tiên phong đạo cốt, trông coi khí uẩn tự nhiên hình thành chỉnh thể, tự có nói âm khuấy động, có thể chọc thiên địa biến hóa, tăng thương cổ xưa chi khí, như biển cắt bình thường, và đập vào càn khôn. Thiên uyên lão thần lão ô quy kinh dị một tiếng. Như thế nào, người nhận ra đổi triệu bân hỏi thăm. Thiên uyên cấm khu đại thần, luận bối phận, lão phu còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Nói như vậy, ta gọi hắn một tiếng đồ tôn không quá phận A. Hắc, người dừa còn nít, còn dám chiếm lão phu tiện nghi. Ta sư tôn, chính là nguyệt thần, triệu công tử lời nói thấm thiên nói. Người muốn như thế tính, gọi đồ tôn còn kém bối phận rồi, phải gọi huyền tôn. Lão ô quy thần thái, so triệu bân càng thâm trầm, hắn có thể liếm láp mặt mo hô hai thế nguyệt thần một tiếng tiểu nguyệt nguyệt, nhưng thiên đạo nguyệt thần. Hắn đến quỷ hô mới được. Cái này lưỡng đùa bức. Một đám con tin chờ xem náo nhiệt đâu tỉnh thấy cái này lưỡng đặt cái này vô nghĩa rồi. Bối phận rất trọng yếu thật muốn chiều xa nói, khắp thế giới đều là lão tổ tông. Tiểu tiểu hậu bối, tầm mắt cũng không, không phải tục. Thiên uyên lão thần nhẹ nói, có thể hắn giải rác một câu, chữ chữ như oanh lôi, toàn bộ thiên địa đều là lay động không chịu nổi đấy. Lúc nói chuyện, cái kia vuốt tròm dâu động tác, cũng là rất ngay ngắn đấy. Trước mặt cái này bé con, đâu chỉ tầm mắt không tầm thường, che giấu chi pháp cũng là đoạt thiên tạo hóa, lấy tu vi của hắn, trong lúc nhất thời lại nhìn không thấu, chỉ biết trên người người này, có tuế nguyệt cùng luân hồi chi lực thông thả. Đúng là cái này hai loại lực lượng, cản trở hắn chi dò ngó. Đa tạ tiền bối tán dương. Triệu bân cười một tiếng, còn người nhưng có phút chốc hiếp lại, hắn mặc dù cũng nhìn không thấu cái này lão thần, có thể hắn cực kỳ khẳng định, táng thần đỉnh ngay tại cái kia thể nội, bị một cố cường đại giam cầm khóa. Không hổ là cốt hóa cấp đại thần, thủ đoạn chính là thông thiên, táng thần đỉnh mặc dù lại đần độn cũng là trí cao thần khí, lại bị phong không nhúc nhích được, có thể thấy được trước mặt vị này, đạo hạnh cao bao nhiêu. Tổ thần không phải hù dọa hắn. Thiên uyên đến đấy, đích xác kinh khủng nói chuyện không đâu. Tháo xuống hắc bào, thiên uyên lão thần thản nhiên nói giữa những hàng chữ đều cất giấu một cỗ không thể ngỗ nghịch huy nghiêm tựa như thượng thương ra lệnh triệu bân cũng dứt khoát thật liền lột xuống hắc bào thấy hắn chân dung thiên uyên lão thần không nửa phần kinh ngạc có thể ngăn hắn thăm dò tuế nguyệt cùng luân hồi sợ chỉ có đế tiên cùng nguyệt thần rồi có thể cùng nàng hai người nguồn gốc không phải là nông cạn có thể nói không phải vĩnh hằng thể nói thực ra hắn đã tìm tiểu tử này tìm rất nhiều ngày rồi không nghĩ được, tự thân đưa tới cửa. Có tiện hay không vẫn trả lại táng thần đình, triệu bân cười nói. Há miệng liền muốn trí cao thần khí, người có thể có cái kia vốn liếng. Thiên uyên lão thần coi trời bằng vung, tự có bế nghệ bát hoang uy thế, nếu là đế tiên cùng nguyệt thần đến, hắn còn có ba phần kiêng kỵ, cái này tiểu thiếu thần sao. Vẫn không vào được phương pháp nhãn. Đến mức táng thần đình, đích xác tại hắn cái này, đắc chi đúng là trùng hợp, người nào sẽ nghĩ tới, tiêu trừ vạn cổ thần tôn pháp khí, hẳn là linh trí trầm luân, như cái con ruồi không đầu, tại tiên giới đi loạn nhất khí. Nếu không phải như thế, hắn cũng khó đem chân áp. Nếu đây là nhất cọc cơ duyên, cái kia trước mặt, liền còn có một cái tạo hóa. Vĩnh hằng huyết thống, hắn cũng yêu thích vô cùng đâu. chương 2053, con rùa. Dưới trời chiều chạy trốn, không nhất định là mất đi thanh xuân, cũng có thể là bị đánh tức giận rồi. Như triệu công tử, lúc này chạy liền rất nhanh thiên uyên đến đính thiên đại thần, quá mạnh mẽ quá kinh khủng, chỉ là 10 hiệp, liền suýt nữa hủy đi hắn khí lực, lại mặt dày mày dạn cứng rắn chiến, định bị một đường đánh thành hôi. Hắn ngược lại muốn mượn kiếp trước lực lượng. Nhưng, từ nguyệt thần vào luân hồi, con đường này có vẻ như liền chặt đứt, không có luân hồi khế ước, lại mượn không được kiếp trước chi lực. Đừng chạy, cùng hắn làm, lão ô quy ngao rồi nhất cuống học. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, triệu bân không nghe hắn mù phấp phới phóng lão phu ra tới, ta cùng hắn làm, lão ô quy vừa quát âm vang. Dứt lời, triệu bân liền đem hắn sách ra tới, nhưng không phải sách hắn ra tới đánh nhau, mà là cầm hắn làm tấm thuẫn, mai rùa đen sao. Chí cao thần khí cũng không có cho hắn đập hư, có thể nói không kháng đánh. Chanh, vừa gặp thiên uyên lão thần ném đến một đạo pháp tắc kiếm quang, đứng giữa liền chạm tại mai rùa đen trên, đừng nói, thật không có phá vỡ, chỉ lau ra một phiến ánh lửa. Dễ dùng, Triệu Bân ánh mắt dạng dỡ. Đại gia người đấy, lão ô quy liền nhe răng trợn mắt rồi, mai rùa đen không có vỡ, không có nghĩa là không đau a. À. Tiểu huyền võ, còn sống đâu thiên huyền lão thần đạp không mà đến, pháp tắc như đau như kiếm, như sấm như điện, cực tẫn xé rách thiên địa càn khôn. Năm lão còn tại thế, ta nào dám chết, lão ô quy ra vẻ bình tĩnh, riêng tư, cũng tại thúc giục triệu bân, sướng sở cái gì đâu. Chạy a, à. vừa rồi ai nói đấy, muốn cùng chi đánh nhau. Triệu Bân lảo đảo một bước mới đứng vững. Xem thường hắn, làm chỉ là. Vãn bối mở hiểu, ta không thể sợ. Đừng làm rộn, lão ô quy không ngừng dẫy dụa. Không có náo, ta kề vai chiến đấu. Triệu Bân một câu âm vang, nhiễm nhiên không có chạy trốn tiếp tư thế, trông coi vẫn rất có một bộ gia hình tra tấn chàng trước hiên ngang lẫm liệt. Cái này, không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn cho lão ô quy lấy ra, tựa như không có ý định thả lại đi, phi phàm không có phóng, vẫn gắt gao xiết trong tay, khó được như vậy cứng rắn tấm thuẫn, hắn không được hùng lên một vòng A. Dù sao hắn không đau, người nào yêu thương ai đau lòng. Thuần phục ta, tha cho người khỏi chết. Thiên uyên lão thần đứng lặng cửu tiêu, năm ngón tay đại thủ từ thiên che đậy rơi xuống. Cái kia trưởng uy to lớn, còn chưa chân chính rơi xuống, hư vô liền đổ sụp rồi. Ta đỉnh, triệu bân dơ lên cao lão ô quy, ngạnh kháng năm ngón tay đại thủ. Mà hắn, tắc nhất mâu cho thương thiên chọc lấy cái đại lỗ thùng. Kề vai chiến đấu sao? Lão ô quy chịu trách nhiệm kháng tổn thương, mà hắn, tắc chịu trách nhiệm phát ra. Ngươi lừa bịp hàng, lão ô quy trong mắt có nước mắt, không biết là đau lòng vẫn là khí. Chiến! Triệu bân liền tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn rồi, một tay cầm thuẫn, một tay cầm mâu, như một đạo thần mang, đánh vào rồi cửu thiên, đừng đề cập có nhiều dũng mãnh phi thường rồi. Con rùa, không biết vì sao, thấy hắn như vậy khí phách chắc lậu, bị treo ở trên cây một đám con tin, trong lòng đều đột nhiên nhảy ra như thế bốn chữ. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Thiên uyên lão thần vững như lão cẩu một câu băng lãnh cô quạnh. Thấy hắn tay áo vung lên, chính là mấy vạn đạo pháp tắc, như đao mang giống như bổ tới. Ta cản, mới tới tấm thuẫn, triệu bân dùng tạc trượt. Mà lão ô quy, cũng đích xác không có để cho hắn thất vọng, không chỉ cứng rắn, vẫn không phải bình thường kháng đánh, bất luận pháp tác đao mang hủy thiên diệt địa, chính là phá không vỡ cái kia phòng ngự. Ngược lại là hắn, một đường bằng này đón đỡ, cứng rắn giết tới rồi thiên uyên lão thần phụ cận, một cái sức eo hợp nhất, suýt nữa nhất màu đem vung mạnh lật. Xem thường ngươi rồi, khí định thần nhàn thiên uyên lão thần, diện mạo nhiều hơn sắc mặt giận dữ. Hắn lắng động vạn cổ sát khí, tại đây phút chốc bộc phát, như hùng giang biển rộng giống như cuồn cuộn, đem minh mông thiên địa, đều nuốt hết thành rồi nhất mảnh hắc ám. Mở, triệu bân trong lòng nhất quát, gọi ra hư vọng hà. Đừng nhìn là ngoại tướng, có thể nó lại bá đạo vô cùng, tựa như một đạo tinh hà hoành phô cửu thiên, cưỡng ép phá khai rồi sát khí, liên đới thiên uyên lão thần, đều bị đẩy lui nửa bước. Khá lắm hư vọng hà. Thiên uyên lão thần trong mắt vẻ kinh ngạc, khó mà che giấu. Nghe đồn quả nhiên không giả, dù là một phiến hư vọng hà ảo ảnh, cũng biến hóa kỳ lạ phi thường chân áp. Triệu Bân giết tới, diễn xuất rồi táng thế quan, tang thần chung cùng vĩnh sinh vương tọa. Phía sau chính là Hồng Mông Hải, cùng thần lôi cùng hỗn thiên hỏa tương dung, tiệc thiên cuốn địa phương. Chút tài mọn, Thiên Uyên lão thần nhất bước đứng vững, chỉ một luồng pháp tắc liền đánh nát rồi táng thế quan, tang thần chung cùng vĩnh sinh vương tọa, Hồng Mông Hải ngược lại đem hắn che mất, cũng là lay bất động cái kia thần khu, bị hắn một đạo nguyên thần hỏa, đốt thần uy mất hết. Chảm Triệu bân công phạt không chỉ, quy thiên cửu kiếm đã thành kiếm trận. Thiên uyên lão thần trước mắt khinh miệt, một trường quét ngang hư thiên. Còn chưa xong, triệu bân điều động thần long nhị khí, như đao kiếm giống như kéo tới. Này nhất kích dễ dùng, vạch tìm tòi thiên uyên lão thần hộ thể thần quang, tại cái kia đầu vai cùng lồng ngực, cũng giữ lại một đạo khoảng cách, đây là từ mở chiến, hắn lần thứ nhất đẫm máu. Rất tốt, thiên uyên lão thần tức giận, ước vạn lôi đình lóe sáng cùng với một tiếng ô, ô, n, g vang, một cái đồng lô từ cái kia thể nội bay ra. Thần khí, hàng thật giá thật chuyển hoang thần binh, nếu như chủ nhân, khí chàng to lớn. Cốt, triệu bân như hồng hoang mãnh thú giống như giết tới, vung chiến mâu liền nện. Âm vang thanh âm, vẫn là rất thanh thúy đấy, va chạm ra quang hỏa, cũng là rất lộng lẫy đấy. Chiến mâu không địch lại đồng lô, bị chấn hoành nhảy ra đi. Triệu bân cũng không địch thiên uyên lão thần, một đầu ngã lạc cửu thiên. Ô, ô, n, g. Chưa kịp hắn định thân, liền cảm giác một cỗ thôn thiên diệt địa chi lực. Là cái kia đồng lô, lô khẩu đã lớn mở, đem hắn nuốt đi vào. Trong lò tự thành thế giới, liệt diễm thiêu đốt, cũng là sấm sét vang dội Đến, đi không được nữa, lão ô quy ho khan một khẩu huyết. Chiến, triệu bân tắc sinh khí rồi rào, không còn chiến mâu, liền mang theo long uyên, một hồi hồ bổ loạn chẳng, trời dáng lôi đình thiểm điện, đều bị tấm thuẫn ngăn lại. Luyện, thiên huyên lão thần chỉ nhất tự, toàn bộ thiên địa đều bị hàn băng đóng băng. Luyện, nói luyện liền luyện, trong lò hỏa diếm cùng lôi điện, cũng nhiều hơn hủy diệt chi lực, dù là triệu bân trong tay mai rùa đen, đều không chịu nổi luyện diệt, bị lôi cùng điện, chém ra từng đạo ngân đường, rất có vỡ ra điểm báo. Tiểu đình, vẫn là cái này hai chữ, triệu bân này đây tâm linh truyền âm. Từ cùng thiên huyên khai chiến đến thần, hắn sẽ không ngừng qua kêu gọi, mượn không được kiếp trước chi lực, cốt khu lực lượng từ lâu tận diệt, bằng tự thân nội tình cùng chiến lực, hắn vẫn là làm chỉ là cái này tôn đại thần, cần táng thần đỉnh hỗ trợ. O, O, N, G Trời không phụ người có lòng, hắn kêu gọi, cuối cùng rung động mãnh liệt âm thanh đáp lại. Là táng thần đỉnh đang run, đần độn thần trí, chung là có một phần thanh minh. A, à, nó cái này run lên không quan trọng, chỉnh thiên uyên lão thần nhất tiếng kêu đau đớn. Trung quy, trí cao thần khí tại trong cơ thể hắn, mặc dù bị giam cầm, lại không khác tạc đạn, hơi chút có ít như vậy động tính, đều có để cho hắn dị thường khó chịu. Nói cho cùng, hay là hắn đánh giá thấp táng thần đình? Hắn cho là hắn ép tới được, có thể chờ trí cao thần khí sao động, mới biết thần uy có nhiều bá đạo, như lúc này, thân thể liền đã sụp đổ vết nứt, máu tươi chảy tràn. Cho ta trấn áp, thiên uyên lão thần hư lạnh, vô tận pháp tác bay múa. Cùng ta trợ chiến, Triệu Bân kêu gọi, cũng như oanh lôi bình thường vang vọng. Oanh! Vĩnh Hằng truyền thừa gặp nạn, táng thần đỉnh nơi nào có không giúp đỡ chi lý. Nó phút chốc thần quang đại thịnh, nhất kích phá vỡ thiên uyên giam cầm. chương 2054, lấy đạo đúc cầu. Phốc! Thiên uyên lão thần phun máu, thần khu nhiều hơn cái một cái lỗ máu, là bị táng thần đỉnh từ trong hướng ra ngoài đánh vỡ đấy, hắn cho rằng cơ duyên, lúc này thành rồi tai nạn. Không nóng này, còn có một đao. Phá giam cầm táng thần đỉnh, thẳng đến đồng lô liền đi. Triệu bân vẫn còn bị nhốt ở bên trong, cái kia đến trước cứu ra. Cứu, thế nào cứu, cứng rắn đụng quá. Oanh, trí cao thần khí cứng rắn đụng chuẩn hoang thần binh, tiếng như anh lôi dùng động lắc lư cửu thiên. sau anh lôi càng dễ nghe đấy, là một phiến tiếng răng rắc, luận độ cứng, luận bước cách, còn phải là táng thần đỉnh, chuẩn hoang đồng lô tại cái kia trước mặt, yếu ớt như giấy trắng, nguyên nhân chính là không kháng đánh, mới bị táng thần đỉnh nhất kích động được rồi nát vụn. Ta, Phốc, mới đứng vững thiên uyên lão thần, lại là một cái lão huyết. Bản mệnh khí A, tế luyện rồi vô tận tuế nguyệt, không biết hao tổn rồi hắn bao nhiêu tâm huyết, không biết tổn hại rồi hắn bao nhiêu bản nguyên, che chở đến nay, cũng là một lần tan vỡ, đâu chỉ đau lòng, dạ dày cũng đau lòng, thận cũng đau lòng. Toàn thân đều đau lòng. Hắn đau lòng, đã định trước triệu bân hùng lên tám thần đỉnh đã tỉnh, liền treo ở đỉnh đầu hắn, trí cao thần uy như từng sợi chỉ, lăng không tại rủ xuống, trừ bỏ diệt cái kia không sạch sẽ, cũng rèn luyện rồi cái kia khí lực. Nó theo như một vòng thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ, chiếu rọi chư thiên. Cái này chính là trí chí cao thần khí, cái kia uy thế, là sông tới tứ hải bát hoang đấy. Đến nó trợ chiến, triệu bân lúc này quang huy, cũng là trước đó chưa từng có lộng lẫy. Trở về nghỉ ngơi đi. Triệu bân vung tay lên, đem lão ô quy thả lại rồi vĩnh hằng giới. Không cần hắn nói, lão ô quy cũng nằm sấp cái kia bất động, đau lòng a. À. Hắn cũng toàn thân đau lòng a. À. Trong miệng thổ lộ từng chuỗi bọt máu, chính là nhất trực quan biểu hiện, trên tạc thuyền trận chiến đầu tiên, liền đã định trước hắn cả đời khó quên. Triệu bân, người đáng chết, thiên uyên lão thần con người nhiễm huyết. Nhiều lời vô ích, chiến là tốt rồi. Triệu bân đạp thiên mà đến, chân đạp hồng mông chi hải, đầu treo trí cao thần khí, kiếm cùng đỉnh đủ run rẩy cùng đạo âm thành cộng hưởng. Sát, thiên huyên lão thần vung tay vung lên, lấy đạo diễn xuất rồi tứ thần thú. Thương long xoay quanh, phượng hoàng tê minh, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đường, bốn cái đại gia hỏa, cũng như núi cao, cực tận áp bách thiên địa, chọc cho lôi đỉnh bay múa. Đến, triệu bân nửa phần không sợ, nghênh không ác chiến, nhất kiếm sinh bổ thương long, lật tay một trường, đánh tan rồi phượng hoàng, đồng nhất trong nháy mắt, hồng mông hải mãnh liệt, thôn diệt rồi bạch hổ, đến mức tương đối kháng đánh huyền vũ, tất bị táng thần đỉnh nhất kích tạp vái. Vẫn là mơ hồ a à. Vĩnh hằng giới, lão ô quy đã bỏ lên, không nhìn triệu bân, chỉ nhìn táng thần đỉnh. Cái này tôn trí cao thần khí, hiển nhiên trạng thái không tốt, đơn giản là thần trí vẫn đần đột, thần uy giảm bớt đi nhiều, nếu là nó chân chính thanh tỉnh, nhất định càng bá đạo. Diệt, thiên uyên lão thần trưởng như thần đao, vạn trượng đao mang chém đứt thiên địa. Táng thần đỉnh nghịch không mà lên, đỉnh thể tại ô, ô, n, g run rẩy lấy thân cứng rắn tiếc. Đao mang khó mà dung chuyển nó, tại va chạm trong nháy mắt, liền nổ diệt thành cho, liền thiên uyên lão thần, đều gặp không may trí cao thần uy uy lực còn lại, nguy hiểm bị đụng ngã lăn ra ngoài. An ta nhất kiếm, triệu bân lăng không mà tới, phung kiếm chính là một đạo bổ thiên trảm. Huyết quang tùy theo hiện ra, thiên uyên lão thần trong nháy mắt đoạn diệt một tay. Không đợi hắn thở một ngụm nhi, táng thần đỉnh liền đánh tới rồi, vẫn là nghinh không cứng rắn đụng, đụng nát rồi cái kia hộ thể thần quang, cũng đem khí lực, đụng lốp bốp. Cút, thiên uyên lão thần gào thét, lấy bản mệnh dị tưởng, cưỡng ép bức lui táng thần đình. Lần này, đổi triệu công tử đại triển thần uy rồi, vĩnh hằng tiên vực ẩm ẩm hiện ra. Dị tưởng đối với dị tưởng, lại đụng ra hủy diệt chi quang, đính thiên đại thần cũng đứng không vững. Chân áp, triệu bân vừa quát chấn tiên khung, lấy vĩnh hằng bản nguyên thúc dục táng thần đỉnh đến cái kia lực lượng, táng thần đỉnh thần uy đại thịnh, trong khoảnh khắc nhìn trời sập địa phương. Phốc, thiên uyên lão thần lại đẫm máu, bị táng thần đỉnh nhất kích áp ầm ầm quỳ xuống đất. Cơ hội thật tốt, triệu bân như thế nào bỏ qua, một đạo hư vọng kiếm quang vắt ngang cửu thiên. Chúng con tin thấy chi, trái tim nhỏ đập bịch bịch, không đành lòng lại nhìn. Bọn họ xem cùng không nhìn, đều không ngại thiên uyên lão thần đầu lâu dọn nhà. Là triệu công tử chính xác tốt, nhất kiếm đứng giữa chém cái kia thủ cấp a à, thiên uyên lão thần cái này âm thanh phẫn nộ gào thét là phát ra từ linh hồn gào thét hắn là đính thiên đại thần nơi nào lại bị một cái thiếu thần chém đầu lâu hắn nộ thành một cỗ bạo ngược thần lực cứng rắn nhô lên rồi táng thần đỉnh sau đó hủy diệt một trường đem triệu bân vung mạnh bay đến lên chín từng mây Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn lão ô quy gào to rồi một tiếng lại đến triệu bân đạp thiên mà quay về lại thúc giục táng thần đỉnh. Thật sao, vừa muốn hùng lên thiên uyên lão thần, lại bị nhất đỉnh nện cái kia. Xét thấy hắn rất kháng đánh, triệu bân thúc giục đại đỉnh lực lược, lược, dị thường hào hùng. Phốc, giặc giặc, kế đầu lâu phía sau, thiên uyên lão thần thân thể, cũng ẩm ẩm tan vỡ rồi. Bởi vì trí cao thần khí chân áp, tan vỡ thần khu, trong lúc nhất thời lại khó mà cải tạo. Cho ta, mở, lại là một tiếng giống, hắn hiến tế rồi vạn năm tuổi thọ, đổi cường đại thần lực. Lần thứ hai, hắn nâng lên táng thần đỉnh, kéo lấy tàn khu, trốn vào rồi hư vô. Chạy đi đâu? Triệu bân vùng kiếm chỉ thiên, vạn đạo kiếm quang sông tiêu. Còn có táng thần đỉnh, cũng quét ra rồi vô thất thần lực. Triệu bân, ngày khác nhất định trảm ngươi. Thiên huyên lão thần diện mạo dữ tợn, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa đi, hư vô trời cao liền bị oanh thành một phiến cấm khu. Chạy, Triệu Bân trong nháy mắt mở thượng thương chi nhãn, mang theo cuốn táng thần đỉnh chiều một phương đuổi theo. Có thể, hắn đã định trước bắt bớ không được thiên uyên, không phải bình thường đính thiên đại thần, nhưng mưu đủ kình phong mở chạy, thiếu thần cơ bản đuổi không kịp, dù là hắn có thượng thương chi nhãn. Ai? Lão ô quy một tiếng thở dài, mặc dù rất xem tốt Triệu Bân, nhưng đích xác đuổi không kịp. Triệu công tử cũng một mặt tiếc nuối, hay là hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, khó so đại thần. Táng thần đỉnh đã tìm được, hắn không trì hoãn, tiện tay mở vực môn, thẳng đến hồng hoang. Hắn, sợ sẽ không bỏ qua, lão ô quy một câu thâm trầm. Tự tin điểm, đem sợ là đi, Long Nguyên lời nói thấm thiết đạo. Cái này, cũng là triệu bân muốn nói đấy, rất nhiều thù hận, từ lúc vạn cổ trước, liền đã kết xuống, thiên uyên không đánh thần triều, quỷ đều không tin, sớm muộn gì đều trốn không được. Còn tốt, táng thần đỉnh đã tìm về, nhập chủ thần Minh Hải, có thể chấn thủ đại đạo thiên cục trí cao thần khí là một cái cường đại dựa vào, dù cấm khu cũng phải nghĩ kỹ. O, O, N, G. Đại chiến kết thúc, tám thần đỉnh lại không an phận, hoặc là nói, lại phạm mơ hồ. Triệu bân một bên niệm tụng tỉnh thế chú, một bên tế pháp tắc, cưỡng ép giam cầm đại đỉnh. Biện pháp này dễ dùng, sao động táng thần đỉnh, thật liền yên lặng. Nhưng, cái này chỉ phần ngọn không chừng trị bổn, thời gian lâu dài, còn sẽ phạm mơ hồ triệu bân nếm thử thay vì câu thông muốn tìm cái kia đần độn ngọn nguồn lão ô quy cũng nhảy ra ngoài bụng lấy eo đi lòng vòng xem thật lâu cũng không trông thấy hai người ngôn ngữ tới rồi cũng không nhìn ra nguyên cớ còn có một chúng con tin cũng là không rõ ràng cho lắm vĩnh hằng thủy tổ bản mệnh thần khí linh trí không rõ nhất định không đơn giản đây chính là trí chí cao thần khí a đây mới là đại ca a long uyên có phần kích động vòng quanh táng thần đình qua lại bay tán loạn đồng dạng là pháp khí cái này to con ném nó một cái thiên địa ngươi thấy thế nào triệu bân truyền đạt một bầu rượu nên là chủ nhân cắn trả lão ô quy ung dung đạo nói như vậy thủy tổ còn sống có cái này khả năng mệnh hắn rất lớn nói qua vô tâm người nghe hữu ý một đám con tin tâm linh đã là run rẩy rồi có một cái triệu bân liền đủ để cho người đau đầu rồi lại đến cái sống vĩnh hằng thủy tổ còn không thiên hạ đại loạn chúng thần hoàng hôn nơi nào cũng không phải là đùa giỡn đấy. Có thể có biện pháp, triệu bân không nhìn chúng thần, chỉ nhìn lão ô quy. Tìm ngươi ra đế tiên, việc này nàng thành thạo, lão ô quy chậm rãi nói. Sau đó, hắn mới bổ rồi nửa câu sau, trước đó, lấy huyết tẩy luyện nó. Minh bạch, triệu bân không lời thừa, tinh luyện rồi bản nguyên huyết, tư dưỡng táng thần đình. Cũng là đến lúc này khác, hắn mới chính thức rỗi rãnh, hào hào dò xét cái này tôn đỉnh, toàn thân đều có khắc thần văn, nên là thủy tổ đạo ấn ký, trừ này chính là đồ đằng, trước cùng phía sau chính là thương long cùng phượng hoàng, trái cùng phải, chính là bạch hổ cùng huyền vũ, nó chi trầm trọng, khó có thể tưởng tượng, phong cách cổ xưa chi khí, tràn đầy tang thương chi ý, to lớn hào hùng, dù là đần đột, vẫn như cũng có đạo âm đang kích động. Đề cập đạo âm, hắn nghe chi tiện tâm cảnh không minh. Có như vậy vài trong nháy mắt, vẫn rất có mở mộ hiện ra. Lấy người đạo cảm ngộ, sớm nên phong thần mới đúng. Lão ô quy nói qua, vẫn sách ra một cây côn nhi, tại táng thần đỉnh trên đi lòng vòng gõ tới gõ lui. Thần môn hủy, triệu bân ho khan, ngồi ở đại đỉnh một bên, tĩnh tâm lắng nghe đạo âm. Lão ô quy nghe thấy chi nhíu mày, đường đều chặt đứt, cái này vẫn phong cái gì thần. Nhíu mày phía sau, hắn lại một tiếng thở dài, này hàng, mặc dù không thế nào muốn mặt, nhưng thiên phú ngộ tính, vẫn là không yếu nguyệt thần đấy, cái này như kẻ tại thiếu thần không thể đi lên, chẳng phải là rất vô nghĩa, tại vĩnh hằng truyền thừa đến nói, chính là thiên đại tổn thất. Triệu bân không lại lên tiếng, dựa vào đại đỉnh, lần lượt trầm liễm tâm cảnh. Đường chặt đứt, vậy thì phô một con đường, không thần môn, đồng dạng có thể phong thần. Hắn chìm đắm vào rồi, tại chìm đắm vào trong tìm đường, đó là trong bóng đêm dò đi về phía trước. Đường không tìm được, hắn tìm được một cái hà. Vẫn là hư vọng hà, trong bóng đêm thong thả. Cũng chính là con sông này, ngăn cản hắn tìm kiếm chi lộ hắn sớm có giác ngộ này hà chính là một đạo khảm sẽ ngăn trở hắn tiến giai muốn đại niết bàn muốn đi gấp ra một bước kia hắn đến trước vượt qua con sông này lấy đạo đúc cầu vượt hà phong thần đây là hắn đường đúc nói đúc thành đúc hắn khí lực có ảo diệu đạo âm tại vang vọng bản mệnh pháp tắc tại sen lẫn lão ô quy xem rõ ràng cái kia pháp tắc hiển hóa một đạo liền khắc sâu vào hư vô một đạo phía sau, hắn thấy lại không thấy, bởi vì cái kia pháp tắc đã không còn hiện thực. Hắn ánh mắt, thâm thúy không thiếu, dù sao vẫn cảm giác người nào đó đang làm nhất cọc đại sự. Sau mấy ngày, triệu bân cũng như công tượng, cần cù đúc cái kia tòa cầu, mà hắn đạo tắc, chính là cái kia nhất gạch nhất ngói, trong bóng đêm từng khối xây. Ha, cầu, không người thấy được, bởi vì, đó là hắn chuyên trúc đấy. Này Pháp, có lẽ nghịch loạn cấm kỵ, nhưng hắn đi vốn là nghịch thiên đường ai từng có phút chốc vĩnh hằng giới trong lão ô quy chậm rãi mở mâu bị treo ở trên cây một đám trí tôn lúc này cũng đều nhìn phía một phương cái kia có ánh sáng lóe sáng xuất từ tiểu nữ oa tiểu khí lực lại thiêu cháy rồi khác biệt lúc lần này nàng hình thái tại biến hóa là vì biến hóa chính là tại từng bước một lớn lên càng dài đại vượt qua thấy không rõ chỉ thấy phượng y tung bay là ai chúng trí tôn đều tinh thần tỉnh táo, lão ô quy cũng vui vẻ gom góp đến. Tiểu nha đầu tóc một mặt mờ mịt, linh trong suốt mắt to, còn có mông lung chi quang. Cái này, là muốn khôi phục trí như A. À. Lão ô quy sờ lên cái cằm, là mắt thấy cái này tiểu nữ oa lớn lên đấy. Nhìn một chút, hắn nhiều hứng thú thần thái, liền dần dần biến thành mộng bức. Không phải nguyệt thần, không phải đế tiên, không phải là mộng ma, không phải tự tại thiên, là một cái không dễ chọc nương môn nhi. chương 2055, lẫn nhau mắng. Lục, lục thiên nữ vương. Chúng thần phải sợ hãi dị, cũng như lão ô quy như vậy, vẻ mặt mộng bức. Lục thiên nhất tộc vương sao, ngày xưa tham chiến trí tôn, cơ bản đều gặp nàng. Khó trách nhìn không ra người chân tướng, lão ô quy thì thào một câu. Cứ nói đi, có thể đem ngược lại thôi diễn làm được như vậy lè lẹt giả, tuyệt đối là một tôn đính thiên đại thần, chưa từng nghĩ, đúng là lục thiên nữ vương. Nhìn ra hay không, đều không trọng yếu. Quan trọng là, không thể để cho này nương môn nhi xuất thế, nàng quá dữ tợn, so thiên uyên lão thần hung nhiều hơn. Nghĩ vậy, phương pháp tắc đều xuất hiện, muốn đem lục thiên phong ấn. Con rùa đen nhỏ, bằng ngươi đạo hạch, phong được bổn vương. Lục thiên nữ vương u cười, rất là mãn nguyện rũi lưng một cái. Cái này lưng mỏi khủng khiếp, hủy thiên diệt địa lực lượng như biển cát bình thường, từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra, phá phong ấn, cũng phá càn khôn, cái gì cái sông núi thảo mộc, cái gì cái nhật nguyệt tinh thần, đều tại trong khoảnh khắc tan vỡ, toàn bộ vĩnh hằng giới đều bị chấn bạo diệt. a, à, lão ô quy cũng chịu sông tới, cùng người khác thần nhất nói, hoành lộn ra ngoài, vừa gặp triệu bân tỉnh lại, cũng là một cái lão huyết điên cuồng phun, nửa bên khí lực đều nổ thành bùn máu, theo vực môn thông đạo đức đoạn, ngã vào rồi tinh không, đem một tòa tính nghịch của tinh, nện ầm ầm nổ nát vụn. Lục thiên nữ vương, đá vụn văng tung tóe ở bên trong, triệu bân thông suốt định thân, trước mắt khó có thể tin. Này nương môn nhi, không phải là bị đưa về nguyên bản thời không sao thế nào vẫn ở thời đại này, tại ngay tại rồi, vẫn phản lão hoàn đồng rồi, thậm chí hắn dẫn theo một đường, sừng sốt không có biết rõ cái kia thân phận, bây giờ chân tướng rõ ràng, sao một cái đau lòng chữ tuyệt vời, vĩnh hằng giới bị nhất kích chống bạo, càng sâu vạn kiếm bổ chém khí lực. Oanh! Lục thiên nữ vương một bước rơi xuống đất, đạp tinh vực sụp đổ. Diệt thế nhãn, diệt thế kiếm, nàng trang bị, đó là đồng dạng cũng không kéo. So với trang bị, nàng khí tràng, mới là thật to lớn, trong trăm vạn giảm tinh không, đều bởi vì nàng sấm xét vang dội hủy diệt khí tức, thời không pháp tắc, không một không ở sông tới cản khôn, nàng là cổ xưa đấy, so thiên uyên lão thần càng cổ xưa, như đứng ở tuế nguyệt phần cuối, xa xôi mong muốn không thể liền. Nói đến tuế nguyệt, nàng vẫn phải cảm tạ đế tiên, nếu không phải cái kia tôn thần, đem nàng đánh tới phản lão hoàn đồng, nàng cũng sẽ không ở thời đại này, hoàn thành bản thân đại nhất bàn. Cái này, mới là của nàng đỉnh phong trạng thái sao. Triệu bân lông nghi hơi nhíu, đến nay ngày, mới chính thức kiến thức lục thiên nữ vương cường đại, so thiên uyên lão thần kinh khủng hơn. Tiểu oa tử, có thể có nghĩ tới ta, lục thiên nữ vương sâu kín cười một tiếng. Nàng cảm tạ đế tiên, cũng cảm tạ triệu bân, nếu không phải ra hỏa này đem nàng mang ra tiên phàm vết nứt, nếu không phải nàng ăn nhất giỏ lại một giỏ bao hàm bản nguyên linh lực tiên quả, quỷ mới biết được nàng ngày tháng năm nào mới có thể lột xác hoàn chỉnh thể. Không thế nào nghĩ, Triệu Bân nói qua, đem táng thần đỉnh sáp nhập vào thể nội, chiến qua thiên uyên lão thần, hắn sợ là còn phải cùng lục thiên nữ vương lại làm một cuộc. Bổn vương thiếu cái tiểu thư đồng, người có thể có hứng thú. Lục thiên nữ vương cầm nhất gương soi mặt nhỏ, nhàn nhã xử lý mái tóc. Ta còn thiếu cái tiểu thiếp đâu người thuận tiện thuận tiện. Triệu bân sách ra chiến mâu, thuận tay còn dùng ống tay áo xoa xoa. Danh mãnh lục thiên nữ vương như u linh tới người, chỉ điểm một chút hướng triệu bân mi tâm. Triệu bân sớm có dự phán, tại lục thiên nữ vương phủ xuống trước phút chốc, liền thúc dục táng thần đỉnh, mượn cái kiêu y, mở ra rồi phách thiên tuyệt địa thần long bãi vĩ, nhất kích đẩy lui rồi lục thiên nữ vương. Táng thần đỉnh lục thiên nữ vương Mỹ mâu lóe lên sáng bóng. Đã đoán đúng, triệu bân khí huyết cuồn cuộn, điều động đại đỉnh đánh tới. Lục thiên nữ vương phiên nhiên mà đứng, chỉ nhẹ dơ lên cánh tay ngọc, năm ngón tay mở ra chiều đại đỉnh, trường chỉ tầm đó, có thời không pháp tác bí văn lưu truyền, thần lực tụ tập. O, O, N, G. Tinh không một hồi lay động, tại trong chốc lát định dạng. Mà đánh tới táng thần đỉnh, cũng bởi đó bị giam cầm. Ngươi là hắn bản mệnh khí, hắn tại, ngươi chính là hoang thần binh. Lục thiên nữ vương đạp không mà đến, lời nói ung dung, mỗi đi một bước, thần lực liền bạo ngược một phần, hắn không ở, ngươi chỉ là một đống phế liệu. Nếu không thì thế nào nói là tuyệt đại nữ vương, một cái đại đập bia tay, liền đem táng thần đỉnh, vung mạnh lật đến rồi lên chín từng mây. Phía sau, còn có hét thảm một tiếng, chính là lão ô quy, trước kia hoành nhảy ra đi, mới giết trở về, liền đã trúng táng thần đỉnh xông tới, suýt nữa ngay tại chỗ tán giá. Đi, ngươi không phải nàng đối thủ. Bay ngược ở bên trong, lão ô quy vẫn không quên truyền âm triệu bân này nương môn nhi cũng không so thiên uyên lão thần vạn cổ trước thần ma đại chiến vĩnh hằng thủy tổ đều gặp qua cái kia trọng thương mà nay đổi thời đại cửu thế nguyệt thần không ra ai dám tranh phong nhắc nhở của hắn vẫn là chậm nửa nhịp triệu bân đã mở công nhất mâu đập vỡ càn khôn nhưng càn khôn nứt vỡ cũng không tổn thương lục thiên nữ vương mảy may ngược lại là lục thiên nữ vương một trường đem đánh chính là hoành lật tinh không tám vạn trong cứng rắn như ác thần chiến mâu, đều đứt đoạn rồi, nổ thành rồi hai đoạn, ngã vào rồi vết nứt không gian. Chảm, triệu bân trong lòng nhất quát, quy thiên cử kiếm nghênh không công phạt. Tùy theo, chính là hồng mông hải, cùng hư vọng chi hà giao dung. Như thế tiểu siếc, cùng ta gãi ngứa ngứa sao. Lục thiên nữ vương khóe miệng hơi vỉnh, xem đều lười được xem, chỉ một đạo thời không kiếm khí, liền phá quy thiên kiếm trận. Hồng mông hải cùng hư vọng hà ngược lại công phạt không tầm thường, có thể đánh lên cái kia diệt thế nhãn, bỗng nhiên thất thần uy, biến một phiến bình tịch. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân vung kiếm chỉ thiên, ước vạn lôi đình hiện ra. Lôi có thiên uy, toàn bộ tinh không đều lay động không chịu nổi. Lôi thần truyền cho ngươi này pháp lúc, có thể có chỉ nói với ngươi, bổn vương mới là thái sơ thiên lôi quyết khai sơn thủy tổ. Lục thiên nữ vương phượng y tung bay, chỉ tùy ý một cái búng tay, ước vạn lôi đình liền băng diệt thành cho, liền lôi trong thiên uy lại cũng không còn sót lại chút gì. Vạn kiếm, quy nhất. Triệu bân như kinh hồng, diễn pháp tác thành vạn kiếm, hóa vạn kiếm thành duy nhất. Vẫn là đỉnh phong nhất kiếm, kiếm ý vắt ngang cửu vạn dặm, lực sát thương tồi khô lạp hủ. Chưa đủ, xa xa chưa đủ, lão ô quy hít sâu một hơi. Hắn nhìn ngược lại thấu triệt, triệu bân trí cường nhất kích, tại lục thiên nữ vương trước mặt, thật chính là cái trang trí, đừng nói tổn thương nàng, liền nàng hộ thể thần quang cũng không phá vỡ, ngược lại triệu bân nhất kiếm, bị nàng lưỡng căn trắng nõn ngón tay ngọc, nhẹ nhóm kẹp lấy, cái gì cái kiếm uy, cái gì cái kiếm ý, cũng trong nháy mắt tận diệt. Còn có gì thần thông, tận có thể dùng để. Lục thiên nữ vương điềm nhiên như không có việc gì, chỉ nhất chỉ xem nhẹ. Cái này nhất chỉ, chấn lòng uyên đều đã nứt ra, đáng sợ lực phản chấn, vẫn chấn diệt triệu bân cánh tay, lại như một cái huyết sắc đống cát, một đường hoành lộn ra ngoài. Chưa kịp hắn đứng vững, liền thấy hai đạo thời không kiếm khí, đuổi theo hắn chém tới, nhất kiếm hủy hắn nửa bên thân thể, nhất kiếm đả thương nặng cái kia nguyên thần. Đừng đánh, ngươi chiến không được nàng, lão ô quy lại truyền âm. Đáp lại hắn đấy, thì là triệu bân ho ra máu thanh âm, thật sự là hắn chiến chỉ là, bởi vì, căn bản không phải một cái cấp độ đấy, cô nương kia nhi tựa như vạn pháp bất xâm, chớ nói hắn, tuy là đỉnh phong thời kỳ đế tiên, cũng chưa hẳn là cái kia đối thủ. Đỉnh đến, triệu bân một bước định thân, trước tiên triệu hoán thần đỉnh đồng nhất trong nháy mắt cái kia trong tay vẫn hóa ra một thanh kim sắc kiếm đó là đạo kiếm lấy đạo biến thành kiếm cùng táng thần đỉnh tề minh lúc này mới xem được lục thiên nữ vương chân đạp tinh hà như nhàn nhã dạo chơi cười cười nói nói sâu kín cái kia tiếng như ma chú vô hạn vang vọng tinh không triệu bân nghe thấy chi không quá nhiều trở ngại ngược lại táng thần đỉnh bởi vì cái này giải rác bốn chữ biến sao động không chịu nổi cũng không phải là sợ hãi mà là đần độn, cực kỳ giống một cái mất trí nhớ người, tâm bình khí hòa trò chuyện có thể, không được kích động, một tên bất lưu thân, liền có thể có thể nổi điên. Thật vừa đúng lúc, lục thiên nữ vương biết hắn nhược điểm, lúc này mới lấy mà âm nhiễu cái kia thần trí. Hắn cái này một cái mơ hồ không quan trọng, trí cao thần uy rất xuống nghìn trường. Mà triệu bân khí chàng cũng chịu ảnh hưởng đến, trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa. Ổn định, triệu bân lấy tâm linh truyền âm táng thần đình có thể, không phải có tác dụng, trí cao thần khí rất táo bạo. Đến, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, lão ô quy ho khan. Triệu công tử cũng xấu hổ, đều chuẩn bị đại làm một cuộc rồi, đến mấu chốt như trên, bác không dùng được rồi, như vậy cục diện, đánh không hoàn chỉnh lục thiên nữ vương đều tốn sức, càng không nói đến đối phương đỉnh phong trạng thái. Có thể tuyệt vọng, lục thiên nữ vương cười xem triệu bân. Ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Triệu bân nói qua, vẫn thao túng liếc nhìn, Muốn nhìn một chút từ chỗ nào chạy, có thể nhất phi trùng thiên. Đến, xem qua, Triệu Bân vừa quát âm vang, sau lưng có cự môn đột một từ mặt đất mọc lên. Chạy là tất yếu đấy, nhưng ở chuồn đi lúc trước, phóng nhất pháo rất có thiết yếu. O O N G. Vĩnh Hằng Chi Môn mở cửa, Hủy Thiên Diệt Địa thần quang, Hoành Phô tinh không. Sớm nói qua, này pháp đối với bản vương vô dụng, thế nào không nhớ lâu. Lục Thiên Nữ Vương Vung kiếm, tại tinh không, vẽ ra rồi một đạo đủ vạn dặm trường khoảng cách, này khoảng cách nhất suất, vĩnh hằng quang huy lại thay đổi rồi mũi nhọn, chiều triệu bân oanh tới. Cái này cũng được, triệu bân bề bồn sợ rút lui vĩnh hằng chi môn, xoay người liền chạy. Người lục thiên nữ vương cũng không vội, theo như tản bộ, ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, thần thái có phần nhàn nhã, cũng rất có hào hứng, chạy. Tiểu tử ngươi dùng sức chạy, hôm nay nếu có thể chạy, lão nương với ngươi họ, đại thần chính là đại thần, mặc dù là tản bộ, cũng là một bước một cái đại tinh không, bất luận triệu bân thế nào thi triển đột pháp, đều không bỏ rơi được đạo nhân ảnh kia. Làm ta tiểu thư đồng, tha cho ngươi khỏi chết, lục thiên nữ vương kiếm trong tay, đã đổi thành rồi một cái tiểu roi ra, cái kia lúc lên lúc xuống, gõ trong lòng bàn tay động tác, đừng đề cập có nhiều yêu mỹ rồi. Nói lời giữ lời triệu bân đến rồi một câu như vậy. Tất nhiên giữ lời, lục thiên nữ vương một mặt cười mỉm, như thế, ta về nhà trước ngẫm lại. Như thế nào? Như vậy không tin được bổn vương. Tin đại gia ngươi." Triều công tử miệng vỡ liền mắng, "Lục Thiên tộc người, hắn không phải không gặp qua, trước kia cùng hắn đánh của cái vị kia, hắn đến thời khắc này còn chưa tìm được, trước khi chiến đấu nói chuyện hảo hảo đấy, sau khi chiến đấu liền không biết xấu hổ, thân là Lục Thiên nhất mạch nữ vương, còn có thể trông chờ nàng có tiết tháo." Như thế không nghe lời, thế nhưng phải chịu khổ lục thiên nữ vương bước liên tục tung tăng, trong mắt sáng bóng yêu dị. Nàng đổi chủ ý rồi, không giết vĩnh hằng thể rồi, bắt trở về, trước thiến, làm tiếp nàng cái tiểu thư đồng, cũng không có việc gì nhi rút lưỡng roi, tâm tình không muốn quá tốt. Người vòng ân phụ nghĩa phong nương đám nhi, đã quên người nào cho ngươi ăn ăn tiên quả rồi triệu công tử nghỉ ngươi rồi, lòng uyên cũng nghỉ ngươi rồi, thần lôi cùng hỗn thiên hỏa, lại mắng tặc hăng hái. Đừng nói, nghe lời này, lục thiên nữ vương thật sự lương tâm phát hiện, hoặc là nói, là tiểu nữ oa lúc trí nhớ, quấy dày rồi tâm cảnh của nàng. Ăn tiên quả, ân, là có có chuyện gì vậy nhi? Lại tưởng tượng, vẫn là ngồi ở Triệu Bân trên cổ ăn. Trí nhớ tuy ít, lại đem tâm cảnh của nàng náo hoảng hốt không chịu nổi. Cái này nhất hoảng hốt, khí thế của nàng cũng biến không phải ổn rồi, cũng như trước kia táng thần đỉnh, một tên bất lưu thân nhi, ngã hơn phân nửa. Chương 2056, thiên địa đồng thọ ai thấy lục thiên nữ vương khí thế rất xuống rất nhiều lão ô quy ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua hắn tầm mắt cao bao nhiêu a à? tam lưỡng nhãn liền nhìn ra manh mối này nương môn nhi có vẻ như còn chưa chân chính lột xác hoàn thành còn kém như vậy nhất đâu đâu là vì nhất đâu đâu chính là nàng phản lão hoàn đồng lúc trí nhớ cũng không biết là ai đem đánh thành bộ dáng như vậy đấy nhưng nhất định đem đạo tâm đánh vỡ rác rồi phá rác là tiểu mà trướng là đại cái kia đoạn trí nhớ liền là của nàng ma trướng. Có ma trướng tốt, bất luận nàng cường thịnh trở lại, cũng tránh không khỏi cái kia một trận tâm ma kiếp. Đế Tiên, Lục Thiên Nữ Vương ngâm nga, có thống khổ cũng có oán hận. Nàng nói tâm phá giác, tất cả đều là bái Đế Tiên ban tặng, nàng cho rằng nàng có thể vượt qua tâm ma kiếp, cuối cùng là vẫn là tránh không khỏi cái này một lần. Ân, bỏ chạy phía trước Triệu Bân, cũng phát hiện manh mối, không nhịn được quay đầu nhìn xem. Lọt vào trong tầm mắt liền thấy lục thiên nữ vương bóp mi tâm, thần thái sao. Không thế nào hài hòa, hơn nữa, khí tức vẫn có phần lộ ra bất ổn, vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như tổ hỏa nhập ma điềm báo. Cứu mạng của ngươi, vẫn lấy oán trả ơn, mặt đâu. Khi đó một câu một cái đại ca ca, miệng nhỏ nhiều ngọt nơi nào. Kỵ binh bọn ta lão đại trong cổ tiểu tiểu, ướt thật lớn một phiến lạc. Thần lôi cùng hốn thiên hỏa không rõ ràng cho lắm, vẫn đặt cái kia mắng đâu có không có đấy cho người cứ vậy mà làm một đống lớn phúc tướng chính là phúc tướng đúng lúc chó ngáp phải ruồi lục thiên nữ vương bổn còn nghĩ áp áp xuống tâm ma kiếp đâu nghe cái này nhất thông mắng to có vẻ như ép không được rồi có như vậy một cỗ vô tận tạp niệm tà niệm ác niệm chính tập kích đầy nàng tâm cảnh dù là của nàng định lực đều có chút thủ không được thần thai rồi cái này chính là đính thiên đại thần càng mạnh tâm ma kiếp liền vượt qua bá đạo tiểu tiểu lão ô quy cũng là có ý tứ, lựa chọn tính chất nghe hát nhi, nhân thần lôi cùng hỗn thiên hỏa mắng một đống lớn, hắn liền nghe lấy cái này hai chữ đến tinh thần. So với hắn càng đến tinh thần, là triệu công tử, vốn là đang lẩn trốn, lúc này, đã giết cái hồi mã thương, lục thiên nữ vương hiển nhiên trạng thái không tốt, hắn không được làm điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hoạt động A. À. Một câu, hắn đơn giản không đánh nữ nhân, trừ phi nhịn không được. Đi ngươi! Triệu bân vung tay vung lên, lấy kiếm phát họa rồi một cái tinh hà. Lục thiên nữ vương ngay tại chỗ bị chém, bị đánh ngã hướng tinh không ở chỗ sâu trong. Làm nàng, lão ô quy cũng quải rồi trở về, ngao ngao thẳng gọi, cách thật xa, liền đem tự thân mai rùa đen ném đi qua, chỉ cần có thể đem lục thiên nữ vương quật ngã, đừng nói vỏ bọc rồi, nàng dâu cũng chiếu ném không lầm. Tái chiến 800 hiệp, đỉnh đầu hoang thần binh, cầm trong tay sắc rùa đen, triệu công tử hùng nổi lên, nhất cuống họng giống chặt đứt tiên khung thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự tìm đến. Lục thiên nữ vương đạp thiên mà quay về, con người đỏ tươi, huyết tóc rối tung, tuyệt mỹ trên dung nhan, còn có một từng mảnh dạng mây đỏ, không biết là nộ vẫn là khí, ăn tiên quả nàng nhớ kỹ, gọi người nào đó đại ca ca, nàng cũng nhớ kỹ, tiểu tiểu là năm nào sự tình. Nhiều lời vô ích, bạt đau a. À. Triệu bân như một đầu hồng hoang mãnh thú, sung phong liều chết mà đến. Táng thần đỉnh lần này cũng cho lực, tự bản thân hồi phục rồi ý thức. Chí cao thần uy vừa trọng mở, lại giao phó hắn vô thượng thần lực. Dù có chí cao thần khí, ta đồng dạng chảm ngươi. Lục thiên nữ vương hừ lạnh, diệt thế kiếm quang bổ thiên liệt địa phương. Nàng đến tốc chiến tốc thắng, xong, bỏ đi tiếp nhận tâm ma kiếp. Sinh tử xem nhẹ, không phục liền làm. Thần triều chi chủ đối với lục thiên nữ vương, lại kéo ra đại chiến mở màn. Thân là chiến trường, minh mông tinh không, lại một lần tại lay động trong nứt vỡ. Từ nhìn từ xa, cái kia chính là một phiến sinh mệnh cấm khu, vô tận lôi đình thiểm điện xé rách. Đừng lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Như lời này, sử tại chỗ ngoại lão ô quy, cằn nhằn rồi một lần lại một biến. Không cần hắn nói, triệu bân cũng dũng mãnh phi thường nói chuyện không đâu, công phạt phô thiên cái địa. Có thể hắn, còn đánh giá thấp lục thiên nữ vương. Này nương môn nhi quá kinh khủng, liền liền có lòng ma kiếp, mặc dù chiến lực rớt xuống rất nhiều, vẫn như cú cường thái quá, chiến rồi vài mười hiệp, sửng sốt không có quật ngã. Không sao, nhiều chém cô nương kia nhi vài đau, trung quy thành thật đấy. Xem lục thiên nữ vương, đó là càng đánh càng khó chịu, cũng không phải triệu bân công phạt để cho nàng vô lực chống đỡ, mà là càng mãnh liệt tâm ma kiếp, để cho nàng cần phải phân thần chấn áp, thường xuyên qua lại, chiến lực đại tổn, chớ nói kích sát triệu bân, một trận chiến đánh xuống, nàng ngay cả ổn đều biến dị thường tốn sức rồi. Trái lại Triệu Bân, đó là càng đánh càng mạnh, buộc đều buộc không được cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời, nàng lại sinh thoại ý, tuy nhiên nàng là cái nương môn nhi, nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lui, nói lui liền lui. Nàng vung ra một đạo kiếm quang, xoay người mở chạy rồi. Nơi nào chạy? Thủ ở ngoại vi lão ô quy, ném ra một đạo phù. Này phù thật không đơn giản, nửa cái tinh vực đều bị nổ sụp. A à vừa rồi bỏ chạy lục thiên nữ vương bởi vì càn khôn thác loạn lại bị bước về vừa gặp triệu bân giết tới lời thừa một câu không có nhất định đem đụng ngã lăn rồi cái này va chạm nàng khí chàng cực lớn ngã trong mắt chi quang đã là hỗn loạn không chịu nổi nàng không chịu nổi làm bên ngoài chàng lão ô quy gào thét trên nhảy dưới tránh nhảy nhảy hư vô liền phá vỡ một cái động lớn có một người từ trong đi ra người mặc áo giáp khí lực hùng vũ tựa như một tôn bế nghĩa thiên địa chiến thần. Chăm chú nhất nhìn, có thể không phải là lục thiên cường giả sao, lục thiên nữ vương tỏa hạ thần tướng. Ngày xưa, chính là hắn cùng triệu bân đánh cuộc, thua vẫn không nhận nợ. Hắn tới đây, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy đấy, là tới tìm chủ nhân đấy. Hắn vận khí không tệ, tìm được, duy nhất không ngờ đến chính là, cùng nữ vương ác chiến đấy, đúng là vĩnh hằng thể, mấy tháng không thấy, người mẹ nó là muốn lên thiên nơi nào, tự tìm cái chết, lục thiên thần xác định không lời thừa, trực tiếp vung mạnh đao tham chiến. Làm lão phu là trang trí lão ô quy hừ lạnh, trực tiếp đem cuốn đi rồi. Phốc, hai người vừa rồi biến mất, liền thấy lục thiên nữ vương đẫm máu tinh không. Cũng là cái này phút chốc, tâm ma kiếp triệt để bộc phát, đến dị thường hung mãnh. Nàng tâm thần suýt nữa thất thủ, một bước lảo đảo, hơi kém theo hư không trồng xuống đi. Chân áp, triệu bân khí huyết, như hỏa thiêu đốt, cực tẫn thúc dục táng thần đỉnh. Chí cao thần chỉ nở rộ, nhất kích liền đem lục thiên nữ vương đặt ở tinh không. Phong, triệu bân từ trên trời giáng xuống, lại cho cái kia bổ rồi một trường. Sau đó chính là pháp tắc đều xuất hiện, phong cấm lục thiên nữ vương. Triệu bân, ngươi được lắm. Lục thiên nữ vương ho khan huyết, tâm ma kiếp để cho nàng rất thống khổ. Có đau hay không trước tạm bất luận, nàng là rất phiền muộn đấy, hảo hảo một thanh vương bài, bị nàng đánh cái nát vụn, liền trước độ kiếp, lại tới thu thập triệu bân, cái này trình, vĩnh hằng thể không có bắt được, nàng bị chân áp rồi, người nơi nào. Vẫn là thiếu sóng thì tốt hơn. Chậm rãi độ kiếp, không vội. Triệu bân liền chuyên nghiệp rồi, pháp tắc xích sắt là một cái tiếp một cái. Chỉ một chút thời gian, hắn dùng phong ấn sẽ không xuống hơn vạn đạo. Tại đây, hắn vẫn còn thi giam cầm, ai bảo đây là nhất tôn đại thần đâu. Không vội, bổn vương không vội. Lục thiên nữ vương nói qua, cuối cùng ngừng dẫy ruộng, chỉ chậm rãi đóng mâu. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại hai mắt mở ra, diệt thế nhãn đối diện triệu bân hỗn độn nhãn. Quỷ đạo, thiên địa đồng thọ, nàng phía sau một câu, tựa như ma chú vang vọng. a à, triệu bân linh hồn rung động mạnh, lưỡng nhãn một vòng hắc, một đầu liền ngã tại đó. Một màn quỷ dị, tùy theo thành thiên, tu vi của hắn cảnh giới, lăng không tiêu thất, huyết mạch, bản nguyên, đạo tắc. Thậm chí trí nhớ, đều hóa thành trống rỗng, thậm chí trong chốc lát, hắn một tôn thiếu thần, biến thành cái phàm nhân. Đồng dạng biến hóa, lục thiên nữ vương cũng có, hết thảy cùng tu sĩ có quan hệ đấy, đều biến thành hư vô, liền triệu bân khắc vào trong cơ thể nàng phong ấn, cũng không còn sót lại chút gì, cho đến hóa phàm. Cái này, chính là thiên địa đồng thọ, diệt thế nhãn tiên thiên thần thông, lưỡng bại câu thương cấm pháp, nhất định thời hạn nội, thi thuật giả thế nào, chúng chiêu giả liền như thế nào, cho đến cấm pháp tản đi, thì pháp cùng chúng chiêu giả mới có thể khôi phục bình thường. Siêu, gió nhẹ lướt nhẹ qua đến, hai người đều biến mất, như nhân giữa bốc hơi. Xấu hổ chính là táng thần đỉnh, treo ở cái kia, một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. chương 2057, ta là ai? Cái này, phải một cái dựa vào núi phòng nước thôn xóm nhỏ. Nơi đây dân phong thuần phác, thôn dân nhiều đánh cá vì sinh. Đánh cá tốt, hôm nay thu hoạch liền không sai mò hai cái cá lớn a à, không đúng không phải cá phải hai người cái kia không chính nằm ở trên giường đâu nhất công một mẫu trai tài gái sắc triệu bân cùng lục thiên nữ vương ân oán thật cái kéo không đứt lý lẽ vẫn loạn hóa phàm cũng có thể rơi xuống đồng một chỗ khó được cùng giường chung gối cả phòng đều là người xem thôn dân hiếu kỳ nam nữ già trẻ tụ một đống từ tổ tông di chuyển đến lúc này, lần đầu thấy người ngoại lai. Ra ra, đó là cái gì? Tiểu oa tử đưa tay, chỉ chỉ triệu bân cùng lục thiên nữ vương mi tâm. Chúng nhân cũng đều lại nhìn, hai người này mi tâm, đều có kỳ quái đường vân chữ khác vào đồ vật, hình dạng một cái như thái dương, một cái giống như trang lưỡi liềm, tóm lại. Nhất nhật nhất nguyệt, thiên địa đồng thọ sao, đó chính là quỷ đạo lạc ấn. Nó nếu không tán, hai người liền không cách nào khôi phục bình thường ân bị gọi là gia gia bạch phát lão giả thì không ngừng vuốt tròm dâu tôn nhi vấn đề này ngược lại đem hắn hỏi khó rồi không biết nên trả lời thế nào gia gia tiểu oa tử nhẹ nhàng giật giật hắn góc áo đó là nhân duyên đúng chính là nhân duyên nhân duyên bí văn cái gì phải nhân duyên bí văn tiểu oa tử dơ lên cái đầu nhỏ nghe đồn đến lão thiên gia chúc phúc tình nhân mới có như vậy bí văn bạch phát lão giả ôn hòa cười một tiếng đó là nghiêm trang nói hưu nói vượt. Nói như vậy, hai người bọn họ phải cặp vợ chồng. Gia Gia không phải nói sao, tình nhân, ân, bái đường đấy, mới xem như phu thê. Êm đẹp đấy, thế nào bỏ chạy trong sông đi đâu. Đích thị là trong nhà trưởng bối không đồng ý, hẹn nhau tự tử. Cả phòng người, người một lời ta một câu, líu díu một phiến. Đều rất rảnh rỗi, không cần làm việc bạch phát lão giả trong nháy mắt bản rồi mặt nên là bối phận cao cũng hoặc là lão đầu thôn hắn nói chuyện rất tốt sử dụng một phòng già trẻ không có một cái dám giả mồm đấy cũng cười khan một tiếng lui ra ngoài hảo sinh nghỉ ngơi bạch phát lão giả cuối cùng nhìn thoáng qua cũng chống quải trượng đi rồi tiền bối đám từng nói qua đấy cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phủ đồ hôm nay thôn xóm bọn họ cứu hai người năm sau có thể không có tốt thu hoạch trạng vạng tối thôn xóm nhỏ khói bếp lượn lờ tiểu hoa tử đầy đất truy đuổi đùa giỡn. Ngư dân thu lưới đánh cá, nông phu khiêng cái cuốc, ai chạy ai ra. Đêm, mỗi gia đều có tiếng hoan hô nói cười, duy chỉ có nhất gian nhà đá im ắng. Cùng giường chung gối cái kia hai người, còn đang ngủ, chỉ ảm đạm ánh nến tại chập trơn. Chẳng biết lúc nào, mới thấy triệu bân lông mi hơi nhíu, chậm rãi lặng lẽ nhãn. Tới chẳng phân biệt được trước sau, lục thiên nữ vương cũng lông mi rung động, nhẹ nhàng mở mâu ta là ai, ta ở đâu, có lẽ không có trí nhớ, thậm chí hai người sau khi tỉnh lại đều tại ngơ ngẩn xem xà nhà, thật lâu cũng không trông thấy nhúc nhích một chút, cũng nhiễm nhiên chưa phát hiện bên người vẫn nằm một người, chờ đợi có phát hiện, hai người quay đầu động tác đều đặc biệt chỉnh tề, bốn mắt đối mặt đủ tam lưỡng trong nháy mắt mới có một tiếng chói tai kêu sợ hãi, lục thiên nữ vương mãnh liệt ngồi dậy, một cước cho triệu bân đạp lật ra xuống, mà nàng thì rúc vào chân tường, theo mâu vẫn vén chân lên đi đến bên trong liếc nhìn. Còn tốt, quần áo vẫn còn. Người người nào A triệu bân bụng lấy cái ót nhi bỏ lên. Người người nào A lục thiên nữ vương chặt bụng lấy chân không buông tay. Ta, triệu bân lời đến bên miệng, im bặt mà dừng. Ta là ai hắn trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Không chờ chỉnh minh bạch, một vị khác liền mở hô. Vô lễ nha, ngươi hô cái gì? Biết rõ còn cố hỏi, hô người bắt người hái hoa tặc. Nơi nào liền hái hoa tặc rồi, ta cũng không biết ngươi là ai. Ta, lời đến bên miệng, lục thiên nữ vương cũng bỗng nhiên tại đó. Ta là ai, nàng trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi rồi. Cót két, hai người lẫn nhau mắng lúc, cửa phòng đột nhiên mở, lộ ra nửa cái cái đầu nhỏ. Chỉ phút chốc, cái đầu nhỏ lại lùi về bên ngoài, ra ra, bọn họ tỉnh. Sau đó, chính là côn gỗ va chạm khu vực đát đát thanh âm, Bạch phát lão giả đến rồi, thấy trong phòng lộn xộn một màn, không khỏi hiền lành cười một tiếng, cãi nhau. Lão nhân ra, triệu bân cùng lục thiên nữ vương chăm miệng một lời. Nhưng, không chờ bọn họ đem nói cho hết lời, bạch phát lão giả lại ôn hòa cười một tiếng. Cặp vợ chồng sao, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, thời gian còn phải qua không phải. Hai, vợ chồng. Tinh không, cũng không bình tĩnh, ầm vang âm thanh vẫn là một phiến áp qua một phiến. Triệu Bân cùng Lục Thiên Nữ Vương hóa phàm, lão Ô Quy cùng Lục Thiên Thần đem vẫn còn đánh. Chiến cuộc sao? Tất nhiên Lục Thiên Thần đem toàn bộ hành trình tại bạo trùy lão Ô Quy. Trung Quy, một cái chuẩn đế thần nhất cái chuẩn hoang thần, kém lấy nội tình đâu. Thảm phải thảm rồi một chút, nhưng hắn huyền vũ nhất mạch, đều là kháng đánh chủ. Nguyên nhân chính là kháng đánh, mới đặc biệt bền bỉ, chiến rồi 800 hiệp, vẫn như cũ kiên đính. Hắn kiên đính, Chỉnh lục thiên thần đem rất là nén giận. Vội vàng cứu nữ vương đâu xứng sở bị ngăn ở hắc động ra không được. Đêm khuya thôn xóm nhỏ, mọi âm thanh đều tịch. Thôn dân đều ngủ rồi, chỉ hàn phong hô hô vang. Triệu bân ngủ không được, hơn nửa đêm một người ngồi sổm ngồi ở trước cửa trên bậc thang, cắt tay hoài nghi nhân sinh, hắn là ai tới rồi cũng không có nhớ lại đến, chỉ biết là, là bị người trong nước mới vớt ra đấy, nghe lão đầu nói, phải tự tử kia mà. Đề cập tự tử, hắn lại vuốt vuốt mi tâm, nửa điểm ấn tượng cũng không có. Vẫn là nói, hắn nhảy sông tự vận lúc dáng vẻ không có dọn xong, đầu óc nước vào rồi. Hô! Hàn Phong không hiểu ý, lại tới một hồi. Hắn không khỏi cuộn mình rồi thân thể. Lạnh a à? Cót két! Cửa phòng lại mở, phải lục thiên nữ vương mở đấy, có lạnh hay không? Không thế nào ấm áp, triệu bân cắp rồi cắp tay, miệng đầy đều là hàn khí. Vào nhà đến, cái này không tốt sao? Triệu bân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, đi đứng lại tạc chập trọn trượt. Trong phòng ấm áp, ngoại trừ bầu không khí xấu hổ, cái khác không có gì. Ngươi làm thật không nhớ rõ rồi lục thiên nữ vương hỏi một câu. Ta từ nhỏ sẽ không nói qua lời nói dối. Triệu bân nghiêm túc nói. Ta và ngươi, thật là vợ chồng lục thiên nữ vương lại hỏi. Khả năng còn không có phòng tân hôn. Triệu bân nhất lời ý vị thâm trường. Lục thiên nữ vương mắt liếc, cuốn một đoàn chăn nệm, cho Triệu Bân ném tại đó, ngụ ý rõ ràng, ta giường ngủ ngươi ngả ra đất nghỉ, ta coi trọng ngươi xuống phân biệt rõ ràng. Ngươi, sợ con chuột không? Triệu công tử một bên trải giường chiếu, vừa nói. Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên xem xét đầu giường. Cái kia, có một động, nên là trong truyền thuyết con chuột động, cái này nửa đêm ngủ không được, mang theo các huynh đệ ra tới tản bộ, không được hướng bản thân chuyển điểm lương thực A không sợ lục thiên nữ vương thổi ánh nến trực tiếp lên giường không sợ là tốt rồi triệu bân cũng choáng rồi chăn cũng là ngủ không được mất ký ức a à, giỏi ngủ lấy mới là lạ không phải hảo hảo nhớ lại nhớ lại sao như hắn lục thiên nữ vương cũng đang lẳng lặng xem xà nhà như thế nào cũng không nhớ nổi thật lâu mới thấy nàng ngoái đầu nhìn lại vô thức nhìn về phía dưới giường triệu bân vừa gặp nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ vung vãi có thể mơ hồ nhìn thấy hắn hé mở mặt. Đừng nói, tiểu tử lớn lên vẫn là phong nhã đấy, thật là vợ chồng ngược cũng không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền đỏ mặt. Chi, chi, cái này, phải nhất một đêm không ngủ, chuột đệ đám rất không an phận. Kết quả là, triệu công tử mặt đã bị đạp, nhưng không phải con chuột đạp đấy, phải nữ vương đạp đấy, đã nói không sợ đấy, nghe chi. Chi thanh âm, trở mình liền xuống giường, cũng thật không đúng dịp, một cước liền chạy triệu bân cái ót mà đi rồi. Kia kia, chạy chỗ nào? Người được hay không được a? À? Quá đen, ngắm không được. Trong đêm không có động phòng hoa trúc, đánh con chuột tổ hợp ngược lại có một cái. Tự đứng ngoài nghe, cái kia chính là đinh linh lại cạch nhất thông vang lên, như là cường đạo đập phá. Không ít người bị thức tỉnh, khoác xiêm y, xử tại cửa nhà nghe lén. Đoạn tuyệt với nhân thế, không ngại bọn họ náo đại động mở, hình ảnh rất hương diễm xem đi, đến lão thiên gia chúc phúc đấy, chính là không giống nhau, nhìn cái này động tính, người bình thường vẫn là không so được, không biết, còn tưởng rằng trong phòng đánh con chuột đâu. chương 2058, trùng trùng hỉ. Sáng sớm, Triệu Bân Đỉnh lấy lưỡng mắt quầng thâm nhi, mở cửa phòng ra, nên là đường quá bất bình, thậm chí đi ra ngoài lúc, một bước chưa có đi ổn, suýt nữa một đầu ngã cái kia. Ai yêu y? Đi ngang qua một đại hán, bề bộn sở tiến lên nâng triệu bân ha ha cười một tiếng lay động một chút mới đứng vững mệt liền nhiều ngủ biết sao đại hán vỗ vỗ triệu bân bả vai một việc nhỏ không sao triệu công tử hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi lục thiên nữ vương cũng đi ra chỉ bất quá là vịn bức tường ra tới đấy tuổi trẻ thật là tốt a à? đại hán nhếch miệng cười một tiếng khiêng cái cuốc đi rồi làm sao vậy triệu bân cao thấp nhìn thoáng qua lục thiên nữ vương chân đau rồi giải rác ba chữ, nữ vương nói dị thường xấu hổ. Ngồi xuống, triệu bân gỡ tay áo, tiện tay cho người giày cưỡi ra. Ngươi làm chi, lục thiên nữ vương bề bộn sợ tay chân. Ban ngày ban mặt, ta còn có thể cường bạo ngươi không thành. Triệu bân không quản cái này cái kia, hai tay đã cầm chặt nữ vương bàn chân. Cái này không phải trẹo chân, rõ ràng chuyển xương rồi, sự tình không lớn, chính vì một chút là tốt rồi, tuy nhiên hắn không hiểu gì, nhưng nhiều nói dóc mấy cái, trung quy đón đấy. a à, ngươi điểm nhẹ, mất ký ức sao, nữ vương chảy vài giọt nước mắt nên là không quá phận. Còn tốt, triệu công tử tay nghề không sai ba năm xuống liền cho người đối đi trở về. Kho khe, một vòng phương hướng bình, một vòng lại lên. Phàm nhân không ăn cơm, là biết đói đấy. Triệu công tử cái bụng, lúc này liền kêu vô cùng hăng hái. Người đói không chịu bân lại đem giày cho người mặc vào không đói bụng. Lộc cộc, người nơi nào, khứu đều khứu rồi, nhiều khứu hai lần không có cái gì. Phu sướng phụ vì sao, nói đến ta liền tới, hào không yếu kém. Lục thiên nữ vương đã che mặt, từ tỉnh lại, tỉnh mất mặt. Đợi lấy, triệu bân liếc nhìn tứ phương, thẳng đến phía đông đi. Dựa vào núi phòng nước, người có thể vét lên đến, còn có thể bắt không được mấy cái cá. Mà nay tiên giới, cũng không bình tĩnh, vẫn là có thần quang từ trên trời giáng xuống. Phía trên xuống đấy, đều cái đỉnh cái đại thần. Đương nhiên không phải đến du sơn ngoạn thủy đấy, là tới tìm chàng tử đấy. Đại đạo thiên cục liền bày ở cái kia, không đánh. Quả thực tay ngứa ngáy. Ngứa là tiểu. Nén giận là đại A. Kết quả là, nhằm vào thần chiều một cái khác chàng liên hợp, đã đang âm thầm tập kết. Lại muốn lên chiến hỏa rồi. Sống lâu lão ra hỏa, Khứ giác đều là rất nhạy bén đấy. Thần ma đại chiến, không lâu còn sẽ lại đến một trận, trông coi trận chiến nhất định càng thêm to lớn. Bắt cá, triệu công tử là chuyên nghiệp đấy. Đơn giản tại trong sông nhiều vung vẩy rồi vài trận. Trở lại lúc, đã là một tay ba năm đầu cá lớn. Lúc này, chính mang theo muôi lớn, đặt cái kia nấu canh đâu. Hương vị thế nào trước tạm bất luận, mùi thơm vẫn là rất sông vào mũi đấy. Người mất trí nhớ trước, là một cái đầu bếp A. Lục thiên nữ vương cười một tiếng. Cũng có thể là cái hái hoa đạo tặc, triệu bân nhất lời lời nói thấm thía. Người còn nhớ thủ đâu lục thiên nữ vương cười nói. Đêm qua, đạp ta mặt chính là người A, triệu bân mắt liếc. Hiểu lầm, lục thiên nữ vương một mặt xấu hổ, không thể phủ nhận, một cước kia đích xác ngắm vô cùng chuẩn, cũng trách thiên đại hắc, không phải vậy, đạp biết càng chuẩn. Triệu công tử nấu canh, vẫn là vị rất ngon đấy. Ít nhất, nữ vương cái này một chén uống hết, toàn thân đều ấm áp đấy. Sau khi ăn xong, triệu bân mượn một thanh cái cuốc, khiêng liền đi. Dựa vào núi phòng nước sao, nơi đây, rất thích hợp khai khẩn vài mẫu ruộng lúa. Nữ vương cũng hiền lành, cho phòng ốc quét dọn sạch sẽ, đặc biệt là cái kia con chuột động, chắn cực kỳ chặt chẽ. Ta là người nào? Ta là người nào? Từ triệu bân vùng cánh tay mở làm, cái này ba chữ sẽ không ngừng qua, một câu nhất cái quốc, chỉnh vẫn rất có tiết tấu. Nhưng, nhất mẫu đất khai khẩn xuống, hắn không có nhớ tới cái nguyên cớ. Ngược lại hắn nghi tâm đạo kia thái dương hình dạng bí văn, khi thì lóe ra sáng bóng, bỗng nhiên đến như vậy một lượng nóng bỏng cảm giác, vẫn để cho hắn đặc biệt khó chịu. Trạng vạng tối, lại là xuống thưởng thời điểm. Chiếu đến ánh nắng chiều, khói bếp chất phác ấm áp. Nhân ra đều là tiếng hoan hô nói cười, đến triệu công tử cái này, liền thừa lại một cái tiểu mèo hoa rồi nữ vương khó được xuống bếp, hơi kém đem phòng ốc đốt rồi. Từng nhà khói bếp, liền thuộc về nhà nàng hỏa khí trùng thiên. Hai ta, là vợ chồng sao triệu bân ngửa đầu xem ống khói. Hẳn là, nữ vương chỉ lo vùi đầu lau mặt, lần này mất mặt ném đi được rồi. Ta, có thể hay không đem ngươi bỏ, triệu bân một câu thâm trầm. Ta còn thật là hiền lành đấy, nữ vương cười đều cười ngây ngô. Bếp lò không còn, không sao, có hỏa là được dưới ánh trăng phòng ốc trước giấy lên một đống đống lửa cái kia không vợ chồng son nghiêm túc người cầm lấy một cây côn ngồi xổm cái kia cá nướng đâu triệu công tử còn tốt ngược lại lục thiên nữ vương không ngừng đặt cái kia cười ngây ngô ăn cơm đâu không lâu lão đầu thôn lại tới nữa cũng chính là cái kia bạch phát lão giả đừng nhìn người lớn tuổi thân thể cường tráng vô cùng là khiêng nhất túi lương thực tới được năm sau mới có thu hoạch cũng không thể để cho cái này vợ chồng son một mực ăn cá đa tạ lão nhân ra, năm sau trả lại ngươi triệu bân cười nói lão hủ đến còn có một sự tình lão đầu thôn ôn hòa cười một tiếng chuyện gì thôn bác đầu dương bà ngoại được rồi một loại quái bệnh dù sao vẫn trong đêm tối mộng du tìm lang trung đi nhìn qua nói là suối quẩy quấn thân cần trung trung hỉ trung trung hỉ hai người còn chưa bái đường a lão đầu thôn cười rất không có ý tứ cái này, triệu bân cùng nữ vương lẫn nhau nhìn thoáng qua, mất ký ức không giả, không có nghĩa là người ngốc a. À. Trùng trùng nghỉ sao, khua chiêng gõ trống cái chủng loại kia quá. Luân hồi, vẫn là cái kia hà, vẫn là như vậy hắc ám. Nguyệt thần phiên nhiên mà đứng, mộng ảo chỉ, chiếu dọi lấy luân hồi. Nàng không đi, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không đi, bởi vì này vô biên hắc ám, tại nàng mà nói, chính là nhất cọc tạo hóa, này sẽ là chân thân hồi phục nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đưa vào phòng tân hôn kết hôn chính là nhân sinh đại sự đần độn u mê kết hôn cũng là phi thường náo nhiệt nữ vương xuyên thủng áo cưới triệu công tử làm chú rể cả thôn nam nữ giả trẻ đều đến rồi tiếng chiêng trống trấn thiên lão thoại nói rất hay xuân tiêu nhất khắc thiên kim dựa qua ba tuần triệu bân liền bị đẩy vào rồi phòng tân hôn trong phòng ánh nến đỏ tươi chiếu dọi là lãng mạn quang cảnh thiên hạ nữ tử đẹp nhất chỉ là xuất giá tân nương hồng cái đầu hạ chính là một chương dung nhan tuyệt thế liền triệu bân nhìn cũng bất giác tâm thần hoảng hốt chúng ta kết hôn rồi nữ vương mỹ mâu mông lung cái này là vợ chồng rồi triệu bân ngơ ngác cười một tiếng sắc trời không sớm mà nói rượu giao bôi là có thể không uống đấy lần đầu nhập phòng tân hôn mà nói quần áo cũng là có thể không cởi đấy a à, Tân Nương một câu ngâm nga, nên là cái này đêm, đẹp nhất giai điệu, nhịp điệu. Chờ đợi duy trướng rơi xuống, toàn bộ thiên địa, đều hoảng tựa như biến xuân ý giạt rào rồi. Họa vô đơn trí, cũng có chuyện tốt thành đôi. Trong đêm, còn có như vậy nhất cọc việc vui. Cái gì việc vui lặc, tiên giới chúa tể tỉnh ngủ. Tỉnh là tỉnh, nhưng nàng thần sắc không phải đẹp mắt, bởi vì có một không phải an phận người, thừa dịp nàng chìm đắm vào lúc, làm một chút không phải muốn mặt sự tình thượng thương chi nhãn, tốt ngươi triệu bân. Lâm chi hỏa quan sát tiên giới, đến cho người nào đó định cái tội lớn. Chuyện này, không có mấy nghìn vạn thần thạch tiên thạch, không bỏ. Chúa tể tìm người, chỉ một hồi sự tình. Thật vừa đúng lúc, chính thấy động phòng hoa trúc. Tình huống nào? Lâm chi hỏa khóe miệng xé ra, chú rể quan nàng gặp qua không ít, tân nương cũng đã gặp rất nhiều, nhưng... Thần triều chi chủ cùng lục thiên nữ vương gom góp trên một cái giường, hơn nữa, làm vẫn là tu tu sự tình, sao nói là tương thân tương ái người một nhà. Xem qua, nàng mới biết manh mối. Thiên địa đồng thọ, đều mất ký ức. Thú vị, chúa tể không còn tính sổ tâm tư, ngược lại nhiều hơn xem hiện trường trực tiếp ý niệm trong đầu, lúc thỉnh thoảng còn sẽ chớp mắt mỹ mâu, ken kết đến hơn mấy chương lớn đặc tả. Lục thiên nữ vương A, nhất thế tên tuổi anh hùng A, trước kia xem người nào đó khó chịu, lần này nên là sảng. Khó tránh khỏi, năm sau còn có thể tạo ra một cái tiểu hoa nhi. Thân là chúa tể, nàng liền hai tử danh đều cho người nghĩ kỹ, liền kêu triệu. chương 2059, nam canh nữ dệt. Sáng sớm, triệu công tử đưa lão eo ra khỏi cửa phòng lúc, toàn bộ người đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Lần này, không có ba ngày ba đêm, phàm nhân quá mức bền bỉ, dễ dàng tai nạn chết người. Ở nhà nam nhân tốt sao, dậy sớm là cho thê tử chuẩn bị bữa sáng đấy nói đến thê tử nữ vương cũng đã xuất đến cởi ra rồi đỏ tươi áo cưới đổi một kiện mộc mạc xiêm y một đêm đêm xuân nàng mỹ mâu đều ngập nước đấy phối hợp gương mặt lưu lại từng mảnh chiều hồng có khác một phen tươi đẹp phong vị thế nào không ngủ thêm một lát triệu bân cười nói sợ ngươi chạy lục thiên nữ vương tự nhiên cười nói sớm muộn đem ngươi bỏ nhân ra vẫn là rất hiền lành đấy sáng sớm đấy rất thích hợp xuất ra ân ái cái này vợ chồng son liền chỉnh rất có tư tưởng. Bữa sáng, vẫn là rất ấm áp đấy, mặc dù là một đêm triền nguyên, hai người lúc này, vẫn như cuối cùng nằm mơ tựa như, nói qua nói qua, còn sẽ đột nhiên một tiếng cười ngây ngô. Có người thương yêu thật tốt. Tiên giới chúa tể là quần chúng, đã là chính nhi bát kinh nhìn một đêm. Hướng sau nhiều ngày, nàng vẫn sẽ tiếp tục xem, liền muốn nhìn một cái, thiên địa đồng thọ phía sau, triệu bân cùng lục thiên nữ vương phải đi trên giường trò chuyện, hay là đi trên cây trò chuyện. Sau khi ăn xong, Triệu Bân liền hất ra cánh tay mở làm, khiêng thạch đầu. Ra, đến có một gia bộ dạng, tạo cái tiểu viện tử. Phu sướng phụ vì cái thế nữ vương là một cái trợ thủ đấy. Một ngày bận rộn, chảy xuống chính là vất vả cần cù mồ hôi, đều mệt quá sức. Tại đây, cũng không ngại trong đêm thâm nhập trao đổi, tuổi trẻ sao. Củi khô lửa bốc, sân nhỏ tạo tốt. Triệu Bân lại nâng lên hắn cái cuốc, chạy về phía ruộng lúa ta là ai đi dệt phải là kỹ thuật sống nữ vương thì thành rồi đại nương trong ổ tiếu nàng dâu mất ký ức không sao cả không chịu nổi nàng khéo tay gắng đạt tới vì bản thân tướng công làm một kiện quần áo mới đó là tại hiền lành dọc đường càng chạy vượt lên đạo nam canh nữ dệt vợ chồng son thời gian qua vẫn có tư có vị đấy vì thế tiên giới chúa tể vẫn đặc biệt là một bức họa là ghi chép tình duyên đều đã chạy đi đâu trong đêm trí tôn thành đại điện không có một cái không nóng nảy phát hỏa đấy. Mắt thấy cửu gia càng ngày càng nhiều, đế tiên mất tích, triệu bân không gặp nhân, vẫn có nguyệt thần, đến nay cũng là xa ngút ngàn dặm không tin tức, đã liền duy nhất trí cao thần khí, cũng tung tích không rõ, đại chiến sắp tới A. À. Cái này không vô nghĩa đấy sao? Ta bóp tính toán, đi thần giới trộm nhà, ma vương một câu thâm trầm. Mặc dù đi trộm ra, cũng nên đến thư từ, thủy thần lời nói ung dung. Đều là mạng lớn đích nhân vật, nên trở về sẽ tự trở về. Tổ thần nói rằng, lại một ngày tốt thời gian, Triệu Bân lại đang bếp lò đại xuất ra chủ nghệ. Nữ vương từ cũng ở đây, cái kia không, may quần áo váy đâu nhanh làm xong. Môn ngoại, có khách tới, chính là nhất tráng hán, trong tay vẫn mang theo gà vịt. Trừ hắn, vẫn có một cái lão bà bà, đúng là lão đầu thôn trong miệng dương bà ngoại, vốn là suối quẩy quấn thân, một phen sung hỉ, từ sau thật sự không có mộng du người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cũng không đến đến cảm tạ một phen. Triệu bân cùng lục thiên nữ vương cũng ho khan, như thế tả dị sao? Kết quả là, đưa đi tráng hán cùng dương bà ngoại, hai người xuôi theo hồi hương tiểu đạo, thẳng đến rồi thôn tây đầu, cũng muốn đi tìm cái kia lão lang chung, trị chữa bệnh. Khó tránh khỏi, nhất tề dược xuống, bọn họ chứng mất trí nhớ là tốt rồi. Nếu như nhớ lại chuyện cũ, ta là của ngươi cử nhân giết cha thế nào? Còn có thể thế nào, Tết thanh minh cho nhiều lão nhân ra Người đốt điểm tiền giấy quá Hành, cái này nàng dâu có thể chỗ Triệu công tử cái kia lời nói thấm thi a à. Thôn nhỏ cũng không lớn Là vì thôn tây đầu Không cần chốc lát liền đến Đánh thật xa Liền thấy một cái áo dài lão nhân Ngồi ở cây hòe nhìn xuống sách So sánh với trong thôn tháo hắn tử Hắn càng có như vậy một loại tao nhã khí chất Vô luận chết từ chỗ nào xem Đều giống như một cái học rộng tài cao giáo thư tiên sinh Hắn chính là trong thôn duy nhất chính là cái kia lão lang chung rồi. Đều gọi hắn lý lão mục nát, cũng không biết là tục danh vẫn là ngoại hiệu. Mất trí nhớ, nghe nói triệu bân lời nói, lý lão mục nát vô thức buông xuống quyển sách trên tay, trước sắt ống tay áo, lúc này mới vạch lên triệu bân nhãn, cao thấp nhìn chung quanh lại xem, hơi không thể điều tra giữa, vẫn nhìn sang triệu công tử mi tâm thái dương ấn ký. Thế nào lục thiên nữ vương nhẹ nhàng hô một tiếng. Đối đãi ta hỏi một chút mạch, Lý lão mục nát cầm triệu bân tay, thật lâu mới nghe thấy hắn một tiếng nói thầm, người cái này không có mau bệnh a. À. Triệu bân nghe chi đều một mặt tiếc nuối, sợ là nghi nan tạp chứng. Không sao, lão phu trông coi tính một phen, Lý lão mục nát ôn hòa cười một tiếng. Năm lão còn sẽ thầy tướng số đâu triệu bân nghe không khỏi lông mi trao lên. Nhà ta tổ tiên là xuất hiện tiên nhân. Lý lão mục nát nói cái kêu là một cái cao thâm mà chắc đã là bóp chỉ diễn toán tiên nhân triệu bân cùng nữ vương liếc nhau, hiển nhiên không biết là cái gì cái chủng loại. Nơi nào dám tùy ý hỏi thăm, hỏi người tổ tông rất không lễ phép. Lễ không lễ phép, đều không ngại lý lão ngục nát nhăn xuống lông mày. Nếu mày là tiểu, lão nhân ra người khí sắc, vẫn biến không phải tốt rồi, vốn là vinh quang đầy mặt, tại đây không lâu sau, tựa như sinh nhất cơn bệnh nặng, sắc mặt dần dần tái nhật xuống, trắng bệch phía sau, lại là nhất thông đỏ lên, song chính là một ngụm máu tươi điên cuồng phun, một đầu đưa tại rồi triệu bân trong ngực. Ngoà tào, lão nhân này không phải muốn đụng gốm sứ A. À. Triệu công tử mạch suy nghĩ, cũng là đặc biệt tươi mát. Cái này, lão nhân ra. Nữ vương sợ hãi, bề bộn sợ tiến lên nâng. Đụng gốm sứ không có, ngất ngược lại thật là. Tiên giới chúa tể như cũ là quần chúng, đối với cái cục diện này, không nửa phần kỳ quái, như cái kia lý lão mục nát, là một cái hãm hại lừa gạt thần côn, mặc nàng thế nào tính cũng không việc gì, hết lần này tới lần khác, cái kia tiểu lão đầu nhi sừng suốt có như vậy vài phần bổn sự. Như thế, tính lấy tính lấy, cũng không coi như là đến trong hầm đi sao. Xem qua thôn xóm nhỏ hiếm thấy sự tình, nàng lại xéo mâu xem hồng hoang đại lục. Bây giờ hồng hoang, có thể nói sóng ngầm mãnh liệt, u linh bình thường thân ảnh, đó là một đạo tiếp một đạo, nàng trông thấy thánh ma, cũng nhìn thấy vô tướng lão thần, còn có thần ma tôn cùng ma đạo quân. Đều không ngoại lệ, đều là thần triều cừu gia, lại kết bạn hạ giới đã không biết tại thần minh hải ngoại tản bộ bao nhiêu hồi rồi lúc này mới nơi nào đến đấy ngũ đại cấm khu còn không có động đâu chờ đợi cấm khu hạ tràng lại chính là một trận thần ma đại chiến không khó đoán được lần này trận chiến biết lớn đến không cách nào tưởng tượng bởi vì nàng vẫn trông thấy rất nhiều rất nhiều cổ xưa truyền thừa như táng hải cũng như thiên uyên đều từng vì cấm khu từng cái một đấy đều cường nói chuyện không đâu phúc tướng thần triều chi chủ cùng lục thiên nữ vương, đều là phúc tướng. Tìm người xem bệnh, bệnh không có nhìn tốt, lang chung rồi lại rồi. Lúc này, Lý Lão Mục Nát vẫn mơ hồ đâu hai người mỗi ngày đều tới thăm, thuận tiện cho người quét dọn quét dọn phòng, chọn vẹn động tác, đều tốt tựa như tại biểu hiện một phen lời, nầm lão có thể ngàn vạn đừng lừa bịp người nơi nào. Ta lưỡng không có tiền. Lừa bịp người, Lý Lão Mục Nát cũng không cái này tâm tư. Hắn tổ tiên xuất hiện tiên nhân, chuyên tấn công bói toán thật vừa đúng lúc, hắn kế thừa một chút ra lông. Sở dĩ thầy tướng số tính đến đại thổ huyết, nên là hắn chạm đến thiên cơ. Đúng như lão đầu thôn nói, nhân duyên bí văn, lão thiên gia chúc phúc. Hoa tốt, trăng tròn. Xem những ngôi sao tốt quang cảnh. Như triệu công tử cùng nữ vương, lúc này ngay tại mái hiên trên, tướng tựa gắn bó, rất lãng mạn, không được hoàn mỹ chính là, mi tâm bí văn khi thì lóe sáng ánh sáng, nóng bỏng cảm giác, bọn họ thành thói quen, không thói quen là một loại nằm mơ cảm giác đến không hề lý do thường xuyên để cho bọn họ ý nghĩ mê muội trong đêm ngửa đầu xem những ngôi sao có thể không chỉ đám bọn hắn lưỡng vẫn có rất nhiều đại thần thánh ma lại nhìn vô tướng lão thần lại nhìn hoặc là nói đang ở tiên giới thần đặc biệt là thần triều cửu gia đều tại xem hơn nữa thần sắc rất không minh bạch cũng không trách bọn họ như thế chỉ vì tiên giới dần dần yếu đi đại càn khôn áp chế không ngờ tại nơi này đêm thay đổi rồi phương hướng, chính từng bước một tăng cường. Sao sẽ như thế? Chúng thần đều tại hỏi, nghi hoặc ở bên trong, đều là không hiểu ra sao. Đại càn khôn là hỏng sao bất an lẽ thường ra bài A. Sao sẽ như thế? Lâm Chi Hỏa cũng ở đây hỏi, lầm bẩm lời nói lúc vẫn chậm rãi đóng mâu. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại thông suốt mở ra, cực tẫn nhìn xem vũ ngoại. Lọt vào trong tầm mắt, liền một phiến mông lung chỉ, chính hướng này vũ trụ mà đến tiểu vũ trụ, nàng khinh lầm bẩm thì thầm, chỉ nàng một người nghe thấy. Audio điện tử võ tấn bền chương 2060, tại họa lớn Cái thời tiết mắc toi này Xem những ngôi sao đụng với xét đánh trời mưa, rất ảnh hưởng lãng mạn bầu không khí Chàng chàng tiếp tiếp triệu bân cùng nữ vương, cuối cùng theo mái hiên rơi xuống rồi Bọn họ cái này coi như tốt, quan sát toàn bộ tiên giới, xét đánh trời mưa đều khinh đấy, rất nhiều địa phương đều phát lũ bất ngờ biển động, địa chấn cũng là nhiều không kể xiết. Phạm nhân không rõ ràng cho lắm, lão nhân đã ở quỳ xuống đất cầu phúc. Thần tiên cũng không hiểu ra sao, cùng tận sức nhìn nhìn xem càn khôn. Định, uy nghiêm mà phiêu miểu lời nói, là một đạo không còn thế gian sắc lệnh. Lời xuất từ tiên giới chế tài giả, tối nay nàng, không phải bình thường bề bột, dựng ở thương miểu nhất định, không ngừng quăng lấy thần quang, là vì ổn định đại càn khôn. Như nàng thần giới, phàm giới cùng âm tào địa phủ chế tài giả, cũng là như vậy. Nhưng, chị phần ngọn không chừng trị bổn, mặc cho bọn hắn thế nào cần cù duy trì, vẫn không cách nào để cho thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, hoặc là nói, là bọn hắn quyền lực chưa đủ, có chút cái này sự, còn phải thiên đạo hạ tràng, liền ví dụ như, tiểu vũ trụ sông tới, bọn họ không biết tiểu vũ trụ từ chỗ nào đến, chỉ biết cái kia phiến thế giới kèm theo càn khôn, mặc dù khoảng cách vẫn vô cùng xa xôi, cũng đã liên lụy cái vũ trụ này. Chấn không được. Lâm Chi hỏa hít sâu một hơi, theo mâu vẫn nhìn thoáng qua hư vô. Tiên giới Càn Khôn áp chế bỗng nhiên tăng cường, căn nguyên liền tại đó tiểu vũ trụ. Đã là từ bên ngoài đến đại Càn Khôn, chính là vượt qua nàng có thể thi pháp phạm vi. Sự tình không lớn. Tối Tâm trong có lời nói, là thượng thương lại nói. Nhiều lớn chút chuyện a, à, không phải liền tiểu vũ trụ sao? Dứt lời, liền thấy thành từng mảnh hỗn độn quang huy, lung chiều toàn bộ vũ trụ đó là thiên đạo chi lực, hộ rồi đại càn khôn, đủ có thể đứng vững tiểu vũ trụ sông tới. Hô! Thiên đạo ra tay, các giới chúa tể đều áp lực chợt giảm. Hậu thế người mà đến, đây có lẽ là một trận đại họa lớn khó. Nhưng, tại cái vũ trụ này mà nói, cũng là cái thiên đại tạo hóa. Đại vũ dung tiểu vũ trụ, trên lịch sử có tiền lệ, là dung vũ kỷ nguyên. Dung đủ nhiều, vũ trụ liền cũng đủ lớn, chờ đợi siêu việt cái nào đó cực hạn, càn khôn biết tới một lần triệt triệt để để đại niết bàn, có lẽ không có thiên đạo ngã xuống, nhưng nhất định sẽ có đính thiên đại thần phong vị thượng thương, liên hợp thiên đạo thế trận, chính là lần lượt dung hợp kỷ nguyên, cứng rắn trồng chất bắt đầu đấy. Thật là vinh hạnh, tam giới cộng thêm âm tào địa phủ, đều có chế tài giả lời nói vang vọng. Dung vũ kỳ nguyên A, không biết bao nhiêu vạn năm mới có một lần, bọn họ mới làm chủ tể không mấy năm, liền đánh lên lớn như vậy chàng diệt, có thể nói không có kỷ niệm ý nghĩa. Ngươi ra tới làm chi? Tướng công, lưu tâm chút. Mưa lớn, mau trở lại trong phòng. Hơn nửa đêm đấy, cái kia bảo vũ mưa như chút nước, triệu công tử khoác cái áo tơi, lại bò lên trên mái hiên, nên là phòng lâu năm thiếu tu sửa, nhiều chỗ mưa rột, chỉnh cùng thủy liêm động tựa như, chờ đợi lỗ thủng bổ sung, vợ chồng son đã thành rồi ướt súng, một người ôm một cái tiếp nước chậu, cười chính là ngây ngốc đấy. Vũ, một chút chính là đại cái bán nguyệt, Vũ đã tạnh, lá cây cũng là rào rào lạc. Ngày thứ hai, liền trong thiên địa đã nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Cái này đại tuyết cũng là bền bỉ, hai ba tháng cũng không mang ngừng đấy. Ai, một năm thu hoạch ha? À. Lão đầu thôn sử tại từ trước ra môn đang nhìn bầu trời than thở, cũng không biết lão thiên gia làm sao vậy. Năm nay trận này đại tuyết, so những năm qua, tới sớm hơn mấy tháng, ruộng đồng hoa màu lúa mạch non không được toàn cho chết cong a. À lão nhân ra, chào buổi sáng. Triệu bân đạp tuyết mà đến, trong tay vẫn sách lấy cái giỏ chúc cùng cần câu. Trời lạnh như vậy, đừng đông lạnh xấu thân thể, lão đầu thôn trước mắt ôn hòa. Không chết được, triệu bân ha ha cười một tiếng, khoát tay, càng lúc càng xa. Ai? Nhìn qua triệu bân đi xa bóng lưng, lão đầu thôn lại là thở dài một tiếng. Cái này vợ chồng son, cũng là số khổ hai tử, kết hôn chỉ là gần nửa năm, liền đánh lên cái này tại họa lớn, nếu không phải trong nhà có tổn lương thực, ai muốn đại tuyết thiên đánh bắt cá. Như vậy nghĩ đến, hắn lại khiêng rồi nửa túi lương thực, vội vàng ra cửa. Nữ vương là ở ra đấy, cầm lấy cái chổi, chính ở trong viện quét sạch tuyết rơi. Thời gian qua mặc dù nghèo khổ, nhưng nàng tâm tính không sai, ít nhất còn có cái tiểu ổ. Lão đầu thôn thiện tâm, cũng không nói quá nhiều, để xuống lương thực liền đi. Cảm ơn lão bá, nữ vương tràn đầy cảm kích, trong thôn đều không giàu có, vẫn cách ba năm lần tiếp tế bọn họ, phần ân tình này, cái kia đến nhớ kỹ trở lại. Oanh, ầm vang, thiên ngoại nhiều lôi minh, lại là tiểu vũ trụ càn khôn sông tới đại vũ trụ. Có thiên đạo che chở, chúng sinh từ không việc gì, đơn giản lỗ tai không thanh tịnh. Đề cập thượng thương, hôm nay đều rất rảnh rỗi, không tâm tình xem thế gian hỗn loạn, đó là chỉnh tề một loạt, đều đang ngó chừng vũ ngoại xem, nhìn cái kia cái tiểu vũ trụ, mặc dù trong mắt bọn hắn, cũng vô cùng xa xôi, quỷ mới biết được năm nào mới đến. Bọn ngươi, còn nhớ được với cái dung vũ kỷ nguyên. Nơi nào có quên, một vị thiên đạo, vẫn suýt nữa ngã xuống. Ân, thiếu chút nữa bị một cái kêu nguyệt thần nương môn làm chết. Thượng thương không chỉ thích xem náo nhiệt, vẫn ưa thích bắt người chọc cười. Gặp lúc này, thái thượng đỉnh đầu đều có bốc khói, đều sẽ trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm. Đều là làm thiên đạo đấy, thuộc về hắn không an phận, tất nhiên cầm hắn trêu đùa. Triệu công tử đến bờ sông lúc, liếc nhìn lại, đều là trắng bóng đấy. Lạnh, quá lạnh rồi, ngày xưa cuồn cuộn đại hà, bây giờ lên một lượt đông lạnh rồi, nghiêm băng chừng hơn hai thước dày. Tại đây, đại tuyết vẫn đặt cái kia không ngừng phiêu, một bộ không đem toàn thế giới đều nhuộm thành bạch sắc đấy, liền không bỏ tư thế. Cũng tới câu cá, không chờ mở làm, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng ôn hòa lời nói. Triệu bân xéo mâu, mới thấy kia có một tuyết nhân, a à không đúng, chính là cái người sống, làm sao tuyết quá lớn, toàn thân đều là tuyết, thế nào nhìn qua nghĩ tuyết nhân. Chăm chú nhất nhìn, đúng là trong thôn lang trung lý lão mục nát. Nâm lão ngược lại nhàn hạ thoải mái, triệu bân cười cười. Nhàn hạ thoải mái cũng không thể làm cơm ăn a à. lý lão mục nát cắp rồi cắp tay. Ta cho rằng, chỉ có chúng ta ra không có tổn lương thực lạc. Triệu bân một tiếng ngượng cười. Nói ra thật xấu hổ a à. Tại họa lớn dù sao vẫn sẽ đi qua triệu công tử nâng lên cái sẻng tại trên mặt băng đục động chờ đợi cần câu nhi mang lên hắn cũng chạy tuyết nhân đi đến ấm áp thân thể lý lão mục nát quang ra rồi một cái bầu rượu cái này như thế nào tốt y tứ triệu bân cười ha hả đưa tay tiếp được cho ta chừa chút hồ lô rượu trên trói dây thường đâu lý lão mục nát buộc đấy xé ra lại cho rắt trở về trời đang rất lạnh liền chỉ vào nó ấm áp rồi triệu bân xấu hổ cười một tiếng thuận miệng vẫn hỏi một câu. Nâm lão cho tính tính toán toán, ta hôm nay có thể câu bao nhiêu cá. Thiên cơ bất khả lộ, lý lão mục nát nhất lại nói lời nói thấm thía, bổn còn nghĩ vuốt nhất vuốt tròm dâu đâu mới phát hiện, dâu ria đều đông thành băng máng rồi, không phải hắn không muốn tính, sẽ không dám tính rồi, chỉ sợ như vậy không để ý, lại chỉnh ra cái đại thổ huyết, hắn còn nghĩ lấy sống lâu mấy năm nữa. Tính cùng không tính, đều không ngại bọn họ vận khí kém tới cực điểm. Lý lão mục nát tới sớm, chưa nói cá, liền nòng nọc cũng không có nhìn thấy. Triệu bân tới buổi, cái này cả ngày cũng không trông thấy phao nhúc nhích một chút. Tối nay, sợ là muốn chịu đói rồi, lý lão mục nát gõ dâu ria. Đến ăn cơm nơi nào, không phải vậy buổi tối không còn khí lực, triệu bân đông lạnh run. Có nàng dâu, thật tốt, lý lão mục nát một câu thâm trầm. Đói bụng không sao cả, tối thiểu nhất còn có cái nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi chịu đông lạnh cũng không sao cả vận động một chút chung quy ấm áp sao bước ta bão nổi a à. triệu công tử bên này đã buông xuống cần câu đã lột xuống áo bông dày tối nay liền chỉ vào cá xuống nổi rồi cũng không thể để cho nàng dâu đi theo hắn chịu đói ngươi làm chi lý lão mục nát gào to rồi một tiếng tắm rửa triệu bân phốc thông một tiếng nhảy vào trong sông ngươi dưa con nít không muốn sống nữa lý lão mục nát bề bồn sợ đứng dậy sợ là tuyết quá mạnh hoặc niên kỳ quá lớn chân trượt chưa có chạy ổn một đầu ngã tại đó đợi đến triệu bân cái kia một con cá đã theo băng động ném đi ra cá cái đầu mặc dù không lớn nhưng hầm cách thủy nhất nồi nước không đến mức chết đói mau ra đây lý lão mục nát bới ra tại cửa động dắt cuống họng hô to thật lâu cũng không trông thấy triệu bân ngoi đầu lên mặt nước cũng biến yên ổn vô ba người đâu lý lão mục nát cầm lấy cần câu trong nước nhất thông loạn quấy thiên nhi lạnh như vậy, xuống sông đi bắt cá, không được chết phóng một người nơi nào. Đừng nói, như thế nhất quấy, triệu bân chân ló đầu, vẫn cầm cá lớn. Nâm lão đừng đặt cái này quấy rồi, cá đều bị ngươi cho dọa chạy. Nhanh đừng cầm, biết chết phóng người đấy, lý lão mục nát nói rằng. Chết phóng dù sao vẫn so chết đói cường, triệu bân quay đầu lại đâm đi vào. Trường 2061, mở cứ vậy mà làm. Lần sau, cũng không thể như vậy hồ đồ rồi, biết tai nạn chết người đấy. Cá phân người mấy cái, chứa cùng nhà ta cái kia vợ chồng nói ta xuống sông rồi. Nhà ngươi nàng dâu thông minh đâu, ta không nói nàng cũng nhìn ra được. Màn đêm buông xuống, câu cá tổ hai người cuối cùng về nhà. Lý lão mục nát còn tốt, áo bông dày bao lấy là cực kỳ chặt chẽ. Ngược lại triệu công tử, đi đường lúc, đi đứng đều là cứng ngắc đấy, hàn ý, đánh thẳng lục phủ ngũ tạng, có như vậy vài trong nháy mắt, đều không biết là lạnh vẫn là đau. Chỉ là xuống sông một chuyến, thu hoạch vẫn là rất to lớn đấy. Như thế vài con cá béo mập, chống đỡ cái ba năm ngày không có vấn đề. Cá, Lý Lão Ngục Nát không có phí công cầm, đi ngang qua ra môn lúc, cho Triệu Bân lấy vài bao thảo dược, xua đuổi hàn dùng đấy, đương nhiên, thuốc tráng dương diện cũng có không tục hiệu quả. Nương tử, một ngày không thấy, thật là tưởng niệm, còn không có đẩy cửa phòng ra, Triệu công tử liền bắt đầu hô, cái kia miệng nhỏ cùng lau mật tựa như. Tướng công, nữ vương bề bộn sợ bưng tới rồi chậu than, thuận tay còn giúp bề bộn vỗ vào tuyết đọng. Đông lạnh hư mất ha. Một việc nhỏ, triệu bân ha ha cười một tiếng, vẫn là già ấm áp. Lão đầu thôn lại cho đưa lương thực rồi. Cái kia đến nhớ kỹ, năm sau trả nhân ra. Nghèo khó là nghèo khó rồi chút, trên bàn cũng không cái gì mỹ vị món ngon, nhưng bữa tối rất ấm áp, chuyện nhà, củi gạo dầu muối là một cái sống vợ chồng son. Sau khi ăn xong, mới là triệu công tử nhất mãn nguyện thoải mái thời điểm. Cái kia không, hiền lành nàng dâu, đem nước rửa chân đều đốt tốt rồi. Lý lão mục nát nói, ngâm chân, giãn ra kinh linh hoạt đấy, ích lợi khá nhiều loại. May mà là mất ký ức, không phải vậy, người nào giống như vinh hạnh đặc biệt này, làm đến được lục thiên nữ vương đoạn nước rửa chân. Nóng hay không? Chính vừa vặn. Vẫn thôi không ngừng ta, như vậy hiểu chuyện nhi nàng dâu nơi nào tìm đi triệu bân ha ha cười một tiếng toàn thân đều ấm áp đấy nữ vương ngược lại không còn lời nói cho tướng công rửa chân lúc nhiều nhìn thoáng qua trong chậu nước có rất nhiều thật nhỏ rong lý lão mục nát nói không giả người thông minh đâu nếu không phải xuống sông trong rồi nơi nào đến rong có lạnh hay không nữ vương không khỏi nức nở rồi một tiếng như thế nào đau lòng ta triệu bân cười cười ân trong đêm nhiều bầy vài tư thế, sau cái gì đều thật sự. Không có đứng đắn. Khai chiến, cấm khu cuối cùng hạ giới rồi, thẳng đến rồi thần Minh Hải. Thần ma được rồi hiệu triệu, tụ đến rồi một phiến lại một mảnh. Lần này trận chiến, đích xác so một hồi trước lớn, xa xa nhìn ra xa, trí tôn như tinh thần bình thường, đầy trời đều là, đính thiên đại thần vừa nắm một bó to. Muốn nói sáng chói nhất, chói mắt nhất đấy, vẫn là vài tôn trí cao thần khí bọn chúng như Thái Dương, đem 800 vạn trong thiên địa, đều chiếu nếu như ban ngày. Thần Minh Hải kịch liệt lay động, đầy trời đều thiểm điện, như đao kiếm, tùy ý phách trảm. Cái đó là, thiên uyên lão thần, thiên uyên cấm khu lại giải phong rồi. Lão phu tựa như trông thấy táng hải thiên quân. Nói như vậy, táng cấm biển khu vực cũng giải phong rồi. Khó được rung động tứ hải bát hoang đại tràng diệt, nơi nào có thiếu quần chúng. Không thiếu tầm mắt cao thâm giả, chiến lược trước tạm bất luận, nhận thức bổn sự, từng cái là nhất tuyệt, vô luận là đương đại đấy. Vẫn là vạn cổ trước bản thân phong ấn đấy, nhìn liếc mắt một cái, đều có thể đem người 18 bối tổ tông sách cái cửa nhỏ rõ ràng. Thần chiều nguy rồi, giải rác bốn chữ, rất nhiều tiền bối đều lại nói, trông coi là dị thường chắc chắc. Thần ma trận chiến quá lớn, đủ có thể càn quét thế gian truyền thừa, trong đó cũng bao quát cấm khu, thiên cục dù lại huyền ảo, vẫn là có bị công phá hôm đó, thật chờ thiên cục sụp đổ rồi, chờ đợi thần chiều đấy, chính là hủy diệt hạo kiếp, liền một tôn trí cao thần khí cũng không có, lấy cái gì thủ hộ tòa thành kia. Muốn chiến vậy liền đến. Trí tôn trên tường thành, đứng đầy người ảnh, tràn đầy chấn thiên tiếng hét lớn. Sĩ khí quy sĩ khí, thế trận tuyệt đối áp chế, lại như một tầng ô hắc mê mù, lung chiều thần chiều người tâm cảnh, một trận chiến này, sợ là giữ nhiều lành ít. Chống đỡ, thân là đại quản gia, thủy thần hôm nay không thể so với trước kia, đặc biệt yên ổn. Hắn như thầy tướng số, cầm lấy la bàn đứng ở đỉnh núi, lặng lặng nhìn lên tinh không, mặc dù không biết tiên giới ra cái gì biến cố, chỉ biết chống càng lâu tại thần chiều càng có lợi, bởi vì càng khôn áp chế tại tăng cường, khó tránh khỏi nơi nào ngày, càng khôn áp chế, sẽ theo thần minh cấp, một đường xuống đến bán thần cấp hoặc tiên vương cấp. Tiên vương cấp tốt, thật muốn thành phá đánh nhau, hắn thần triều tiên vương, đối địch bị áp chế đến tiên vương cảnh chuẩn hoang thần, cũng không trở thành bị một trưởng chụp chết, còn có hoang thần binh, áp chế càng mạnh nó liền càng yếu, trái lại đại đạo thiên cục, thì không ảnh hưởng quá lớn, tóm lại một câu, chết chống đỡ là tốt rồi. Rửa sạch sẽ chờ ta. Sáng sớm, triệu công tử ra khỏi nhà lúc, quẳng xuống rồi một câu nói như vậy. Xem đi, tuổi trẻ thật là tốt, đại tuyết thiên tẩy cái tắm nước lạnh, trong đêm một hồi phiên vân phúc vũ, ban ngày lại là sinh khí rồi rào nữ vương vừa tức vừa cười trên gương mặt từng mảnh chiều hà vẫn là như vậy mê người thấy triệu bân đi xa nàng mới trộm trộm chạy ra ngoài trong tay chả mang theo một thanh búa đương nhiên không phải đi chém người mà là đi chặt chỉnh đốn chút xài mộc rời đến ra có thể nhóm lửa sưởi ấm nếu là có thể tìm được rau dại vậy thì càng tốt hơn phu sướng phụ tùy sao tướng công đi sớm về tối nàng cũng không thể nhàn rỗi đầu thôn góc Triệu Bân lại gặp được Lý Lão mục nát, chính cất tay đặt cái kia dậm chân. Trời đang rất lạnh, nâm lão xử cái này làm chi? Triệu Bân cắp rồi cắp tay. Còn có thể làm gì, chờ ngươi quá. Lý Lão mục nát cười ha hả gom góp đến. a à, đúng, câu cá. Đừng câu cá, ta đi trên núi săn lợn rừng a à. Liền nâm lão thân thể này cốt, đụng với giá chư, vẫn không thể cho ngươi đụng tán giá. Triệu Bân một tiếng ngượng cười. Ta đây có một trường lão cung, lão phu khí lực chưa đủ, kéo không nhúc nhích nó, ngươi thử một chút. Lý lão mục nát trang phục và đạo cụ đều chuẩn bị tốt, truyền đạt một trương đại cung, cộng thêm bảy tám cầm mang lông vũ mũi tên dài. Đến có hơn 10 cân nơi nào, triệu bân tiếp nhận, lật qua lật lại dò xét, có thể thấy ở trên, khắc mơ hồ hoa văn. Trưa nay, chính là một khỏa hắn xem không hiểu chữ cổ. Nói lên cái này chữ cổ, cũng thật là kỳ quái, chạm đến một phen, liền cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa mất ký ức a à, độn giáp thiên tự đều nhìn không ra rồi đến thử một chút lý lão mục nát lại truyền đạt rồi một mũi tên được rồi triệu bân lúc này dương cung cài tên đại cung rất trầm trọng dây cung cũng rất có lực đạo hắn cái này cùng nàng dâu lên giường khí lực đều xử đi ra rồi vẫn như cũng không thể kéo căng tuổi trẻ thật là tốt lý lão mục nát vui vẻ ra mặt đi ngươi triệu bân hướng về phía bầu trời buông lỏng ra dây cung hưu, u u mũi tên dài trùng thiên, thẳng phá vân tiêu, cao đến nhìn không thấy bóng dáng. Quả nhiên là một chương cung xịn, triệu bân tay đặt ở đuôi lông mày, ngửa đầu, cực tấn nhìn nhìn bầu trời, tiễn bắn lên rồi, thế nào không thấy rơi xuống lạc. Đi đâu rồi, lý lão mục nát cũng ở đây xem. Sợ không phải bị đại điểu, ngậm trong mồm đi rồi. Có khả năng, làm cái gì? Hai người chính nói lúc, bỗng nhiên nghe thấy trong miệng một tiếng mắng to. Từ thiên quan sát, mới thấy một cái bạch hạc, bạch hạc trên, ngồi nhất lão đầu nhi, dối tung tóc trên, chả cắm một mũi tên, đúng là triệu bân bắn đến chi kia, may mà hắn trốn nhanh, không phải vậy, chính giữa cái ót nhi. Phàm nhân, lười nhác cùng các ngươi không chấp nhặt lão đầu nhi tùy ý ném đi tiến, ngâm nga cười nhỏ, thẳng đến rồi phương xa. Ta nói, nghe không nghe thấy cái gì thanh âm, triệu bân vẫn còn nhìn bầu trời. Có sao lý lão mục nát sợ là lỗ tai không dùng được, chả đặt cái kia đầy trời tìm tiến đâu nhức đầu lắm, thiếu nợ trương tiết, biết mau chóng bổ sung. Trời lạnh, mọi người chú ý giữ ấm. Đa tạo một đường ủng hộ và cổ vũ. chương 2062, đi săn tổ hai người. Cái thời tiết mắc toi này, lão phụ ánh mắt nhi cũng không tốt làm cho. Nâm lão chừa chút thần, chớ đi lấy đi tới, rơi trong hầm rồi. Đại tuyết bay tán loạn, câu cá tổ hai người, biến thành đi săn tổ hai người. Kết bạn tiến núi lớn, Lý Lão Hủ là dẫn đường đấy, cái này chỗ hắn rất quen thuộc, lang trung sao. Cách ba năm lần sẽ đến hái thuốc, nơi nào nơi nào có hố hắn đều cửa nhỏ rõ ràng. Triệu Bân là lần đầu đi vào, nắm thiết thương, một đường đi một đường xem. Cái mảnh này núi rừng không nhỏ, phạm vi đến có vài trăm dặm, nhiều che trời cổ mộc. Tuyết quá lớn, khắp nơi bạch hoa một phiến, không chỉ lạnh, vẫn giống như chết thả rằng tịch. Cái này, có thể có giã chư Triệu Bân nói thầm, một mặt cảnh giác vượt qua cái kia tòa núi nhỏ đầu thường xuyên có dã thú qua lại ta lý lão hủ chỉ chỉ phương xa có thể hắn còn chưa có nói xong dưới chân liền đánh trượt đau lão eo không nói còn thiếu chút nữa nhi một đầu ngã trong khe đi may mà triệu công tử tay mắt lanh lẹ một thanh lại cho hắn dắt trở về xét thấy lão đầu nhi lớn tuổi đi đứng không thế nào dễ dùng hắn tìm căn dây thừng một bên xuyên một cái buộc tốt buộc an toàn tại đây rồi hành trí một chỗ lý lão hủ dừng lại trước hướng tứ phương nhìn thoáng qua lúc này mới xách ra một cái túi tiền trong đó là một chút đen xì bột phấn hắn như ruộng đồng vung hạt giống tại một phiến trống trải mà một phen quăng cái này cái gì triệu bân cáp rồi cắp tay gom góp đến như thường ngày chơi đùa thuốc bột khả năng hấp dẫn dã thú lý lão hủ cười nói ta cho rằng nâm lão vẫn là tính nhất quẻ nhất đáng tin cậy lão phu đã giới khỏe từ sau lại không cùng người đoán mệnh vì sao nghĩ sống lâu vài năm lý lão hủ nói nghiêm trang cần cù vung thuốc bột triệu bân nghe ho khan ngược lại đã quên một hồi trước đoán mịch lão đầu nhi này suýt nữa đem tự thân tính đi rồi nằm trên giường hơn phân nửa nguyệt đâu bởi vì cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng hắn đây là có bóng mở nhi nữa a à. được rồi lý lão hủ chào hỏi triệu bân núp ở một tòa nham thạch phía sau tiếp xuống chính là đợi dã thu biết người người mùi vị tới được hai người ngược không mốc một trái một phải cất tay gạt ra ngồi ấm áp sao cái này đại cung có ý tứ triệu bân vô cùng buồn chán lại đang xem lão trên cung diện khác chứ cổ trước kia là chạm đến mê muội mà nay nhìn nhiều vài lần cũng phạm mơ hồ hắn bắt đầu tin tưởng lão nhân này tổ tiên có lẽ thực xuất hiện tiên nhân chuyện cô có thể nhớ lại một chút lý lão hủ hỏi đến nay trống rỗng triệu công tử ai oán lại thở dài sách thuốc có nói mất trí nhớ người biết thường xuyên nằm mơ người có thể có qua ngay chính hỏi nâm lão ta đây thường xuyên mộng thấy một phiến cải trắng viên là cái gì ngụ ý ngươi mất trí nhớ trước hẳn là một cái chăn heo đấy lý lão hủ lúc nói chuyện lại một phó cao thâm mà chắc thần thái ân giá chư cũng là heo triệu bân nói qua vẫn thăm dò hướng chống trải nhìn xem lão thiên gia a mở mang nhãn a cho đến một đầu đại heo mập a. À. Nữ vương, Minh Mông Tình Không, Lục Thiên Thần đem như một cái u linh, xuất quỷ nhập thần. Hắn là cái trung tâm thần tướng, đã cần cù tìm chủ nhân rất nhiều ngày rồi. Nhưng, nữ vương dường như nhân gian bốc hơi, thôi diễn đều tìm không được dấu vết. Cũng hoặc là, là hắn đạo hạnh quá thấp, không phá được nữ vương thời không che giấu. Đi đâu rồi? Lục Thiên Thần đem ngáp, tìm người tìm một hồi đầu lớn đầu lớn không phải hắn một người, lão ô quy lúc này cũng phiền muộn đâu. Nếu không thì thế nào nói hai người bọn họ hữu duyên đâu tìm được tìm được, liền đánh lên rồi. Người tiểu vương bát, chạy đi đâu lục thiên thần đem khí không đánh một chỗ đến, nếu không phải cái này chỉ chết con rùa đen, nữ vương sẽ đi tán oán hắn, liền oán hắn. Đánh ta tính gì bổn sự, có loại đi làm táng hải. Lão ô quy hỏa khí cũng không nhỏ, nếu không phải người này cắm một cước, hắn cùng triệu bân khó tránh khỏi ở đâu tiêu sái đâu. Hôm nay không hầm cách thủy ngươi rồi, lão tử với ngươi họ. Lục Thiên thần đem không cái gì lời thừa, vung mạnh đao chém liền. Hắn đã kế hoạch tốt rồi, chờ đợi thu thập cái này con rùa, liền đi táng hải náo một trận, trộm ra sao. Hắn cũng là chuyên nghiệp đấy, không có cái khác, chính là báo thù, hắn Lục Thiên nhất mạch sở dĩ hủy diệt, táng hải chính là tội khôi họa thủ. Lão đầu nhi, tỉnh dậy đâu? Ngươi nói dã chưa lạc? Trời lạnh, khả năng ở nhà ngủ băng lãnh trong núi lớn, triệu bân cùng Lý Lão Hủ đã thành lưỡng tuyết nhân. Đã nói rồi đấy đi săn, có thể mắt nhìn thấy Thái Dương đều nhanh xuống núi rồi, chớ nói dã chư, liền một khỏa cải trắng cũng không có gặp đông lạnh hai người bọn họ đều nhanh thăng thiên. Chờ một chút, dục tốc bất đạt, Lý Lão Hủ nói rằng, về nhà có đậu hũ ăn, triệu bân lắc lắc đầu, đầu đầy đều là tuyết. Nàng dâu lại chạy không được, gấp cái gì? Ta sợ nàng gấp, Xuyệt, Đang lúc nói chuyện, Cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Hai người bỗng nhiên đến tinh thần, lén lén lút lút giò xét đầu. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy nhất con thỏ, đang tại trống trải trên đất người tới người lui. Hai người khóe miệng cũng xé ra, đợi một ngày, đợi rồi như thế cái tiểu trò đùa. Có dù sao vẫn so không có cường, hầm cách thủy nhất nồi nước, cũng là thơm ngào ngạt đấy. Triệu công tử cẩn thận từng ly từng tí ngồi thẳng, xong việc nhi, liền dương cung cải tên lý lão hủ thì kéo rồi hô hấp nhắm chuẩn một mũi tên thỏa thỏa quật ngã không tốt có sát khí nếu là con thỏ rất biết nói chuyện ắt có một câu như vậy không chờ triệu công tử đại triển thần uy nó quay đầu liền chạy bộ dạng xun xoe chạy so con thỏ còn nhanh a à không đúng nó vốn chính là nhất con thỏ nơi nào chạy triệu bân lúc này nhảy ra ngoài dương cung chính là một mũi tên làm sao con thỏ biết quẹo vào dễ dàng tránh khỏi cũng chính là bởi vì nó biết quẹo vào, mới chưa có phanh lại xe két. Đụng trên cây rồi, nên là dùng sức quá mạnh, nó cái này va chạm, trực tiếp ở ra rắm rồi. Cái này, Triệu Bân cùng Lý Lão Hủ đuổi theo lúc, khuôn mặt xấu hổ, bọn họ là lên núi đi săn được rồi. Tốt xấu tôn trọng một chút nghề nghiệp của bọn hắn a. À. Cũng coi như có thu hoạch, Lý Lão Hủ ha ha cười một tiếng. Ngày mai lại đến, Triệu Bân còn nghĩ lấy săn lợn rừng đâu? đường về lại là hai hàng mơ hồ dấu chân tuyết quá lớn phóng nhãn nhìn lại nơi nào có bóng người a à. nhất con thỏ hai người phân cũng không có nhiều thời gian đồng dạng kham khổ lý lão hủ thiện tâm về đến nhà môn lúc lại cho triệu bân cầm xua đuổi hàn thảo dược ngược lại triệu công tử về nhà lúc chân tường nhiều hơn một đống lớn củi khô hắn cũng thông minh a à, không cần hỏi liền biết nàng dâu vụng trộm đi đốn cây rồi trong nhà có ta đừng rồi đi coi như hoạt động một chút gân cốt. Triệu công tử sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thần thái, còn rất như có chuyện như vậy nhi đấy. Nữ vương giống như một cái làm sai sự tình hài tử, sợ các đại nhân của trách. Không có trí nhớ không sao cả, có người cho bọn hắn ghi chép đâu cái thế nữ vương, ôn nhu hiền lành, y như là chim non nép vào người tư thái, đó là có khác một phen hàm xúc thú vị. Trời đang rất lạnh, tắm một cái nhi, vẫn là rất mãn nguyện đấy. Hai người một khối ngâm, không chỉ mãn nguyện, vẫn rất hương diễm. Cái này nhỏ, tiên giới chế tài giả riêng tư so qua không chỉ một lần. Gần đây so đi, vẫn là nữ vương càng cao ngất, xem nàng thậm chí nghĩ tìm tòi lưỡng hạ rồi. Đại tỷ hạ giới lại tới kêu gọi, chính là phàm trần chúa tể. Nói, lâm chi hỏa cởi ra rồi quần áo, cũng nghĩ tắm một cái. Thế nào dạng mới có thể vớt chỗ tốt, phàm trần chế tài giả ha ha cười một tiếng. Đụng chạm, chương 2063, lên đường. Đi săn, săn lợn rừng. Triệu công tử tựa như gặp ma, trời còn chưa sáng, liền ra khỏi nhà. Lý lão hủ cũng đồng dạng, đánh thật xa liền thấy hắn tại đầu thôn ước lượng tay chờ. Nói qua rồi ma, cũng không xác thực, người sống lấy, dù sao cũng phải ăn cơm nơi nào. Thật chờ đói bụng đến trước ngực rán phía sau lưng, mặc dù có dã chư, sợ cũng đánh bất động. Không biết được, hôm nay còn có hay không con thỏ đụng thụ nhìn ngươi cái này chút tiền đồ ta là tới săn lợn rừng đấy mỗi ngày có con thỏ vẫn là hành triệu bân cười cười nơi nào có thịt heo hương hầm cách thủy nhất nồi sung túc đấy lý lão hủ nói muốn ta nói nâm lão vẫn là lại tính nhất khỏe a à? nhìn xem trận này tai họa còn có bao lâu mới đi tới triệu bân lại cầm một sợi dây thừng một bên trói một cái mà thôi lão phu hôm nay phá cái lệ. Lý lão hủ ngừng, từ trong lòng ngực rút mấy đồng tiền. Thấy hai tay của hắn bao lấy đồng tiền, căn nhằn xì xào một mực hoảng. Triệu công tử cũng không hiểu, liền đặt cái kia nhìn xem, cho đến lý lão hủ bàn tay mở ra, đồng tiền vung lạc trên mặt đất, hắn mới gom góp đến, nhỏ giọng hỏi một câu. Thế nào? Trên chấn xuống khảm, hai âm tam dương. Có thể nói hay không nói điểm ta có thể nghe hiểu đấy theo quẻ tưởng xem, ít nhất phải dăm ba tháng. Lý lão hủ thở dài nói. Cái này, là không định làm cho người ta công việc a. À. Triệu bân ngửa đầu bầu trời, dĩ nhiên có một loại xúc động mà chửi thề, lão thiên gia vẫn là mẹ nó biết nói giỡn, thật đến dăm ba tháng đại tuyết, đừng nói đi săn, thôn cũng có thể cho ngươi chôn Trời không tuyệt đường người, Lý lão hủ thu đồng tiền. Nhét đầy cái bao tử lại nói, triệu bân chập choạng trượt đi theo. Vẫn là cái kia mảnh đất trống, vẫn là là cái kia tòa nham thạch. Hai người lại ước lượng tay ngồi tại đó. Cũng không thể ngủ, ngủ liền không tỉnh lại nữa. Nâm lão rượu đâu, đừng cất giấu rồi quá. Nên là trời rất là lạnh, cũng hoặc tuyết quá lớn, hai người thường xuyên phạm mơ hồ. Như lúc này, hai người nhãn liền híp lại híp mắt, còn kém đến mộng đẹp. Đại tuyết không hiểu ý, không dứt dưới nếu như không đến gần đi nhìn, cũng không biết vậy còn có hai người, chờ dã chư chờ đều nhanh ngủ gật rồi ha 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 đột nhiên đấy có cười tiếng vang lên nghe âm sắc như một tiểu hoa nhi heo triệu công tử cùng lý lão hủ thông suốt tinh thần trước tiên nhìn chỗ không địa phương nhưng đất trống vẫn là đất trống giã chư không có lông ngỗng đại tuyết còn nhiều mà hắn nãi nãi đích cử chỉ điên rồ rồi tịnh nghĩ thịt heo rồi hai người lắc lắc đầu cũng đều nhìn phía bầu trời là hai từ tiếng cười giống như là từ thiên thượng truyền đến đấy nâm lão có thể nghe thấy được, triệu bân nhỏ giọng hỏi. Nhà ai em bé đang cười, lý lão hủ cáp rồi cắp tay. Xem, không chỉ hắn lưỡng lại nhìn, các thần tiên lúc này cũng đều trong tầm mắt xem. Tiếng cười đến đột ngột, như ma chú tại vũ trụ vang vọng, lái đi không được. Vì thế, thần minh hải trời dung đất chuyển ẩm vang thanh âm, vẫn bởi đó ngừng nghỉ. Ở đâu ra tiếng cười? Ngũ đại cấm khu chi chủ cũng ngửa mâu, mắt thần gần như híp lại thành sợi còn có đầy trời thần ma cùng thần triều chi nhân, cũng từng cái lông mi hơi nhíu. Có thể, một phen thôi diễn cùng truy tung, không ai có thể nói ra cái nguyên cớ. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiếng cười, đến nhanh đi cũng nhanh. Thế nhân vẫn chưa thỏa mãn, một hồi lâu không có kịp phản ứng. Chiến loạn chi niên, thế nào tịnh ra một ít quỷ dị tà dị sự tình. Đánh, vắng lặng phía sau, thần minh hải hét to thanh âm, phá vỡ yên lặng ngũ đại cấm khu chi chủ đã từ thiên thu mâu, lại vung kiếm chỉ phía xa thần triều. Động tĩnh từ không cần phải nói, lớn đến khó có thể tưởng tượng, liền xem cuộc chiến đại thần, đều run sợ không thôi, nhìn một mảnh kia mảnh hủy diệt quang huy, nhìn xem đều mẹ nó trói mắt. Tại đây, vẫn liên tiếp có thần cầu vòng từ trên trời giáng xuống. Có xem náo nhiệt đấy, cũng có giết qua đến tham chiến đấy. Tiểu trang diện, tiên giới chúa tể lười nhắc xem, hoặc là nói, vô tâm để ý tới, thế nhân tìm không được tiếng cười ngọn nguồn, nàng nhưng mà loáng thoáng nắm, lúc này, chính nhìn chằm chằm vào vũ ngoại xem đâu nếu là không nghe lầm, tiếng cười truyền từ tiểu vũ trụ. Liền nàng cũng có thể tìm được, càng không nói đến thượng thương, đều tại cực tẫn giòm ngó. Làm sao hư vọng cách trở, nhìn nhìn thấy tiểu vũ trụ, khó gặp trong đó cảnh tượng, đáng giá khẳng định là, trong đó có sinh linh, hơn nữa, nó đạo hạnh còn không tục. Ta trông coi đi xem qua. Lúc cách vạn cổ, cuối cùng có thiên đạo rời núi rồi, thẳng đến rồi vũ ngoại. Dung vũ liên quan đến rất rộng, tiểu vũ trụ như có vấn đề, không thể để nó tới đây, thật nếu là một cái đại uy hiếp, nửa đường đem phá hủy, rất có thiết yếu. Hắt xì. Trên đường về nhà, triệu công tử nhất nhảy mũi tất cả đều là băng bột phấn. Hắn cái này coi như tốt, lý lão hủ toàn bộ người đều ỉu xìu không sót phải đấy. Trông mong đợi cả ngày, con mồi một cái không có đánh tới, vẫn đông lạnh quá sức ngày mai vẫn đi không triệu bân vỗ vỗ trên người tuyết đi lý lão hủ ước lượng rồi ước lượng tay còn nghĩ lấy thịt heo đâu ý nghĩ tốt không chịu nổi vận khí kém hai người bọn họ gom góp một khối liền đảo ngược nấm mốc hai tử có nhiều không may đâu trước trước sau sau gần nửa nguyệt đi sớm về tối tiến núi lớn không có chỗ nào mà không phải là tay không mà về trời lạnh dã thú cũng không thế nào ra cửa kết quả là hai người lại cầm lên rồi cần câu cùng ngư nhi đấu trí so dũng khí đi nên chỉnh một chút hàng trở về tối nay đã không có gạo xuống nổi rồi tốt xấu là tiên gia hậu duệ chết đói có thể đã thật xin lỗi lão tổ tông như lời này lý lão hổ từ ngồi cái kia đã không biết cằn nhằn bao nhiêu hồi rồi triệu công tử cũng vây khốn nơi nào sợ là đêm qua dùng sức quá mạnh rồi đau lão eo vây khốn cái kia đến tỉnh thần hắn lại thoát khỏi áo bông dày lại nhảy vào trong sông ngươi đứa nhỏ này lý lão hủ bề bồn sợ đứng dậy hô nửa ngày không có hô lần cái kia lăng đầu thanh hắn cũng thoát khỏi áo bông chạy đi tìm củi khô xong việc nhi sinh một đống đống lửa thật lâu mới thấy triệu bân ngoi đầu lên ném ra một con cá không chờ lý lão hủ nói chuyện hắn lại một cái lặn xuống nước không thấy rồi thiên có lạnh hay không trước tạm bất luật hắn hôm nay vẫn rất có sức sống đấy gặp hắn ra tới hoặc cá hoặc tôm, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch, góp gió thành bão sao. Người cái này đáng chết lão thiên nơi nào, những năm này, trắng cung phụng ngươi rồi. Lý lão hủ hôm nay hỏa khí không nhỏ, nói tịnh là chút có nhục nhã nhận lời nói. Đều là cái này tại họa lớn nào đấy, liền muốn sống lâu vài năm, thế nào liền như vậy tốn sức đâu. Phạm nhân mắng lão thiên gia, không thông thường. Khó được mắng một hồi, còn rất linh nghiệm đấy. Tựa như hàng lâm tiểu vũ trụ chính là cái kia thiên đạo, lúc này liền đặc biệt phiền muộn. Đã bao nhiêu năm, cũng không có chịu qua đánh, chân trước vừa tới, chân sau liền bị đánh. Xem đánh hắn giả, đúng là một cái thịt ục ục tiểu hoa nhi. Đừng nhìn nó cái đầu không cao, làm lên trận chiến đến, hung hãn đây. So với đánh nhau, nó còn có cái tuyệt chiêu đặc biệt, đặc đặc biệt biệt có thể ăn. Trạng vạng tối, triệu bân cuối cùng bò lên trên bờ sông, suýt nữa đông thành băng côn nhi. Còn tốt, bờ sông có đống lửa, có Lý Lão Hủ hỗ trợ nướng quần áo. Tuổi trẻ cũng không thể như thế tạo a à, Lý Lão Hủ nghiêm túc nói. Chết cóng, dù sao vẫn so chết đói cường, triệu công tử vẫn là như thế một phen lời. Cái này đêm, hai người định ra rồi cái ước định. Một cái xuống sông bắt cá, một cái tại bên bờ sinh hỏa. Bắt đến tôm cá, Lý Lão Hủ có thể cầm đi một nửa. Đương nhiên, không phải lấy không đấy, hắn là lấy thuốc thảo để đổi tam lưỡng ngày còn tốt. Thời gian lâu rồi, khá hơn nữa thân thể cũng sẽ bị đông lạnh xấu. Lý Lão Hủ rất xứng chức, ngày ngày đều có vì triệu bân bắt mạch. Trên thực tế, đem không đem mạch cũng không sao cả, đã rơi xuống bệnh căn rồi, nếu là hảo hảo nuôi hắn cái tam 50 năm, có lẽ có thể khỏi hẳn, có thể cái thời tiết mắc toi này, cơm đều ăn không đủ no rồi, cái nào còn có nhàn hạ thoải mái dưỡng thân thể. Không biết từ chỗ nào một ngày, triệu công tử nhiều hơn nửa đêm rời giường tật xấu, đẹp cái kia viết trên nhà xí kỳ thực là trốn ở ngoài phòng chân tường vụng trộm ho khan thật sự nhịn không được còn sẽ khục trên như vậy hai ba miếng tiểu huyết vì thế nữ vương cũng không thiếu lau nước mắt bây giờ đêm nàng liền đuổi theo đi ra bất luận đại tuyết tung bay ôm tướng công không buông tay khóc như cái nước mắt người triệu bân cũng đau lòng a à, mất ký ức nàng dâu vẫn đi theo chịu khổ nương a à, trong đêm khuya có gào khóc thanh âm kinh động đến nửa cái thôn Chờ đợi Triệu Bân cầm lấy thiết thương tìm đến lúc, chân núi đã tụ tụ đầy nhân ảnh, hắn tưởng rằng dã thú vào thôn cắn người, đến gần nhìn lên, mới biết là Dương Mỗ Mỗ, lệch ra dưới tảng cây ngủ rồi, toàn thân đều là tuyết động, nàng đi rất an tường. Mộng Du sao? Đương nhiên không phải. Tại chỗ tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, nàng là tự thân ra tới đấy, không phải ra tới Mộng Du, là ra tới lên đường, người đã già, không có vài ngày tốt công việc, muốn không được vi phụ mệt, càng không muốn lại lãng phí trong nhà khẩu phần lương thực. Hàn phong lạnh thấu xương, Triệu Bân quỳ xuống, phịch một tiếng, dập đầu cái đầu, lão gia nhân Bồ Tát tâm địa, như thường ngày không ít tiếp tế, không ít cho hắn đưa ăn, hắn vẫn thiếu nhân ra lương thực đâu cái này, là cứu mạng ân tình. Tuyết vẫn còn dưới khắp thế giới đều là bạch sắc đấy. Lão thiên gia tựa như tại hướng chúng sinh truyền đạt một tin tức. Trắng như tuyết tuyết thiên, rất thích hợp phiêu lụa trắng, cũng rất thích hợp làm tang sự đích xác, dương bà ngoại đi rồi, trong thôn lại có rất nhiều tuổi xế chiều lão nhân, tại đêm dài vắng người lúc, chống quải trượng, nghênh đón phong tuyết, run rẩy đi ra ngoài, từng bước một hướng đi núi lớn, gào khóc tiếng khóc, mấy ngày không dứt. Ta đây cái lão già khỏm, có phải hay không cũng nên lên đường. Bờ sông, Lý Lão hủ một bên nhóm lửa một bên thì thảo tự nói. Triệu bân bò lên bờ lúc, hắn đang lẳng lặng xem phương xa núi lớn. Người nơi nào, như không để ý muốn lái rồi, hết thảy đều lạnh nhạt. Dù sao vẫn sẽ đi qua đấy. Triệu bân buông xuống cá, lại che ngực ho khan không chỉ. Lý lão hủ lúc này mới trở lại thần, theo thói quen cầm tay của hắn. Lại là một phen bắt mạch, vẫn là một phen thở dài, trước mặt cái này con nít, sợ là sống không quá 30 tuổi rồi, hơn nữa còn là tại ấm no vô ưu điều kiện tiên quyết, nhược y xưa cũng mỗi ngày như vậy xuống nước chịu đông lạnh, hắn thời khắc đều có thể ngã xuống đấy câu cửa miệng nói chết tử tế không bằng dựa vào còn sống triệu bân ha ha cười một tiếng ta còn có chút rượu hôm nay làm a à. lý lão hủ trước mắt hiền hòa uống rượu qua vậy thì nên lên đường hắn không có đi ra ngoài muốn chết trong nhà an nghỉ dược từ lâu chuẩn bị tốt có thể đi không có thống khổ như vậy hắn là muốn đi đấy lại không đi thành bởi vì có người tìm hắn xem bệnh triệu bân không có ngã dưới nữ vương ngã xuống không biết thế nào liền té xỉu. Ta là cái lang trung. Lý lão hủ cầm quải trượng, lại cường chống đỡ đi lên. Trên giường, nữ vương lẳng lặng nằm, gương mặt trắng bệch không chịu nổi. Triệu Bân mặt càng trắng bệch, liền hô hấp đều là dồn dập. Không có bệnh a. À? Lý lão hủ xem mạch thật lâu, mới thì thầm một tiếng. Có bệnh tốt trị, không có bệnh, rất để cho lang trung khó khăn đấy. Thế nào? Triệu Bân lo lắng hỏi. Thân thể thái hư Ta trông coi đi lấy vải uống thuốc. Lý lão hủ lưu lại một lời, lại cất tay đi rồi. Dược tuyệt đối là hảo dược, nữ vương ngày thứ hai triệu đứng lên, chỉ bất quá là vịn bức tường đi, hơn nữa là ngày càng lụn bại, thậm chí mở cửa phòng đều biến dị thường cố hết sức, té xỉu tình huống, lúc có phát sinh. Chương 2064, một đường hướng đông. Phốc thông. Đại Tuyết Thiên hạ hà bắt cá, Triệu Bân thành thói quen rồi băng lãnh. Lý Lão Hủ cũng ở đây, đang tại bên cạnh đống lửa, loay hoay cái kia mấy đồng tiền, lần lượt phóng ở lòng bàn tay lay động, lần lượt ném vung trên mặt đất, xong, chính là một hồi nói nhỏ. Phá giới rồi, đoán mệnh có vẻ như liền không thế nào linh nghiệp, quẻ tượng bừa bãi lộn xộn, cực kỳ giống hắn cái này giải rác qua loa khi còn sống. Hắn cũng không biết, Lão Thiên Gia vì sao như thế nhẫn tâm, không nhìn nổi thế gian khói lửa nhất định chỉnh như vậy dân chúng lầm than. Bọt nước âm thanh lên, triệu bân bò lên trên bờ lý lão hủ thu đồng tiền đem đỡ đến rồi trước đống lửa lần này hắn không một lần nữa cho triệu bân bắt mạch không có khuyên nữa ngăn trở bắt mạch cũng vô dụng khuyên nhủ cũng khuyên nhủ không được chính như hắn trước kia nhìn xem núi lớn lúc người một khi muốn lái rồi hết thảy đều lạnh nhạt cá ngươi cầm đi một lần nữa cho thê tử của ta mở vài uống thuốc triệu bân toàn thân đều tại run rẩy liền bên miệng vết máu đều nhiễm lên rồi băng vụ lý lão hủ không nói chuyện chỉ cấp triệu bân phủ thêm rồi áo bông, run rẩy đi rồi. Một ngày này, thiên đạo trở về, cũng là ngồi ở phiêu miểu, một lời không nói. Chúng thượng thương đều bồn chồn cái này đi ra một chuyến, thế nào trả lại cho chỉnh uất ức, hỏi nửa ngày, cái gì cũng không nói, liền đặt cái kia cất tay, cằn nhằn xì xào. Thiên đạo như thế, đâu còn có nửa phần uy nghiêm. Thái thượng hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng rời núi rồi, muốn đi tiểu vũ trụ tìm tòi cuối cùng. Tới một đạo đấy, còn có thương thiên, chủ yếu là hiếu kỳ. Tướng công, nữ vương tỉnh lại thì, hô kêu một tiếng. Thật lâu, cũng không trông thấy đáp lại. Ngược lại đã quên, tướng công không có ở nhà. Nàng chống đỡ dưới thân thể rồi giường cũng là một bước chưa có chạy ổn, ngã sắp xuống rồi. Vịn cái bàn bò lên lúc, chính thấy mình trong kính, bị bệnh một trận, lại nhiều hơn vài cọng tóc trắng nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, cách khe hở xem núi lớn. Tướng công nói, trong núi cảnh tuyết rất đẹp, dương mỗ mỗ nhìn qua, trong thôn rất nhiều lão nhân, đều nhìn qua, nàng cũng muốn đi xem xem. Có thể, nàng không có cái kia phần khí lực rồi. Đại tuyết bay tán loạn, áo nàng đơn bạc, một thân một mình ngồi ở cửa nhà. Lạnh, là một loại giải thoát, ngủ sẽ không lạnh. Người điên rồi. Cái này, là tướng công lần thứ nhất giống nàng. Nàng sợ hãi, khóc cũng không dám ra ngoài âm thanh. Có ta đây triệu bân hòa hoãn ngữ khí, so lửa than vẫn âm áp. Người đem ta bỏ a à, nữ vương thì thầm, là vô lực nức nở. Đừng nói ngốc lời. Trận này tuyết, hạ xuống khéo a à. Trong đêm khuya, lâm chi họa một tay nâng gương mặt, lẳng lặng xem sơn thôn. Phạm thế nhân gian một trận tại họa lớn, sợ là muốn làm rơi hai cái tuyệt đại loại người hung ác. Thiên địa đồng thỏ tại đây điểm không tốt, hóa phàm lúc táng thân, cũng coi như mệnh số kết thúc. Nàng không nhúng tay, cũng không phải là sợ thượng thương chế tài, mà là muốn nhìn một chút cái kia họ triệu nhân tài, lần này hay không còn có thể sáng lập thần thoại, đồng dạng tuyệt vọng, hay không còn có thể giấy lên hy vọng tia lửa. Không biết nơi nào ngày, nữ vương tóc, trắng phao, tựa như ngoài cửa sổ tuyết. Từ một đêm này, nàng lại không bắt đầu, có cái kia phần lòng dạ, lại không như vậy khí lực, liền cho trượng phu rót chén nước, đã thành rồi đáng thương hy vọng xa vời cứu cứu nàng môn ngoại triệu bân tràn đầy chờ mong nhìn xem lý lão hủ lý lão hủ không nói chỉ bất đắc dĩ lắc đầu trong sách thuốc trước mặt nghi nan tạp chứng hắn nhìn qua rất nhiều rất nhiều nhưng này nhà nàng dâu bệnh hắn quả thực chưa thấy qua bởi vì làm căn bản sẽ không bệnh ít nhất mạch đập là không thành vấn đề ai có thể cứu nàng triệu bân gắt gao nhìn chằm chằm vào lý lão hủ tiên lý lão hủ trầm mặc thật lâu mới thổ như thế cái chữ ở đâu có tiên Triệu bân bề bồn sợ hỏi. Lý lão hủ dơ lên tay, chỉ phía xa rồi đông phương, nghe tổ tiên nói, biển rộng ở chỗ sâu trong, có một tòa tiên đảo, bên trong liền ở một vị lão thần tiên. Một mực đi về phía đông. Lão tổ tông là nói như vậy. Đa tạ. Triệu bân giã rời hai mắt, lại lóe lên rồi ánh mắt. Hắn cầm lấy cái sẻng, vội vàng ra cửa, thẳng đến rồi đóng băng trường hà. Chờ đợi Lý Lão Hủ đuổi theo, hắn đã nhảy xuống nước, lại xuống sông bắt cá đi. Từ sau mấy ngày, hắn đều là như thế, nhiễm nhiên đã không keo kiệt sinh mệnh. Lý lão hủ không có khuyên ngủ, tựa như biết rõ triệu Bân ý nghĩ, người trẻ tuổi kia là muốn tích lũy khẩu phần lương thực, mang theo nàng dâu đi xa nhà nơi nào. Cũng chính là trong miệng hắn tiên đảo, chỉ phải tìm được vị kia lão thần tiên, liền có thể chữa cho tốt nàng thê tử. Nguyện vọng, bình thường là tốt đẹp chính là hiện thực, hẳn là tàn khốc. Bởi vì cái kia chỉ là một cái truyền thuyết, có vô tiên đảo, trong đảo có không lão thần tiên, người nào cũng không biết, mặc dù là có, bằng hoa nhi này từ thân thể, cũng chưa chắc có thể đi tới, này sẽ là một cái cực xa đường. Mà thôi, Lý Lão Hủ về nhà, hơn nửa đêm lục tung, tìm ra một kiện nữ tử siêm y, sợi tổng hợp không sai mỏng như cánh ve, trông coi chiếu đến tinh huy, khi thì lóe lên sáng bóng. Cái này, là hắn thái tổ nãi nãi truyền xuống tới đấy. Nghe nói, nó là một kiện tiên nhân xuất ra chỉ siêm y, mặc lên người, có thể chống cự giá lạnh. Tổ truyền chi vật, hắn vốn định mang đến trong mộ đi đấy. Bây giờ ngẫm lại, nhập thổ vi an trước làm một kiện việc thiện, cũng coi là tổ tiên tích đức, đưa cho cái kia con nít nàng dâu, mới có thể phái trên công dụng. Đa tả, triệu bân tiếp nhận siêm y lúc, vô cùng cảm kích. Cái này cũng đưa ngươi rồi, Lý Lão Hủ đưa qua một cái bao phục, có không ít thảo dược, xua đuổi hàn dùng đấy. Trưa nay, chính là cái kia trương lão bước đại cung. Trên biển, khó tránh khỏi có giã thú, phòng thân quá. Lý lão hủ đi rồi, trước khi đi, vẫn kín đáo đưa cho rồi triệu bân hai viên thuốc. Nhịn không được lúc, ăn nó đi. Dược hoàn không chừng trị bệnh, nhưng mà làm cho người ta an nghỉ. An nghỉ tốt, không cần trên thế gian chịu khổ. Cái này đêm, không có tắm huyên ương. Trong thùng gỗ to, hơi nước đằng đằng, chỉ nữ vương một cái nước là triệu công tử đốt đấy, từ sau rất nhiều thiên, đều ngâm không được tắm rồi. Tướng công, ta nghĩ chết trong nhà, nữ vương vùi đầu trong mắt. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết, triệu bân ôn nhu cười một tiếng. Tiên y, mặc ở nữ vương trên người, vẫn là rất vừa người đấy. Bạch y tóc trắng, nàng như một hạ phàm tiên nữ. Ngược lại là triệu công tử, cũng không biết là mỗi ngày bận rột, vẫn là kinh rồi quá nhiều phong tuyết, thế nào xem cũng giống như cái tháo hán tử, xanh sao vàng vọt cái chủng loại kia. Hai người đứng một khối, thế nào xem đều có điểm không xứng đôi. Sáng sớm, triệu bân trên lưng rồi trường cung cùng khẩu phần lương thực, đem nữ vương ôm vào rồi xe đẩy, cửa hàng giày đặc bị tấm đẹp, cái cực kỳ chặt chẽ, nghênh đón phong tuyết ra cửa. Môn ngoại, có người chờ đợi. Là lão đầu thôn, trong tay vẫn sách hơn phân nửa túi lương thực, là từng nhà gom góp đến đấy. Con nít, dọc đường lưu tâm, lão đầu thôn cười ôn hòa, này ân, chọn đời khó quên, triệu bân cung kính được rồi nhất tông đại lễ. Hắn đi rồi, đem xe đẩy đi tìm tiên đảo rồi. Không có địa đồ, chỉ có phương hướng, một đường nhắm hướng đông đi. Mặt băng, liền là con đường của bọn hắn. Sư thúc A, các ngươi đều đã chạy đi đâu. Hơn nửa đêm đấy, tịnh nghe thủy thần đặt cái kia buồn vô cớ rồi. Cái này đều khai chiến nhất nguyệt rồi, cũng không thấy triệu bân trở về. Ngược lại đối địch trí tôn, Càng tụ càng nhiều, sợ là thần giới có thể xếp trên danh hào truyền thừa, cơ bản đều đến rồi, hoặc xem cuộc vui, hoặc tham chiến, chỉnh rất náo nhiệt. Người nào có thần phạt, đến một trận quá, Viên Thần ngáp một cái. Không ai phản ứng đến hắn, thành trong duy nhất một cái hầu, thế nào cũng buộc không được. Đến mức thần phạt, thần triều có rất nhiều, không thiếu kẻ tại bán thần đỉnh phong tiền bối, cũng có thể cưỡng ép trùng kích thần cảnh, cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Nhưng bọn họ không phải triệu bân, nghĩ kéo đầy trời thần ma một khối độ kiếp, căn bản không có cái kia nội tình. Mặc dù là triệu bân, đánh lên tràng diện này, cũng không dám đơn giản cầm thiên kiếp lừa người. Phải biết, đối phương có trí cao thần khí đấy. Ngũ đại hoang thần binh liên hợp nhất kích, vô luận người nào độ kiếp, cũng có thể cưỡng ép kích sát. Trừ phi, triệu bân cũng có trí cao thần khí hộ thể. Lão phu bóp chỉ tính toán, cái đồ kia tại nghẹn đại chiêu. Hỗn thiên ma vương cất tay, nhất lời lời nói thấm thía. Đối địch lớn như vậy động tính, cũng không trông thấy họ chịu ngoi đầu lên, tất có bất phàm tính toán, vẫn có nguyệt thần cùng đế tiên, cũng xa ngút ngàn dặm không tin tức, có thể nói đi dạo phố mua đồ Tết rồi. Cho nên nói, bình tĩnh. Đại chiêu không có, tìm tiên đảo phàm nhân, ngược lại có một cái. Triệu công tử cần cù, đang tại đóng băng trên biển, nghênh đón phong tuyết đi về phía trước sau lưng, đã nhìn không thấy tiểu sơn thôn. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là lông ngỗng đại tuyết. Toàn bộ thế giới, đều trắng không nửa phần không sạch sẽ. Tướng công, có lạnh hay không? Nữ vương mà nói, hơi yếu gần như không nghe được. Không có ở ổ chăn ôm người ấm áp. Triệu bân cười một tiếng, tựa như có dùng không hết khí lực. Mênh mông đường xá, hắn tu hữu một hơi chống đỡ không ngã. Thần triều chi chủ là kiên đĩnh, lão ô quy không chịu nổi. Lục thiên thần đem mâu đủ kính nhi, cuối cùng đem hắn quật ngã rồi. Cái này không, ánh trăng vừa vặn, nồi sắt đã trên kệ, hầm cách thủy vương bắt canh. Lão phu tốt xấu là một tôn thần, giết quả thực có thể, hai ta có thể liên minh, đi táng hải náo một trận. Chói gô, buộc không được lão ô quy miệng. Người như vậy tu vi, không thích hợp trên thần giới, thích hợp xuống nồi. Lục thiên thần đem mang theo đầu óc đầu căn bản không nghe hắn mù phấp phới. Vương bắt canh nhiều bổ a. À hôm nay ai nói cũng không có dùng, nhất định hầm cách thủy rồi. Triệu bân, đại gia người đấy. Sắp sửa xuống nồi, lão ô quy chỉ còn chửi mẹ ý nghĩ. Tạc thuyền, thật không thể tùy tiện trên, đặc biệt là họ triệu đấy. Chửi mẹ, thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút tác dụng đấy. Triệu công tử không có, không sao đấy, đến rồi một cái đại đỉnh. Đêm hôm đó, lục thiên thần đem nồi đã bị đập phá cái nát vụn. Mặt trời chiều ngã về Tây triệu bân ngừng bước chân cầm lương khô tại đây không có giường không có hỏa chỉ có tướng tựa gắn bó vợ chồng son khoác chăn xem ánh nắng chiều lạnh là lạnh một chút không ngại lãng mạn ít nhất tại tiên giới chúa tể xem ra một màn kia rất ấm áp rất an nhàn tướng công ta làm mộng rồi mộng thấy gì mộng thấy chúng ta có hải tử ánh nắng chiều rất đẹp mặt trời mọc cũng giống như vậy mộng ảo cùng với triệu bân lại đỉnh lấy phong tuyết lên đường phía sau rất nhiều ngày giờ, hắn đều là như vậy tới được, trong đêm nghỉ ngơi, ban ngày lên đường, khi thì còn sẽ dừng lại, thừa dịp thê tử ngủ vụng trộm đục cái băng động, xuống biển bắt mấy cái cá, hạt kê cũng tốt, cá sống cũng được, có thể ăn là được, hắn tin tưởng vững chắc, tâm thành thì linh, nhất định có thể tìm được cái kia tòa tiên đảo. Tâm thành, không có nghĩa là vận khí sẽ tốt. Đêm hôm đó, bọn họ liền gặp không may một trận bão tuyết. Ánh nắng chiều có nhiều đẹp, cuồng phong liền nhiều tàn sát bừa bãi tiên giới chúa tể là trung thực quần chúng, là mắt thấy xe đẩy bị thổi lật đấy, xa luân đều bay ra ngoài, còn có thảo dược, khẩu phần lương thực, đệm chăn, đều bị cuồng phong, giao nộp rồi cái sạch sẽ, liền thừa lại hai cái sống dở chết dở người. chương 2065, đừng nhúc nhích. Lão thiên gia tựa như ưa thích sạch sẽ, hoặc là yêu cực kỳ trắng noán, đem 800 vạn trong thiên địa, đều tạo mù xương một phiến, thậm chí bao la mở mịt thế giới, chỉ còn đại tuyết tại tung bay. Lúc này, nó chính kiệt lực biến mất cuối cùng một tia không sạch sẽ, lấy cầu hoàn mỹ. Mà triệu bân, chính là cái kia cuối cùng một tia không sạch sẽ, bởi vì hắn cùng thế giới này nhan sắc, không hợp nhau, sau lưng giấu chân, biến mất một chuỗi, còn có hai hàng. Một đường hướng đông, cuồng phong bạo tuyết ngăn không được cước bộ của hắn. Không còn xe đẩy, còn có sống lưng, cõng thê tử đồng dạng có thể đi. Chống đỡ, chúng ta nhanh đến rồi. Lời này, hắn mỗi ngày đều tại nói không chỉ là lừa gạt nàng dâu cũng là đang dối gạt bản thân thời gian lâu dài không để ý nhi vẫn sẽ xuất hiện một chút cái ảo giác như thế dường như lại nhìn thấy một tòa tiên đảo giấu ở phong tuyết ở chỗ sâu trong nhưng lão thiên gia tịnh cùng hắn nói giỡn, có vẻ như gặp thiên đều tại đùa nghịch người mặc nàng thế nào truy tìm chính là sờ không đến cái kia mảnh tươi đẹp mà ấm áp ảo cảnh tướng công buông ta xuống a nữ vương thì thầm âm thanh yếu ớt còn nói ngốc lời triệu bân âm sắc khàn khàn bước chân cứng cỏi phong tuyết không hiểu ý tựa như không nhìn nổi tình duyên hô hô cái không xong nhìn xem đều lạnh tiên giới chúa tể ước lượng tay dáng vẻ vẫn là rất tiêu chuẩn phàm nhân nơi nào cả ngày đi tại băng thiên tuyết địa trông coi là ba ngày hai đầu xuống nước chẳng những không có chết cống, vẫn như vậy kiên đính sức mạnh của ái tình thật thần kỳ a xem qua tuyết thiên nàng lại cùng tận sức nhìn xem vỗ ngoại cũng không biết hai ngày nói tại tiểu vũ trụ chơi đùa cái gì đâu từ hắn lưỡng đi vào, ánh lửa một phiến chính là tiếc một phiến, tựa như ăn tết lúc phóng pháo hoa, hoa khoe màu đua sắc, chớ nói mấy vị khác thượng thương, liền nàng đều nghĩ qua đi nhìn một cái rồi. Là nó, chính là nó. Đột nhiên một tiếng gào to, cả kinh các giới chúa tể đều một hồi nước tiểu run rẩy Lâm chi hỏa từ vũ ngoại thu mâu, sốc nhấc lên lông nghi, nhìn xem hư vô. Thượng thương là có nhiều nhàm chán, Bỗng nhiên đến như vậy nhất cuống họng, hù chết một người. Thời gian lâu dài, nàng mới tiếu nghi hơi nhíu, dù sao vẫn cảm giác có thứ gì đến rồi tiên giới, có thể nàng liếc mắt một cái quan sát, cũng là tìm không được tung tích, liền mơ hồ nghe thấy khanh khách tiếng cười, cũng không biết nhà ai em bé, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Nói em bé, nó vẫn thật là đến rồi, để trần cái tiểu cái mông, vòng quanh nàng qua lại chuyển, khi thì, vẫn như một cái chó nhật, tại trong rừng chúc người tới người lui đó là một cái cái gì lâm chi họa mỹ mâu hiếp lại. Nhìn thật lâu, nàng cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Chỉ vì, oa nhi này em bé không có dấu vết, tựa như không còn tại hiện thực. Hết lần này tới lần khác, chính là như vậy cái vật nhỏ, tại nhiễu đại càn khôn. Nói nhiễu, cũng không xác thực, hẳn là đại càn khôn tại cấp cái kia nhường đường. Cái này như bức, vô tình thượng thương, khi nào biến như vậy dễ nói chuyện rồi. Đừng nhúc nhích, hư vô, có uy nghiêm lời nói truyền xuống, chỉ nàng một người nghe thấy. May mà thượng thương nói sớm, lại chậm một giây, nàng liền chuẩn bị đem tiểu ra hỏa kia, chộp tới nghiên cứu một chút rồi, vẫn là lần đầu thấy như thế cái chủng loại, hiếu kỳ. Ô ô, chẳng biết tại sao, tiểu hoa nhi khóc, vẻ mặt tràn đầy nước mắt, khóc đi rồi. Lâm chi hỏa có thể cảm giác được, nó lại ra vũ trụ, biến mất tại vũ ngoại. Hô, thiên đạo xả hơi thanh âm, nghe rất lờ mờ, như chút được gánh nặng. Bọn họ cũng không biết đó là một cái gì đồ vật, chỉ biết đánh không lại. Khục khục, hôm nay triệu bân, trạng thái không phải tốt, một đường đều tại ho khan. Nữ vương cũng không tốt đến đi đâu, dã rời mỹ mâu, ảm đạm không ánh sáng. Đi lệch, tiên giới chế tài giả một tiếng khẽ nói, lại thành rồi một cái phàm trần quần chúng. Là vì đi lệch, là cái kia một đường hướng đông, đi tới đi tới liền hướng bắc đi. Cũng đúng, Khắp thế giới đều là trắng bóng một phiến, phạm nhân có thể phân rõ phương hướng mới là lạ. Trên thực tế, phân rõ hay không, cũng không có cái gì khác nhau, chống đỡ không cho đến lúc đó. Không quá nửa ngày, triệu bân liền ngừng, nhẹ nhàng buông xuống thê tử. Nên là tuyết quá lớn đấy, đôi mắt của hắn cũng dã rời tới rồi mơ hồ. Đừng đi, nữ vương thanh âm đàm thoại yếu ớt không chịu nổi, cũng là cực tấn cầu khẩn, chặt rắt lấy ống tay áo của hắn không buông tay tựa như biết rõ hắn muốn đi làm gì. Một việc nhỏ, Triệu Bân ha ha cười một tiếng, cầm lấy cái kia cũng nát cái sẻng đi ra. Cách đó không xa, hắn bới ra rồi một phiến tuyết, cố hết sức đục nổi lên nghiêm băng. Vẫn là một cái kẽ nước băng tuyết, hắn đục rồi đủ hai canh giờ, mệt đến thổ huyết. Đợi ta, Triệu Bân quay đầu cười cười, phốc thông một tiếng nhảy đi vào. Thật lâu, cũng không trông thấy hắn ngoi đầu lên, mặt nước cũng yên ổn dọa người. Chúa tể nói không giả, sức mạnh của ái tình là thần kỳ đấy, tựa như nữ vương, lúc này tiểu thật giống đã có khí lực, tại trong gió tuyết, nằm dạp xuống đi về phía trước. Cho đến kẽ nứt băng tuyết biên giới, nàng mới dừng lại, vô lực kêu gọi. Không ai đáp lại, nàng tựa như có thể thấy được ngư nhi, nhưng không nhìn thấy tướng công. Cũng nên tản, tiên giới chúa tể thì thào một câu. Thiên địa đồng thọ có thời hạn đấy, còn có như thế bền bỉ. Ngược lại đã quên, lục thiên nữ vương không phải thời đại này đấy. Liên quan đến rồi cấm kỵ, không thể án lẽ thường tính rồi, nhìn hôm đó nguyệt ấn ký, nơi nào có muốn rút đi điểm báo, lại đến cái răm ba tháng, cũng rất bình thường. Giao giao, triệu bân cuối cùng ló đầu, làm sao vận khí không phải tốt, liền bắt chỉ tôm. Có tôm cũng không tệ rồi, liền hắn thân thể này cốt, đuổi theo cá chính là cái hy vọng xa vời. Sao chạy tới đây rồi? Hắn cười mỏi mệt. Đến, nữ vương cầm triệu bân tay. Ta, liền không đi lên rồi a à. triệu bân ôn nhu cười một tiếng, đó là trước sau như một đau nàng dâu, lúc nói chuyện, vẫn không quên đem tôm nhét vào thê tử trong miệng. Đến, vẫn là cái này hai chữ, bất luận nữ vương lại kiệt lực, vẫn là yếu đến nghe không được. Thiên là có nhiều lạnh giá, khóe mắt nàng nước mắt, đều hóa thành băng cùng xương. Lần thứ nhất, triệu bân vô lực lau đi thê tử lệ trên mặt chỉ, hắn cuối cùng một phần lực, đã ở trong nước hao hết, lạnh giá cùng bệnh ma chính đem hắn thôn phệ như có kiếp sau vẫn lấy hay không lấy chồng ta triệu bân khàn khàn cười một tiếng gà nữ vương hai mắt đẫm lệ nhất tự tựa như đã dùng hết hết thảy khí lực như thế kiếp sau ta còn lấy ngươi triệu bân trong tiếng cười có ôn nhu nhưng trong mắt lại chậm rãi tản ánh mắt không chịu nổi cái kia bới ra lấy mặt băng tay cuối cùng vô lực vượt xuống băng điêu giống như thân thể cũng ở đây phút chốc, chậm rãi ngã vào trong nước. Nữ vương lệ rơi đầy mặt, cũng là suy yếu đến liền hô một tiếng tướng công đều hô không ra, chỉ được trơ mắt nhìn hắn, một tấc một tấc trầm hướng băng lãnh đáy biển, tựa như rút đi thời gian, dần dần hóa thành vĩnh hằng nhớ lại. Ánh nắng chiều, vẫn là như vậy mộng ảo, mang theo vài phần thống khổ. Không ai lại nhìn nó, nữ vương cũng đã yên lặng tĩnh đi ngủ. Ân, chân trời, có một đạo tiên cầu vồng xẹt qua. Chăm chú nhất nhìn, mới biết là một cái đạo cô. Thấy nữ vương, nàng phiên nhiên hạ xuống, thần sắc vẫn rất nhiều kinh ngạc. Cái này biển rộng minh mông, lại vẫn có phàm nhân, vậy mà không có chết cóng. Xem qua mới biết, cái này tiểu nữ oa mặc một bộ tiên y, tuy là cấp thấp nhất, lại đầy đủ chống cự giá lạnh, nàng còn có một khẩu khí, cũng bái nó ban tặng. Hai tử đáng thương. Đạo cô thiện tâm, đem nữ vương đã thu vào đám mây, đạp thiên mà đi. Tuyết, vẫn như cú tại hạ, một lần lại một lần che giấu cái kia cái nứt băng tuyết, tựa như muốn đem chìm vào đáy biển chính là cái người kia, triệt triệt để để băng phong mới bỏ qua. Chương 2066, Thái Vũ. Hải trong tiên đảo, nhân gian tịnh thổ. Tại đây, tuy nói không nổi bốn mùa như mùa xuân, lại dù sao vẫn so ngoại giới băng thiên tuyết địa ấm áp nhiều hơn, ít nhất trong lúc ngủ say nữ vương không lại lạnh run. Nàng ngủ cũng không an tường, từ bị mang về, tựa như một mực ở làm ác mộng khóe mắt vệt nước mắt, chưa bao giờ hong gió qua, thê mỹ làm cho đau lòng người. Đạo cô tử cũng ở đây, tu vi không hẳn như vậy cao bao nhiêu, lại khí chất xuất trần. Chưa nàng, còn có một cái lão già khóm khẹp, từng lấy cái kia ổ gà tựa như tóc, tiếp nhận triệu bân một mũi tên, lười nhắc cùng người phàm không chấp nhận nhưng vẫn là cùng người phàm nhấc lên rồi nhân quả. Sư muội oa nhi này tử nhìn thấy quen mặt a à. Lão già khóm khẹp ung dung nói. Gặp thấy mỹ nữ, người xem cái nào không quen mặt đạo cô mắt liếc không thể phủ nhận ta là có chút mặt đuôi mù lão già khóm khẹm ý vị thâm trường nói đạo cô không lại tiếp tục để ý biết chỉ chuyên tâm xem nữ vương mi tâm trăng lưỡi liềm bí văn lão già khóm khẹm mặc dù không phải đáng tin cậy nhưng là lại nhìn một bên xem một bên điều tra sách cổ tướng công đừng bỏ lại ta triệu bân đừng để ta lại nhìn gặp ngươi hai người nghiên cứu lúc nữ vương lại nói mê lại, vì cái gì nói lại, bởi vì làm ác mộng nàng, một đoạn thời gian rất dài, sẽ không yên tĩnh qua, nói mớ một câu tiếp một câu. Cái này, không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng nói mê lúc thần thái, như là ảo thuật, khi thì thống khổ, khi thì tàn khốc, khi thì ôn nhu, khi thì u oán chỉnh đạo cô cùng lão già khóm khẹp, đều có chút hiếu kỳ, oa nhi này tử đến rốt cuộc đã làm gì cái cái gì mộng. 80 tập kịch nhiều tập, ta, tới rất đúng hữu duyên, tao lão đầu nhi một câu thâm trầm, Sở Dĩ đầu đạo cô nói qua, cho nữ vương cho ăn một khỏa đan dược. Sở Dĩ nàng rất thích hợp làm đồ nhi của ta. Lão già khóm khém nhếch miệng cười một tiếng. Cút, được rồi. Đảo ngoại lông ngỗng đại tuyết vẫn là như vậy trắng noãn. Bao la mờ mịt biển rộng vẫn là là như vậy mông lung. Như có văn nhân nhà thơ ở chỗ này thấy cái này cảnh tượng, định sẽ sinh ra một phen làm thơ ý cảnh đến. A, à, biển rộng a. À. Tất cả đều là nước, mùa đông nơi nào? không phải đẹp. Có đẹp hay không trước tạm bất luận, cái mảnh này hải, là thật sâu không thấy đáy. Như triệu công tử, từ bị nước biển nuốt hết, vẫn chìm xuống dưới, tam lưỡng ngày cũng không trông thấy rơi xuống đất, ngược lại ngư nhi, bơi lại rồi một phiến lại một mảnh, tò mò nhìn cái này dị loại, không biết vì sao, trên người dù sao vẫn thỉnh thoảng sáng lên. Không cần gặp xét đánh, rất tốt. Lâm chi họa một tay nâng gương mặt, như cũ là trung thực quần chúng. Nàng cũng không phải là người vô tình, nơi nào có thấy chết mà không cứu đạo lý, vì thế, gặp xét đánh giác ngộ đều đã có, có thể cái kia họ triệu nhân tài, có vẻ như không cần nàng cứu, bởi vì làm căn bản sẽ không chết, hoặc là nói, là không có đều chết hết. Độn giáp thiên tự, là đồ tốt, càng thuộc về thần chữ độn giáp, nhất là trói mắt. Cái kia không, chính đặt cái kia lóe sáng lượng đâu. Chính là nó, trộm triệu bân một luồng hồn. Cũng là nó, hơn nửa đêm không ngủ được, cần cù tú tài nghệ, là vì tú tài nghệ, là giao phó rồi triệu bân một tầng kỳ dị quang huy. Trong đêm sáng bóng, không chỉ cái này một đạo, xem trắng bóng cái kia băng thiên tuyết địa, cũng có một chỗ tại lóa sáng, bất luận đại tuyết bay tán loạn, chính là ép không được. Chăm chú nhất nhìn, mới biết là lý lão hủ tổ tiên truyền xuống đại cung. Ngày xưa, triệu bân phóng nó nhập hải, bởi vì gặp bão tuyết mà rơi mất. Bây giờ, khắc tại ở trên độn giáp thiên tự, lúc này lấp lánh tỏa sáng. Hiện Quang Huy thật cũng không cái gì, nó nhưng vẫn hành bay lên rồi, nghênh đón phong tuyết, trên không trung dạo qua một vòng, liền bay về phía triệu bân cái kia phiến hải vực, đương làm một tiếng, nện xuyên thủng mặt băng, như một đạo thần quang, đã rơi vào triệu bân thể nội. Nó cái này đi vào không quan trọng, triệu bân trong nháy mắt tỏa sáng rồi sinh cơ. Tốt một thanh thái vũ cung. Lâm Chi Hỏa thì thào một câu, có phần nghĩ đưa tay kiểm tra. Chí cao thần khí A, mặc dù khí linh đã diệt, cũng là hàng thật giá thật hoang thần binh, cũng không biết cái nào nhân tài rảnh rỗi nhất cả trứng, một cái độn giáp thiên tự phong nhập hạt bụi, che giấu rồi nó tất cả quang huy, vắng lặng hậu thế giữa. Không sai, tiên giới chúa tể cười một tiếng. Nàng là sơ tâm không thay đổi, vẫn còn chờ thiên địa đồng thọ tản đi. Thần triều chi chủ cùng Lục Thiên nữ vương yêu nhau tướng sát hình ảnh, nên là rất chọc cười, khó tránh khỏi, đập vào đập vào liền đánh thành người một nhà. Một ngày này, Thái Thượng cùng Thương Thiên từ vũ ngoại trở về. Nên là bị đánh buồn bực, hai người từ trở về phía sau liền ngồi trên thương miểu, đều là một lời không nói, chỉ khi thì trong mắt, quan sát trên thế gian, chuẩn xác hơn nói, là ở xem một cái kêu triệu bân người, duyên cớ bởi vì cùng cái kia tiểu hoa nhi đánh nhau lúc, bọn họ từ tiểu em bé trên người, trông thấy triệu bân bóng lưng, ngoại trừ triệu bân, còn có một cái khác, làm sao kinh hồng vừa hiện, chưa có thấy rõ. Hắn, là một cái điểm xấu chi nhân, thật lâu, mới nghe thấy thái thượng ngôn ngữ. a à chúng thiên đạo đều hứng thú, đợi người nào đó mù phấp với rồi. Hắn chính là thiên ngoại thiên nghiệt căn, như mặc kệ trưởng thành, sớm muộn biết thôn vệ hết thảy. Trong miệng người thiên ngoại thiên, là chỉ. Vĩnh hằng quốc độ, thần chi khởi nguyên địa. Trên biển ánh nắng chiều, vẫn là như vậy tựa như ảo mộng. Như thế cảnh đẹp, không ai thưởng thức, quả thực có thể. Kết quả là, triệu công tử lại từ trong nước bò lên ra tới. Quỷ đạo bí văn vẫn còn, hắn như cũ là phàm nhân, nhưng hắn không lại sợ hãi băng lãnh, dù là để trần chân đi tại trong gió tuyết, cũng không thấy nửa phần hàn ý. Lạnh vẫn là không lạnh, có thể hắn biến không thế nào bình thường. Xem cái kia thần sắc, có phần lộ ra chất phác, hai mắt cũng trống rỗng, từ bò ra, sẽ không nói qua vài câu, nhiễm nhiên giống như một cái không có linh hồn cái xác không hồn, từng bước một lung la lung lay, không bờ bến đi tại trên mặt biển. Không phải người một nhà, không vào nhất ra môn nơi nào. Lâm Chi Hỏa khẽ nói, xem qua Triệu Bân, liền nhìn phía một phương khác. Cái kia, cũng có một người, cũng như Triệu Bân, thần chí không rõ. Chính là đế tiên, bạch y huyết tóc, lảo đảo đi trong sa mạc. Nói sa mạc, cũng không xác thực, đó là một cái tiên phàm vết nứt. Lâm Chi Hỏa biết nguyên do, bởi vì nàng là trận chiến ấy người chứng kiến. Tiên đình nữ quân đối với lục thiên nữ vương, tuyệt đối là một trận hủy thiên diệt địa quyết đấu, một cái bị đánh đích phản lão hoàn đồng một cái thì tổn thương linh trí diệt phong khác biệt chính là lục thiên nữ vương vận khí tốt một chút bắt gặp triệu bân phía sau sự tình cũng không biết là kiếp vẫn là tạo hóa kéo không đứt lý lẽ vẫn loạn cho nên nói cái gia đình này rất có ý tứ chờ đợi thiên địa đồng thỏa tản đi như triệu bân thực cho nữ vương dẫn nhà đi nàng cùng đế tiên không được mỗi ngày đánh nhau a à. ta là người nào trong gió tuyết triệu bân cuối cùng nói chuyện một câu khàn khàn không chịu nổi. Không ai đáp lại, nhưng cái này giải rác ba chữ, một đường đều tới làm bạn. Thần chữ độn giáp vẫn còn lóa sáng, mỗi lóe lên một lần, thái vô cung liền sẽ rung động, thời gian lâu dài, trả lại cho triệu bân, thêm như vậy một loại vô thượng khí uẩn. Chỉ là, khí uẩn đến nhanh đi cũng nhanh. Cũng không phải là biến mất, là sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn vẫn như cố thần trí không rõ, ý thức đần độn là hồn xảy ra vấn đề, trung quy, vẫn còn hóa phàm trong. Sự tình không lớn, chờ đợi quỷ đạo bí văn giải tỏa, hết thảy cũng có thể khôi phục bình thường, chính là tại trong lúc này, còn sống trạng thái, có chút hít xấu hổ mà thôi. chương 2067, tìm. Tiên đảo đêm, tường hòa mà yên tĩnh. Yên tĩnh ở bên trong, nhưng có từng tiếng ngâm nga. Nữ vương lại thấy ác mộng, khóe mắt lẫn đầy nước mắt. Nguyệt quang sáng tỏ, có một vòng chiếu vào rồi trên gương mặt của nàng. Một giây sau, nàng chậm rãi mở mâu, có lẽ ngủ quá lâu, ý thức không rõ minh, thậm chí một hồi lâu cũng không trông thấy nhúc nhích, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn qua xa nhà. Tỉnh, canh dư ở bên giường đạo cô, mỉm cười. Nữ vương vô thức xéo mâu, trước mắt đầy mờ mịt. Đây là đâu? Đông Hải tiên đảo. Chờ đợi thiên cục nghiền nát, sẽ làm cho bọn ngươi sống không bằng chết. Muốn chiến liền tới, chả lẽ lại sợ ngươi, trùy chết ngươi nha. Chiến tranh sao, vẫn là có tính khí không tốt đấy, khó chịu sẽ gào thét hai cuống họng, là là vì mắng chiến, thần minh hải chính là chỗ này giống như quang cảnh, không chỉ có sấm sét vang dội, vẫn rất nhiều chửi mẹ thanh âm, một trong một ngoài, nhiễm nhiên đã mắng nhau hơn phân nửa đêm. Bên ngoài chàng quần chúng nhiều tại ngáp, đối với cái này tình trạng sớm thành thói quen. Mắng thì mắng, công phạt cơ bản không ngừng qua, quanh tiếng điếc tai nhức óc. Dù sao vẫn cảm giác thiếu chút gì đó Tầm mắt cao thâm tiền bối Nhiều tại vuốt tròm dâu Thiếu cái gì đâu thiếu một cái kêu triệu bân nhân tài Chí tôn thành đồ bị trận cửa đánh mấy nguyệt rồi Cũng không thấy hắn ngoi đầu lên Ngẫm lại lần trước thần ma đại chiến Cái đồ kia chỉnh có bao nhiêu náo nhiệt a à. Mang theo con tin Khắp thế giới đi dạo cầu Lần này lại mẹ nó ngừng công kích rồi Sợ Định không phải Người kia là người điên Liền hoang thần binh cũng dám cứng rắn đụng hắn biết sợ. Cho nên nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, khó tránh khỏi đang uẩn nhưỡng đại chiêu. Lão nạp đêm xem thiên tượng, còn có một ngày, thần triều nhất định phá. Phật tôn lại cằn nhằn rồi, như lời này, mỗi ngày tất có một hồi. Hắn cái này nhất cằn nhằn khủng khiếp, đầy trời công phạt lại đều ngừng. Bao quát cấm khu chi chủ ở bên trong, đầy trời thần ma đều vô thức ngửa ra đầu, ngửa đầu xem thương miểu, còn có thần triều cường giả, với thần minh hải ngoại quần chúng, cũng đều là cử động như vậy, không trách bọn họ như thế, chỉ vì càn khôn áp chế, phía trước trong nháy mắt lại thay đổi, lại thực theo thần minh cấp hạ xuống bán thần cấp, thậm chí đầy trời trí tôn, đều bị tập thể áp tới rồi bán thần cảnh. Xem đi, sự tình không lớn, vốn là suốt ruột phát hỏa đại quản gia thủy thần, bỗng nhiên khí định thần nhàn. Thần chiều chúng thần cũng lộ ra nụ cười, lần này giáng cấp đến vừa đúng. Đáng chết cấm khu chi chủ cũng ngử lạnh, đầy trời thần ma sắc mặt cũng rất khó xem. Thượng thương là lấy bọn họ làm trò cười sao chiến tranh đâu thật tốt cuộc diện, nhiều nhất bán nguyệt, nhất định có thể oanh phá đại đạo thiên cục, tại như vậy cái mấu chốt nhi trên, nhất định cho bọn hắn một ngạt, càn khôn áp chế xuống đến bán thần cấp không sao cả, còn nghĩ phá đại đạo thiên cục, cái kia liền không phải bình thường tốn sức rồi. Đánh! Tiên tôn tiếng quát chấn thiên, cái thứ nhất thúc dục trí cao thần khí cái khác cấm khu chi chủ cũng khí huyết bốc lên, cũng hồi phục hoang thần binh. Thống soái như thế, chúng thần nào dám lười biếng, hoặc là nói đều có giác ngộ, nhất định mau chóng oanh mở thiên cục, bởi vì càn khôn áp chế vẫn còn tăng cường, nói không chừng, ngày nào đó liền xuống đến tiên vương cấp, đến lúc đó biết đánh chính là càng tốn sức. Hát xi, Triệu công tử tựa như nhiễm phong hàn, một đường đều tại đánh hát xì. Cũng hoặc là, là hỏi đợi người của hắn quá nhiều, tưởng niệm hắn chào hỏi hay không, đều không ngại hắn thần chí không rõ, theo như không có linh hồn người, không bờ bến đi, cũng không bờ bến hỏi một câu lời, ta là ai. Phía trước, lại gặp một phiến hoang sơn dã lính, hắn niệm niệm cằn nhằn đi vào. Đêm về khuya, toàn bộ núi rừng, đều sơn đen nước sơn một phiến, gió thổi qua, hô hô âm thanh dường như lệ quỷ kêu rên, nhát gan đi đi đêm đấy, có thể cho dọa cái bị dày vò. Triệu bân lòng dũng cảm cũng không nhỏ, căn bản không để ý những thứ này thần trí không rõ sao, bản thân hắn tựa như cái cô hồn dã quỷ. Nói đến quỷ, trong rừng thật là có, cái kia không, đã theo hắc ám bay ra, là nhất nữ tử, cũng như triệu bân để trần chân, xuyên cũng là đỏ tươi áo cưới, chính là tóc tai bù xù bộ dáng, rất là ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng quan. Thế nào là tên ăn mày? Nữ quỷ vẻ mặt ghét bỏ, lại xoay người đi rồi. Thải dương bổ âm, vẫn là tìm cái tuấn lãng thoải mái. Có thể, nàng vận khí không phải tốt, đi dạo một vòng nhi, chớ nói tiểu ca ca rồi, liền đầu heo cũng không có nhìn thấy, ngược lại có nhất con thỏ, làm sao là cái đấy? Ai, tên ăn mày liền tên ăn mày rồi, tốt xấu là một cái công đấy. Nữ quỷ lại quải rồi trở về, một trận gió cuốn đi rồi Triệu Bân. Hai người tại hiện thân, đã là sơn động, nói cho đúng, là một tòa động phủ, bàn ghế đều có đấy, trông coi giữa không chung vẫn treo lấy từng khỏa sáng lên châu tử, nhất dọa người chính là chân tường chống chất vô số cỗ tán loạn khô lâu khung. Triệu bân thần sắc chất phác, nhưng chống rỗng mâu, nhưng có sáng bóng đang lóe lên, từ đi vào liền lẳng lặng xem vách tường, trên tường treo một bức họa, bức tranh trong là nữ tử, để cho đần độn hắn, đột nhiên nhớ lại một chút vụn vặt chuyện cũ. Ta đẹp không? Nữ quỷ tà mị cười một tiếng, đối với triệu bân thổi một cái xương mù. Đẹp, triệu bân nhìn xem trên tường bức họa, thì thào một câu. Muốn ta sao nữ quỷ duỗi tay, tại triệu bân trên mặt một hồi vuốt ve. Nương tử, triệu bân một câu khàn khàn, xem vẫn là bức họa kia. Chán ghét, nữ quỷ một cái hoa mỹ xoay người, cởi ra rồi áo cưới, nằm nghiêng tại trên giường, xinh đẹp tư thái triển lộ không bỏ sót, đối với triệu bân câu tay lúc, vẫn cắn cắn bờ môi, nói câu làm cho người ta tê dại tận xương mà nói. Tiểu ca ca, đến sao? Triệu bân như pho tượng, khắc đá chán cái loại này, không chút sức mẻ. Nữ quỷ phát hiện không đúng, Ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua trên tường bức tranh cái này nhìn qua nàng cái kia khí liền có chút ép không được rồi hoặc là nói có một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại là bức tranh trong nữ tử lớn lên là xinh đẹp nhưng lão nương cũng không kém a à. quần áo đều thoát khỏi dáng vẻ đều cho bày xong người lại đặt cái kia xem một bức họa bức tranh có thể sử dụng còn có thể đối lưỡng hạ qua wow. chiếu đến tinh huy có một cái bạch hạc trở đi nữ vương bay ra tiên đảo chưa nàng còn có đạo cô với cái kia cái kia tướng mạo xấu xí lão già khóm khẹm hơn nửa đêm ra tới đương nhiên không phải du sơn ngoạn thủy đấy mà là đi tìm người đấy nhân chi thường tình sao nhà ai vợ bé ném đi tướng công không nóng nảy a à? đạo cô thiện tâm không chịu nổi cầu khẩn cái này không liền đi ra đến mức tao lão đầu nhi là chuyên trách lái xe bạch hạc là hắn đấy còn không có hỏi ngươi cái này trời đang rất lạnh ngươi cùng tướng công chạy trên biển làm chi Lão già khọm khẹm lười biếng ngáp một cái, có phần muốn trở về ngủ cái thu hồi cảm giác. Ta bị bệnh, tướng công dẫn ta tìm tiên đảo, nữ vương nói nhỏ. Cái kia treo, hắn khẳng định đông lạnh chết rồi. Lão già khọm khẹm ước lượng rồi ước lượng tay. Đạo cô không nói chuyện, chỉ nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, người mẹ nó có thể hay không tán gẫu. Tao lão đầu nhi một tiếng ho khan, chuyên tâm ngắm phong cảnh. Nữ vương thì vùi đầu trong mắt, nước mắt ngăn không được chảy tiền bối, có thể hay không cứu cứu chỗ đó thôn dân. Thật lâu, mới nghe thấy nàng một tiếng nghẹn ngào, ngữ khí là cực tấn cầu khẩn. Trời đông giá rét, sợ là sớm chết đói. Lão già khỏm khẽm kéo rồi kéo lỗ tai. Người cùng chết gạch lên đúng không? Đạo cô hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Ta, còn chưa ngủ tỉnh, tao lão đầu nhi ha ha cười một tiếng, xoay người đã bay. Khó được đi ra một chuyến, làm một chuyện tốt quá. Hắn chạy về phía tiểu sơn thôn, tích đức làm việc thiện đi. Oa, wow, Bạch Hạc một tiếng hí, cũng muốn cùng chủ nhân đi. Đạo cô cũng không bỏ qua nó, một cái tát hồ liễu đi lên. Chim chóc sợ bắt đầu, với cánh dáng vẻ vẫn là rất tiêu chuẩn. Như Bạch Hạc, lúc này liền đã quên chủ nhân là ai, đó là chỉ nơi nào phi nơi nào. Vẫn là cái kia băng thiên tuyết địa, hai người từ trên trời giáng xuống. Đạo cô còn tốt, trước khi đến liền đã biết hiểu kết quả nữ vương thì như phát điên bình thường tại ngày xưa chính là cái kia kẽ nứt băng tuyết trước bới lại bới ra một bên bới ra vẫn một bên khàn cả giọng kêu gọi tướng công ai đạo cô thở dài một tiếng hỏi thế gian tình là gì a à? như vậy lạnh thiên phàm nhân là không thể nào sống sót đấy tối nay mang cái này tiểu nữ oa tới đây đơn giản là chấm dứt trần duyên nàng cuối cùng nhẹ phẩy rồi ống tay áo đem nữ vương đưa vào rồi mộng đẹp thuận tiện vẫn phủ đầy bụi rồi trí nhớ của nàng, từ sau nhiều năm cũng sẽ không nhớ lại bản thân là người nào. Chương 2068, Liên Tâm. A, à, nữ tử ngâm nga cùng kêu thảm thiết, vẫn có chút khác nhau đấy. Đồng dạng là một chữ, nữ quỷ sẽ không nữ vương gọi êm tai. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi nơi nào có không ướt giày, nàng cái này đêm, liền bắt rồi cái dị loại tới đây, rõ ràng là cái phàm nhân, cũng là có kim quang hộ thể còn không có bắt kịp thải dương bổ âm đã bị chấn động cái hồn phi phách tán nương tử triệu bân rời núi động lúc trong ngực vẫn ôm một bộ cũ nát bức tranh không sai bức tranh trong là nữ vương cũng không biết nữ quỷ từ chỗ nào nhặt được đấy duyên phận cái này chính là duyên phận ngoại trừ có chút phí quỷ cái khác không có gì triệu công tử lại lên đường trong miệng cằn nhằn không lại là ta là người nào mà là từng tiếng nương tử gặp người liền hỏi khắp thiên hạ tìm vợ tiểu sơn thôn đêm, vẫn là như vậy lạnh giá, đại tuyết tùy ý tung bay. Đúng như Triệu Bân ngày xưa nói, tuyết không ngừng dưới thật có thể đem thôn chôn Nương, ta đói. Ngủ sẽ không đói bụng. Gần như nhà nhà, đều có như vậy đối thoại. Đáng chết tuyết tai họa, hy vọng đều biến thành tuyệt vọng. Cót két. Trong đêm khuya, Lý Lão Hủ mở cửa, run rẩy hướng đi rồi núi lớn. An nhỉ dược tặng người rồi, còn không có hàng tồn, vậy thì đi trên núi xem ngắm phong cảnh ven đường góc, hắn bắt gặp lão đầu thôn đã già nua không chịu nổi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có quá nhiều lời, một đường đều lẫn nhau đỡ mang theo. Chí chân núi, hai người mới vô lực ngồi ở thụ bên dưới, riêng phần mình cất tay nhìn xem cách đó không xa thôn, tại đây sống rồi hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu như thế rất nghiêm túc xem, nhìn nhiều hai mắt a. À. Ngủ liền nhìn không thấy rồi, nhưng còn có chưa dứt tâm nguyện, lão đầu thôn nhi một câu khàn khàn nghĩ trước khi chết ăn bánh bao thịt lý lão hủ ha ha cười một tiếng vậy thì nhanh chóng ngủ nằm mơ có lẽ còn có thể bắt kịp lão đầu thôn cười nói dứt lời liền thấy trên bầu trời là cái kế tiếp đồ vật hình cầu đấy đứng giữa đã rơi vào hai người thân trước là ta hoa mắt sao đó là một cái bánh bao thịt a lưỡng lão đầu nhi lại bò lên đụng lên nhìn lên thật đúng là cái bánh bao thịt thiên mặc dù lạnh nhưng không ngại cái đồ vật này nóng hôi hổi thơm ngào ngạt đấy, nằm mơ lý lão hủ không khỏi vẩy ra, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, lão đầu thôn nói rằng nằm mơ tốt, lại đến nhất giỏ bánh bao, rượu, bánh bao xứng rượu, cái kia mùi vị, lưỡng lão đầu nhi càng nói càng hăng hái, nói qua nói xong chảy nước miếng, khó được hai người bọn họ như vậy có nhàn hạ thoải mái, tuyết đều không có ý tứ xuống, rứt khoát xuống nổi lên bánh bao, chính là vò rượu rơi xuống lúc cắm ở trên trà cây. Cái này, Lý Lão Hủ vô thức ngửa ra đầu, chính thấy bánh bao đập trúng mặt. Lão đầu thôn thì chống quải trượng đứng lên, kinh ngạc nhìn xem thôn, tuyết lại ngừng, tuyết động đều rút đi, còn có trong đất ruộng lúa, đã trở về nguyên bản nhan sắc, trước kia chết cóng hạt giống, lại lần nữa tỏa sáng rồi sinh cơ, hơn nữa, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đi trà sát đi lên dài. Không có chuyện vụng trộm vui cười a à. Trong hư không, tao lão đầu nhi phủi tay, thoải mái nhàn nhã đi rồi. Việc thiện một kiện, hắn đến nhớ kỹ, vạn nhất năm nào thấy Diêm vương, dễ nói nói. Đây là đâu? Ta là ai? Sáng sớm, nữ vương ra khỏi cửa phòng lúc, trước mắt mờ mịt. Liên Tâm, tỉnh, đạo cô cười đã đi tới. Liên Tâm, ngươi chính là Đồ nhi ta, đã uống nhầm thuốc, mất ký ức. Đây là chúng ta nhà, sâu dưới biển một tòa tiên đảo. Từ hôm nay, vì sư biết mang ngươi lại lần nữa tu một lần đạo pháp, nếu không thì thế nào nói là tiên, biên tiết mục ngắn có lẽ không được, biên nói dối rất có tâm đắc, dăm ba câu, liền cho mơ hồ nữ vương, chỉnh là rõ ràng. Thực cùng không đúng, nữ vương đều đã tin tưởng. Đạo cô không nuốt lời, thật liền truyền đạo Pháp. Nhưng, phàm nhân tu tiên ngày đầu tiên, nàng thiếu chút nữa bị chấn kinh cái cằm. Kỳ tài, bé con này là người tu luyện kỳ tài, trước trước sau sau cũng không quá đáng nửa ngày, liền vào cảnh giới, mà một bước này, nàng năm đó đủ dùng thập cái xuân thu sư tôn nữ vương thu pháp lúc đưa tay tại đạo cô trước mắt thoáng giao động đạo cô lúc này mới lấy lại tinh thần lôi kéo đồ nhi liền đi đại điện thượng thương có mắt nàng tiên môn đến nhân tài cái kia đến bái bái đám tiền bối nữ vương hành lễ lúc toàn bộ hòn đảo đều một hồi hoảng tổ tông bài vị đều nổ rồi từ một ngày này đạo cô liền chưa có hạ xuống giường đồ nhi mỗi ngày đều đến thăm hỏi thiếu chút nữa đem nàng mời đi còn có lão già họm hẹp, lúc này vẫn đặt cái kia nằm sấp đây. Triệu bân, phải chết. Ngươi như từ trả một đao xuống giết hắn, chúng ta không ngăn cản lấy. Hắn chính là thiên ngoại thiên nghiệt căn, sớm muộn biết thôn vệ hết thảy. Làm yêu, chính là thái thượng thường ngày thao tác, cách ba năm lần liền sóng một hồi. Nhưng, một cái thượng thương đại biểu không được thiên đạo, ít nhất, quyền sinh sát không phải hắn một người định đoạt, chủ yếu là, người nào đó thường xuyên mù hồ phấp phới, Hắn mà nói, tin ba phần là tốt rồi, đến mức phần còn lại bảy phần sao. Ha ha. Thương nguyên trên đêm, gió nhẹ mát mẻ. Tắm rửa tinh huy, triệu bân chậm rãi đi qua. Như có người ở này, thấy hắn nhất định kinh dị, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, cái kia trên người liền sẽ nở rộ một lần kim quang, tựa như nguyên bảo bình thường, lấp lánh tỏa sáng. Cái này, còn không phải quỷ dị nhất đấy. Hắn tựa như thuộc về quỷ đấy, đi tới đi tới, liền biến mất, hoặc mấy trượng hoặc vài chục trượng ngoại lại biết lăng không đi ra. Hắn ý thức hốn hốn độn đột, đối với cái này, hoàn toàn không biết. Thời gian lâu rồi, hắn bình thường một hai ngày đều không thấy bóng dáng. Như lần này, ba ngày trước, tại thương nguyên biến mất không thấy tung tích. Ba ngày phía sau liền tới rồi vạn dặm ngoại một cái sơn cốc. Trong cốc, có dốc rách tiếng nước chảy. Hắn đến lúc đó, đang có một ít lão đạo, ngồi xổm bờ sông nhàn nhã câu cá. Hắn yên lặng gom góp đi lên, lấy ra bức họa đại bá có thể thấy được qua nàng tiểu lão đạo liếc qua chưa thấy qua đa tả triệu bân lại ôm bức họa đi rồi chờ đợi đi đến cầu gỗ trên người hắn lại một lần lóe sáng kim quang ai tiểu lão đạo xem lông mi trao lên trong mắt còn có chút có lẽ không hiểu chi sắc một phàm nhân trên người ở đâu ra kim quang trông coi thuần túy chiếu sáng dạng dỡ bí bảo tiểu lão đạo trong lòng một câu để xuống cần câu chập choạng trượt đuổi theo hắn tu vi không tầm thường là một cái chú ý cẩn thận người không dám dựa vào gần quá chỉ xa xa đi theo triệu bân sau lưng chỉ sợ cái kia tiểu hoa tử là một cái ẩn thế cao nhân vạn nhất sở rồi rủi ro làm cho người ta phát hỏa hạ tràng không muốn quá tốt chuyện này hắn không phải không gặp được qua từng có liền cái kia thì một cái già mà không đứng đắn đấy lần đầu nhìn cùng người phàm không khác có thể động thủ mới biết là một tôn đại tiên năm đó nếu không phải mệnh hắn đại nếu không phải chạy nhanh sớm bị diệt ăn qua một lần thiệt thòi. Cái kia đến giải cái ghi nhớ. Kết quả là, trước trước sau sau hơn 10 dặm, hắn từng không chỉ một lần thăm dò. Sau cùng, mới đến để xác định, đó là một cái phàm nhân không thể nghi ngờ, trông coi thần trí không rõ. Như vậy cũng tốt xử lý. Tiểu lão đạo kéo ống tay áo, đi đường dáng vẻ đều lớn lối không thiếu. Phía trước, Triệu Bân đã ngồi dưới tàng cây, cũng không phải là mệt mỏi, mà là đói bụng, bụng xì sao thẳng gọi, liền trên người lóe lên quang đều biến ảm đạm không chịu nổi Wow vừa gặp bầu trời đại điều tê minh hắn mới cứng ngắc ngẩng đầu đã đói bụng đến tìm đồ ăn trên trời cái kia điều là có thể ăn hắn đứng lên lại một tay vươn vào rồi thể nội lấy ra quá vô cung kéo động dây cung trong nháy mắt kim quang thành tiến buông ra dây cung thì kinh hồng trùng thiên phốc bầu trời huyết quang hiện ra đại điều bị nhất kích xuyên thủng bị mất mạng tại chỗ nó chết phiền muộn như tựa như diều đứt dây đánh tới hướng chỗ sâu rừng cây cung xịn cách đó không xa tiểu lão đạo ánh mắt rạng rỡ chập choạng trượt đi theo triệu bân không nhìn hắn đã mang theo đại cung chạy về phía rơi xuống cái kia đại điều tiểu lão đạo thì đuổi theo hắn nhìn liền theo dõi hắn cung trong tay thật cái bất phàm có bí văn tuyên xuất ra có chữ cổ chữ khác vào đồ vật hơn nữa vẫn lấp lóe sáng con nít cái này có thể hay không mượn ta xem một chút Tiểu lão đạo cười nói, triệu bân không ngôn ngữ, rất dễ nói chuyện, chất phác đưa tới. Xong, chính lão anh một tiếng vang, nên là tiểu lão đạo không có thế nào tiếp tốt, thậm chí đại cung vô ý lạc trên mặt đất, nên toàn bộ thiên địa đều một hồi lay động, liền tiểu lão đạo đều bị vội vàng không kịp chuẩn bị, chấn lộn nhào, ngược lại triệu bân, thiên địa lay động trong nháy mắt, kim quang hộ thể, chuyện gì không có. Bảo bối, bảo bối tốt, tiểu lão đạo gào thét không để ý trật vật tư thái hai ba bước gom góp đến, tựa như một cái chó nhật, tại quá vỗ trên cung người tới người lui, đợi hắn đi lấy lúc, lại không cầm lên, dù khí lực toàn bộ triển khai, cũng không dung chuyển nửa phần. Cái gì cái chất liệu, tối thiểu trăm vạn cân. Tiểu lão đạo thở hồng hộc, kinh hãi không thôi. Có cấm chế, hoặc là, khống chế pháp chú ngữ. Tiểu lão đạo trong lòng thầm nhú, càng nghĩ, người sau có vẻ như càng đáng tin cậy liền hắn cái này tôn tiên đều chuyển bất động đại cung, một phàm nhân thì càng chuyển bất động. Nếu là chú ngữ không chế, vậy thì khác nói. Như vậy nghĩ đến, hắn đi mau đuổi theo triệu bân. Đói bụng, ân, cái kia đại điều không thể ăn, đến, ra ra cho ngươi hầm cách hủy thịt. Tiểu lão đạo cũng không quản triệu bân có nguyện ý hay không, kéo liền đi. Cho đến quá vô cung trước, hắn sinh đống lửa, thật đến hầm cách hủy thịt đấy. Triệu bân thì như một tôn khắc đá pho tượng, ngồi ở đó cũng không nhúc nhích. Con nít, người cái này đại cung, có phải hay không có chú ngữ? Tiểu lão đạo hỏi. Nương tử, nương tử, nương tử. Tiểu lão đạo thính lực tặc tốt, nghe thực đấy, sợ không phải chú ngữ. Hắn tùy ý nhét tới một cái bát, liền tiến tới quá vũ cung trước, ngồi xổm cái kia, cái đầu nhỏ gom góp đi lên, tận lực giảm thấp xuống thanh âm, hô một tiếng, nương tử. Không có gì cái động tính. Khả năng dáng vẻ không đúng hắn trực tiếp nằm đi lên, lại cười ha hả hô một tiếng, nương tử. Ai lúc này dễ dùng, quá vô cùng lóa sáng rồi, khoảng hai người bọn họ nhãn một vòng hắc. Hắn bên này nghỉ ngơi rồi, triệu công tử cái kia còn không có ngừng. Nương tử hai chữ, hắn cần nhằn xì si sao, như hòa thượng niệm kinh. Cái này không liền đã hiểu lầm sao tiểu lão đạo không chỉ xấu hổ, mặt vẫn đặc biệt hắc. Xét thấy tâm tình của hắn không phải tốt, đối với triệu bân, làm điểm không phải giảng võ đức sự tình siêu hồn, này pháp, ngược lại không có gì cái trở ngại. Có thể lục soát đến trí nhớ, lại hỗn độn một phiến. Thương lượng cái này sự. Tiểu lão đạo trà sát bàn tay nhỏ bé, lại là một mặt cười ha ha. Triệu công tử sợ là thực đói bụng, chỉ lo vùi đầu khuấy động hầm cách thủy thịt. Ta mang người tìm nương tử, cái thanh này cung cho ta. Tiểu lão đạo cười tùm tìm đấy, sau đó vẫn bồi thêm một câu, khống chế đại cung chú ngữ, cũng phải truyền ta. Ngươi biết nương tử của ta ở đâu triệu bân dơ lên đầu. Cái này còn có giả tiểu lão đạo một mặt lời thề son sắt. chương 2069, Hoa đào tiểu vận. Triệu công tử bị quải chạy, đi theo tiểu lão đạo tìm vợ đi. Hai người lại hiện thân, chính là một phiến rừng trúc, rất thích hợp tu thân dưỡng tính. Đánh thật xa, liền thấy ba cái tiểu thị nữ, cung kính đứng ở trong rừng trúc, thấy tiểu lão đạo rơi xuống, mới dồn dập tiến lên hành lễ, gặp qua chủ nhân cái này người nào a à? hành hành lễ ba tiểu nha hoàn lại trộm nhìn lén triệu bân liếc mắt một cái ân là một cái phàm nhân hơn nữa còn giống như là một cái ăn mày nói tên ăn mày đó là một chút không quá phận nhìn triệu bân cái này thân hóa trang cái kia dối bù dâu ria sồm sàm vô luận từ chỗ nào xem đều không thế nào đẹp mắt nương tử triệu bân lại phạm mau bệnh niệm niệm cằn nhân gấp cái gì trông coi chờ một chốc chốc lát tiểu lão đạo cười cười hạnh hoa hoa đào dẫn hắn đi dọn dẹp dọn dẹp đừng lười biếng cúc hoa đi theo ta tiểu lão đạo không lời thừa dăm ba câu an bài rõ ràng là vì dọn dẹp dọn dẹp chính là tẩy tẩy đổi một kiện sạch sẽ siêm y chủ nhân nơi nào nhặt tên ăn mày lưỡng tiểu nha hoàn rất tốt kỳ cao thấp quét lượng triệu bân đã là chủ nhân phân phó đấy lại ghét bỏ cũng phải làm theo bên này tiểu lão đạo thì đem cúc hoa dẫn tới một cái không ai địa phương cầm nữ vương bức họa có mũi có mắt chỉ một phen nghiêm túc nói biến thành nàng đi câu dẫn tiểu tử kia a à, tiểu nha hoàn cho rằng nghe lầm a à, cái gì a à, dám không nghe lời cẩn thận một trưởng bổ ngươi theo trong miệng hắn moi ra chú ngữ khống chế cái kia cây cung chú ngữ việc này hoàn thành thưởng ngươi một khỏa tiên đan tiểu lão đạo ân uy tịnh thi hữu mô hữu dạng tiên đan Tiểu nha hoàn nghe, mỹ mâu bỗng nhiên lóe lên rồi ánh sáng. Biến thân thuật sao, nàng đi học rồi cái này một loại đạo pháp, phái trên công dụng rồi. Ai? Hồ nước bên này, truyền đến lưỡng tiểu nha hoàn kinh ngạc âm thanh. Cái này tên ăn mày hảo hảo dọn dẹp một phen, hình như là cái soái ca a. Chờ đợi đổi một kiện sạch sẽ xiêm y, oa, wow. so nàng chủ nhân tốt đã thấy nhiều. Kết quả là, lưỡng tiểu mỹ nữ một người cho triệu bân trên mặt, ấn cái cặp môi đỏ mọng chật 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 tiên giới chúa tể đúng lúc thấy được một màn này một hồi thổn thức sách lưỡi xem đi thần triều chi chủ mặc dù hóa phàm mất trí nhớ cộng thêm thần trí không rõ cũng rất có nữ nhân duyên đấy trước con núi hoang nữ quỷ phía sau rừng trúc tiểu nha hoàn đi nơi nào đều có đảo hoa khó trách biết thường xuyên mộng thấy một phiến trắng vườn rau xanh so sánh với hắn nữ vương cái kia liền một lời khó nói hết rồi nàng là một ngày tam bái thiếu chút nữa cho người bái diệt môn rồi tại đây rồi, mẹ ngươi tử sau đó liền đến. Tiểu lão đạo khách khí, đem triệu bân dẫn tiến vào một gian khách phòng. Vì moi ra chú ngữ, hắn còn đem gian phòng hảo hảo bố trí một phen. Cả phòng đều đeo đầy lụa đỏ, cái bàn vẫn đốt lướng căn hồng ngọn nến. Đa tạ lão bá, triệu bân khi thì thanh tỉnh khi thì đần đột, cái này phút chốc là thanh tỉnh đấy. Đồ vật suy nghĩ tình sao, động phòng hoa trúc, hắn có vụn vụn vật vặt trí nhớ, chớ quên ta và ngươi ước định tiểu lão đạo ha ha cười một tiếng chập choạng trượt lui ra ngoài giấu ở ngoài cửa sổ cúc hoa tiểu nha hoàn thì một bước đi vào dùng đấy đúng là nữ vương hóa trang chào đón triệu bân tiểu nha hoàn không khỏi sửng sốt dưới đây là trước kia cái kia tên ăn mày vốn dĩ dài đẹp trai như vậy a à. vậy còn câu dẫn cái gì trực tiếp phòng tân hôn không thơm sao ngươi triệu bân trống rỗng mâu trong nháy mắt lóe lên ánh sáng tướng công tiểu nha hoàn cũng là liều mạng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thần thái của nàng, cái kia ẩn tình đưa tình, cũng cái kia hai mắt đẫm lệ, chỉnh tại ngoại nhìn lén tiểu lão đạo, cũng không khỏi đấy, dựng thẳng rồi cái ngón tay cái, hành, diễn kỹ này, giá trị một khỏa tiên đan. Nương, triệu bân một câu khàn khàn, có thể đến bên miệng, nhưng chỉ là hô một nửa. Tiểu nha hoàn nghe, trong nội tâm là lạ đấy, ra hỏa này, rút cuộc là tìm vợ đấy, vẫn là tìm mẫu thân đấy kém lấy sự tình đâu cái này cũng không thể loạn xáo. loạn không được triệu bân mặc dù thần trí không rõ có thể bản thân nàng dâu vẫn là nhận ra đấy đến mức trước mặt vị này hiển nhiên không phải cảm giác sẽ không thế nào đúng tướng công tiểu nha hoàn đau lòng rỗi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve triệu bân khuôn mặt triệu bân cũng đưa tay tại tiểu nha hoàn nghi tâm càng không ngừng lặp lại một động tác động tác gì là bức tranh nửa vòng tròn động tác nàng nghi tâm thiếu cái tiểu nguyệt lượng xuân tiêu nhất khắc thiên kim tiểu nha hoàn tặc tự giác thuần thục liền cởi ra rồi quần áo có chút cái này sự nhi hay là đi trên giường trò chuyện tốt nhất ví dụ như cái kia chú ngữ như thường ngày chủ nhân thường xuyên giáo dục các nàng đấy anh hùng nan quá mỹ nhân quan thâm thúy tinh không vẫn là như vậy minh mông bao la bắt ngát quá mức vắng vẻ địa phương liền đặc biệt dễ dàng ma quỷ lộng hành tại đây liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh nhi vặn vẹo không chịu nổi hắn cũng không phải là quỷ chẳng những không phải quỷ là một cái đính thiên đại thần chăm chú nhất nhìn đúng là tà ma thiên từng bắt cóc táng thần đỉnh chính là hắn lục thiên tiểu tiểu giam cầm vây được được bổn tôn tà ma thiên sâu kín cười một tiếng hắc bào hạ xuống diện mạo tựa như lệ quỷ cười cười hắn lại hơi nhíu rồi lông nghi Vô thức hướng tinh không ở chỗ sâu trong trong một chớp mắt mũi vẫn đứng thẳng rồi một chút hơi thở này thái vũ cung nếu không thì thế nào nói là đính thiên đại thần người chính là chuẩn có thể trí cao thần khí khí tức chỉ kinh hồng vừa hiện có y tứ tà ma thiên con người lóe lên rồi quang mang thẳng đến cái kia liền đi rồi tối nay ra tới thật là đúng lúc hắn sợ là muốn đụng đại vật a. À phòng tân hôn trông như truyền ra mổ heo tựa như kêu thảm thiết, vẫn là rất hãi người đấy. Cúc hoa tiểu nha hoàn diễn kỹ không sai, nhưng vận khí của nàng, không thế nào tốt, chân trước vừa thoát khỏi xiêm y, còn không đợi cái kia, liền đụng phải triệu bân kim quang hộ thể, thật sao? Toàn bộ người đều bay ra ngoài, tại tiểu lão đạo đưa mắt nhìn dưới phốc thông một tiếng, nện vào rồi trong hồ nước, trực tiếp tổn thương gân động cốt. Gia hỏa này, sợ không phải thường xuyên đánh nàng dâu. Tiểu lão đạo hít sâu một hơi, niết dâu động tác rất tiêu chuẩn may mà còn không có lên giường cái này như lên giường vẫn không thể tai nạn chết người a cho nên nói ngồi ở đó tâm sự nhi có thể ngàn vạn không thể thâm nhập trao đổi có 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 ta còn có thấy triệu bân đần độn ra tới tiểu lão đạo lại cho người chặn trở về ăn một lần thiệt thòi hắn tìm đi ra ngoài đạo đuổi gấp sẽ đem hạnh hoa gọi tới rồi dặn đi dặn lại đừng tới gần quá tiểu tử kia hắn lục thân không nhận đấy hạnh hoa nhu thuận có thể nhân, cũng thông minh lanh lợi, đặc biệt nghe chủ nhân lời nói. Có nghe lời hay không, đều không ngại nàng không chung di chuyển, nói chuyện phiếm cũng không cần đã bay. Phía sau hoa đào tiểu nha hoàn, so nàng bay cao hơn. Bao nhiêu năm không có đã khóc rồi, nàng ba tối nay khóc vô cùng thảm. Tiểu lão đạo che ngực, như ăn ba năm cân quả cân, chắn đến sợ, không phải tìm vợ sao nơi nào xảy ra vấn đề rồi, thần chí không rõ, còn có thể nhận ra tam tiểu nha hoàn, đều là tiên nơi nào. Một phàm nhân có thể khám phá biến thân. Đi vào ba cái, bay ra ngoài ba cái, triệu bân vẫn là giống nhau chất phác. Hắn lại thành cái xác không hồn, muốn tại đần độn trong đến một trận tìm vợ đường đi. Ở mấy ngày, ở nữa mấy ngày, tiểu lão đạo đâu chịu phóng, chết sát lấy không thả, còn kém gõ muộn côn rồi. Trên thực tế, hắn thực gõ, một gậy cho triệu bân đưa vào rồi mộng đẹp. Này đêm, hắn làm một cái to gan quyết định quyết định lấy thân thử nghiệm. Biến thân thuật, hắn cũng đã biết, đơn giản biến cái nương môn quải ngoại góc quanh lời nói khách sáo quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền